Trần Húc đánh mất laptop, vì thế hắn phải nghĩ biện pháp. Hắn lấy một tờ giấy tốt, dùng mực tàu không phai viết lên tờ giấy. Gửi con cháu của ta, ta là Trần Húc tổ tiên của các ngươi. Hiện tại theo giờ Bắc Kinh là 12 giờ 07 phút ngày 1 tháng 9 năm 2006. Hôm nay, ta tổ tiên của các ngươi gặp chuyện bi thảm nhất trong đời. Ngày ngày đầu tiên khai giảng đại học, ta bị trộm mất cái laptop trị giá 8.000 tệ. Nếu ngươi là con cháu của ta, vậy hãy giúp ta làm chút chuyện đi. Nếu ở thời đại của các ngươi đã xuất hiện, máy thời gian, trong truyền thuyết, vậy thì gửi cho ta một cái laptop nhá. Địa chỉ, khu 14, phòng 207, Đại học Tổng hợp tỉnh XX. Một phút sau, một cái máy tính tương lai từ trên trời giáng xuống. Trong chuyện nói về cuộc sống trong trường đại học, có các cô gái xinh đẹp, có các kỷ niệm khó quên, làm chúng ta phải nhớ đến thời hoàng kim trong cuộc đời mình, thời sinh viên. Bộ chuyện này có quá nhiều từ viết tắt, mong các bạn thông cảm nha. Siêu cấp máy tính, Trần Húc Tập 1 A. À, ví tiền của ta Điện thoại di động của ta à Ta vừa mua Nokia Mà mẹ mày, lão tử mới mua đích giày Nike đâu này Hợp hiệp đại học 14 tòa nhà 207 Trong phòng ngủ một đám công việc giọng phát ra như vậy tiếng gào Thanh âm thê lương ai oán không có nghe thanh còn tưởng rằng cái này vài đầu ra xúc bị phù dung tỉ thêm như hoa cho luân nữa nha. Mấy người chầm chằm vào môn bên trên bị cậy mở khóa khóc không ra nước mắt, kỳ thật đổi lại ai cũng là đồng dạng. Thứ đồ vật bị trộm, hơn nữa hay vẫn là khai giảng ngày đầu tiên. Càng không thể tha thứ, đây là một cái đại nhất phòng ngủ. Có cái gì có thể so sánh chính thức lên đại học ngày đầu tiên tự ném thứ đồ vật còn muốn cho người phiền muộn hay sao? hắn phiền muộn trình độ chỉ sợ đều có thể vượt qua xem Trung Quốc bóng đá nam trận đấu rồi. Mấy người vội vàng hấp tấp kiểm tra đồ đạc của mình, nhưng chỉ có Trần Húc chỉ ngây ngốc đứng tại trước giường, hai mắt thẳng ngoác ngoác chằm chằm vào gối đầu, giống như cái kia thượng diện mở đóa hoa. Lão Tam, lão nhị tần tiểu ngạn có chút hít vị chua nói, người một kiện đồ vật không có ném. Trần Húc chậm rãi quay đầu, khuôn mặt bên trên hận không thể muốn khóc lên bộ dáng, không có ném. Bà mẹ nó, người mới ném đi một đôi quán ven đường bên trên 80 khối tiền mua giả Nike. Ta ném chính là 8.000 khối tiền mới mua đích laptop à. 207 nổi tiếng động lớn náo âm thanh rất nhanh đưa tới một đám người vây xem, tại biết được Trần Húc khai giảng ngày đầu tiên tựu ném đi giá chỉ 8.000 nguyên laptop lúc, đồng tình người có chi, âm thầm nhìn có chút hả hê người có chi, lòng đầy căm phẫn tìm trường học nhân viên quản lý có chi. Chỉ là tầng này lâu tất cả đều là sinh viên năm nhất, vừa mới tiến trường học không có kinh nghiệm, cuối cùng hay vẫn là kinh động đến trên lầu cấp cao học trường, mới đem tất cả mọi người khuyên trở về, sau đó báo cảnh sát. Đến, hút điếu thuốc, ngồi ở Trần Húc trước mặt chính là một cái hắc thiết tháp tựa như Đại Hán, là cùng một cái học viện Đại Tam, Đại học năm ba, học trường, tên là Vương Đống. Vừa rồi chính là hắn cùng tới nơi này điều tra tình huống cảnh sát thúc thúc đánh chính là quan hệ. Hắn thuần thục cho mình điểm bên trên một căn hoàng sơn về sau, trong tay nắm bắt yên hướng về phía Trần Húc quơ quơ. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ các người thật đúng là đủ suy, đại nhất vừa mới tiến đến tự ném thứ đồ vật, nhưng lại ném đi mắc như vậy trọng đồ vật. Cho tay đều còn có chút phát run trần hút đốt thuốc, vương đống nhổ ngụm vòng khói, cười nói, được rồi, loại chuyện này hàng năm đều sẽ phát sinh cái rất nhiều lần rồi, nhất là vừa khai giảng thời điểm. Nhiều người tay tạp, lần sau nhớ rõ đem quý trọng thứ đồ vật phóng tới trong dương khóa lại. Còn có trường học phát khóa đừng có dùng rồi, chính mình đi cửa trường học mua một cái, mới 10 khối tiền. Sau trường học phát rắn chắc nhiều hơn Trần húc không biết mình bây giờ là tâm tình gì có lẽ là hối hận chiếm đa số trong phòng ngủ hắn và lão đại đều có laptop nhưng lão đại người ta mỗi ngày đều là dùng hết rồi liền đem máy tính khóa tại trong tủ chén nhưng hắn vẫn bởi vì ngại phiền toái mỗi lần đều là tiện tay ném trên giường hiện tại rất tốt lão đại sách vở không có ném hắn ném đi cái này muốn ném cùng một chỗ ném à tốt xấu có một anh không ra anh em không ra em a à. 8.000 khối tiền đây cũng không phải là số lượng nhỏ, tuy nhiên trong nhà hắn coi như có chút giàu có, nhưng cũng không thể có thể tùy tùy tiện tiện ném cái 8.000 khối lại để cho hắn tai họa. Nếu nói cho trong nhà ngày đầu tiên đến trường sẽ đem quý trọng nhất đồ vật cho ném đi, chỉ sợ sẽ bị mẹ lại nhảy chết. Học trường, sẽ là ai làm? Lão tứ đồng thanh khiết ở một bên răng cắn xoẹt 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 xoẹt, xoẹt tiếng nổ, ví tiền của hắn ném đi, bất qua cái kia tặc xem như so sánh có đạo đức, chỉ lấy trong bọc tiến, chi phiếu cùng chứng minh nhân dân đều cho hắn lấy ra ném trên mặt bàn rồi, tuy nhiên còn không biết hắn cụ thể ném đi bao nhiêu tiền, nhưng xem hắn nghiến răng nghiến lợi bộ dáng phảng phất là thiếu đi mấy trăm vạn tựa như. Vương đống cười cười, có cơ hội khá hơn rồi, như thế nào ngươi còn muốn đem tạc cầm lấy hay sao? Lâu này ở bên trong đệ tử, giả mạo ra trưởng tiến ký túc xá lừa đảo, đến phòng ngủ chào hàng thứ đồ vật người bán hàng rong, cũng có thể. Coi như vậy đi, coi như vậy đi, loại sự tình này hàng năm đều phát sinh, thế nhưng không gặp bắt được ai, cho nên nói, đành phải nhận thức bại. Chứng kiến mấy người trên mặt còn là một bộ không cam lòng bộ dáng, vương đống cười cười, những này cũng đều là đại nhất tiểu hài à, không có trải qua sự tình. Đổi lại bọn hắn, trên cơ bản ai không có ném qua ít đồ. Bọn hắn hệ ở bên trong cái nào đó nghiêu nhân cao nhất ghi chép là ba ngày ném đi hai bộ điện thoại một cái MP3 cộng thêm túi tiền cùng trường học cơm tạp. Sớm đã thành thói quen. Đã thành, ta đi về trước, các ngươi cũng đừng quá để ý rồi, ngã một lần khôn hơn một chút, về sau chú ý a. À. Vương Đống đi tới cửa, lại quay đầu nói, một hồi các ngươi đi lên cá nhân, ta đem chúng ta trước kia dùng một ít sách tham khảo cho các ngươi, vật kia chuẩn phụ lục thử lúc hữu dụng, thì xong thử tự một điểm dùng cũng bị mất, về sau các ngươi cũng ném cho hạ giới niên đệ A. À. Cảm ơn học trưởng, trong phòng bốn người đều cùng kêu lên nói lời cảm tạ, Vương Đống vung tay lên một giọng nói không tạ, quay đầu đi ra ngoài, chỉ để lại một cái hắc cột điện bằng sắt uy mãnh bóng lưng. Được rồi, lão tam, đừng buồn bực. Lão đại ngô nguyên khuyên nhủ, hắn tuy nhiên cũng ném điện thoại di động, nhưng là tương so, hay vẫn là Trần Húc ném đồ vật đắt tiền nhất, cho nên vừa nghĩ tới có người so với chính mình thảm hại hơn, cái này hèn mọn bị ổi ra hỏa trong nội tâm tất nhiên không thể buồn bực. Lão nhị tần tiểu ngạn cũng nói, đi thôi, ăn cơm đi, nn đi nam tử hán đại trượng phu, ném thứ gì mà thôi. Đừng làm cho ta đụng phải cái này tặc, bằng không thì ta chém chết hắn. Trần Húc nước mắt, ngoá người ném đồ vật ít nhất nói chuyện lên đảm đương nhưng nhẹ nhõm được rồi được rồi các người đi ăn đi ta đến ngẫm lại làm sao bây giờ muốn hay không cùng trong nhà thông báo một chút để cho ta một người yên lặng một chút a à. mấy người nghe hắn vừa nói như vậy ngược lại cũng không nói chuyện rồi chỉ có lão đại ngô nguyên vỗ vỗ bờ vai của hắn nói cái kia một hồi ta cho ngươi mang một ít ăn trở lại sau đó mấy người tự đi ra môn tổ cha tổ mẹ nó chứ quá suy rồi mấy người đi về sau trần hút một quyền đánh trên cửa phát ra phanh một tiếng trầm đục, ngược lại là cũng đưa hắn phiền muộn phát tiết một ít đi ra ngoài. Lại để cho trong nhà lại cho mình mua một máy tính. Loại khả năng này tính không cần nghĩ rồi, chính mình notebook vốn chính là nghẹn mài mài trở lại, vốn phụ thân lo lắng cho mình mang máy tính tới trường học mục đích chỉ là vì chơi mà không phải học tập. Kỳ thật hắn mục đích đúng là như vậy, hiện tại sách vở ném đi, không bị phụ thân chửi mắng một trận cũng không tệ rồi, làm sao có thể lại muốn tới. Được rồi, chỉ có thể chính mình nhận thức xui xẻo. Trần Húc trợn trắng mắt nằm ở trên giường, mắng vài câu cái kia sinh con ra không có lỗ đít ăn trộm, lại mắng vài câu trường học quản lý kém cỏi, người nào đều có thể bỏ vào trong trường học. Tiện tay kéo tới một bản tạp chí, cái này tạp chí hay vẫn là Trần Húc ngồi xe lửa tới nơi này lúc tại nhà ga bên trên mua, thượng diện đều là chút hít loạn thất bát tao đồ vật. Có cái gì siêu nhân điện quang đại chiến anh em hồ lô à, người ngoài hành tinh nhưng thật ra là tiểu bút cha nuôi à các loại. Trần Húc hiện tại trong đầu rất loạn, dù sao hắn là cái mới vừa lên đại nhất em bé, thoáng cái ném đi mắc như vậy trọng đồ vật, hôm nay tay đều có điểm run. Hắn cầm qua cái này bản tạp chí không phải nói thần kinh của hắn khá lớn đầu, mà là hắn muốn làm chút chuyện chuyển di thoáng một phát chính mình trước mắt chú ý lực. Cưỡi ngựa xem hoa lật vài tờ, Trần Húc hay vẫn là không có biện pháp tính hạ tâm lai. Ngay tại hắn ý định đem tạp chí tiện tay ném qua một bên lúc, đột nhiên khóe mắt trong xuất hiện một hàng chữ, thời gian đường hầm cùng song song không gian. Cái này đề tài đối với ở hiện tại người thật sự mà nói là không tính là mới lạ, nhưng Trần Húc chú ý tới cái này quyển sách văn vẻ cũng không phải vì vậy rất khuôn sáo của chủ tiêu đề, mà là nó đề phụ Cambridge luận văn tốt nghiệp. Chó má Cambridge à, người không biết chứng kiến danh tự tự sẽ nghĩ tới luân đôn thế giới kia nổi tiếng học phủ. Nhưng Trần Húc nhưng lại biết rõ đầu năm nay một ít dân xử lý trường học rất nhiều đều tại trên chiêu bài phủ lên Oxford à, Cambridge à các loại danh tự, thật giống như tại hợp hiệp đại bên cạnh, thì có một cái Cambridge Anh ngữ học cấp tốc lớp. Tùy tiện nhìn nhìn, phát hiện người này kéo kỳ thật cũng rất có ý tứ đấy. Vừa mới bắt đầu đã nói một cái tổ mẫu nghịch biện, thì ra là chỉ một người thông qua đường hầm thời gian trở lại quá khứ giết mình còn rất tuổi trẻ tổ mẫu, loại chuyện này phải chăng khả năng. Cái gọi là nghịch biện tựu là tương đương với gà có trước hay vẫn là trứng có trước loại này tuần hoàn thâm ảo, căn bản không cách nào giải thích vấn đề. Tổ mẫu nghịch biện đại danh Trần Húc cũng nghe qua, muốn thực kéo đó cũng là tuần hoàn đền đáp lại vô biên vô hạn nhưng Trần Húc cảm thấy đưa ra cái này nghịch biện ra hỏa thật sự là một cái dỗi rãnh được nhất cả chứng hài tử. Người không có chuyện gì trở về giết chính mình tổ mẫu chơi à? Nhà khoa học đều là tên điên thêm bệnh tâm thần nhi đồng. Trần Húc mở ra, tiện tay đem tạp chí ném qua một bên. Nhưng vào lúc này, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một cái ý nghĩ, bá thoáng một phát ngồi. Đây là một cái rất hoang đường ý niệm trong đầu một cái ý nghĩ háo huyền ý niệm trong đầu. Nếu như là bình thường, mình coi như nghĩ đến cái này ý niệm trong đầu cũng tuyệt đối không có khả năng đi hành động, bởi vì nó quá hoang đường rồi, hoang đường quả thực không có bên cạnh không có tế, quả thực so tiểu bút cùng kéo đạp đại thúc là thân huynh đệ còn muốn hoang đường. Nhưng là hiện tại Trần Húc bị tức có có ý nghĩa choáng váng rồi, hơn nữa ôm cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nghĩ cách, hắn vậy mà thật sự đi làm. Trần Húc tìm trương so sánh rắn chắc giấy, sau đó cầm căn màu đen bút lông, trên giấy viết xuống như vậy một hàng chữ. Của ta tử tôn, ta là các người tổ tiên Trần Húc, hiện tại thời gian là 2006 năm tháng 9 ngày 1 giờ Bắc Kinh 12 điểm 07 phân, hôm nay các người tổ tiên ta đã tao ngộ nhân sinh thảm nhất nhạt sự tình. Tại ta đại học khai học ngày đầu tiên, ta giá trị 8.000 khối tiền laptop bị trộm. Nếu như ngươi là của ta hậu bối, vậy thì băng giúp tổ tiên ta làm chút chuyện A. À. Nếu như các người thời đại kia đã xuất hiện trong truyền thuyết máy thời gian, như vậy thỉnh gửi một bộ laptop đến ta hiện tại vị trí thời gian đoạn, địa chỉ là XX tỉnh, XX thành phố hợp hiệp đại học 14 tòa nhà lâu 207 phòng ngủ. Viết xong những này, Trần Húc cẩn thận từng ly từng tí đem tờ giấy cất vào trong ví tiền, trân trọng bảo tồn. Ai, ta cũng là có chút ma chướng rồi, bằng không thì làm sao có thể nghĩ vậy dạng hoang đường cách làm đâu này. Trần Húc tự diếu cười cười, đứng, ý định đi ra ngoài vung phao ngâm nước tiểu. Thế nhưng mà hắn vừa mới đứng lúc thức dậy, trên đầu đột nhiên phanh một tiếng trầm đục, không biết bị cái gì vật cứng nện vào, nện hắn một hồi tráng váng đầu hoa mắt. Ngoá, ai con mẹ nó như vậy không có đạo đức công cộng tâm à? Trần húc mắng to, vậy mà hướng dưới lầu ném, ném. Hắn mắng không nổi nữa, bởi vì hắn phát hiện mình hiện tại trong phòng. Đỉnh đầu của hắn ngoại trừ trần nhà không có cái gì. Ngẩng đầu nhìn xem trần nhà, hoàn hảo không tổn hao gì, không có xuất hiện trần nhà đến rơi xuống tình huống à cái kia là vật gì nện chấm dứt. Trần Húc quay đầu, chứng kiến bên cạnh hắn trên mặt đất, một đài màu bạc laptop đang lẳng lặng nằm tại đâu đó. Suy nghĩ đầu tiên của Trần Húc là, có phải thằng kia lấy cái laptop của mình rồi giấu trên đầu tủ, bị mình vô tình đụng chúng nên làm nó rớt xuống. Nhưng hắn nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ này. Nhìn sơ qua là biết cái laptop này không phải là cái của mình vừa bị trôm. Bởi vì cái này quá đẹp trong các loại laptop thì loại có logo hình trái táo chắc mấy cái macbook của apple thiết kế vô cùng tinh xảo đẹp mắt trước ngày khai giảng trong thư viện trần húc thấy có một cô gái cực đẹp dùng một cái laptop màu trắng ngả có logo hình trái táo lúc ấy hắn thấy cái laptop đó đẹp đến cực hạn rồi nhưng cái laptop màu bạc trước mặt này lại có một vẻ đẹp nói không nên lời so với cái laptop có logo hình trái táo thì hoàn mỹ và phóng khoáng hơn nhiều nhất là màu bạc hơi ngã sang sắc xám nhưng có ánh kim lạnh như băng, bên ngoài màu bạc lại tự nhiên hào phóng, ánh sáng phản xạ mềm mại. Tạo hình của cái laptop rất đặc biệt, không giống với laptop hiện tại có hình chữ nhật cứng nhắc, nó có hình dáng như giọt nước, dọc theo thân máy còn có những đường viền cong mềm mại, làm cho cái laptop này như một tác phẩm nghệ thuật. Trần Húc nhặt cái laptop lên, lại phát hiện nó rất nhẹ, chỉ nhẹ như một cái đồng hồ thôi. Không thể nào. Phải biết rằng bên trong laptop trồng chất rất nhiều linh kiện nên phải nặng vài cây di, dù cho cái được gọi là laptop siêu mỏng, siêu nhẹ thì cũng đã gần 2kg rồi. Cái laptop này nhẹ đến mức quá đáng. Thấy cái laptop bị xước một chút, Trần Húc đau lòng không thôi. Giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ bị người ta chém một đau vậy, nhưng hắn biết đây là do lúc nãy cái laptop bị rơi xuống đất nên mới bị chày. Tuy chưa biết cái laptop này đến từ tương lai, nhưng nhìn một tác phẩm hoàn mỹ lại có tỉ vết, trong lòng hắn có cảm giác buồn bực giống như đêm tân hôn phát hiện vợ mình không còn là xử nữ vậy. Trần Húc còn chưa kịp phát biểu vài câu tỏ vẻ buồn bực, đột nhiên phát hiện trên máy xuất hiện một luồng ánh sáng, vết xước kia đang từ từ lành lại, giống như vết thương trên da người. Trời đất, không phải chứ, tuy Trần Húc không có sở trường gì, nhưng xem qua không ít sách vở linh tinh, trong đầu lập tức hiện ra một câu, kim loại có trí nhớ có thể tự khôi phục. Địch, thằng phá của nào lại dùng thứ này làm vỏ laptop? Chẳng lẽ đúng là laptop đến từ tương lai? Trần Húc không biết mình đang có tâm trạng gì, hắn run rẩy mở nắp laptop địch miệng bàn phím đâu trần húc giống lên mở nắp máy lên hắn phát hiện bên trong nó không khác lắm với laptop hiện tại phía trên là một cái màn hình nhưng vấn đề là phía dưới nơi đúng ra là bàn phím lại là một tấm kính đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn qua thì tương đối giống laptop hiện tại nhưng lại không có bàn phím và tắt pet nơi làm con chuột trên laptop đây là loại laptop gì trần húc kiểm tra xem có cổng usb hay không nút mở nguồn ở đâu nhưng lúc hắn vô tình đặt tay lên tấm tính kia thì màn hình đột một sáng lên. Không giống với màn hình khi khởi động máy tính bình thường màn hình đen thui rồi xuất hiện logo Windows khi màn hình lóe lên thì đã thấy xuất hiện hình nền trời xanh mây trắng. Mà trên hình nền trời xanh mây trắng kia, một mỹ nữ ảo xuất hiện bên cạnh phải màn hình. Hoan nghênh sử dụng máy tính thế hệ XS, lần đầu tiên sử dụng mời ngài thiết lập mật mã, có như vậy thông tin cá nhân của ngài mới không bị tiết lộ. Nếu ngài sử dụng máy tính công cộng thì không cần nhập mật mã, mời nhấn skip. Mật mã, nhất định phải có mật mã. Trần Húc xác định mình thí nghiệm thành công, cái thứ này tuyệt đối không thuộc thời đại mình đang sống. Lúc này hắn cũng phát hiện tấm kính này chính bản phím cảm ứng, mà tắt pét thì không thấy đâu. Vì thế hắn nhập một cái mật mã dài 16 ký tự. Nhập xong, giọng nữ lại nói tiếp, tiến hành phân tích giọng nói, mời ngài nói một câu, câu này sẽ là mật mã để khởi động máy tính nói một câu, Trần Húc đang thấy đầu óc trống rỗng, đành phải nói đại câu, Chima ma mở cửa. Đã ghi nhận giọng nói, nhưng vì phòng khi không thể phân tích chính xác giọng nói, mời ngài đặt tay lên điểm cảm ứng để nhận dạng vân tay. Trần Húc cảm thấy mình đặt mật khẩu 16 ký từ kia thật uổng công, hắn đặt tay lên điểm cảm ứng liền thấy một luồng ánh sáng trắng quét qua, sau đó hình ảnh dấu vân tay của hắn xuất hiện trên màn hình. Đã ghi nhận vân tay, về sau, chỉ cần nhập mật khẩu hoặc giọng nói hay vân tay thì có thể khởi động máy tính. Trần Húc cảm thấy bố trí như thế rất là khủng, càng khủng hơn là sau khi hắn quét vân tay thì ở cạnh trái màn hình xuất hiện một tấm hình, Trần Húc liếc mắt một cái đã nhận ra, người trong tấm ảnh đó tuy hơi lớn tuổi khoảng 40 tuổi nhưng dung mạo, khí chất. Rõ ràng đó là mình. Họ tên: Trần Húc, nam, sinh ngày 6 tháng 4 năm 1987, số chứng minh nhân dân: XXXXXXXXXXX, mời xác nhận không phải chứ. Kinh ngạc lúc trước không thể bằng lúc này, trong laptop còn có thông tin này. Trần Húc không biết làm thế nào để xác nhận, nhưng lúc này hình ảnh mỹ nữ đã biến mất, trên màn hình xuất hiện một đoạn video, trong video có một người người này khoảng 30 tuổi, mặc âu phục đang nhìn hắn. Vừa nhìn đã thấy quen quen. E hèm, là ông nội hả, người trong màn hình đang cười, con là tiểu phỉ, cháu nội của ngài. Đương nhiên lúc con làm cái video này ngài đã thăng, bởi vì hiện tại là năm 2086, mà năm ngoái ngài đã. Ha ha, nhìn thằng cháu nội không tim không phổi trong màn hình, Trần Húc không biết mình nên khóc hay nên cười. Nhưng hắn lại biết được một cái tin tốt, hắn có thể sống đến năm 2085, nói cách khác hắn sống tới 98 tuổi cũng khó trách cháu nội vui như vậy vui vẻ. Trên 80 tuổi mà qua đời thì đã là thuộc loại hỷ tang, mình sống đến gần 100 tuổi, chắc thuộc loại lão yêu tinh trong lúc con thu thập di vật của ngài đã thấy tờ giấy kia không ngờ ngài lại long trọng như vậy thậm chí thuê kết sắt của ngân hàng thụy sĩ có bảo vệ nghiêm ngặt nhất chỉ để giữ một tờ giấy ban đầu con còn tưởng đó là bản đồ kho báu gì đó chứ làm cho con mừng khơi khơi một lúc bất quá cháu nội ngài đã không phụ kỳ vọng của ngài công ty chúng ta đã đầu tư nghiên cứu thành công máy thời gian con liền gửi cái laptop tiên tiến nhất hiện giờ về cho ngài nhân lúc quốc tế chưa có điều lệ quy định sử dụng máy thời gian con lợi dụng sơ hở này, sợ ngày mai tin tức về máy thời gian lộ ra sẽ lập tức tiến hành lập pháp, khi đó không ai dám dùng máy thời gian làm như vậy nữa đâu. Trong cái laptop pháp này, những gì có thể đưa vào thì con đã đưa vào hết rồi. Hắc hắc, ngay cả thông tin dân cư trong cả nước con cũng đưa vào, cho nên khi xác định đúng là ngài thì đoạn video này mới xuất hiện. Không phải con sợ thứ này bị người khác lấy, nhưng con cũng không thể tùy tiện kêu người khác là ông nội, ngài nói có đúng không, ông nội? Cuối cùng Trần Húc có thể xác định tiểu tử này đúng là cháu nội của mình, bởi vì bộ dáng khi cao hứng của hắn giống mình như đúc. Nhưng mà ông nội, bởi vì đây là lần đầu tiên sử dụng máy thời gian, theo dự đoán của chuyên gia chúng ta, do va chạm điện tử sẽ làm hư hao một ít dữ liệu của laptop. Đoạn video này được sử dụng phương pháp mã hóa đặc biệt để lưu lại, nhưng cái loại mã hóa này không thể dùng cho tất cả tin tức được, cho nên có thể sẽ có tình huống mất dữ liệu. Nhưng ngài yên tâm, cái laptop này là một cái máy tính sinh vật nên nó có khả năng tự khôi phục, chỉ cần cho nó một thời gian ngắn để tiến hành chữa trị thì có thể khôi phục được đa số dữ liệu. Tốt lắm, nói cũng nhiều rồi, đã chuẩn bị xong máy thời gian. Chức năng của cái laptop này ngài từ từ nghiên cứu nha. À, đúng rồi, một câu cuối cùng, một câu rất quan trọng, ông nội, con mạo hiểm lớn như vậy để gửi cho ngài cái laptop này là vì trước đây ngài cho con rất nhiều tiền mừng tuổi, hy vọng sau này ngài không ngừng cố gắng nha. Nói tới đây, đoạn video chợt lóe lên rồi biến mất, Trần Húc ngồi nửa ngày trước cái laptop, mới chậm rãi mắng ra một câu, tiểu tử, lão tử. a à, không đúng, sau này ông nội sẽ dùng tiền mừng tuổi dập bẹp mày. Tuy bọn lão đại có thể sẽ trở về đột xuất, nhưng nếu bạn có một cái laptop đến từ tương lai như thế này bạn có thể kiên nhẫn không? Vì thế Trần Húc gión ra gión rén khoa cửa, sau đó kéo màn lại, làm bộ dáng như là đang làm chuyện nam nữ vậy. Hắn nghĩ, khi bọn lão đại gõ cửa thì lập tức giấu cái laptop vào mền chăn chuyện còn lại thì để bọn kia tự suy đoán đi. Cửa phòng trong ký túc xá đại học tổng hợp rất tức cười, nhất là ký túc xá mới. Tuy nhìn sơ qua thì giống hệt như cửa sắt có gắn ổ khóa chống trộm cao cấp, nhưng thực ra không phải vậy. Đúng là cửa sắt nhưng không có ổ khóa chống trộm, mà là bên ngoài thì có hai có khoen sắt để móc ổ khóa rời vào, bên trong thì có then cài cửa. Trường học giải thích là vì an toàn, bởi vì không sợ khi sơ ý thì có thể bị nhốt bên ngoài như khóa tự động. Chỉ cần cài then bên trong là không cần lo có người phá cửa vào. Trần Húc lúc này rất nóng vội nghiên cứu laptop của 80 năm sau. Nhưng hắn nhanh chóng bị ai phát hiện, mình không biết cách dùng. Không có icon, không có mi computer, chắc ý TG là cái explorer để duyệt tập tin, không có mi network places, trên desktop chỉ có mỹ nữ đang nhìn mình cười ngọt ngào. Trần Húc cười mà mặt đỏ dần. Hơn nữa Vấn đề chủ yếu là không có con trỏ chuột MauPoi, ngay cả cổng USB cũng không có. Lấy tay trà trà lên tấm kính bàn phím, phát hiện không có tắt pet. Trần hút buồn bực vò đầu, không lẽ 80 năm sau người ta không cần con trỏ sao? Ngay cả tắt pet cũng không thấy. Ngài có thể chạm tay vào màn hình để thao tác một giọng nữ ngọt ngào đột ngột truyền ra từ laptop, hoặc có thể dùng âm thanh để điều khiển. Ngoài ra, theo nhu cầu của Ngài, chúng tôi đã đặc biệt bố trí cổng USB 2.0, Ngài có thể lấy thiết bị điều khiển bằng âm thanh ra và thay vào bằng con chuột thông thường. Ngươi, ngươi đang nói chuyện với ta? Hình ảnh mỹ nữ kia khẽ mỉm cười. Tôi là tiểu mẫn thư ký trợ thủ ảo của riêng ngài, tôi sẽ hướng dẫn ngài sử dụng máy tính. Không không không, Trần Húc có cảm giác mình bị dọa sợ rồi, vội vàng nói. Ý của ta là, ngươi có thể hiểu lời của ta hả? Ngươi, chẳng lẽ ngươi là AI trí tuệ nhân tạo trong truyền thuyết? Xin lỗi trong cơ sở dữ liệu không có đáp án của vấn đề này. Chúng tôi là sản phẩm mới nhất, có toàn bộ tính năng của thư ký ảo đời thứ nhất. Trong cơ sở dữ liệu của tôi có rất nhiều dữ liệu và thông tin để trả lời câu hỏi, đứng đầu trong các loại sản phẩm nhân cách hóa, nếu ngài có vấn đề gì thì trên cơ bản tôi đều có thể giải đáp. Giọng nói cơ giới hóa làm cho Trần Húc có chút thất vọng, quả nhiên không phải AI trong truyền thuyết, nàng ta là một chương trình, có điều là một chương trình rất tốt mà thôi. Thật ra loại chương trình giống vậy thì ở thời đại này cũng có, ví dụ như Google, Yahoo. Chẳng qua mấy cái chương trình hiện tại không thể nói chuyện phiếm, hiện giờ trên thế giới chưa có hệ thống nhận biết tiếng nói. Phát hiện chuyện này, tuy Mỹ nữ kia có giọng nói ngọt ngào nhưng vẫn có ngữ khí cơ giới, Trần Húc nhịn không được lầm bầm. Coi bộ khoa học kỹ thuật 80 năm sau cũng không hơn gì cái này, nhân vật ảo nói chuyện vẫn còn cứng nhắc. Xin lỗi, tôi muốn đính chính một chút Mỹ nữ ảo tiểu mẫn mở miệng, Chúng tôi có thể đứng đầu trong các loại máy móc hỗ trợ là do có thể mô phỏng gần như hoàn mỹ tình cảm của con người. Ngoài chức năng của thư ký ảo và điện thoại vệ tinh, chúng tôi còn có tính năng bạn gái ảo. Nhưng vì chúng tôi được nhân cách hóa quá cao, làm cho một ít người sử dụng trầm mê với nhân vật ảo, cho nên công ty sản xuất đã loại bỏ tính năng đặc thù SSS cũng hủy bỏ luôn tính năng tình cảm. Toát mồ hôi nha, nhưng nói vậy cũng phải. Thời trung học, Trần Húc có thằng bạn vì chơi game mà điên điên thậm chí vì chơi dòng game Final Fantasy nên thường xuyên trốn học, hay bị Trần Húc khinh bỉ. Năm đó chơi xong Final Fantasy 8, cũng vì bản nhạc nền Ion Me mà thằng kia tuyên bố nó đã yêu Rinoa, nhân vật nữ chính trong game, và đời này nhất định phải tìm cho bằng được một mỹ nữ giống Rinoa. Nhưng khi chơi xong Final Fantasy X, thằng nhãi này lại vô sỉ tuyên bố mình đã yêu Yuna, mà nghe nói Final Fantasy 7 Crisis Core sang năm được tung ra thị trường lấy thực lực và trình độ kỹ thuật của Square Enix, trong loạt game Final Fantasy thì nhân vật chính càng ngày càng đẹp không chừng đến lúc đó thằng nhãi này có thể lại yêu nữ nhân vật mới. Một năm sau, Final Fantasy 7 Crisis có được tung ra thị trường, suy đoán của Trần Húc được chứng thực, quả nhiên tên gia súc kia lại tuyên truyền mình đã yêu tiếp pha một cô gái ảo có mị lực cổ điển đông phương. Chuyện này có thể hiểu được, vì theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật, kỹ thuật 3D ngày càng thành thục hơn, nhân vật ảo ngày càng chân thật hơn làm cho mỹ nữ ảo gần như là một loại tồn tại hoàn mỹ nên không ít người thất vọng trong cuộc sống thật ký thác hết thảy vào nhân vật ảo. Trong nước còn tốt, nghe nói ở Nhật Bản nơi game nhập vai vô cùng phát triển có vài đứa nào uống nước đã kết hợp lại với nhau cùng lên lớp giảng bài chính phủ, yêu cầu lập pháp cho phép được kết hôn với nhân vật ảo. Cũng may, tuy cái tên tiểu mẫn hơi bình thường, nhưng hình ảnh của nàng rất khủng, phải biết rằng kỹ thuật 3D của 80 năm sau đạt tới trình độ không tưởng, diện mạo, dáng người của tiểu mẫn đúng là cực phẩm trong cực phẩm, nếu không phải nàng đẹp tới mức hư ảo thì không thể nào nhìn ra được nàng là sản phẩm điện tử. Tư. Thử tưởng tượng một cô gái hoàn mỹ như vậy, lại hiểu ý bạn thì sẽ làm vô số thằng lười biếng tìm bạn gái. Theo lời Tiểu Mẫn giới thiệu, Trần Húc đã có những hiểu biết ban đầu về cái máy tính tương lai này. Đây là máy tính sinh vật, là dựa trên nguyên lý phỏng sinh học để chế tạo các linh kiện điện tử mô phỏng cấu trúc của vòng xoắn ADN trong gen người chế tạo thành công máy tính sinh học là một sự kiện rất quan trọng trong ngành công nghiệp máy tính. Máy tính sinh vật có thể tích rất nhỏ, trong 1 cm vuông có mấy triệu bót mạch đây cũng là nguyên nhân nó có trọng lượng nhẹ như thế. Mà thiết bị này có cấu trúc giống tế bào sinh vật nên có tính năng tự sửa chữa và thay đổi hình dạng, hơn nữa năng lượng tiêu thụ cực kỳ ít, lại phối hợp với tế bào năng lượng mặt trời có hiệu suất siêu cao và bình ắc quy siêu dung lượng của năm 2080, cho nên bất kể là dùng năng lượng mặt trời hay điện lưới bình thường đều có thể sạc được cơ bản là trong trạng thái không sử dụng thì chỉ cần một đêm là có thể sạc đầy pin, mà khi sạc đầy pin rồi thì có thể liên tục sử dụng một tháng trong bóng tối. Đây đúng là thần khí à. Tốc độ xử lý của máy tính sinh vật vượt xa tốc độ của máy tính hiện nay, sự tranh lệch của hai bên có thể nói là một trời một vực. Nói ngắn gọn là tốc độ máy tính hiện giờ so với cái máy tính sinh vật này giống như một người đi xe bỏ so với tàu con thoi. Năm 1943, Tổng Giám đốc IBM đã nói. Tôi cho rằng năm cái máy tính đã có thể đáp ứng nhu cầu của toàn thế giới. Nhưng ông lão này không thể biết được, 63 năm sau, máy tính đã là thứ rất bình thường trong hàng trăm triệu hộ gia đình. Mà ở thời đại này, người ta đã suy nghĩ khác ông ta rất nhiều rồi, vậy 80 năm sau máy tính có trình độ gì? Máy tính sinh vật không sinh nhiệt, mang theo rất tiện lợi, hơn nữa có thể tự khôi phục tính năng này mạnh ở chỗ không cần bảo trì. Có thể tưởng tượng 80 năm sau chắc chắn sẽ có nhiều loại virus nhắm vào loại máy tính này dù sao máy tính càng phức tạp, lỗ hổng lại càng nhiều nhưng ở thời đại này nhất định sẽ không có virus nào phá hỏng được nó. Được Tiểu Mẫn giúp đỡ, Trần Húc nhanh chóng nắm bắt được cái máy tính này. Tuy cái laptop này không dùng hệ điều hành Windows, nhưng vẫn dùng cách hiển thị theo cửa sổ phải biết rằng, năm xưa Bill Gates vội vàng tung Windows ra thị trường khi nó còn chưa thành thục, mục đích chính là hình thành thói quen thao tác của người dùng mà loại thói quen này lại được kéo dài về sau, cho nên Trần Húc miễn cưỡng sử dụng được cái laptop này. Hơn nữa, có sự hướng dẫn của mỹ nữ trên desktop, Trần Húc nhanh chóng thao tác phần thục. Càng sử dụng, hắn càng thấy được sự mạnh mẽ của cái laptop. Đây đúng là thần khí hủy thiên diệt địa à? Trần Húc dạo qua một vòng xem dung lượng ổ cứng máy tính sinh vật này có cách thức lưu trữ không giống máy tính hiện tại, nói cách khác ổ cứng cái máy này giống như là một người mà các linh kiện bên trong thì giống như là tế bào kết hợp lại thành người đó. Các tế bào chứa dữ liệu rất phân tán, mỗi tế bào có thể chứa 10GB dữ liệu. Mà thông qua việc kết hợp và phân chia tế bào để chứa dữ liệu, nếu gặp tình huống hư hao ổ cứng thì cũng chỉ hư hao một vài tế bào, như vậy là có thể hạn chế việc mất dữ liệu đến mức thấp nhất đồng thời khi gặp virus tấn công, cũng có thể cách ly virus vào một tế bào, làm nó không thể khuếch tán. Trần Húc ngồi nhầm tính nửa ngày, Hắn đại khái tính được dung lượng ổ cứng này khoảng 2 lũy thừa 100 terabyte. 1 terabyte bằng 1024 gigabyte. 2 lũy thừa 100 chính là 1024 x 1024, sau đó x 1024. Trần Húc cảm thấy tính toán trị số cụ thể đã không có ý nghĩa gì nữa. Ngày hôm qua, Trần Húc gặp một thằng năm thứ tư khoe khoang, nói hắn có ổ cứng 1 terabyte, có thể lưu trữ hình ảnh của một người từ lúc sinh ra cho đến lúc chết già. Hiện giờ Trần Húc thấy nếu mình lưu hình ảnh trong ổ cứng này thì được vài trăm đời con cháu chứ chẳng chơi. Cái laptop này trong ổ cứng dung lượng hai lũy thừa 100 terabyte này chứa cái gì? Cái này không thể không nhắc công lao của tiểu mẫn. Nếu có máy tính cấu hình siêu mạnh thì bạn có thể sẽ sinh ra cảm xúc muốn tìm hiểu xem bên trong chứa linh tinh gì đó, nhưng khi thấy cửa sổ chiếm hết cái màn hình chứa đầy các loại tập tin thì Trần Húc phát hoảng. Nếu mình muốn tìm một tập tin nào đó nhất là cái loại tập tin không lịch sự thông dụng chắc phim XXX thì đây là một việc siêu mệt. Với máy tính hiện giờ còn rắc rối chứ nói chi đến cái máy siêu hiện đại của tương lai. Theo con số mà Tiểu Mẫn báo cáo, cái laptop này có khoảng 8.000 loại tập tin. Nếu mình tự xem chắc mệt chết rồi mà vẫn chưa xem xong. Nhưng có Tiểu Mẫn giúp thì khỏe hơn nhiều, cần tiến hành thao tác gì chỉ cần nói một tiếng là xong, Tiểu Mẫn sẽ chọn hết các loại tập tin cùng loại rồi tự mình sàng lọc. Nhưng mà hiện giờ Trần Húc cũng không biết mình muốn làm cái gì, giống như một người nghèo khổ đột nhiên trúng sổ số, số 5 tỷ, trong lúc nhất thời không biết mình xài như thế nào. Vừa nghĩ tới sổ số, số, hắn rất vô sỉ hỏi trong kho dữ liệu có dữ liệu về sổ số, số hay không, hoặc là giá trị chứng khoán vân vân. Tiểu Mẫn trả lời, làm cho hắn đầu tiên là mừng như điên một lúc bởi vì Tiểu Mẫn trả lời có. Nhưng rồi rất nhanh Tiểu Mẫn lại nói một câu, lập tức làm tâm Trần Húc lạnh giá như Siberia Tiểu Mẫn nói, tế bào chứa dữ liệu này bị hư hao, không thể đọc được, cần hoàn thành quá trình khôi phục mới đọc được. Điếu miệng, thật sự là rất bi ai, giống như một mỹ nữ tự nguyện sờ sờ nắn nắn với bạn, kết quả là quần áo cũng cởi, giường cũng leo lên rồi, nhưng lại phát hiện mỹ nữ đó mặc khóa trinh tiết. Hơn nữa bạn lại không có chìa khóa. Vì thế Trần Húc thất vọng tràn trề, dùng ngữ khí bi thương hỏi bên trong máy tính còn cái gì nữa, tiểu mẫn trả lời. Dữ liệu hiện giờ được bảo tồn đầy đủ nhất là số liệu điều tra dân số trên phạm vi cả nước, vài đoạn video, khung thiết kế ảnh động 3D, bách khoa toàn thư về chữa bệnh và một vài trò chơi mấy thứ này chiếm khoảng 200 terabyte, có điều cái số liệu điều tra dân số trên phạm vi cả nước kia chiếm gần 100 terabyte. Trần Húc thấy sau này mình nhất định phải tặng cháu mình vài cái bộp tay, mày nói thử coi mày lưu mấy cái thứ vô dụng này vào máy tính làm cái chó gì. Nếu đổi cái số liệu điều tra dân số trên phạm vi cả nước chết tiệt kia thành dữ liệu phân tích cổ phiếu toàn thế giới trong 80 năm có phải tốt hơn không? Nếu được vậy thì mình nghỉ học, đi mua bán cổ phiếu cũng làm giàu được rồi. Nhưng nghĩ tới số liệu điều tra dân số trên phạm vi cả nước, Trần Húc đột nhiên lại có ý tưởng, vì thế hắn liền hỏi tiểu mẫn cái laptop này có thể quét dấu vân tay không. Sau khi được khẳng định là được, Trần Húc chuyển ánh mắt về phía bàn mặt, lão đồng còn lại phiếu ăn và cái chứng minh nhân dân. Hai tờ giấy này do tên trộm bỏ lại, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tên trộm này hẳn không có bầy đặt đeo bao tay để che giấu vân tay giống trên TV thường nói thời đại này không giống 80 năm sau, tuy vân tay đúng là đã trở thành bằng chứng để phá nhiều vụ án, nhưng dù mạnh mẽ như Mỹ cũng không có đầy đủ dữ liệu vân tay của toàn bộ công dân để đưa vào máy tính, cho nên hiện giờ vân tay chỉ có thể dùng để đối chiếu mà không thể dùng cho phá án và bắt giam. Nhưng Trần Húc thì khác, hắn nghĩ tên trộm kia để lại rất nhiều vân tay trong phòng, nhưng kiểm tra toàn bộ phòng thì không thể được, bởi vì ký túc xá thì có nhiều người đến rồi đi, mấy dâu vân tay kia làm sao biết của ai nhưng hắn lại có hai món vật chứng rất tốt nói như vậy bởi vì chứng minh nhân dân và phiếu ăn thì hầu như không có ai lấy ra cầm chơi cho nên dấu vân tay trên đó chắc không lộn xộn nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì không chừng có thể tìm được thân phận tên trộm nghĩ là làm đây là một tác phong tốt của trần húc hắn hỏi tiểu mẫn thu thập vân tay như thế nào sau đó thấy cái laptop vươn ra một cái đầu quét có hình dạng giống như cây bút máy khi thấy cái đầu quét này trần húc hết hồn bởi vì trước đó hắn không thấy dấu vết nơi gắn cái đầu quét này trên thân máy. Cầm cây bút máy, Trần Húc quẹt quẹt vài cái trên chứng minh nhân dân của Lão Đồng, liền thấy trên màn hình có vài tấm hình và lời giới thiệu, đầu tiên chính là Lão Đồng, nhưng kỳ quái là người trong hình phong độ hơn, thoạt nhìn thì tuổi cũng lớn hơn Lão Đồng, dáng vẻ như một người thành công, không giống bộ dạng dế nhũi như Lão Đồng hiện giờ. Càng kỳ quái hơn nữa là tên không phải Đồng Thanh Khiết mà là Đồng Kinh. Sao Lão Đồng đổi tên? trần húc cũng không có để trong lòng bởi vì hắn thấy người ta đổi tên cũng là chuyện bình thường không có gì đáng nói nhưng nhìn ảnh chụp trần húc cảm thấy trong tương lai lão đồng sẽ thành công nên muốn thiết lập quan hệ cho tốt trừ lão đồng còn có vài người khác nhưng trần húc nhanh chóng tập trung vào một tên có dáng vẻ đáng khinh người nọ tên là hạ lưu đương nhiên tên của hắn không phải là điểm quan trọng nhất để trần húc chú ý mà trọng điểm là hắn đã gặp qua tên này hắn có ghé qua đây bán bút vào đêm trước ngày khai giảng Trần Húc bắt đầu nhớ lại tình huống lúc đó, hắn đang suy nghĩ đột nhiên ngoài cửa có tiếng đập cửa điên cuồng, sau đó âm thanh dâm đắng của lão nhị ngoài cửa vang lên, ép. K, lão Tam, ban ngày ban mặt mày đóng cửa làm gì? Không phải, bắn máy bay, đó chứ. Audio điện tử võ tấn bền Trần Húc vội vàng giấu laptop dưới cái mền, lúc này hắn còn lầm bầm thêm một câu. Nhẹ thì có nhẹ nhưng còn hơi lớn, nếu có thể biến thành đồng hồ thì tốt rồi thì thầm xong hắn cũng không nhìn lại, vội vàng đi ra cửa. Mở cửa ra, ba người ngoài cửa đều nhìn hắn bằng ánh mắt ám muội lão nhị tần tiểu ngạn dâm đáng cười nói. Lão Tam, mày, biến đau thương thành dục vọng, hả? Đóng cửa lại để, bắn máy bay, à? Trần Húc nói. F, -K, tao vừa ngủ một lúc, sợ lại có trộm viếng cho nên mới đóng cửa. Trần Húc cảm thấy mình lấy cớ thật hoàn hảo, nhưng rõ ràng ba thằng dâm đáng kia không nghĩ như vậy, cả đám đồng thanh nói. Không sao, không sao, mọi người đều là nam nhân, tụi tao hiểu mà. Trần Húc cứng họng, lúc này lão đại đi tới nhìn tờ tạp chí mới mua sáng nay đang để trên bàn, đột nhiên nói. Lão Tam, mày không, bắn máy bay, chẳng lẽ là đang đọc tin tức về đội bóng đá nam của Trung Quốc, thì ra đó là một tờ báo thể thao, ngay trang bìa đã đưa tin đội bóng đá nam Trung Quốc bị thua. Trần Húc quay đầu nhìn thoáng qua, hung tận nói. FK, là tao, bắn máy bay, đó cả đám cùng nhau cười như điên, nhưng cũng không còn nghi ngờ Trần Húc bắn máy bay, nữa, Trần Húc nhìn đồng hồ, phát hiện mới đó mà đã qua 40 phút, hơn nữa còn thấy cái đám dâm đãng này hai tay chống không nên rất bực mình nói tụi mày nói mua cơm cho tao mà, cơm đâu. Hơn 40 phút rồi, không phải tụi mày đi khách sạn đú đớn chứ. Đâu có, đâu có, cả đám vội vàng lắc đầu, nhưng vẻ hưng phấn hiện lên trên mặt, giống như đã sớm quên mình vừa bị trôm đồ, tần tiểu ngạn dâm đáng kêu, lão tam mới vừa rồi mày không đi ăn cơm với tụi tao là thiệt thòi lớn. F, K, không cần khoa trương vậy chứ. Trần Húc hỏi, chẳng lẽ căn tin phát cơm miễn phí? Không phải, không phải. Tần Tiểu Ngạn khinh bị nhìn Trần Húc một cái, sau đó nói, tụi tao gặp mỹ nữ. Trong khoa tụi mình, là một đại mỹ nữ, không kém quản dịch và trạm tinh đâu. Tất nhiên Trần Húc biết quản dịch và chạm tinh trong miệng Tiểu Ngạn là ai, bởi vì sáng nay, trong buổi học đầu tiên, cả lớp không có học gì cả, chỉ làm một bài tự giới thiệu. Trong hai ngày qua, nghe nói, khoa công nghệ thông tin, công nghệ thông tin chỉ có nhân vật chính trong phim công viên Kỳ Jura, khủng long thôi. Hiện giờ sinh viên năm 2 khoa công nghệ thông tin có 30 sinh viên, trong đó chỉ có 5 sinh viên nữ mà thôi, được xưng là ngũ đóa kim hoa chẳng qua là như hoa hoa xấu hoác đó mà. Mấy đàn anh còn nói, khoa công nghệ thông tin không có mỹ nữ thì thôi chứ nếu có thì sẽ là loại mỹ nữ có tầm cỡ hại nước hại dân. Hôm nay, khi mọi người tự giới thiệu, bọn Trần Húc may mắn gặp được hai nữ yêu tinh, một người tên là Quản Dịch, một người tên là Trạm Tinh, mà Trần Húc còn phát hiện, Trạm Tinh chính là cô gái hôm trước hắn thấy nàng ngồi yên lặng trước cái laptop có logo hình trái táo trong thư viện. Một cô gái có khuôn mặt tinh xảo và mái tóc dài hơi quăn quăn. Làm lão đại tan học về còn hối hận tại sao bỏ quên cái di động đang sạc trong phòng chứ. Làm mất cơ hội nhắn tin với người đẹp sao lại tự nhiên xuất hiện thêm một người đẹp không thua gì hai nàng kia sao mình không thấy mày không biết đâu tần tiểu ngạn hưng phấn nói tụi tao trên đường về đi ngang qua khoa công nghệ thông tin thì thấy cô ấy đang sách bao lớn bao nhỏ vì trễ chuyến bay nên giờ mới tới cho nên buổi sáng nàng không có đi học mày xem nè tụi tao đều có số di động của nàng trần húc rủa thầm trong bụng tần tiểu ngạn này xứng đáng với biệt hiệu cầm thú nhất trong phòng vừa mới gặp đã xin số điện thoại buổi sáng hai nữ yêu tinh kia biết mình không thể giấu số điện thoại được nên đành viết lên bảng. Lão đại ngô nguyên lôi cái laptop của mình trong ngăn kéo ra, cười mắng. Thằng cầm thú này vừa mới gặp người đẹp đã xông lên giúp người ta sách hành lý. Chủ nhiệm Trần cũng đang ở đó, nên kêu tụi tao sách hành lý của nàng đến ký túc xá nữ. Sau đó, nó còn không biết xấu hổ chạy lại xin số điện thoại di động của người ta, cho nên tụi tao mới về trễ. Còn nữa nha, nàng ở phòng 303, khu 7. À, Nàng ở chung phòng với Trạm Tinh. Trần Húc Khinh bỉ nói: "FK, tụi mày còn vào phòng ngủ của người ta? Chứ sao, hành lý của nàng vừa nhiều lại vừa nặng nên tụi tao phải sách vào chứ." Nói đến đây, cả đám hưng phấn, nói đến nỗi nước miếng tung tóe. "Nói nào là phòng ngủ của nữ sinh, đúng là phòng ngủ của nữ sinh, đâu có giống phòng tụi mình mới khai giảng hai ngày đã thành chuồng heo rồi, mới bước vào đã ngửi được mùi hương mê người của nữ nhân rồi." Sau đó lão đại còn thề thốt đó là mùi hương của sử nữ, bị cả đám mắng cho một trận. Vậy tụi mày có thấy cái áo ngủ gợi cảm nào không? Cái này thì không có. Mấy thằng gia súc lắc đầu ra vẻ tiếc nuối, tần tiểu ngạn còn vô sỉ nói lúc ấy nghe trong WC có tiếng nước chảy, chắc có em nào đó đang tắm. F, K, U, ba cái ngón giữa đồng thời chỉ lên. Tần tiểu ngạn kiêu ngạo cười to. Lão Tam, tao tặng cho mày số của nàng, để đền bù thương tổn tâm thần của mày nhá tán gái, yêu đương, mất laptop nhưng biết đâu lại tìm được một tình yêu đẹp. Trần Húc lại mắng, nói tao khinh bỉ mày, ngô nguyên ở bên cạnh tiếp lời. Thôi đi, mấy em xinh đẹp như thế không phải là tụi mình có thể với tới được. Tao vừa nghe đám đàn anh đang thảo luận về ba người đẹp này, không chừng sẽ có đổ máu chứ chẳng chơi. Ê, cầm thú, thật ra tao cảm thấy, béo muội muội, phòng 303 là thích hợp với mày nhất, tấn công đi, không cần lo lắng. Tần tiểu ngạn chửi một câu, sau đó cảm thán nói lão đại nói cũng đúng vậy mấy người đẹp này chắc cũng giống như mây bay trên trời mây bay sao trần húc nhớ tới ngày đó ở trong thư viện một cô gái tóc quăn quăn lẳng lặng ngồi đó nhẹ nhàng gõ gõ trên cái laptop có logo hình trái táo loại người làm việc chăm chú này thật là mây bay sao ngay lúc hắn sửng sốt tần tiểu ngạn vặn vặn thắt lưng nói mệt thấy miệng sách hành lý giúp người đẹp cũng không phải dễ dàng nha chắc là thấy giường của Trần Húc gần cửa nhất, cho nên Tần Tiểu Ngạn thuận thế nằm ngay xuống giường. Trần Húc chết khiếp, bởi vì hắn đang giấu laptop dưới cái mền. Trần Húc đang nghĩ cách đuổi Tần Tiểu Ngạn đi, nhưng thằng gia súc này đột nhiên gào lên: "Fk, lão tam, trong mền của mày giấu cái gì vậy? Cấn lưng tao đau quá!" Không đợi Trần Húc kịp phản ứng, hắn đã giật tung cái mền ra. Trần Húc lần này thật sự bị hù chết, liền mạng vào tới, nhưng mới được nửa đường thì ngẩn ra bởi vì dưới cái mền không phải là cái laptop mà là một cái đồng hồ. Wow, lão Tam, cái đồng hồ này đẹp quá, mày mua ở đâu vậy? Tần Tiểu Ngạn tò mò cầm đồng hồ hỏi, sau đó thằng nhãi này cũng rất tự nhiên định đeo lên tay mình. Trần Húc đâu có cho hắn cơ hội, vội vàng giật lấy, kêu lên. F, ca yêu, lão nhị, đừng có phá đồ của người khác được không? Tránh ra, tránh ra. Đẩy Tần Tiểu Ngạn đang sửng sốt sang một bên, trần húc lén sờ sờ phía dưới mông không có laptop cái laptop đâu rồi còn cái đồng hồ này ở đâu ra tân tiểu ngạn buồn bực nói miệng lão tam đâu cần nhỏ mọn như vậy sờ một chút có hư đâu à đúng rồi mày mua cái này ở đâu vậy đẹp quá trần húc cảm thấy hỗn loạn đành phải nói là bà con ở nước ngoài đem về sau đó vọt vào wc nhanh như chấp không phải chứ trần húc ngồi trên bồn cầu nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ, cái này ở đâu ra? Không phải là cái laptop biến thành chứ? Ý tưởng này làm Trần Húc hoảng sợ, laptop biến hình. Tiểu Mẫn, Tiểu Mẫn là ngươi hả? Trần Húc hạ giọng nói, màn hình đồng hồ liền phát ra ánh sáng, sau đó hình ảnh 3D của Tiểu Mẫn xuất hiện trong không trung, nàng cười xinh đẹp, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Đệch, hoàn hảo là cái WC này kín mít, nếu là trong WC công cộng hoặc loại WC chỉ dùng mấy tấm ván che lại thì tiểu mẫn đột một xuất hiện như thần đèn và bay cao gần đụng trần nhà thì không làm cái đám đang ngồi WC kế bên lọt xuống hầm cầu mới là chuyện lạ. Nhỏ tiếng một chút, Trần Húc vội vàng đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng rồi hạ giọng nói, cái đồng hồ này là laptop biến thành. Không thể không nói 80 năm sau, khoa học kỹ thuật có nhân tính hóa rất cao, thật ra tiểu mẫn chỉ là một phần mềm mà thôi, nhưng cái phần mềm này có tính năng rất mạnh. Ví dụ như thấy Trần Húc ra dấu thì nàng đã tự giảm âm lượng. Đúng vậy, máy tính sinh vật có tính năng biến hình, có thể biến thành các thiết bị điện tử khác, ví dụ đồng hồ, camera vân vân. Như vậy ngài chỉ cần một cái máy tính nhưng lại có nhiều chức năng khác nhau. Không phải chứ, khủng quá. Bởi vì máy tính chế tạo bằng tài liệu sinh vật, toàn bộ tài liệu có thể tiến hành tự động phân chia và tổ hợp nên có thể biến thành nhiều loại thiết bị số, hơn nữa vẫn giữ nguyên các chức năng nguyên thủy của các thiết bị đó tiện lợi, mau lẹ, làm người sử dụng rất thích. Sao không thích cho được, tính sơ sơ coi, một cái laptop giá 8.000, một cái camera xài tạm tạm cũng khoảng 2.000. Mà mua cái máy tính này thì vừa được máy tính, camera, thậm chí là điện thoại di động, hơn nữa còn có thể biến nó thành đồng hồ đeo trên tay, quá tiện lợi. Đối với Trần Húc thì càng quan trọng hơn là khi mình đi ra ngoài thì biến nó thành đồng hồ, đeo trên tay không sợ bị mất. Khi ở dạng đồng hồ thì ngài vẫn sử dụng được các tính năng của máy tính, có điều thao tác hơi phiền phức nhưng cũng có nhiều tính năng tiện lợi. Ví dụ ngài dùng chức năng kiểm tra sức khỏe thì có thể thông qua việc đo nhịp tim để kiểm tra sức khỏe của ngài. Ngài có muốn khởi động tính năng này không? Còn có chuyện tốt này, Trần Húc vội vàng kêu khởi động. Một phút sau, Tiểu Mẫn đưa ra một loạt số liệu như nhịp mạch, nhịp tim, các chỉ số về nội tạng vân vân, cuối cùng tổng kết. Ngài hiện giờ có chút nóng này đại khái là do xúc động, đề nghị ngài hít sâu vài lần, giữ tâm trạng thật tốt, vận động thích hợp để giảm căng thẳng. Hoặc có thể sử dụng 12 gam, hạ cô thảo, 10 gam, tang diệp, 10 gam, cây hoa cúc, nấu 30 phút, có thể thêm đường phèn vào cho hợp khẩu vị rồi dùng. Quá khủng, không phải là mình có một bác sĩ lúc nào đi kèm bên mình sao? Ngài nghĩ như vậy là không đúng. Tuy phần mềm này có ghi lại mấy vạn cách chữa bệnh của Đông Y và Tây Y, nhưng dù sao việc chẩn đoán bệnh có thể không chính xác, nhất là việc bắt mạch. Đông y xem mạch có yêu cầu rất nghiêm khắc, bởi vì có vài loại bệnh có mạch gần giống nhau nhưng phải dùng thuốc rất khác nhau, nếu uống lầm thuốc sẽ có nguy hiểm. Cho nên khi gặp một vài bệnh vật thì có thể theo phần mềm này tiến hành trị liệu, nhưng bệnh nặng thì cần bác sĩ có kinh nghiệm phong phú tiến hành chẩn đoán cẩn thận. Một khi sử dụng phần mềm này phát hiện sức khỏe không tốt thì yêu cầu ngài lập tức tới bệnh viện kiểm tra. Không thể nào, Chân húc choáng váng, chẳng lẽ dùng phần mềm này kiểm tra thân thể có thể gặp nguy hiểm? Trên lý thuyết thì đúng là như thế, cho nên người dùng phải tự quyết định, mục đích của phần mềm này là giúp mọi người khỏe mạnh, nhưng bởi vì có vài loại bệnh cực kỳ phức tạp, chỉ kiểm tra bên ngoài không thể nào phát hiện được, cho nên phải đến bệnh viện tiến hành kiểm tra chuyên nghiệp. Vì an toàn, chúng tôi phải lưu ý mọi người không nên quá ỷ lại phần mềm, vì phần mềm này chỉ có độ chính xác là 99% thôi. Chỉ có 99% thôi. Trần Húc lúc này mới kịp phản ứng, thì ra chỉ để tránh trách nhiệm khi gặp chuyện ngoài ý muốn mà thôi, giống như nói bác sĩ cũng có thể chẩn đoán nhầm la bàn khi gặp nơi có tư tính mạnh còn nhảy lung tung nữa mà có ai dám nói mình chẩn đoán chính xác 100% đâu, lời nhắc nhở này ý nói là không có gì có thể vẹn toàn. Ta có thể dùng chức năng này để khám bệnh cho người khác không? Trần Húc nghĩ, nếu tương lai thất nghiệp thì dùng cái đồng hồ này mở phòng khám bệnh, chỉ sợ là tiền xài không hết. Tất nhiên là được. Vậy khi ta sử dụng thì ngươi lại xuất hiện, có thể dùng mà không có hình, không có âm thanh không? Tất nhiên là được, ngài có thể dùng cách sử dụng không âm thanh, tôi sẽ hiển thị kết quả kiểm tra lên màn hình đồng hồ. Còn nếu ngài muốn giữ bí mật thì tôi sẽ giống như một cái đồng hồ bình thường, chỉ khi nào ngài nhập mật mã là giọng nói và vân tay mới có thể mở khóa. Thật là chu đáo. Mặt khác, bởi vì máy tính sinh vật có cấu tạo đặc biệt nên có khả năng chống sốc rất mạnh và do người dùng có yêu cầu đặc biệt nên tôi có thể chịu được va chạm của đạn súng lục có đường kính 6mm, nên ngài không cần lo lắng bị hư hao do va chạm. Hơn nữa, dù cho có chút tổn thương, máy tính sinh vật cũng có thể tiến hành tự động chữa trị. Trần Húc còn gì để nói? Hiện tại hắn đang cười ngây ngô, không ngậm miệng lại được. Lão đại, lão nhị, lão tứ, lại đây. Trần Húc rửa tay rửa mặt rồi kêu lên, tao biết thằng nào trôm đồ rồi. Nghe lời này, ba người kia nhăn nhó, lão tứ đồng thanh khiết phọt lên, mắng, ép. K, lão tam, à không, tam ca, là thằng nào? Lão Tứ muốn bắt hắn, lấy lại cái ví của tao. Biểu tình của lão tứ, chẳng lẽ hắn mất rất nhiều tiền? Ba người thấy vô cùng kỳ quái. Trần Húc nói, 99% thằng trôm đồ của tụi mình là cái thằng đêm đó đến đây bán bút. Ba người khác cúi đầu suy nghĩ, đồng thanh khiết kêu lên, mày nói là cái thằng lùn lùn, tóc nhuộm màu SH. T đó hả? Đúng. Vừa nói thế Ngô Nguyên và Tần Tiểu Ngạn cũng nghĩ ra, ngày 1 tháng 9 khai giảng, bọn họ đều tới trước hai ngày, mà trong hai ngày này thì đêm nào cũng có người tới tiếp thị. Có người bán một cái radio 90 đồng, có người bán báo tiếng Anh chọn năm, còn có các câu lạc bộ câu lạc bộ tới chiêu mộ thành viên mới. Đúng là có một thằng bán bút, nó vác một cái bao to tướng chứa đầy bút, bán 4 đồng 10 cây. Lão đại ham rẻ nên mua 10 cây, kết quả là mới viết vài chữ thì đã có 6 cây bị hư. "Ca là thằng đó hả?" Ngô Nguyên vỗ mạnh xuống bàn, sau đó thổi thổi cái tay bị đau một lúc sau mới tức giận nói, "Dám lắm à? Lúc nó tới thì tao đang gọi điện thoại, đã cất laptop. Còn lão Tam thì đang chơi game. Lão Tam, mày chắc chứ? Tao đoán vậy." Trần Húc sửa sang lại một chút, lúc đó lão đại gọi điện thoại, lão nhị ném đôi giày mới trên giường. "Lão tứ không có trong phòng, tao đang chơi game. Tao nghĩ, nếu nó thấy lão đại cũng có laptop thì chắc chắn sẽ lục tung lên để tìm." Khóa cửa mà nó còn cậy được, nó chi khóa tủ của mày. Cho nên hắn không lấy laptop của mày mà chỉ lấy của tao. Có lý, Ngô Nguyên lại nói. Vấn đề là, miệng nó, mình không có chứng cứ, chỉ suy đoán thì không được rồi. Chứng cứ, chứng cứ ở ngay trên hai tờ giấy này nè. Trần Húc chỉ vào chứng minh nhân dân và phiếu ăn của lão đồng, nói ra suy đoán của mình. Ba người kia nghe nhưng có bốn đôi mắt tỏa ánh sáng bởi vì lão đại cận thị phải đeo kính mắt. Fk chúng ta tới đồn công an, lão đồng vỗ bàn, hưng phấn hô lên. Một đám người hấp tấp sát đi đến đồn công an bên cạnh trường học, đúng lúc người đang trực là vị cảnh sát hồi nãy đã đến xem xét tình huống, vừa thấy bốn người đi tới, liền vui vẻ, nói, ui, đến lấy khẩu cung hả. Chú cảnh sát đồng thanh khiết phọt lên, tụi cháu biết thằng nào trộm rồi. Thấy lão đồng hung hăng, ba thằng còn lại và vị cảnh sát kia đều nghĩ thầm, quả nhiên lão đồng bị trôm rất nhiều tiền, Người Trung Quốc đều có thói quen, dân chúng, không có việc gì thì không muốn nói chuyện với quan, nhất là cảnh sát. Người lần đầu tiên vào cục cảnh sát tuy là tới báo án không phải bị túm vào, nhưng cảm giác rất căng thẳng thì giống nhau. Vì thế ba tên gia súc vừa mới sinh long hoạt hổ kêu gào hiện giờ ngoan ngoãn giống như cừu non. Ai, đừng kêu là chú, anh mày vừa tốt nghiệp. Cảnh sát kia cũng khách sáo chắc tại mới tốt nghiệp nên thấy thân thiết với bốn đứa nhỏ này thấy người gặp cảnh mới vừa khai giảng đã bị khoáng sạch có chút thông cảm, Mấy đứa biết ai làm hả? Ai vậy? Chính là cái thằng bán bút mấy hôm trước ghé qua phòng tụi em." Lão Đồng lòng đầy căm phẫn, bố bồ, bồ nói lại suy đoán của Trần Húc, sau đó móc chứng minh nhân dân và phiếu ăn của hắn ra. Cảnh sát kia liền bật cười khi thấy hai tờ giấy này được bọc vào trong túi plastic. Đọc truyện Conan không ít hả?" Vị cảnh sát cười nói, "Thật ra lấy vân tay cũng không chứng minh được là hắn làm đâu." Lão Đồng lập tức héo xuống, nghiêng đầu nhìn Trần Húc. Trần Húc cảm thấy lão Đồng là cái loại thùng rỗng kêu to, lúc này mình không đứng ra là không được. Vì thế lấy khí thế hét to một tiếng, "Tụi em khẳng định là hắn làm." Mấy đứa nói vậy là không đúng rồi, cảnh sát thấy tụi này có chút ý tứ nên nói, "Hiện giờ cấp trên hạ lệnh, phải chấp pháp một cách văn minh." Không đủ chứng cớ, anh cũng lực bất tòng tâm, không phải không muốn giúp mấy đứa đâu. Nói thật, nếu việc này xảy ra trên người của anh thì anh cũng rất buồn bực chỉ dựa vào nghi ngờ của mấy đứa thì không thể xuất cảnh lực được. hơn nữa mấy ngày trước bán đồ trong ký thúc xá đại học phần lớn là dân trời ơi lén trốn vào, làm sao chúng ta bắt được. còn nữa nếu mấy đứa nói đúng, tuy lần này trường của mấy đứa mất nhiều đồ, nhưng án tồn trong cục còn nhiều lắm. với lại hiện giờ trong cục đang gặp án lớn, cảnh lực bị điều động hơn phân nửa, việc của mấy đứa phải chờ lâu lắm à? câu này giống như một chậu nước lạnh, ngụ ý là việc của tụi mày là việc nhỏ, điều tra rất phiền toái. Với lại không có thừa người để xử lý đâu. Có thể nói vì cảnh sát này đã rất mềm mỏng rồi, không phát ra quan uy nói vài câu linh tinh, sau đó đuổi cả đám ra ngoài. Nhưng người ta có điểm khó xử, có thể biết tên trộm nhưng không thể bắt. Chuyện này so với chuyện bị trộm còn bực hơn. Thật ra trong lòng vì cảnh sát này cũng muốn vì nhân dân phục vụ, nhưng hiện giờ không có người. Thấy vị cảnh sát này tìm lý do để cho qua, Trần Húc có chút bực bội. Trầm giọng nói, ý anh là án của tụi em không đủ lớn viên cảnh sát sừng sốt, sau đó cười nói, tiểu tử, có một số việc không thể như ý mình được. Ngô Nguyên và Tần Tiểu Ngạn cũng lôi kéo Trần Húc, ý bảo cứ quên đi. Nhưng Trần Húc tính tình có đôi khi rất cứng đầu, vì thế hắn kiêu ngạo vỗ cái bàn, mẹ nó, tụi em báo án lại. Lần này tụi em không chỉ mất cái laptop giá 8.000 và cái di động 2.000 đồng, mà quan trọng hơn là trong laptop của em có chứa. Bản thiết kế vũ khí hạt nhân. Dầm một tiếng, mấy người đang có mặt đều ngã lăn ra đất. Đờ mơ, mày cũng ghê thật. Vị cảnh sát vừa bực mình vừa buồn cười đuổi cả đám ra ngoài. Ngô Nguyên và Tiểu Ngạn giơ ngón tay cái lên với Trần Húc. F. K. Bản thiết kế vũ khí hạt nhân, vậy mà mày cũng nghĩ ra được. Ủa, sao mấy đứa ở đây? Ngay lúc cả bọn mặt xám xịt chuẩn bị rời đi, một giọng nói quen thuộc vang lên cách đó không xa. Trần Húc ngẩng đầu, thấy là đàn anh Vương Đống, bên cạnh còn vài người coi bộ cũng là lão sinh viên. Chào sư huynh Vương Đống, sao anh cũng đến đây? Vương Đống nhếch môi cười, gần đây có quán cái quán đồ ăn cũng được, lại ở gần trường nên tụi anh đến ăn cơm. Là quán kia kìa, à, tụi mày bị cảnh sát bắt hả? Nghe mấy lời này cả đám túa mồ hôi, tuy chỉ gặp mặt hai lần, nhưng Trần Húc thấy Vương Đống có ấn tượng rất tốt, vội vàng nói, sư huynh, tụi em biết thằng nào trôm đồ rồi. Vương Đống sửng sốt, ai vậy? Là cái thằng bán bút. Người hơi lùn lùn, mái tóc thì như SH, T, 4 đồng 10 cây, FK, Mỗi cây bút xài không được 5 phút đồng hồ Giống SHT Vương Đống nhíu mày suy nghĩ Hỏi bạn học bên cạnh Tụi mày có ấn tượng gì không Có một thằng như thế Một sinh viên cao gầy bên cạnh Vương Đống nói Đêm đó tao định đi mời sinh viên mới vào câu lạc bộ Thì gặp một thằng như thế Lúc đó nó bị tao đuổi ra ngoài Miệng nó, tao nói nó bán bút giỏm Mới viết vài chữ đã hỏng mà còn dám gạt người Sau đó nó kéo tao ra ngoài Tụi mày đánh nhau một trận không có, tên cao gầy trợn mắt, ép, ca, nó cho tao một điếu thuốc, nó nói nó là cháu lão trương quản lý ký túc xá. Tao đâu còn gì để nói, chỉ kêu nó đừng có đi lừa người ở lầu 2, muốn lừa thì đi lầu một mà lừa, sau đó nó lẳng lặng chuồn đi. Ảc, à, Trần Húc hỏi, sư huynh, sao kêu đi lầu một vậy? Gã cao gầy đắc ý cười, lầu 2 đều là người trong khoa tụi mình, người một nhà, sao đứng nhìn đàn em mắc mưu được? Lầu 1 là khoa cơ điện, Bị lừa cũng không liên quan gì đến tụi mình. Tất cả mọi người toát mồ hôi. Vương Đống bóp bóp nắm tay, làm khớp xương răng rắc, "Cháu lão Trương. FK, lão Trương là người tốt, lại quản lý ký túc xá nhiều năm rồi, tao được ông ấy chiếu cố từ năm nhất đến giờ. Làm sao lại có thằng cháu khốn kiếp như vậy được? Phải hỏi rõ mới được. Đi, tao dẫn tụi mày đi tìm lão Trương, tìm được tiểu tử kia rồi để xem hắn sau này còn dám trộm không." FK không phải chỉ có tụi mày bị trộm đâu, mấy phòng khác cũng có người mất máy MP3, di động gì đó. Về kêu thêm vài người rồi chúng ta đi tìm hắn. Bốn thằng năm nhất lại toát mồ hôi, nghe sao giống xã hội đen đi trả thù quá vậy. Ê, ê, Vương Đống, tụi mày định làm gì? Vị cảnh sát vừa rồi thấy bên ngoài ồn ào nên chạy ra xem, không ngờ hắn quen biết Vương Đống. Vương Đống mời một điếu thuốc rồi cười, Lý ca, tụi em đi giúp anh phá án. Vị cảnh sát nhận điếu thuốc mặt nghiêm lại, tụi mày đừng có làm lớn chuyện như vậy, ép. Ca, tiểu tử, mày có khuynh hướng bạo lực, ngày đó chỉ là một thằng trông xe đạp thôi mà bị mày đập một trận, tới khi anh mày đến thì thằng kia đã ngáp ngáp rồi. Cuối cùng anh mày phải đưa nó nhập viện, kiểm tra thì nó bị chấn thương não, mày làm ơn nhẹ tay dùm có được không? Vương đống cười ha hả, em vì dân trừ hại mà. Trừ cái đầu mày, vị cảnh sát cười mắng, mày cẩn thận một chút, hiện giờ ăn trộm cũng kết bè kết phái, có trời mới biết mày đắc tội với tụi nó thì sẽ gặp phiền toái gì. Hiện giờ tuy Trung Quốc không có nhiều xã hội đen lắm, nhưng bọn rắn độc thì không ít, ai biết khi nào mày bị đánh hội đồng. Vương đống cười méo xẹo, vị cảnh sát nói, quên đi, mẹ nó, ăn của mày không ít bữa cơm, hôm nay anh theo mày một chuyến, tiểu tử mày đừng đánh người ta nhập viện. Anh mày sẽ dùng pháp luật giải quyết vấn đề. Trần Húc không ngờ Vương Đống có quan hệ tốt với anh cảnh sát như thế, mới nói mấy câu đã khiến cho anh cảnh sát ra tay, Ngây ngốc hỏi, không phải anh nói cảnh lực không đủ, không thể tùy tiện ra tay sao? FK, viên cảnh sát cười mắng, bây giờ anh mày lấy tư cách cá nhân tham dự. Chờ lấy được chứng cứ xác định thằng kia là ăn trộm thì anh mày sẽ có lý do ra tay. Bây giờ bốn thái điểu, gà, mới biết khoa công nghệ thông tin mạnh mẽ thế nào khó trách hôm nay chủ nhiệm Trần cứ nhắc đi nhắc lại, khoa công nghệ thông tin chúng ta là một khối, khẩu hiệu là chúng ta rất mạnh. Cho nên mọi người phải nhớ kỹ, đoàn kết chính là lực lượng. Mới nghe còn tưởng lão chủ nhiệm đánh rắm, nhưng hiện giờ mới biết được ý tứ của lão. Về tới trường, Vương Đống gọi điện thoại, 5 phút sau đã thấy mấy chục tên gia súc cao to đang vây quanh phòng quản lý túc xá. Lão Trương bị dọa đầu đầy là mồ hôi, không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Vương Đống đi tới, lão liền kéo tay Vương Đống hỏi. Hiện giờ Vương Đống đang có khí thế của lão đại đang được đàn em vây quanh. Có thể thấy rõ những người này có quan hệ rất tốt với Vương Đống. Qua chuyện vừa rồi, Trần Húc biết được Vương Đống là người có nghĩa khí, là người có thể vì huynh đệ không tiếc cả mạng sống, chứ không phải cái loại vì nữ nhân mà chém huynh đệ hai đao. Vương Đống kể lại từ đầu đến cuối, Lão Trương Lập nhảy dựng lên, đờ mờ, nó dám đi trông đồ. Lần đầu tiên Trần Húc thấy một lão già quéo mà hung hăng như vậy, chợt nghe Lão Trương kêu oan, nó lôi kéo làm quen với tao, nói là đồng hương, tặng tao bao thuốc, tao nghĩ nó muốn bán đồ kiếm thêm chút ít thì cũng không sao nên mới cho nó vào. Con miệng nó, dám trông đồ, tụi mày không tin hả, nghĩa, có mất đồ thì tao là người canh cửa nên phải gánh trách nhiệm đầu tiên nè. Lão vừa nói thế, tất cả mọi người đều tin chuyện này không có liên quan đến lão. Nghĩ lại, lão trương làm ở đây nhiều năm rồi, nếu có liên quan thì lão đâu có yên ổn mà canh cửa được. Thật ra chuyện ký túc xá đại học bị trộm vặt là chuyện rất bình thường, nhưng mới khai giảng đã mất đồ có giá trị giống bây giờ thì cũng thật quá đáng. Vương đống mời lão trương điếu thuốc rồi an ủi lão vài câu, sau đó nói vậy lão có biết tiểu tử kia hiện giờ ở đâu không? tụi cháu đi tìm đồ đặc về trường học sẽ rất vui. lão càng vất vả thì công lao càng lớn. không ai làm khó dễ lão chỉ cần sau này chú ý là được. mắt lão trương sáng lên hung hăng kéo điếu thuốc một cái sau đó vứt tàn thuốc xuống đất đi. hiện giờ chắc nó đang ở trong phòng trọ gần cửa tây của trường. cái phòng trọ này là do tao tìm cho nó. ngoá tao phải chặt tay của nó mới được. Vì thế một đám người chậm rãi đi tới nhà trọ cạnh trường, từ nơi này đi tới cửa tây của trường phải băng ngang sân bóng đá và sân bóng rỗ. Mặc dù lúc này là giữa trưa, nhưng trên sân có không ít người tập thể thao và có hai đội đang đá bóng, thấy Vương Đống dẫn theo một đám người sắc mặt không tốt, có mấy người quen biết Vương Đống liền chạy tới hỏi thăm. Lúc này có thể thấy nhân khí của Vương Đống rất mạnh, có hơn phân nửa người trên sân biết hắn, vừa nghe nói đi bắt trộm thì có cả đám hô bằng gọi hiếu, gào khóc kêu ngừng tập, càng khôi hài là hai đội trưởng của hai đội bóng đang đá hô lên, đờ mơ, ai là người thì đi theo. Rồi gia nhập đội ngũ. Đi đến cửa trường thì đã có khoảng 200 người, đội hình quá đổ sộ. Làm mấy anh bảo vệ trường hoàng hồn. Khi đến cửa nhà trọ kia thì đám bốn con gà Trần Húc đã bị đẩy ra tuốt phía sau, không thể nào nhìn thấy bên trong nhà trọ đang xảy ra chuyện gì. Qua một lúc thì nghe phía trước ầm ý, sau đó là tiếng người đấm đá, tiếng người bị đánh rên rỉ và tiếng của anh cảnh sát can ngăn. Ai ra, thật là đáng sợ. Bốn con cừu tưởng tượng phía trước đã phát sinh huyết án. Đám ra xúc phía ngoài còn chưa hết giận, hô lớn, phía trong đánh sướng tay rồi làm ơn tránh ra dùm, tao cũng muốn sút nó vài cước. Có người hô lớn, liêu âm thối đá vào chú em. Đoạt mệnh kéo chân, đờ mờ, vương đống hoặc đội trưởng đội bóng đâu, đờ mờ, giang hai chân nó ra, sau đó dùng cú sút phạt của Beckham sút cho dây dây của nó bay hình chữ S đi bốn con cừu suốt mồ hôi chán, đám này ghê quá. Kết quả cuối cùng rất đơn giản, đồ đạc thằng kia trộm chưa kịp phi tang, đang cất trong phòng trọ của nó, trừ ví của lão đồng thì laptop, di động, máy MP3. Đều lấy lại được, lão đồng tức giận thiếu chút nữa lại xông lên hung hăng tặng tên kia mấy đá. Không biết sốt cuộc hắn mất bao nhiêu tiền. Ngoài mấy món đã thu hồi thì trong phòng tên trộm còn nhiều đồ vật khác. Bởi vì đây là khu trường học, trường học san sát, ngoài đại học ra thì còn các trường khác từ nhà trẻ cho đến trung học. Mấy thứ kia chắc là nó trôm từ trường khác, đám vương đống nhất trí thu hết mấy thứ đó về chụp hình, rồi đi hỏi các trường xung quanh xem ai mất đồ thì lại nhận. Tuy hơi phiền nhưng lại thu được nhiều nhân khí. Trên đường về, vương đống nghe anh cảnh sát kể lại vì để tăng sự chú ý của cảnh sát nên Trần Húc nói trong laptop của mình có bản thiết kế vũ khí hạt nhân, cả đám giơ ngón tay cái lên nói quá nghiêu. Vương đống buồn cười thúc Trần Húc, tiểu tử, chú mày không sợ bị buộc tội quấy rối người thi hành công vụ hả? Sợ gì, có bản thiết kế vũ khí hạt nhân hay không thì phải tìm cái laptop của em về rồi nói sau. Cùng lắm thì bị anh cảnh sát giáo huấn một chút, không phải đã lấy lại được laptop rồi sao? Cả đám cùng nói ép, ca, nghĩ thầm, lần sau mình bị mất đồ thì khi báo án cũng làm như thế. Trần Húc lại nói, nếu thật sự bị truy cứu, thì em nói tại thằng kia ăn trộm rồi phá lung tung nên mất một số dữ liệu rồi, May thật tàn nhẫn, cả đám cảm thấy thằng đệ nam nhất này có sức tưởng tượng rất phong phú, nhưng bọn hắn không biết, hiện giờ Trần Húc chỉ quan tâm cái laptop tương lai đang bị mất dữ liệu thôi. Tìm được đồ đạc, buổi chiều lão đại ngô nguyên muốn đi mua đồ, muốn rủ mọi người đi cùng. Nhưng cuối cùng chỉ có tần tiểu ngạn rảnh rỗi không có việc gì làm nên đi cùng hắn, vì đồng thanh khiết phải làm việc ngoài giờ, còn Trần Húc thì vô sỉ nói đang bị kinh nguyệt không tiện vận động. Thấy ba người cùng phòng đều đi ra ngoài, Trần Húc cẩn thận khóa cửa, kéo màn lại, tiếp tục lén lút giống như đang quan hệ nam nữ, lén lút lấy cái laptop tương lai ra, hắn muốn cẩn thận tìm hiểu cách dùng của nó. Điều kiện phòng ngủ của đại học tổng hợp cũng không tệ lắm, hơn nữa khu 14 này vừa xây dựng không lâu, nên bên trong có WC riêng và máy điều hòa nhiệt độ, còn có dây cáp cây bồ để lên mạng. Nhìn thấy các mạng thì tự nhiên Trần Húc muốn lên mạng, chủ yếu là hắn muốn thử cảm giác lướt web bằng cái laptop tương lai hệ thống Internet năm 2086 khác xa bây giờ, lúc đó người ta không dùng dây cáp như hiện giờ, mà sử dụng Internet vệ tinh giống như tình trạng điện thoại có dây đang bị điện thoại di động và điện thoại vệ tinh lấn lướt đây là quá trình lịch sử tất yếu. Không dùng Internet có dây thì tất nhiên là không có đầu cắm cáp mạc, giống như máy tính hiện tại rất khó kiếm cái nào có ổ đĩa mềm 3.5 inch vậy. Nhưng may mắn là con cháu Trần Húc rất thông minh, đã nghĩ tới vấn đề này, chẳng những bố trí cổng USB 2.0 mà còn trang bị đầu cắm cắp mạng, làm cho Trần Húc không gặp cảnh có laptop tương lai nhưng không lên mạng được. Con cháu Trần Húc chuẩn bị thật đầy đủ, trên cái laptop này cũng có trang bị phần mềm duyệt web tương thích với thời hiện tại, nếu không, cho dù Trần Húc có lên mạng thì cũng không lướt web được. Trần Húc cũng không phải là gà máy tính, bởi vì trong nhà hắn có một cái PC, máy tính bản cái PC này mua năm 1995 khi Windows 95 vừa được tung ra, Lúc đó, nó có giá khoảng vài chục ngàn đồng cho nên so với đám bạn cùng lứa tuổi thì Trần Húc thuộc loại tiếp xúc máy tính sớm nhất. Tất nhiên, Trần Húc cũng không phải là cái loại thiên tài vừa mới tiếp xúc với máy tính đã giống như thấy lão bà mười kiếp, sau đó liều mạng khổ luyện kỹ thuật máy tính, trở thành hacker mạnh mẽ. Hắn tiếp xúc với máy tính chính là do chơi game kiếm tiền kỳ hiệp, rồi 10 năm sau, trình độ sử dụng máy tính chỉ là chơi game. Còn nữa, cha Trần Húc là một lão già dâm đáng thường xuyên dùng lão PC trong nhà tham gia diễn đàn XXX, đi ở bờ sông sao không ướt dày. Cho nên nó chứa đầy virus. Lão PC có tốc độ bình thường đã không kém lão OQ, nó chỉ còn phải cõng thêm một đống virus. Cuối cùng, lão PC không chạy nổi, Trần Húc bất đắc dĩ báo cáo với mẹ, kết quả là bà hung hăng giáo huấn lão một trận, nguyên nhân là có phim hay mà không cho bà xem chung. Bà còn đặc biệt yêu cầu, xem phim Nhật. Trần Húc hết chỗ nói rồi, không có biện pháp, không thể bùng nổ, nên Trần Húc bắt đầu tìm hiểu về các phần mềm antivirus, phần mềm diệt virus tham gia nhiều diễn đàn nên cũng có một ít kinh nghiệm, ít ra là trong mắt người thường thì hắn biết cách sử dụng phần mềm antivirus đã là một cao thủ. Giờ Trần Húc vào diễn đàn tên là Thiên đường diệt virus, trong đó cung cấp rất nhiều bản lậu của các phần mềm antivirus của nước ngoài, đây cũng là một diễn đàn khá lớn trong nước. Lần này Trần Húc không phải vào download phần mềm, mà vào để quậy nguyên nhân hắn muốn quậy rất đơn giản trần húc có một cái id cấp vip đã dùng nhiều năm nhưng vừa mới bị khóa lúc đó chưa khai giảng nghỉ hè nên trần húc liền thường xuyên ở trên mạng tám trên diễn đàn hắn quen biết không ít người diễn đàn tên là thiên đường diệt virus nhưng không hẳn chỉ thảo luận về virus cho dần nó cũng có nơi để tám hôm đó trần húc thấy có bài post siêu nhảm có tựa là ảnh vui vừa chụp có đẹp không trần húc thuận tay bấm vào kết quả phát hiện bên trong là hình chân dung của một thằng được dừa. Trần Húc trước giờ luôn cảm thấy nam nhân trừ lúc ảnh cưới ra thì chả có ai đi chụp loại ảnh này. Hắn thấy người rảnh rỗi, không có việc gì làm, đi hóa trang, sau đó chụp ảnh lưu niệm đều là mấy thằng tự kỳ. Hơn nữa thằng trong ảnh có diện mạo quá bình thường, làm Trần Húc tức tối, vì thế liền triển khai tấn công bằng lời ác độc, mắng thằng kia te tua, không còn manh giác. Ví dụ như, nói mày để kiểu tóc không xứng khuôn mặt, khuôn mặt không xứng với thân hình, thân hình lại không xứng với tạo hình. Tóm lại, tuy không có một chữ thô tục, nhưng dù cho mấy con heo mà có chút tôn nghiêm đọc được thì cũng muốn treo cổ tự sát. Trần Húc post bài trả lời rồi không quan tâm nữa, tiếp tục vào những mục khác, nhưng một lúc sau hắn phát hiện một số mục yêu cầu quyền hạn thì hắn không vào được. Trần Húc nghĩ thầm, không thể nào, hắn lăn lộn trên diễn đàn lâu như vậy, quyền hạn đã sớm cao hơn so với người bình thường, trừ mục dành cho mót cần 255 điểm, thì hắn không có mục nào không vào được kiểm tra một chút mới phát hiện thì ra hắn bị khóa id rồi một cái id rất cực khổ mới được thăng lên làm vip mà bị khóa là thế nào trần húc tức giận đăng ký một cái id gà để chất vấn kết quả vừa hỏi mới biết được thì ra cái thằng chụp ảnh khoe khoang vừa rồi là minh huệ một trong các admin dùng một id gà để post bài sau đó cái id gà trần húc vừa đăng ký cũng bị khóa mất đắc tội với admin còn lăn lộn được trong diễn đàn sao không thể nào thật ra Minh Huệ cũng rất buồn bực, vì đây là lần đầu tiên hắn đi chụp loại ảnh nghệ thuật này, nhìn qua thì hiệu quả cũng không tệ lắm, vì thế liền dùng một cái ID gà post lên diễn đàn, muốn được người ta khen ngợi vài câu, thuận tiện coi có em nào yêu thương nhung nhớ mình không. Nhưng không ngờ vừa post đã gặp ngay Trần Húc mắng chửi. Hơn nữa, phía dưới lời bình độc ác kia còn có rất nhiều bài ủng hộ, làm hắn tức xịt khói, suýt chút nữa đập tan cái màn hình. Minh Huệ và Trần Húc bất cộng đái thiên. Đương nhiên Trần Húc bị khóa ID thì trong lòng cũng không thích dù sao cũng là ID nuôi đã nhiều năm, post trên 10.000 bài chữ ít gì. Loại chuyện này vấn đề không phải là ai đúng ai sai, bởi vì ở trên mạng có ai biết đối phương là ai đâu. Hiện giờ Trần Húc có siêu cấp máy tính nên trở về quậy thật ra hắn cũng không biết mình nên quậy thế nào, loại tâm trạng này giống như là dẫn bạn gái quốc sắc thiên hương dạo qua dạo lại trước mặt người đã đá mình. Nhập địa chỉ quen thuộc vào, trang chủ vừa hiện ra, âm thanh ngọt ngào của Mỹ nữ ảo vang lên, phát hiện virus. Theo phân tích thì đây là virus trên mạng nổi tiếng nhất thế kỷ 21, tên là Phong Hỏa, xin hỏi ngài có muốn diệt nó không? Phản ứng đầu tiên của Trần Húc là F, K một tiếng, rõ ràng là virus này được đính vào trang chủ, tức là Chosen, người dùng vừa mở trang web lên là Chosen, một loại phần mềm gây hại cho PC bằng cách lợi dụng các lỗi của hệ điều hành, tiến hành cài đặt các virus khác vào PC của người dùng, sẽ mở cửa sau backdoor một dạng lỗi của hệ điều hành cho virus tiến quân vào PC, chiêu này là chiêu cực kỳ vô sỉ của người viết virus nghĩ lại, trên 90% virus trong lão PC ở nhà là do cha mình bị dính chiêu này. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, website này là thiên đường diệt virus. Là trang web chuyên môn cung cấp phần mềm antivirus, thế mà bị người ta cài trâu dần ngay trên trang chủ, chuyện này đồn ra ngoài thì thật là dọa người à. Nghĩ đến đây, Trần Húc híp hai mắt lại. Đúng vậy, không phải tên Minh Huệ kia rất nhiều bê, mạnh mẽ, hàng khủng sao. Admin của website Thiên Đường Diệt Virus giỏi lắm sao? FK bị người ta cài trâu dần ngay trên trang chủ cũng không biết, dọa người nha. Trần Húc tìm trong các mục khác, không thấy có bài nào cảnh báo trang chủ bị cài trâu dần. Thậm chí mấy bài viết mới nhất vừa post chưa đầy một phút cũng không có viết về vấn đề này. Không có ai phát hiện. Hai mắt Trần Húc tỏa sáng. Nếu mình là người phát hiện trâu dần này đầu tiên và diệt nó thì người ta không coi mình là cao thủ sao? Nghĩ đến đây. Trần Húc liền hỏi mỹ nữ ảo, virus này có cách diệt hả? Hay là ngươi viết cho ta một phần mềm để chuyên diệt nó, chạy trên Windows nha. Bởi vì có mẫu phân tích virus này nên diệt nó rất dễ dàng. Sau khi mỹ nữ trả lời, trên desktop xuất hiện một file tập tin có dạng .exe, -E". phần mềm chuyên diệt virus này có thể diệt được phong hỏa ẩn nấp sâu trong hệ thống, hơn nữa nó còn bảo vệ máy tính tránh khỏi sự lây lan của phong hỏa. Cảm ơn nha, mỹ nữ, biết rõ đây là nhân vật ảo. Nhưng Trần Húc bất giác xem nàng như người thật mặc dù hắn cũng biết, dù đến năm 2086 thì trên thế giới vẫn chưa có AI thật sự. Mỹ nữ ảo này có thể trả lời rất nhiều vấn đề cho mình là do nàng có cơ sở dữ liệu cơ sở dữ liệu rất phong phú. Vấn đề nào nàng không biết thì sẽ trả lời y hệt nhau, xin lỗi, trong kho dữ liệu không có đáp án cho vấn đề này. Phần mềm chuyên diệt một loại virus thì dung lượng không lớn, Trần Húc đăng ký một cái ID mới tên là SM MH có ý là SM, bạo dâm, minh huệ sau đó post bài, diếu võ dương oai tuyên bố mình phát hiện virus phong hỏa, rồi lại rất khách sáo với mod và admin vì không để cho người khác biết mình tới trả thù, nên Trần Húc không nói ra cái ID VIP kia. Sau khi ấp phần mềm chuyên diệt là phần mềm chỉ nhằm diệt một loại virus nào đó kia, Trần Húc rất hài lòng, tạo chủ đề Thread mới trong diễn đàn, đợi đám kia khóc lóc kêu gào mình là cao thủ, không chừng còn có mấy người trước kia từng là thần tượng của mình tới khóc lóc năng nỉ mình nhận làm đệ tử nữa nha nhìn bài post càng lúc càng nhiều nhưng đa số là câu bài như giữ chỗ, chiếm đất, toàn là vô nghĩa. một lúc sau, cuối cùng cũng có bài có nội dung xuất hiện. người post bài có nội dung là Jun một trong những viết danh dự được xưng là cao thủ. Trần Húc nhớ rõ lúc trước mình dùng phần mềm chuyên diệt virus thủy tinh là do người này tung ra. thấy thần tượng thì tất nhiên sẽ kích động, nhưng sau khi thấy lời nói thần tượng thì kích động biến thành xúc động. Jun cười nhạo Trần Húc một phen, nói cái phần mềm chuyên diệt của Trần Húc là đồ giòm. Sau khi mở chức năng tự bảo vệ, thì mở trang web nào cũng phát ra cảnh báo phát hiện virus phong hỏa, mà mấy trang hắn mở lên xem đều là những website lớn nhất Trung Quốc. Ngay cả một số website lớn của nước ngoài cũng bị. Sun cười nhạo, nếu chủ thất tung ra phần mềm chuyên diệt này là thật, thì virus này đúng như tên phong hỏa, nó lây lan nhanh chóng như lửa cháy trên đồng cỏ khô, đốt cháy internet toàn thế giới. Nhưng loại virus này không thể tồn tại. Chủ thất cho rằng mình có trình độ cao hơn tất cả lập trình viên trên thế giới nên chỉ có một mình hắn phát hiện virus mà cả thế giới chưa có ai phát hiện. Xem xong những lời này, Trần Húc không thể phát hỏa. Bởi vì hắn bị nội dung của nó dọa sắp xỉu rồi. Trần Húc run rẩy mở các website lớn của Trung Quốc, vào trang nào Mỹ nữ tiểu mẫn cũng báo phát hiện virus phong hỏa. Trần Húc lại lần lượt mở danh sách 163 website lớn của thế giới, thì trang nào cũng bị cảnh báo, làm lòng tin của hắn lung lay, có khi nào tiểu mẫn bị trục trặc nên sinh ra lỗi không. Vì thế Trần Húc hỏi Tiểu Mẫn có lầm hay không, có loại virus nào lây lan khắp các mạng lớn nhỏ trên thế giới không? Lai lịch của nó thế nào? Nhưng Tiểu Mẫn nói hiện giờ chỉ có mẫu phân tích của phong hỏa, không có tư liệu, làm cho Trần Húc ảo não. FK, nhục quá. Quá dọa người, Trần Húc tốt xấu gì cũng chơi đùa với máy tính nhiều năm, đối với diệt virus cũng có một chút tâm đắc, nghĩ thầm, chắc là hệ thống máy chủ server, máy chủ chứa website có vấn đề. Bởi vì khả năng máy tính tương lai xảy ra lỗi cũng không lớn, có lẽ cái virus phong hỏa này thật ra chỉ là một đoạn mã ác ý, không phải virus nhưng đoạn mã này có thể gây hại cho máy tính, mà thôi Trần Húc nhớ rõ trước đây có cao thủ đăng lên mạng một chuỗi ký tự không ai hiểu được, sau đó kêu mọi người lưu lại thành tập tin văn bản thô. Nếu làm đúng như thế thì các phần mềm diệt virus sẽ thông báo. Nếu vừa lưu file này đã bật lên thông báo thì bạn đang dùng phần mềm diệt virus rất mạnh. Nếu vài giây sau mới thông báo thì là loại trung bình. Nếu cần tự mình ra lệnh quét mới thông báo thì là loại giỏm. Còn nếu làm thế nào cũng không có thông báo thì chúc mừng, máy tính của bạn đang bị virus Kim Sơn hoặc Thủy Tinh. Còn không mau diệt nó. Thật nói như vậy cũng có chút bất công, vì đó là một đoạn mã nhận dạng virus, hơn nữa đoạn mã này là do hội nghiên cứu virus máy tính châu Âu khám phá được. Tuy các phần mềm diệt virus nước ngoài nhận diện được Kim Sơn và Thủy Tinh, nhưng có lẽ trong kho máu virus trong nước không có. Trần Húc nghĩ tới bài post đó rồi đoán tình hình bây giờ tương tự như lúc đó. Có thể hiện giờ trong các máy chủ đang vận hành, có chứa đoạn mã như vậy, ở giai đoạn hiện tại đại khái là không có gì nguy hại, nhưng theo thời gian, hệ thống được thăng cấp, có thể sẽ phát hiện đoạn mã này có chút ác ý, vì thế đã phán đoán nó là virus. Nhưng mình lại đi tung ra phần mềm chuyên diệt nó, thật dọa người. Ai, thời đại bất đồng mà. Nghĩ xong, Trần Húc không còn mặt mũi tiếp tục, chỉ nói khơi khơi vài câu rồi lo cao. Nhưng hắn không biết, lần ô nhục này của hắn lại gây ra sóng gió lớn trên toàn thế giới. Quản Bình Triều từng làm tổng giám đốc kỹ thuật của một công ty an ninh mạng lớn trong nước, trình độ máy tính của hắn trong nước thuộc loại siêu cao thủ. Nhưng mấy tháng trước, Quản Bình Triều buông tha cho công việc có tiền lương cao mất rồi gia nhập một công ty mới kỳ hổ viết ra phần mềm vệ sĩ 360, chuyện này sinh ra một trận xôn xao. Rất nhiều người thấy vệ sĩ 360 là chuyện cười bởi vì nó được tuyên bố là phần mềm chống lừa đảo mạnh nhất trên mạng, nhưng người đứng đầu công ty này lại là người sinh ra phần mềm lừa đảo đầu tiên ở Trung Quốc người tung ra trợ thủ mạng 3721, Chu Hồng Vĩ. Chu Hồng Vĩ năm đó tung ra trợ thủ mạng 3721 mò không ít tiền, sau đó 3721 bị nhã hổ kiệt, Chu Hồng Vĩ trở mặt om sòm với cao tầng nhã hổ. Bây giờ hắn muốn tung ra vệ sĩ 360 để chống lừa đảo không phải là ăn trộm lại đi bắt ăn trộm sao. Cũng có người cho rằng, cha đẻ của phần mềm lừa đảo lại đi diệt phần mềm lừa đảo thì sẽ sinh ra phần mềm rất tốt. Mặc kệ thái độ làm người của Chu Hồng Vĩ như thế nào, thì khi vệ sĩ 360 được hắn thúc đẩy sinh ra, chỉ trong mấy tháng đã thu hút được rất nhiều người sử dụng, lại còn nhận được rất nhiều lời khen, trong đó tất nhiên phải có công lao của hắn, ánh mắt cùng năng lực của hắn làm cho người dùng vệ sĩ 360 tin tưởng. Đương nhiên, không thể bỏ qua công sức của quản bình triều và những người khác đã cùng hắn viết phần mềm những người giống Quản Bình Triều thường có một thân phận khác trên Internet, thân phận vừa xa lạ lại vừa quen thuộc hacker. Nhưng Quản Bình Triều không phải là hacker, nói chính xác thì hắn là một hồng khách. Hắn là một trong những thành viên đầu tiên của Liên minh Hồng Khách Trung Quốc. Liên minh Hồng Khách Trung Quốc SUC thành lập năm 1999, sau sự kiện ngũ bát, là lúc Mỹ oanh tạc Đại sứ quán Trung Quốc ở Yugoslavia, hacker Trung Quốc thành lập một cái liên minh tự phát, thành viên trong tổ chức lợi dụng kỹ thuật hacker của mình, biểu đạt chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa dân tộc, phát động công kích một ít trang web của Mỹ nhất là trang web của chính phủ. Sau đó, các hacker này đổi tên thành hồng khách, đưa ra khẩu hiệu, chúng ta phải yêu nước và trước khi học kỹ thuật phải học làm người. Tháng 5 năm 2001, phát động đại chiến hacker Trung Mỹ, làm toàn cầu khiếp sợ. Trong lúc đại chiến hacker Trung Mỹ đang đánh nhau thiên hôn địa ám, Quản Bình Triều là lực lượng nòng cốt của Hồng Khách, đã cùng mọi người thành công xâm nhập vào trang web Nhà Trắng Mỹ gắn quốc kỳ lên trang chủ trang website Nhà Trắng. Hồng khách Trung Quốc làm thế giới khiếp sợ. Nhưng vì gặp nhiều áp lực, năm 2004, Lion người sáng lập Liên minh Hồng khách tuyên bố giải tán liên minh, nhưng tinh thần của liên minh thì được bảo tồn. Năm 2005, những nòng cốt liên minh cũ đã thành lập Liên minh Hồng khách mới, trích dẫn câu đầu tiên đạo khả đạo phi thường đạo. Danh khả danh phi thường danh đạo mà có thể gọi được thì không còn là đạo thường. Tên mà có thể gọi được thì không còn là tên thường trong đạo đức kinh làm tuyên ngôn, đặt ngay ở trang chủ. Quản Bình Chiều rất chú ý sức khỏe của mình, không giống đa số hacker thường xuyên thức đêm hoặc điên đảo cuộc sống cuộc sống ngày thành đêm. Mỗi ngày, hắn uống một ly sữa nóng rồi đi ngủ trước 10 giờ 30 Trước lúc đó, hắn thường vào trang web của Liên minh Hồng Khách, thảo luận các tin tức này nọ, hoặc thảo luận về kỹ thuật máy tính, hay chỉ đơn thuần nói chuyện phiếm đánh giám. Nhưng hôm nay, sau khi Quản Bình Triều vào Liên minh Hồng Khách, có cảm giác toàn bộ phòng nói chuyện phiếm đều khẩn trương, tất cả mọi người đang thảo luận về một phần mềm tên là chuyên diệt virus phong hỏa. Virus phong hỏa, là virus gì? Thấy Quản Bình Triều in, lập tức có người kêu lên, Cao Trào Huynh, đến đây nhanh, đại sự, đại sự. Người nói chuyện là Trung Niên Mập Mạp, người này là một tên gia súc hay đùa giỡn, nên nhất định kêu Quản Bình chiều là Quản Cao Trào. Quản Bình Triều còn đang thấy kỳ quái, chỉ thấy Trung Niên Mập Mạp sen cho mình một file. <laughs> Sau đó nói, cao trào huynh, mau xem đi, hiện giờ liên minh hồng khách đều giang mổ xẻ nó, đồ đề của ta nói có người, trên một cái diễn đàn cùi bắp, tung phần mềm chuyên diệt này ra, còn nói là toàn bộ trang web trên thế giới giang nhiễm virus phong hỏa, bọn ta đang thảo luận đây. Toàn bộ thế giới đều nhiễm, quản bình chiều cười ha hả, có virus khủng vậy sao? Không phải là có người đùa dai chứ? Chúng ta đều nghĩ vậy, đang thắc mắc thằng khùng nào tung ra cái chuyên diệt này, làm gì có virus khủng như thế? nhưng vừa rồi đại tỷ bảo bối ra mặt, nói có thể đây là sự thật, vì hiện giờ nàng đã theo dấu của cái chuyên diệt này tìm được virus rồi, đang toàn lực ứng phó, làm bọn ta choáng váng. Thấy những lời này, Quản Bình chiều cả người run lên. Vì đại tỷ bảo bối trong lời của trung niên mập mạp là siêu cấp cao thủ trong liên minh hồng khách, còn lợi hại hơn cả hắn, có thể nói nàng là hacker tầm cỡ thế giới, hiện giờ đang làm việc cho quốc gia. Bảo bối có nickname đầy đủ là bảo bối màu lam Blue Barbie, tên thật là Tiêu Lăng Nhiên, khi 11 tuổi đã biểu hiện thiên phú kinh người, vì cảm thấy hệ điều hành tiên tiến nhất lúc đó là Windows 3.0 sử dụng không được thuận tiện, nên nàng đã tự phát triển một hệ điều hành của riêng mình. Khi biết được chuyện này thì Microsoft muốn tài trợ cho nàng học bổng toàn phần để nàng du học, điều kiện là nàng giao mã nguồn ra, nhưng bị lăng tiêu nhiên từ chối. Khi lăng tiêu nhiên nghe nói Bill Gates thôi học khi đang học đại học thì nàng phát biểu ai, ông ta quậy quá. Làm nhân viên Microsoft giờ khóc giờ cười. Đầu năm 1996, Lăng Tiêu Nhiên 17 tuổi, một nàng mình giải quyết virus Red Suite làm các chuyên gia Trung Quốc đau đầu, thanh danh nàng lan xa, nhưng nàng cũng cự tuyệt rất nhiều lời mời của các công ty mới của nước ngoài, nàng ở lại trong nước. Trong phương diện nghiên cứu virus, Quản Bình Triều cảm thấy mình không bằng bảo bối màu lam, nếu nàng nói virus này thật sự tồn tại thì tuyệt đối không phải là nói chơi. Quản Bình Triều nhanh chóng mở phần mềm chuyên diệt, quả nhiên có cảnh báo máy của mình đã nhiễm virus, Hắn thử mở các website lớn trong ngoài nước cũng đều nhận được cảnh báo cảnh báo này là do cái chuyên diệt đó báo nhưng tường lửa firewall hắn đang dùng lại không có cảnh báo gì. Quả thực là bất khả tư nghị. Đột nhiên lệnh triệu tập trên diễn đàn được phát ra, sau đó quản bình chiều thấy chuông điện thoại di động của mình cũng vang lên. Vừa mở ra thì thấy tin nhắn phòng hội nghị khẩn cấp. Phòng hội nghị khẩn cấp là chỗ của tinh anh trong liên minh hồng khách tụ họp, hơn nữa còn biết mặt nhau, nếu không có chuyện tuyệt đối khẩn cấp thì sẽ không tiến hành thảo luận trong đó. Phòng hội nghị khẩn cấp vừa được mở ra, thì tin nhắn sẽ tự động được gửi tới điện thoại di động của mỗi người, các tổ viên phải lập tức log in cho dù là đang sờ sờ nắn nắn với bạn gái cũng phải lập tức log in. Không đến 5 phút, tất cả nick đều sáng lên, người đầu tiên lên tiếng chính là Bảo Bối màu lam, tôi có thể chứng minh cái chuyên diệt này tuyệt đối không phải đồ giả, trên máy tính của tôi đã phát hiện loại virus này, một loại virus rất mạnh mẽ, nó có thể sinh ra hơn 10 loại biến thể. Thật đáng tiếc, tôi không dùng chuyên diệt này mà tự mình chiến đấu với virus này, kết quả là tôi thất bại. Virus này khi bị tấn công thì nó đã bùng nổ, tuy tôi đã thi triển các loại bảo vệ nhưng phần cứng máy tính cũng bị hủy mất. Mọi người ồ lên, Bảo Bối Màu Lam được mệnh danh là tay súng bắn tỉa, năng lực của nàng thuộc loại đứng đầu thế giới trong việc tấn công và bảo vệ trước virus, vậy mà lại thất bại. Bảo Bối Màu Lam, theo tôi phân tích, virus này lợi hại ở chỗ nó lợi dụng lỗ hổng trong phần cứng của máy tính hiện giờ, lỗ hổng này tồn tại trong hầu hết các máy tính. Cho nên, khi virus này chính thức bùng nổ, nó sẽ phá hư phần cứng máy tính. Virus này không có dạng cố định nên các phần mềm diệt virus truyền thống không có tác dụng, nó có thể dễ dàng xuyên qua tường lửa, vô thanh vô tức chiếm giữ máy tính của chúng ta. Hơn nữa, bất kể dùng hệ điều hành nào Windows, Linux, thậm chí là hệ điều hành tự chúng ta phát triển nó đều có thể chiếm giữ quyền điều khiển. Virus này ẩn náu trong phần cứng, cho dù cách ly phần cứng cũng vô dụng. Tôi đã liên hệ user Tổ của cô ấy đang nghiên cứu virus này. Huser có trình độ phòng ngự vượt xa tôi, không biết cô ấy có giải quyết được không. Bảo bối màu lam đột nhiên tạm dừng, sau vài giây nàng lại tiếp tục. Xem ra là không được, tổ của Huser cũng toàn quân bị diệt. Mọi người lại ồ lên, quản bình triều cảm thấy lạnh cả sống lưng. Huser là ai? Đối với hacker nổi danh thế giới đã lộ ra ánh sáng, quản bình triều không thể không biết. Tiểu nha đầu này là nữ vương virus của Argentina đứng đầu trong danh sách truy nã của FBI khi nàng 15 tuổi đã tấn công vào máy tính trung tâm của Bộ Quốc phòng Mỹ, làm cho lầu năm góc lâm vào khủng hoảng, virus Red Suite cũng do là nàng tạo ra. Hơn nữa, trong việc đấu tranh yêu cầu chính phủ Mỹ thả thần tượng của nàng KEVINA cộng MITTEA Nico đệ nhất hacker hiện thời nàng liên tiếp làm cho chính phủ Mỹ luống cuống tay chân. Nhân vật như vậy và đội ngũ do nhân vật như thế lãnh đạo cũng bị virus này đánh ngã. Qua một lúc, bảo bối màu lam mới nói, Chuyện này cũng không khác lắm so với dự kiến. Cũng không phải vì virus này quá mạnh mẽ mà do chúng ta hoàn toàn không biết gì về nó, chúng ta không biết đối phương lợi dụng lỗ hổng gì của phần cứng. Người hoặc tổ chức công bố chuyên diệt này có trình độ vô cùng đáng sợ, ít nhất là tôi thấy như thế. Người hoặc tổ chức này có trình độ hiểu biết về phần cứng, phần mềm vượt rất xa chúng ta, thậm chí có thể so với cây EVINA cộng MITTIA -E Nico thời Hoàng Kim. Nếu hắn chỉ là một người thì người này thật sự rất đáng sợ. Đối với lời nói bảo bối màu lam, tất cả mọi người tỏ vẻ tán thành, tuy hiện giờ cây EVINA cộng MITTEA Nico không thể đụng vào máy tính, đã sớm không còn là đệ nhất hacker trên toàn thế giới, nhưng năm đó trình độ hacker thế giới chưa phát triển, hắn lấy bản thân mình chứng minh lực lượng hacker với thế giới chỉ 15 tuổi, hắn đánh vào hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ, lại còn thoải mái xem tư liệu đầu đạn hạt nhân của Mỹ thậm chí nếu thích, hắn có thể bấm cái nút đáng sợ kia để hủy diệt toàn bộ thế giới. Ở thời đại đó, Chắc chắn không có ai vượt qua Mr. Nico được. Mà ở thời đại này, lại có một người hoặc một tổ chức đáng sợ được sinh ra thậm chí bọn họ còn ghê gớm hơn cả tổ chức tạo ra con virus này. Có thể so sánh thế này, giống như văn nhân Trung Quốc ra câu đối. Không phải xem người ta ra vế đối thế nào, mà vấn đề là đối ra sao. Tất nhiên, người ra tuyệt đối câu đối không thể hoặc rất khó đối được, là người cực kỳ mạnh mẽ, mà người có thể đối được lại càng mạnh hơn. Có thể người tạo ra virus này chỉ vô tình phát hiện ra lỗ hổng và lợi dụng nó, nên hắn vừa có kỹ thuật cao vừa may mắn. Còn người tung ra phần mềm chuyên diệt, có thể giải quyết virus này lại trong tình huống hoàn toàn không có chuẩn bị gì, đây đúng là kỳ tích. Cũng không có nhiều hacker cao cấp trên thế giới, chỉ trong một đêm, hầu hết các hacker cao cấp đều nhận được phần mềm chuyên diệt này và truy tìm virus. Không có ngoại lệ, tất cả hacker tự cho rằng mình là siêu cấp trong tình huống không dùng phần chuyên diệt chiến đấu với virus đều thất bại. Cuối cùng các nhóm hacker không thể không thừa nhận, nếu cho bọn họ đủ thời gian và nhân thủ, mọi người kết hợp lại với nhau thì có thể phá giải hoàn toàn virus này trong 2 tuần, nhưng nếu trong thời gian hiện tại thì không thể nào hoàn thành được. Các nhóm hacker cao cấp của Mỹ và Nga đều cho rằng virus này đã xuất hiện từ lâu rồi, còn tung ra phần mềm chuyên diệt này không thể nào là một người mà phải là một đội một đội rất mạnh về phần cứng lẫn phần mềm máy tính. Còn chuyện tại sao phần mềm xuất hiện ở Trung Quốc và toàn bộ giao diện đều dùng Trung văn thì các nhóm hacker tự cho mình là siêu cấp đều cho rằng Trung Quốc không thể xuất hiện một tồn tại siêu cấp như thế, họ kiên trì với lý luận của mình, đây rõ ràng là một thủ thuật che mắt, tổ chức này nhất định không phải người Trung Quốc, sở dĩ dùng Trung văn và tung ra trên một cái diễn đàn cùi bắp ở Trung Quốc là để che giấu tung tích. Không ít hacker điều tra được phần mềm chuyên diệt này xuất hiện lần đầu tiên là trên một diễn đàn nhỏ có tên là Thiên đường diệt virus ở Trung Quốc bọn họ ôm hy vọng thăm dò IP của SM. MH thì không ngoài dự đoán, không tìm được gì cả. Hy vọng tan biến, đám hacker đi điều tra cũng tự thấy buồn cười, một cao thủ như thế sao lại phạm sai lầm sơ đẳng được. Điều làm hacker thế giới kinh hoàng là, tùy bọn họ lần theo dấu vết của phần mềm chuyên diệt đã tìm được virus phong hỏa, họ không diệt được virus thì cũng thôi, nhưng không thể dịch ngược phản biên dịch đi compile, là quá trình dịch ngược từ ngôn ngữ không, một của máy tính sang ngôn ngữ lập trình cao cấp hơn như Assembly, C, C, được cái phần mềm này chuyên diệt nọ. Tại sao phải dịch ngược? Dịch ngược có nghĩa là thông qua các biện pháp nhất định, phá giải tập tin đang có, tính toán được các đoạn mã cấu thành tập tin đang đó có. Vì virus này có tốc độ lây lan và tính phá hoại quá lớn lớn đến trình độ làm người ta khó có thể tưởng tượng nên các công ty an ninh mạng và các công ty sản xuất linh kiện máy tính phải trong thời gian ngắn nhất tung ra các bản nâng cấp phần mềm diệt virus hoặc các bản sửa lỗi để chống lại virus này. Nhưng năng lực của họ không thể giải quyết được, chỉ có thể sử dụng phần mềm chuyên diệt của SM. MH vấn đề là cái phần mềm này không phải do công ty họ tạo ra, nên họ muốn phân tích phần mềm chuyên diệt, sau đó biến nó thành sản phẩm của công ty mình. Nhưng cả đám đều thất bại. Tất nhiên, Trần Húc không biết hai điểm. Đầu tiên, một hacker, phải biết cách tự bảo vệ mình. Trần Húc ngây ngốc vào cái diễn đàn kia, hơn nữa còn công bố cái chuyên diệt nọ, không hề làm ra hành động gì để phòng hộ, dễ dàng bị đối phương tìm ra lai lịch của mình. Nhưng may mắn là hắn có một cái siêu cấp máy tính, và có một thằng cháu nội thông minh. Cháu nội Trần Húc trước khi gửi tiểu mẫn tới đã thiết lập mức bảo mật cao nhất. Nói cách khác, nếu Trần Húc không có yêu cầu thì khi hắn sử dụng máy tính này, lệnh bảo mật cao nhất sẽ tự động được thi hành. Thứ hai, phần mềm duyệt web và tạo phần mềm đều dùng thuật toán mã hóa mạnh mẽ nhất năm 2086, nên hacker thời hiện tại có bản lĩnh phá giải được sao? Đương nhiên, có người vui mừng, có người ngạc nhiên, có người kính nể thì cũng có người phát sầu và phẫn nộ. Phẫn nộ chính là đám người tạo ra virus phong hỏa, cũng không thể nói bọn họ phẫn nộ, mà phải nói là tức giận để hình dung. Virus này được tạo ra khi họ vô tình phát hiện lỗ hổng trong phần cứng, thời gian để tạo ra nó là hơn nửa năm lao động cật lực, nhưng không ngờ, họ vừa gắn nó vào trang chủ Alexa website được đánh giá cao nhất thế giới mới được có 3 ngày, đã bị người phá giải, hơn nữa còn đưa ra chuyên diệt gần như hoàn mỹ. Nửa năm tâm huyết, toàn bộ nước chảy về biển Đông ý nói công cốc, chả được tích sự gì bọn họ làm sao có thể chịu được. Nhưng trong phẫn nộ, họ cũng cảm giác được sợ hãi rất sâu. Rốt cuộc là ai hoặc là tổ chức gì có thể phá giải virus có thể nói là virus trung cực của họ. Với lại, trong thời gian ngắn ngủi như vậy có thể tạo ra phần mềm chuyên diệt. Không ai biết, họ vắt hết óc, nghĩ tới các hacker hoặc tổ chức hacker nổi danh trên thế giới, nhất là các tổ chức hacker Trung Quốc tuy họ cho rằng Trung Quốc không thể có hacker mạnh nhất thế giới, nhưng nghĩ đến cái chuyên diệt này xuất phát từ Trung Quốc thì họ không thể không để ở trong lòng. Lại suy nghĩ nửa ngày, họ cũng không nghĩ ra trong những hacker mình biết là ai có thực lực mạnh mẽ như vậy, mà người có thực lực cường đại như vậy hiện giờ đang làm cái gì. Trần Húc nằm trên giường, chờ mình, khóe miệng nước miếng chảy ròng ròng, hắc hắc ngây ngô cười hai tiếng, lẩm bẩm hai câu, lại nghiêng qua ngủ tiếp. Trong mơ, hắn thấy mình đứng sau lưng cô gái tinh xảo có mái tóc quăn, đang lẳng lặng ngắm nàng. Các bạn sinh viên, hôm nay tôi có một tin tức chấn động muốn nói cho mọi người biết. Mơ mơ màng màng rời giường, mơ mơ màng màng rửa mặt đánh răng, đi WC, mơ mơ màng màng lao xuống lầu, ăn hai cái bánh bao một cái nem rán, rồi mơ mơ màng màng vào ngồi trong phòng học, là hoạt động buổi sáng mỗi ngày của Trần Húc, một cuộc sống mơ hồ. Giờ này là tiết ngôn ngữ C, một ngôn ngữ lập trình, giảng viên là một tiến sĩ họ Giang, tuổi không lớn lắm khoảng 30, diện mạo có chút đẹp trai, giảng bài không hề theo sách vở, thường xuyên giảng giải một ít tin tức quốc tế và kể chuyện cười, nên Trần Húc rất thích tiết của ông ta. Vừa nghe ông nói có tin tức chấn động, Trần Húc lập tức phấn chấn tinh thần. Không ít sinh viên có quan hệ rất tốt với giáo sư Tiểu Giang, có người liền lớn tiếng cười nói có phải giáo sư Tiểu Giang tuyên bố kết hôn? Nếu bình thường thì giáo sư Tiểu Giang nhất định sẽ nói vậy trước hết bạn phải giới thiệu một người đẹp để tôi cưới nha, nhưng hôm nay hắn chỉ lẳng lặng liếc mắt một cái, sau khi thấy mọi người bị lòng hiếu kỳ thúc giục, hắn mới nói, trong phòng học, ai có máy tính thì giơ tay lên. Không ít người giơ tay lên, Trần Húc và Ngô Nguyên cũng thế. Nhìn quanh một cái, qua wow, trong phòng học có khoảng 300 người, trong đó có hơn một phần ba giơ tay, không hổ là khoa công nghệ thông tin à, Ai vừa lên mạng gần đây thì giơ tay, chỉ có vài người buông tay xuống, vậy là hầu hết mọi người đều lên mạng nha. Nhưng Trần Húc phát hiện cô gái có khuôn mặt tinh xảo chạm tinh, đang ngồi hàng ghế thứ hai đang bỏ tay xuống. Thấy nhân số không ít, giáo sư Tiểu Giang cười rất đắc ý, sau đó cố ý làm ra vẻ bi ai nói, "Chúc mừng các bạn, máy tính của các bạn đều dính virus." A. À, không để ý tới tiếng ồn ào phía dưới, Tiểu Giang viết lên bảng chữ phong hỏa, sau đó nói, "Chúc mừng các bạn một lần nữa." các bạn sẽ trở thành nhân chứng lịch sử, vì các bạn đã chứng kiến virus mạnh nhất, đáng sợ nhất hiện nay. Thấy hai chữ mà giáo sư Giang vừa viết, trong đầu Trần Húc thấy như bị sét đánh ầm một tiếng. Sau đó, giáo sư nói gì thì hắn không nghe được nữa. Tiểu Giang tiếp tục nói, đây là tin tức sáng nay tôi mới vừa nghe được. Nhã hổ, CCN, vân vân và các website lớn của nước ngoài nữa, đều những virus phong hỏa, nó lây khí thế phong hỏa liêu nguyên, lửa gặp gió mạnh thiêu đốt đồng cỏ khô quét ngang internet toàn cầu. Theo báo cáo, đây là một loại virus lợi dụng lỗ hổng phần cứng, có tính lây lan cực mạnh và có rất nhiều biến thể. Trước mắt, tất cả các loại tường lửa và phần mềm diệt virus trên thế giới đều không có hiệu quả. Nó có thể lây lan qua chương trình lướt web, chương trình chat, file đính kèm. Microsoft tuyên bố, trong khoảng thời gian này, máy tính nào lên mạng đều bị dính trưởng. Cả phòng học đều xôn xao. Giáo sư Tiểu Giang phải nhắc nhở vài câu mọi người im lặng, im lặng thì phòng học mới chậm rãi yên tĩnh trở lại. Mọi người không cần lo lắng, hiện giờ trên các trang web lớn đã công bố phần mềm chuyên diệt virus này. Hơn nữa, Microsoft cũng có nói, trước khi virus này bị tấn công hoặc trước khi người tạo ra nó phát lệnh công kích thì nó là virus vô hại, nói cách khác, nó sẽ không động tới bất cứ thứ gì trong máy tính của các bạn. Nhưng một khi nó bùng nổ thì, chúc mừng bạn, phần cứng máy tính của bạn sẽ hỏng hoàn toàn chuyên gia cao cấp nhất cũng không thể khôi phục được. Nghe lời này, mọi người đều vội vàng, dù sao đối với sinh viên thì giá cả của máy tính không phải là thấp, nếu bị virus phá hỏng thì thật là bực. Đừng vội, đừng vội, Tiểu Giang khoát tay, người trẻ tuổi thật là quá thiếu kiên nhẫn. Sáng sớm các bạn đã đi học, đâu có mở máy tính, cũng đâu có lên mạng, vậy thì sợ cái gì? Cho dù tác giả virus ra lệnh tấn công thì giờ này cũng muộn rồi. Đám sinh viên đều nói ép, ca nhìn hắn có bộ dáng khí định thần nhàn, rõ ràng là sáng sớm đã diệt con virus đó rồi, bây giờ còn bày đặt ra vẻ. Lúc này có hai cái nam sinh đứng lên, nói, giáo sư Tiểu Giang, tụi em có thể ề được không? Máy tính của tụi em đang mở. F, K, Tiểu Giang nói, sao máy tính của hai em mở được? 11 giờ 30 là trường đã cắt điện rồi vậy thì mấy đứa không thể để máy suốt đêm được, vậy sáng sớm mở máy tính để làm gì? Cái này, tụi em treo máy để download vài thứ. Nghe lời này, nam sinh cả lớp đều tỏ vẻ hiểu ý, nhưng các nữ sinh lại thấy rất kỳ quái, nhịn không được nên trâu đầu ghé tai, bọn họ download cái gì vậy? Nhìn bộ dáng sao thấy bị ổi thế? Ai ra, một âm thanh thanh thúy dễ nghe, bọn nam sinh có thể tải cái gì đây, chắc chắn là tải phim XXX. Âm thanh này không nhỏ, ở trong phòng học đang ồn ào cũng có thể nghe được, cả bọn đàn ông kinh ngạc rời tầm mắt về hướng vừa phát ra âm thanh, muốn biết em nào lại biêu hãn như thế. Vừa nhìn qua, Tần Tiểu Ngạn đã vội vàng kéo Trần Húc, thấp giọng nói, Lão Tam, là em lần trước chế học đó, tên là Cao Hiểu Tiết. F, K, không tưởng tượng được, nàng ta mạnh mẽ đến thế. Hiện giờ tâm trạng Trần Húc cũng khá tốt, nhìn theo ánh mặt mọi người, thấy một cô gái có mái tóc ngắn đang ngồi nghiêm chỉnh ở hàng ghế thứ hai, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Vì Trần Húc ngồi ở vị trí hơi trách sang một bên nên hắn có thể nhìn thấy được một chút gương mặt của nàng, lớn lên nhất định là rất đẹp, nhất là làn da mịn màng như da trẻ con, làm cho người ta khó nhịn được sinh ra ý nghĩ muốn véo một cái. Thật trùng hợp, nàng ngồi bên cạnh Trạm Tinh, lại thấy Trạm Tinh đang tựa vào bàn cười hồn hền. Tiểu Giang ho khan hai cái, vất tay với hai thằng da súc đang lúng túng kia, kêu bọn họ mau cút, sau đó nói, đối với các loại virus, đầu tiên là Microsoft sẽ đưa ra bản vá lỗi, tất nhiên lỗ hổng phần cứng cũng có thể sửa chữa bằng phần mềm nhưng rất phiền toái, hơn nữa, sau khi phát hiện lỗ hổng các nhà sản xuất phần cứng sẽ thay đổi thiết kế, giống virus CIS năm đó, chuyên nhằm vào lỗ hổng BIOS. Việc này tạm thời không có liên quan tới chúng ta, điều tôi sắp nói mới là tin tức chấn động. Không thể không nói Tiểu Giang rất có năng khiếu trong việc khơi gợi tò mò của người khác, khi thấy mọi người đều tò mò hắn mới cười ha ha, nói, "Hiện giờ trong giới diệt virus rất nóng này, phải biết rằng sau khi phát hiện virus, Microsoft sẽ phát hành bản vá lỗi." Các công ty an ninh sẽ nâng cấp phần mềm diệt virus như vệ sĩ 360 chẳng hạn sẽ tung ra phần mềm chuyên diệt. Mà loại chuyên diệt này nhất định sẽ lấy tên công ty mình để phát hành. Nhưng hiện tại không phải như thế, toàn thế giới đều dùng chung một cái chuyên diệt. Nói đến đây Tiểu Giang cố ý ngừng một chút, bên dưới lập tức có người hỏi, "Giáo sư, xảy ra chuyện gì?" Tiểu Giang cười nói, "Chuyện là thế này, thời gian phát hiện loại virus cực kỳ biến thái này và xuất hiện chuyên diệt đều là trong đêm qua." mà chỉ trong vòng mấy giờ, tuy các chuyên gia an ninh trên toàn thế giới phát hiện được virus nhưng đều không có cách đối phó, trong lúc đó trên mạng đã có phần mềm chuyên diệt rồi. Mọi người đều biết, virus lợi dụng phần cứng này một khi bùng phát thì hậu quả đáng sợ ra sao, nên các công ty an ninh và các máy chủ lớn bất đắc dĩ phải dùng phần mềm chuyên diệt của cao thủ kia trước khi mình nghiên cứu được cách đối phó. Lại là một trận xôn xao. Có thể thi đậu đại học thì không phải người ngu, tự nhiên mọi người đều hiểu được ý tứ của giáo sư thực lực của cao thủ tung ra chuyên diệt này vượt xa tất cả các chuyên gia trên thế giới. Phải biết rằng, một công ty phải sử dụng phần mềm cùng loại với sản phẩm mình sản xuất do một người khác tạo ra, hơn nữa còn treo nó lên ngay trang chủ của mình, chuyện này thật sự quá dọa người rồi. Giống như một người đàn ông không thể thỏa mãn vợ mình nên phải đi tìm một người đàn ông khác giúp mình. Tiểu Giang vỗ vỗ tay, đợi tiếng ồn lắng xuống mới nói, việc làm cho chúng ta kiêu ngạo chính là toàn bộ giao diện của chuyên diệt này đều là trung văn hơn nữa xuất hiện đầu tiên là ở trên một diễn đàn của trung quốc nói cách khác hiện giờ toàn thế giới đang sử dụng phần phần mềm do người trung quốc chúng ta tạo ra ha ha phát hiện và giải quyết virus này là người trung quốc chúng ta oa wow, vạn tuế người trẻ tuổi rất manh động hơn nữa rất yêu nước nghe giáo sư nói như vậy nên nhịn không được đều kích động hét lớn toàn bộ phòng học đều kêu gào thảm thiết lớp học cách vách còn tưởng cả đám đang làm chuyện gì mờ ám tiểu giáo sư cầm phấn kích động viết lên bảng SM. MH, cô nắm tay kích động hét lớn, các bạn sinh viên, nhớ ký ID SM. MH này, hắn chính là người phát hiện và giải quyết virus phong hỏa, tôi có lý do để hoàn toàn tin tưởng, tên của hắn sẽ được ghi vào lịch sử máy tính cùng với Kevinna cộng MITTiano. Audio điện tử võ tấn bền. Trước khi chuông tan học vang lên 5 phút, tiểu Giang cho mọi người về sớm mấy tên gia súc có máy tính đều vội vàng chạy về phòng lên mạng tải phần mềm chuyên diệt trần húc và ngô nguyên cũng vội vã chạy về chẳng qua hai người có mục đích khác nhau ngô nguyên thì vội vàng về để diệt virus mà trần húc thì lại vội vàng về để xem tin tức virus như ma quỷ người diệt virus giống như thần smmh là tồn tại ngang thượng đế cách giải quyết virus biến thái nhất trong lịch sử làm người ta không thể tưởng tượng được một cái tát vang dội Tổng giám đốc Casper Sky tự nhận lỗi, xin từ chức. Rốt cuộc SM, MH là ai? Microsoft muốn tặng một năm lương làm quà gặp mặt. Chính phủ lầu năm góc lên tiếng, tăng cường tấn công tội phạm Internet. Đang hoài nghi mục đích của việc toàn thể FBI hành động. Trần Húc đảo trên mạng, thấy vô số tin tức và lời bình luận, một cỗ kiêu ngạo trong lòng đang dâng lên, không thể kìm nén. Người trẻ tuổi nào mà không có giấc mộng cứu vớt thế giới? Không thấy siêu nhân, Batman hay bộ tứ siêu đẳng Fantastic Four làm mưa làm gió ngoài dạp sao? Chỉ cần là người trẻ tuổi thì phải có giấc mộng này, đứng trên đỉnh thế giới, hô lớn ta là vua của thế giới, sau đó hưởng thụ toàn bộ ánh mắt sùng bái của cả nhân loại. Chính mình trong lúc vô ý đã bước tới bậc này, Trần Húc rất kích động, toàn thân run rẩy, ngay cả tiểu đệ đệ cũng đứng dậy, Ngô Nguyên bên cạnh nhìn chằm chằm, nhịn không được lại gần hỏi một câu, mày lên cơn điên rồi hả? Hoàn hảo Nhìn phía sau thấy Trần Húc có chút run rẩy nhưng không có hiện tượng co quắp, nếu không Ngô Nguyên còn tưởng laptop của Trần Húc bị dò điện, sau đó lấy cái gậy gỗ đập vỡ laptop để cứu hắn. Nhưng rất nhanh, đọc qua các tin tức, Ngô Nguyên cũng bắt đầu lên cơn động kinh. Khác với Trần Húc đang xem các website tin tức lớn, Ngô Nguyên login trang web của Liên Minh Hồng Khách. Điều đáng chú ý là Ngô Nguyên cũng là một gã hồng khách, thậm chí còn tham dự đại chiến hacker Trung Mỹ năm 2001 đương nhiên lúc đó Ngô Nguyên chỉ là một con gà, hắn tham dự trận đại chiến này bằng cách sử dụng phần mềm DDoS, Distributed Denial of Service tấn công từ chối dịch vụ phân tán, làm cho máy tính của đối phương hao tổn tài nguyên đến mức có thể treo máy của Liên minh Hồng Khách, đem máy tính và đường truyền Internet của mình gia nhập vào dòng lũ ném vô số tin rác đến trang web Nhà Trắng. Mỹ Thời gian lão đại chơi với máy tính cũng không ít hơn Trần Lúc, có điều tra lão đại là một trong những lập trình viên sớm nhất Trung Quốc, không giống lão cha mù máy tính của Trần Húc, ngay cả khởi động và tắt máy cũng do Trần Húc dạy lão. Vì không muốn Ngô Nguyên ham chơi game máy tính hoặc coi thứ không nên coi, cha Ngô Nguyên thiết lập mật mã trên máy tính, mà Ngô Nguyên lại là một thằng phá phách, nên một thời gian sau, đại chiến đặt phá mật mã được khai mạc. Ban đầu, cha Ngô Nguyên đặt mật mã là các ngày tháng quen thuộc, ví dụ sinh nhật cha, sinh nhật mẹ, sinh nhật mình, nên hắn may mắn đoán được. Nhưng cha Ngô Nguyên không phải đèn cạn dầu, nhanh chóng phát hiện Ngô Nguyên phá phách, vì thế sửa mật mã lại làm hắn không thể đoán được. Đúng lúc, hàng xóm Ngô Nguyên là một người bạn xấu của cha hắn, từ nhỏ Ngô Nguyên đã chơi rất thân với hắn nên Ngô Nguyên phải nhờ hắn giúp đỡ. Sau đó, lão gia súc kia cảm thấy cha con đại chiến rất thú vị nên dạy Ngô Nguyên các phương pháp phá mật mã. Về sau, chiến trường mật mã từ PC trong nhà đã được chuyển đến cái laptop cha hắn được công ty cấp để làm việc. Mấy năm nay được diễn đàn hồng khách hôn đúc, làm cho trình độ máy tính của lão đại được xem là tiểu cao thủ ít ra thì có Trần Húc cho là như thế. Diễn đàn Liên minh Hồng Khách đang thảo luận sôi nổi về virus phong hỏa và SM. MH, khác với trang web đưa tin của chính phủ, trong diễn đàn Hồng Khách có rất nhiều thông tin về công nghệ thông tin. Ví dụ bài viết đang có nhiều người theo dõi nhất có hơn 1.000 người cộng điểm bài viết do trung niên mập mạp post. Hắn kể lại chuyện đêm qua, khi biết được ngay cả đại tỷ bảo bối màu lam và nữ vương user đều thất bại dưới tay virus này, Ngô Nguyên kích động gào khóc lên, gần giống bị động kinh. Lão Tam, mày có hiểu tâm trạng hiện giờ của tao không? Lão Tam, mày nói coi rốt cuộc SM, MH là ai? Hắn là người Trung Quốc thật sao? Trời ạ, à, người Trung Quốc có một cao thủ như vậy, nhưng tại sao hắn không gia nhập Liên minh Hồng Khách? Tao tin thực lực của hắn mạnh hơn Lão Đại Lion năm đó, không không không, nhất định còn mạnh hơn -E cộng mittea Nico năm đó. Gì? Mày không biết KEVINA còn MITTEA Nico? Không biết, trời à, sao trên thế giới có người ngu ngốc như mày? Nếu tao có thể thấy tận mắt lão đại SM, MH thì tốt quá, chỉ cần hắn tùy tiện chỉ tao vài chiêu, không không không, cho dù kêu tao làm thằng đệ bưng trà cũng đáng à. Ngô Nguyên làm nhảm, lại nhải những lời này cho tới trưa, tần tiểu ngạn và đồng thanh khiết buồn bực tới mức muốn giết người, nhưng Trần Húc lại rất khoái nghe. Trần Húc nhớ rõ, năm đó xem đá bóng lúc a phúc đánh đầu đưa bóng vào cầu môn đối phương hắn gào lên hoan hô ta đi hoan hô nữa đi khi đó trần húc cảm thấy a phúc kia là một thằng bị bệnh thần kinh nên hắn không thể nào đồng cảm với a phúc nhưng hôm nay chuyện phát sinh trên người mình hắn cũng không nhịn được hô to trong lòng hoan hô ta đi hoan hô nữa đi cảm giác giấu giếm chuyện gì đó trong lòng thật sự rất buồn bực không thể nào thoải mái được nhưng vấn đề là trần húc không thể nói cho người khác biết mình là sm mh hơn nữa cho dù hắn có nói thì cũng phải có người tin mới được. Bởi vì hiện tại trên các diễn đàn, rất nhiều người post bài, nói mình là SM. MH, mà ngay cả trên BBS Bulletin Board System, hệ thống tự thông báo của trường đại học tổng hợp cũng có. Đương nhiên, không có ngoại lệ, tất cả các bài post đó đều bị người khác quăng lựu đạn tơi tả, bởi vì chỉ cần có chỉ số thông minh IQ, bình thường là biết đại thần SM. MH không thể nào lộ diện một cách khinh suất như thế được, càng không thể chạy đến tự biên tự diễn trong một ít diễn đàn. Nhất là có vài thằng tự xưng là SM, MH, vô sỉ nói muốn dạy kỹ thuật hacker cho các em gái, đó không phải là tới tán gái sao. Mà trong thiên đường diệt virus thì đang sôi trào sùng sục. Không ai nghĩ tới cái chuyên diệt kia không phải là đùa dai mà đúng là thật sự, hơn nữa nó còn diệt virus mạnh mẽ nhất, đáng sợ nhất từ lúc máy tính ra đời cho đến nay. Bài post của SM, MH đã vượt con số 300.000 số người cộng điểm cho bài viết cũng vượt qua 10.000. Jun, Mod, xóa bài viết của tôi được không? Lúc đó tôi không biết và châm chọc lão đại SM. MH, chơi ạ, à, chắc thiên lôi sẽ đánh chết tôi quá. Minh Huệ, lão đại SM, MH rất nghiêu bê. Lúc còn sống mà có đại thần post bài trong diễn đàn chúng ta thì chúng ta được vinh quang suốt đời. Nguyệt chi tử con của mặt trăng chúng ta đang chứng kiến lịch sử. Chúng ta chứng kiến một thần thoại, lão đại SM. MH Vạn Tuế, Thiện Thủy, lão đại SM, MH Văn Thành Vũ Đức, Thiên Thu muôn đời. Ngoài bài post của hắn ra, khắp nơi đều là tiếng kêu hạnh phúc. Bởi vì phần lớn thành viên của Thiên Đường Diệt Virus là gà internet, họ không thể tưởng tượng mình có thể chứng kiến thần tích của thế giới ở khoảng cách gần như thế. Admin Minh Huệ vung tay lên, trực tiếp phong ID SM. MH làm vip siêu cấp đầu tiên của diễn đàn, tất cả các quyền hạn được thiết lập ở mức cao nhất hắn còn tuyên bố bài viết công bố phần mềm chuyên diệt kia sẽ vĩnh viễn được lưu trữ, không bao giờ xóa. Nhưng mọi người đều nghĩ, IDSM, MH này chắc là không bao giờ xuất hiện nữa. Virus phong hỏa lây lan kinh người, người ta thống kê được, trên 80% máy tính trên toàn thế bị nhiễm, rất nhiều hồ sơ bí mật của các công ty có thể đã bị trộm. Bất quá, trừ Tổng Giám đốc Casper Sky từ chức, sự kiện lần này không có làm cho nhiều người của các công ty an ninh máy tính bị đuổi việc bởi vì lãnh đạo cũng nhìn thấy được rất nhiều công ty mạnh mẽ hơn so với bọn hắn, kể cả các công ty đứng đầu thế giới còn chúng chiêu nói chi là bọn hắn. Không ba ngày sau, Microsoft mới tung ra bản vá. Cùng lúc đó, Casper Sky, NoTần vân vân đều nâng cấp phần mềm diệt virus. Lúc này mới dỡ bỏ cái chuyên diệt của SM, MH khỏi trang chủ của họ. Các công ty an ninh máy tính thống nhất hành động làm cho người hữu tâm cảm thấy nghi ngờ. Kết quả điều tra về virus phong hỏa cho thấy nó được phát tán vào buổi tối ngày 30 tháng 8 năm 2006 theo giờ Bắc Kinh. Nói cách khác, đại thần SM, MH là một người hoặc là một tổ chức phát hiện và giải quyết virus đáng sợ này chỉ trong vòng chưa tới không 03 ngày, mà các công ty an ninh máy tính đứng đầu thế giới sau khi được nhắc nhở cũng phải mất không 03 ngày mới phá giải được. Hơn nữa, căn cứ việc các công ty an ninh máy tính công bố bản nâng cấp của họ gần như cùng lúc với nhau, chẳng lẽ là trùng hợp. Trên trang chủ của vệ sĩ 360, đích thân quản bình triều phát biểu. Đối với các công ty an ninh máy tính nước ngoài luôn cao cao tại thượng thì sự kiện virus phong hỏa lần này đã cho họ một cái tát vang dội. Các công ty tự cho mình là siêu phàm đã phải bất đắc dĩ sử dụng phần mềm chuyên diệt do người Trung Quốc tạo ra để giảm bớt tổn thất. Trong không ba ngày nay, các công ty an ninh máy tính bất đắc dĩ phải hợp tác với nhau, mặt khác, họ còn thành lập một tổ chức gồm các chuyên gia virus và hacker nổi tiếng thế giới để cùng nghiên cứu virus trải qua không 3 ngày không ba đêm không ngủ không nghỉ, rốt cuộc họ cũng phá giải được virus phong hỏa đáng sợ này. Tất nhiên, chúng ta phải tôn kính các chuyên gia, nhưng một bên là cao thủ SM, MH của Trung Quốc, tự phát hiện và phá giải virus trong thời gian ngắn. Còn bên kia là tập hợp hầu hết các chuyên gia an ninh máy tính và chuyên gia virus, hơn nữa còn phải được nhắc nhở mới có thể phát hiện và phá giải virus. Tuy hai bên dùng thời gian như nhau nhưng chúng ta có thể thấy rõ ai cao ai thấp. Đại thần SM MH dùng thực lực của một người, đánh bại toàn bộ các chuyên gia đứng đầu thế, là vinh quang của người Trung Quốc chúng ta. Tuy chúng ta không biết đại thần SM, MH là một người hay là một tổ chức nào, càng không rõ thân phận thật sự của hắn. Nhưng nhân kiện lần này, chúng ta muốn nói cho những người tự cho mình là chuyên gia máy tính siêu phàm trên toàn thế giới biết, Trung Quốc chúng ta có câu cách ngôn đừng ăn ốc nói mỏ trước khi chiến thắng đại thần SM. MH, các vị đừng lấy sắc mặt khinh thường mang theo thành kiến không tiến hành điều tra đã vội kết luận Trung Quốc không có cao thủ, sau này các vị nói chuyện cẩn thận một chút. Bài phát biểu văn vẻ của quản bình triều nhanh chóng được trích dẫn vào các diễn đàn lớn, mà các trang web lớn của nước ngoài cũng đăng lên. Thậm chí có vài cư dân mạng Trung Quốc đã phiên dịch bài văn này thành nhiều loại ngôn ngữ, post lên nhiều trang web, diễn đàn khác. Nhìn một đám cao thủ nước ngoài á khẩu không trả lời được có bộ dáng muốn phản bác nhưng bằng chứng rành rành trước mặt làm sao phản bác. Cư dân mạng Trung Quốc trong lòng hết sức vui vẻ. Đây chính là một lần thắng trận khó gặp được. Đại thần SM, MH dùng lực một người, một mình đấu toàn bộ chuyên gia thế giới. Cao thủ máy tính Trung Quốc chưa bao giờ hãnh diện như lúc này. Cho dù là năm 2001, khi đại chiến hacker Trung Mỹ, tuy cuối cùng, cao thủ Trung Quốc gắn quốc kỳ lên trang chủ nhà trắng nhưng cao thủ Mỹ, Nga và Nhật Bản đều duy trì sắc mặt không phục. Bởi vì bọn họ cho rằng, sở dĩ Hồng khách Trung Quốc có thể thắng trận là vì có nhiều người. Lúc đó phía Trung Quốc tấn công bằng DDoS, ném vô số tin rác lên mạng, làm tắt nghẽn Internet. Nói cách khác, hồng khách Trung Quốc không dựa vào kỹ thuật để chiến thắng mà dùng chiến thuật biển người. Còn lúc này, không ai có thể phản bác được, đa số những hacker kêu gào nói SM. MH không phải là người Trung Quốc đều ngậm miệng lại, tất nhiên, cũng có người không chịu câm miệng, tỉ như cư dân mạng của Hàn Quốc, bọn họ kêu gào, nói SM. MH là người Hàn Quốc. Làm người đừng có vô sỉ như thế. Cao Hiểu Tiết là một cô gái Hàng Châu, có nét tinh xảo và quyến rũ của phụ nữ vùng sông nước Giang Nam. Tuy chỉ cao khoảng 1,6m nhưng thân hình rất cân đối, chỗ nên lồi thì lồi, chỗ nên lõm thì lõm, tuy có chút ngây ngô nhưng lại có nét duyên dáng của con gái Giang Nam. Làn da Cao Hiểu Tiết rất trắng trẻo, quả nhiên là một phương khí hậu dưỡng người một phương, cô gái Hàng Châu này có khuôn mặt trong trắng lộ hồng giống như quảng cáo kem dưỡng da. Có điều gò má của nàng phúng phính như trẻ con, làm nàng có chút buồn bực nhưng nét trẻ con này không ảnh hưởng gì đến sự đáng yêu và thanh tú của nàng, ngược lại còn làm người đối diện muốn véo gỏ má nàng vài cái. Nhưng nếu cho rằng Cao Hiểu Tiết là một cô gái giang nam yếu đuối là hoàn toàn sai lầm, vì bình thường, Cao Hiểu Tiết không có biểu hiện nào làm cho người có trí lực bình thường nghĩ nàng là con gái yếu đuối, dễ ăn hiếp. Như buổi tối ngày học đầu tiên, Cao Hiểu Tiết bị hai cô gái cùng phòng lôi kéo đi tham quan các câu lạc bộ. Sau đó, có một sư huynh gặp cô em Hàng Châu xinh đẹp, liền lấy lý do công tác xin số điện thoại di động của nàng, đến khuya gửi cho nàng tin nhắn rất buồn nôn, hơn nữa, nội dung tin nhắn càng về sau càng kinh tởm. Nếu chỉ như vậy thì cũng không có gì để nói, vì Cao Hiểu Tiết rất có lòng tin với tướng mạo của mình, nên chuyện rước lấy một đám ong bướm cũng không có gì phải ngạc nhiên. Nhưng ngày đầu tiên đi học đã có người theo đuổi, làm trong lòng nàng có chút đắc ý. Lúc nàng đang đắc ý thì phát hiện di động của Trạm Tinh cũng reo lên, nàng đoạt lấy thì phát hiện cũng là Gia Súc kia nhắn tin. Điều làm nàng càng tức giận là hai người nhận được rất nhiều tin nhắn giống nhau như đúc. Lúc này Cao Hiểu Tiết thật sự phẫn nộ rồi, cảm thấy gia súc này thật sự quá mức vô sỉ. Vì thế nàng liền mở máy tính của mình, trong ánh mắt kinh dị của các cô gái cùng phòng, nàng lướt web. Vào trang web tên là hái hoa đường. Nàng vào phòng nói chuyện phiếm của trang web, đăng số điện thoại di động gia súc kia, rồi ghi chú, một cô gái 18 tuổi ngây thơ, lẻ loi, tịch mịch khó chịu, mong có người tâm sự. Rốt cuộc đám con gái cùng phòng cũng hiểu cao hiểu tiết là một cô gái dám yêu dám hận, nếu ai làm cho nàng hận, vậy thì hãy coi chừng. Giống như sau cửa phòng, nàng dán một tờ áp phích, là hình một cầu thủ châu Âu khá đẹp trai, nhưng tờ áp phích lại trở thành bia cho nàng ném phi tiêu lý do rất đơn giản. Cao hiểu tiết rất thích Zidane, mà tờ áp phích kia là hình Materazzi theo tin tức thể thao thì cầu thủ này đã lăng mạ Zidane. Hôm nay, tâm tình cao hiểu tiết không được vui vẻ như bình thường, nàng đang buồn bực đi dạo quanh sân vận động của trường. Có vài nguyên nhân làm nàng buồn bực. Thứ nhất, hôm nay đi học, mình không suy nghĩ gì đã vọt miệng nói phim XXX, tự hủy đi hình tượng thuộc nữ của mình. Tuy là do vị đại thần SM, MH kia kích động, nhưng bị kích động đến mức như thế thì cũng hơi quá đáng. Nguyên nhân thứ hai là đội bóng đá nam nhất vừa mới được thành lập, Cao Hiểu Tiết Sung Phong làm quản lý, nàng theo dõi quá trình thành lập từ đầu tới cuối, kết quả thật đáng buồn, nàng phát hiện, người thì nhiều ước chừng có 30, 40 người nhưng kỹ thuật Ngoài không ba người trong đó có tần tiểu ngạn miễn cưỡng coi được, những người còn lại đều kém xa đội bóng trung học của nàng năm ngoái. Tệ thật, mình lại gặp một đám còn tệ hơn cả động bóng nam quốc gia. Hai tay cao hiểu tiết để trong túi quần, buồn bực đá mấy hòn đá nhỏ ven đường, quá tệ, không ai có kỹ thuật tốt hết, để mình dẫn dắt đội ngũ như thế thì. Ai? Cha cao hiểu tiết là một fan cuồng bóng đá, khi nàng còn nhỏ lão đã ôm nàng cùng xem bóng đá, Cao Hiểu Tiết thật sự cảm thấy hứng thú với bóng đá là năm 1999, năm đó là năm đội bóng nữ Trung Quốc mạnh mẽ nhất năm 1999, đội bóng nữ TQ thua nữ Mỹ tỷ số 4-5 trong trận chung kết, trở thành á quân giải bóng đá nữ thế giới. Cao Hiểu Tiết xem không sót trận nào từ đầu giải đến trận chung kết, nàng còn luyến tiếc khóc ầm lên khi đội tuyển nhà bại trận, sau đó nàng rất thích môn thể thao này. Lúc vừa bắt đầu, Cao Hiểu Tiết cũng tham gia đá bóng với đám nữ sinh sau đó nàng phát hiện mình không hề có năng khiếu. Hơn nữa, nếu vận động nhiều như thế thì thân hình sẽ trở nên cao to, chân vòng kiềng, cho nên liền chuyển sang làm quản lý. Từ tiểu học đến trung học, đội bóng nàng lãnh đạo có thực lực rất khả quan, đứng trong top các đội mạnh trong khu vực. Nhưng không ngờ, sau khi vào đại học nàng vốn có giấc mộng dẫn dắt đội bóng của mình tranh tài tại giải bóng đá sinh viên toàn quốc nàng bi ai phát hiện, chuyện này còn khó hơn chuyện đội Nam Trung Quốc giật cúp vàng World Cup. À, 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 à. Cao hiểu tiết hét to vài tiếng với khu rừng nhỏ trong trường, sau đó trong rừng cây truyền ra tiếng kêu, có đạo đức công cộng không vậy? Đúng vậy, không biết là quấy giày vợ chồng người ta son thân thiết sẽ bị xét đánh sao? Lão công ông xã chúng ta đừng để ý tới nàng nữa, nguyên rủa nàng meo meo ngực không thể lớn, vĩnh viễn là xử nữ. Cao hiểu tiết che mặt mà chạy. Gặp chuyện này tâm trạng càng thêm buồn bực, cao hiểu tiết cúi đầu nhìn bộ ngực của mình. Con gái Giang Nam nhỏ xinh thì làm sao meo meo của nàng lớn được. Tuy nhìn có vẻ cân xứng, nhưng có cảm giác khá nhỏ. Ngày hôm qua, khi chạm tinh tắm, mình mặt dày mày dạn chui vào, kinh ngạc một phen, của chạm tinh tuy không tính là rất lớn, nhưng nó lại cao hơn của mình, với lại rất cân xứng. Nhìn một lúc lại phát hiện nó có hình dạng búp măng trong truyền thuyết, ai, cái này làm cho mình ghen tị một thời gian ngắn. Mà trong khoa còn một mỹ nữ tên quản dịch, lại có meo meo là cỡ C trong truyền thuyết, nhu câu vượng đứng chỉ cần kéo nội y là nó tự động bật ra. Mấy người này đều làm cho nàng ghen tị, vì thế hiện tại nàng muốn đi siêu thị mua mấy bình sữa đu đủ uống, nghe nói uống sữa đu đủ làm ngực to lên. Trong lúc buồn bực, nàng tự nhiên nghĩ đến Trạm Tinh ở chung phòng. Nàng cảm thấy mình thật sự hâm mộ Trạm Tinh, nàng ta luôn im lặng như vậy, giống như chuyện gì cũng không thể làm khó được nàng ấy, không giống mình luôn phiền lòng. Cao Hiểu Tiết cũng biết, thật ra Trạm Tinh cũng là một fan bóng đá nếu không phải nghe chính nàng thừa nhận, Cao Hiểu Tiết cũng không tin có một cô gái lại là fan hơn 10 năm của đội Fiorentina, mà cầu thủ nàng thích nhất không phải là các cầu thủ đẹp trai sau này, mà là chiến thần Sergio Daniel Batista của Argentina. Hơn nữa, dù Batista đã đi rồi, nàng vẫn thích đội bóng Fiorentina, có thành tích ngày càng xuống dốc. 10 năm trước, vì thích một người mà thích cả đội bóng. 10 năm sau, vì thích đội bóng này mà thích từng người trong đó nàng nhớ lúc ấy chạm tinh cười nhạt nói những lời này, mặc kệ thành tích bọn họ như thế nào, chỉ cần cầu thủ và fan đều tận tâm là tốt rồi. Lúc chạm tinh nói những lời này, Cao Hiểu Tiết hung hăng cua nắm tay, không phải là kỹ thuật kém thôi sao? Hừ, tốt xấu gì mình cũng làm quản lý nhiều năm rồi, kinh nghiệm cũng không ít, chỉ cần chăm chỉ luyện tập một chút, còn thua đám heo trong đội tuyển quốc gia sao? Nghĩ đến đây, Cao Hiểu Tiết lại cảm thấy được thời tiết vô cùng đẹp, không khí vô cùng tươi mát. Bởi vì nàng vốn là một điển hình hay thay đổi cảm xúc của con gái, có đôi khi một việc nhỏ cũng có thể làm cho cảm xúc của nàng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nghĩ đến đây Cao Hiểu Tiết thấy mình nên trở về sân bóng đá, bởi vì thoạt nhìn mấy tên gia súc đều có bộ dáng hăng hái, Mao Chủ tịch đã nói, mọi chuyện đều sợ nhất là không có hăng hái. Chỉ cần bọn họ hăng hái khổ luyện, chưa chắc không đạt được thành tích tốt. Cao Hiểu Tiết điện thoại cho Trạm Tinh, hỏi nàng có đi sân bóng hay không, Trạm Tinh do dự một chút nói hiện đang bận việc, hẹn lần sau, Cao Hiểu Tiết một mình vui vui vẻ tới sân bóng. Sắc trời đã hơi tối, nhìn thời gian thì thấy đã hơn 7 giờ. Cao Hiểu Tiết đi đến bên cạnh sân thể dục, từ xa nàng đã thấy trên sân bóng có một đám người đang tập chạy, nàng phát hiện một người vừa chạy vừa hô to, nhìn kỹ lại thấy đó là Tần Tiểu Ngạn. Vừa thấy ra súc này, Cao Hiểu Tiết cảm thấy tức cười, hôm nay, nàng hỏi Tần Tiểu Ngạn đá ở vị trí gì, Tần Tiểu Ngạn nói hắn đá ở giữa sân, nói cụ thể chính là phụ trách phòng thủ, ở phía sau tiền vệ, chỗ có nửa cái vòng tròn. Vì thế Cao Hiểu Tiết nói bạn nói thẳng là trung vệ, CB center back, hậu vệ trung tâm là được rồi, nói lòng vòng làm gì. Sau đó đến phiên Tần Tiểu Ngạn kinh ngạc, bởi vì hắn học trung học tại một nơi mà cuộc sống học sinh trung học chỉ có đi học và làm bài thi, còn nữ sinh thì gần như không biết gì về bóng đá nên hắn phải giải thích cho nàng, ai ngờ đứng trước mặt hắn là một fan bóng đá, còn là một cô gái xinh đẹp nữa chứ. Với nhãn lực của Cao Hiểu Tiết, tất nhiên có thể nhìn ra đặc điểm của Tần Tiểu Ngạn, thân thể cường tráng có sức bền, tốc độ cũng không tệ, với lại, thời gian mỗi trận bóng không ngắn, nên ý thức cũng cần phải cao, điểm này hắn mạnh hơn nhiều so với mấy con gà khác trong đội. Tuy kỹ thuật chân hơi có vẻ thô, nhưng có thể nói hắn là nhân tài cho vị trí trung vệ, có hắn tọa chấn, sức phòng thủ của đội bóng sẽ được nâng cao. Cùng lắm thì chơi phòng thủ phản kích, cao hiểu tiết nắm chặt tay, tuy trước giờ nàng không thích chiến thuật phòng thủ phản kích ướt át bẩn thỉu của Italy, cho rằng chơi như thế không đẹp, nhưng hiện giờ điều kiện có hạn nên không có biện pháp nào tốt hơn. Thấy đám gia súc kia đã chế thế này mà còn tập luyện, Cao Hiểu Tiết thấy mình phải cổ vũ bọn họ một chút, vì thế đi ra tiệm tạp hóa bên cạnh sân thể dục mua mười mấy bình nước khoáng, bỏ vào hai cái túi plastic sách tới sân bóng. Tuy rằng trời đã tối, nhưng xinh đẹp như Cao Hiểu Tiết lại giống bóng đèn huỳnh quang tỏa sáng trong đêm, nhất là ở nơi nam nhân tụ tập, đột nhiên xuất hiện một em gái giang nam tinh xảo, tự nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt trong nháy mắt. Lưu Quảng là một trong số đó. Hắn là sinh viên năm 3 khoa hóa học, diện mạo có chút dễ nhìn, cao 1,83m, vì đá bóng nên có một thân thể khá hoàn hảo. Hơn nữa, người này có làn da trời sinh phơi nắng không bị đen. Cho nên với bộ dáng mặt trắng bạch kiểm, hắn được bầu chọn là hoa vương của khoa hóa học. Lưu Quảng mới vừa chia tay bạn gái, nguyên nhân là hắn thấy bạn gái mình xương cốt khá to, không có bộ dáng chim nhỏ nếp vào người. Hiện giờ thấy cao hiểu tiết nhỏ nhắn, xinh xắn như vậy tự nhiên là có ý đồ, vừa thấy nàng sách hai túi nước khoáng, trong lòng Lưu Quảng liền nảy ra âm mưu. Muốn vào sân bóng trước hết phải đi ngang qua sân bóng dỗ đang vô cùng náo nhiệt, nên Cao Hiểu Tiết thật cẩn thận, phòng ngừa bọn ra xúc kia ném bóng vào người mình. Đúng lúc này, đột nhiên nàng nghe tiếng gió, chưa kịp nghiêng đầu nhìn thì vai trái đã bị cái gì đó đập trúng. Tuy lực dập không lớn lắm, nhưng cũng không phải nhẹ, với lại lúc đó nàng không chú ý, nên a à một tiếng rồi mất thăng bằng ngã trên mặt đất, hai túi nước khoáng trong tay cũng rớt xuống đất. Ai làm, Cao Hiểu Tiết quay đầu lại, thấy cách đó không xa có một quả bóng đá nên biết mình xui xẻo bị đá trúng, nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn chung quanh, muốn nhìn xem là gia súc nào không lau mắt, kỹ thuật còn kém hơn cả đám kia heo trong bóng quốc gia nữa mà dám đi đá bóng. Lúc này có một gia súc mi thanh mục tú chạy tới, trên người mặc áo số 23 của Real Madrid, Cao Hiểu Tiết vừa thấy thì càng tức giận bởi vì đó là số áo nàng yêu thích nhất. Người này dám so với Beckham. Cao Hiểu Tiết thấy hôm nay mình không làm cho hắn điêu đứng thì mình phải thật xin lỗi đảng, thật xin lỗi nhân dân, thật xin lỗi Beckham. Tên kia đã chạy tới, nhưng không chạy về phía quả bóng mà vội vàng nói xin lỗi, trời quá tối tôi không thấy, không làm bạn bị thương chứ. Hắn giải thích một cách thân thiết, cơn tức trong lòng Cao Hiểu Tiết lập tức nhỏ đi rất nhiều. Tuy nàng có cá tính nhưng không phải là một cô gái không nói lý lẽ, hơn nữa coi đá bóng thời gian dài bị bóng đập chúng không phải một lần hai lần, người ta chưa nói đã cười làm lành, thái độ giải thích lại thành khẩn như vậy, nên đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại, nàng không mắng hắn. Ai, chỉ trách mình xui xẻo thôi cao hiểu tiết đứng lên, vỗ vỗ mông phủi cho bụi, nghĩ thầm, may là hôm nay mình không mặc váy, nếu không thì đã sâu hết hàng rồi. Sau đó nàng nói không sao, rồi bắt đầu nhặt mấy bình nước khoáng. Để mình giúp bạn một tay ra xúc kia có bộ dáng ái náy, không người giúp nàng nhặt, Lúc này Cao Hiểu Tiết phát hiện vừa rồi ngã xuống là một cái túi đã bị rách, không thể đựng được nữa. Nhưng một túi có 7, 8 chai nước, tay không thì đâu có cầm hết được. Cao Hiểu Tiết trừng mắt với tên này, Lưu Quảng ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó cởi cái áo thun đang mặc xuống. Động tác này dọa Cao Hiểu Tiết suýt chút nữa kêu lên, nàng tưởng ra xúc này làm gì đó với nàng trước mắt bao người. Nhưng Lưu Quảng lại cười nói "Lấy áo của tôi bọc lại đi, dù sao mấy bình nước này không có bị bung nắp". Với lại tôi mới vừa thay áo, không có mồ hôi đâu. Thật ra Lưu Quảng làm vậy là có dụng ý, vì thường xuyên rèn luyện nên dáng người hắn khá tốt, vừa không giống kẻ cơ bắp khủng bố, cũng không gầy yếu vô lực như thư sinh. Cho nên, khi thi đấu, chuyện hắn thích làm nhất chính là cởi áo chúc mừng, làm vậy có thể nghe được tiếng thét chói tai của mấy cô em đang xem trận đấu. Nhưng Cao Hiểu Tiết lại không có để ý đến hắn chút nào, không thẹn thùng cũng không hề liếc mắt tới hắn, chỉ giận dữ nói vậy làm phiền bạn sau đó xách cái gói to đi về hướng sân bóng đá. Lưu Quảng nói không phiền, không phiền, rồi tương từng xách bảy, tám bình nước theo sau nàng. Bọn tần tiểu ngạn thấy cao hiểu tiết sắt theo một thằng gia súc ở trần đi tới đều cảm thấy rất kỳ quái, hơn nữa gia súc kia nhìn có chút quen mắt, à, là thằng chiều nay biểu diễn kỹ thuật trên sân bóng. Khi bọn hắn còn nghi hoặc, đã thấy nàng mời uống nước, cả đám đều cười nói bạn cao hiểu tiết quá tốt bụng, đội bóng có quản lý như bạn thì thật là may mắn cho bọn mình à. Cao Hiểu Tiết cười nói thấy các bạn vất vả nhiều nên mình mời các bạn vài chai nước thôi mà. Lưu Quảng bên cạnh cũng tìm được cơ hội mở miệng, nói, mỹ nữ này là quản lý của mấy bạn hả, đội của mấy người có phúc không nhỏ nha. Các bạn là năm nhất hả? Khoa nào, tôi là năm ba khoa hóa, hay là tôi sắp xếp để các bạn thi đấu giao hữu với năm nhất khoa chúng tôi, thấy sao? Cao Hiểu Tiết vừa nghe đã đồng ý, đúng lúc kiểm tra thực lực đội bóng hiện giờ một chút. Vì việc sắp xếp thi đấu là nhiệm vụ của quản lý như nàng, Lúc này Cao Hiểu Tiết đã quên mất tiêu chuyện mình vừa bị đập trúng, vì thế hỏi Lưu Quảng: "Sư huynh, chúng ta thảo luận sắp xếp thời gian một chút nha." Lưu Quảng chờ cơ hội này nãy giờ nên sảng khoái nói: "Không thành vấn đề, chút nữa tôi điện thoại hỏi lịch học của đám đàn em, chọn thời gian cho tốt. À, hồi nãy đá chúng người bạn, thật áy náy. Hay là tôi mời bạn ăn bữa cơm chiều, sẵn tiện kêu đội trưởng năm nhất đến, bàn chuyện trận đấu một chút, thế nhé." Cao Hiểu Tiết định từ chối vì nàng nghe ra ý tứ trong lời nói của Lưu Quảng, hắn chỉ muốn nhân cơ hội này lôi kéo làm quen với mình, sau đó xin số điện thoại di động rồi tối lại nhắn tin linh tinh. Nếu là bình thường nhất định nàng sẽ từ chối ngay, nhưng là vì quan hệ đến trận đấu đầu tiên của đội bóng nên nàng đồng ý. Lưu Quảng thầm mừng rỡ, hắn đã quyết định, lát nữa khi điện thoại thì tùy tiện tìm lý do, nói thằng đội trưởng năm nhất kia không thể tới, sau đó cùng em gái xinh đẹp này ở chung một chút, tạo ấn tượng thật tốt với nàng. Ngay lúc Lưu Quảng định nói chúng ta đi thôi, đột nhiên phía sau vang lên một câu, ê, vừa rồi người này cố ý đá chúng bạn đó. Người tới là Trần Húc. Lúc tới nơi, Trần Húc mới nhìn rõ cô bé này chính là người ngồi cạnh trạm tinh và nói phim XXX trong lớp học. Vừa rồi, hắn và Ngô Nguyên mới ăn cơm trong căn tin xong, rảnh rỗi không có việc gì nên đi tới sân thể dục. Khi đến cạnh sân bóng thấy bọn tần tiểu ngạn đang đá bóng, hai người sinh ra hứng thú, đứng dựa vào lan can nhìn một lúc, đúng lúc chứng kiến Lưu Quảng để bóng trên mặt đất, sau đó bày ra tư thế đá phạt, nhắm ngay cao hiểu tiết mà sút. Khoảng cách giữa hai người đại khái khoảng 30 mét, đối với một cầu thủ thì khoảng cách này sút trúng mục tiêu không phải là chuyện gì quá khó. Với lại, Lưu Quảng dám mặc áo số 23 Real Madrid là do ngoài việc hắn đẹp trai nhất khoa hóa thì hắn còn truyền bóng rất chính xác, nên người này tự cho mình là bét cam khoa hóa học. Lúc đó Trần Húc không nhận ra cao hiểu tiết, nhưng chỉ cần không phải là thằng mốc thì có thể nhìn ra ý đồ của người này vốn trần húc không muốn để ý tới chuyện này nhưng thấy cô gái kia cực khổ đem nước cho bọn tần tiểu ngạn trần húc liền nhận định nhất định cô gái này là người một nhà trần húc không thể chấp nhận chuyện người một nhà bị khi dễ hoặc bị lừa vì thế hắn liền chạy tới nhanh như chấp nghe trần húc nói như vậy bọn tần tiểu ngạn bên cạnh mới vừa uống nước xong đang chuẩn bị tiếp tục bóng liền vây quanh lại đây không khí nhất thời trầm xuống Lưu Quảng không nghĩ tới chuyện mình bị người ta vạch trần ngay tận mặt, nhất thời xấu hổ nói không nên lời, bộ dáng này của hắn đã chứng minh lời Trần Húc, mà đám bạn của Lưu Quảng vốn đang đứng từ xa xem náo nhiệt phát hiện tình huống không đúng cũng xông tới. Cao Hiểu Tiết vẫn cho rằng mình là một người thông minh lanh lợi, ít ra thì IQ của nàng không thấp. Lúc này còn không rõ chuyện gì xảy ra sao, tuy nàng không biết người bênh vực lẽ phải, nhưng thoạt nhìn thấy hơi quen, hình như là bạn cùng lớp. Dưới tình huống này tự nhiên nàng sẽ tin tưởng bạn cùng lớp. Mày nói bậy." Sau một lúc lâu, Lưu Quảng mới dặn ra được một câu, sau đó nhìn về phía Cao Hiểu Tiết, hắn thất vọng phát hiện, cô gái nhỏ xinh này đang dùng bộ mặt khinh bỉ nhìn mình. Biết ngay mà, ai cũng đoán được anh sẽ nói tôi nói hưu nói vượt, lời thoại không có gì mới cả Trần Húc khinh bỉ nói, "Nếu trong lòng anh không có quỷ, anh có dám thề, nếu anh cố ý đá trúng nàng thì vợ anh cả đời là xử nữ, trước mặt mọi người không?" Mọi người ở đây, kể cả Lưu Quảng, đều toát mồ hôi, nghĩ thầm lời thề này thật sự là rất độc ác, hiện giờ thời đại thay đổi, toàn sinh ra những tư tưởng không thuần khiết như thế. Sắc mặt Lưu Quảng lúc đỏ lúc trắng, hoàn hảo, trời tối đen nên không ai thấy rõ ràng cả, hắn hoán độc trừng mắt với Trần Húc một cái, ngay cả một câu giải thích cũng lười nói, hắn và mấy thằng bạn mặt mày tối sầm, cứ như vậy đi ra ngoài. Đi ra bên ngoài, đám Trần Húc nghe Lưu Quảng nói với người bên cạnh một câu, điếu miệng, kiêu ngạo cái gì. Đá bóng mà kêu Mỹ nữ theo, không ăn SHT mới lạ, chó má nghe nói như thế sắc mặt mọi người khoa công nghệ thông tin trở nên vô cùng khó coi anh đứng lại cho tôi có ngon thì lặp lại lần nữa một âm thanh vang lên mọi người phát hiện người mở miệng chính là cao hiểu tiết lúc biết lưu quảng lừa mình nàng cũng không phẫn nộ nhưng hiện giờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái giang nam này lại đỏ lên chỉ vào lưu quảng nói anh có ngon thì lặp lại lần nữa âm thanh thanh thúy vang dội toàn bộ sân thể dục có không ít ánh mắt tập trung về phía này lúc này Lưu Quảng có ý muốn tự sát cho rồi, trước mắt bao nhiêu người, người có thể làm cái gì với con gái người ta. Đừng nói là đánh, chỉ sợ cho dù cãi lại một câu thôi đã bị người chung quanh mắng chửi, khinh bỉ nhục đến chết mất. Hắn nghĩ lúc này mà không nói gì thì sau này không còn mặt mũi lăn lộn ở đại học tổng hợp này nữa, nên hắn liền bày ra tư thái chó chết nói, sao vậy? Kỹ thuật kém mà không cho người ta nói hả? Bóng đá là một môn thể thao chú ý thực lực vận động, tôi ăn ngay nói thật mà các người nếu không phục thì chúng tôi cũng không khi dễ, vậy theo lời vừa nói đi, các người năm nhất vậy đấu với đội năm nhất khoa chúng tôi một trận là biết ngay. Ai sợ ai, cả bọn tần tiểu ngạn đều phát hỏa, cả đám gào lên ẩm ý. Cao hiểu tiết cắn hàm răng, sắp xếp ngày đi. Đám gia súc kia cười ha ha, nói tụi tao cũng không khi dễ đám lính mới tụi mày, thấy đám tụi mày còn chưa có đồng phục nữa, vậy một tuần sau đi, cho tụi mày thời gian đi bộ đồng phục. Rồi huấn luyện huấn luyện, đến lúc đó không thua thảm quá là được. Quá kiêu ngạo, đám nam nhất công nghệ thông tin có xúc động muốn quần ẩu một trận. Trần Húc tức giận, hận không thể đè đầu của thằng này xuống mặt đất, dùng ba chiêu đánh hổ của võ tòng đập cho cái mặt của nó vỡ ra. Bất quá, phía sau đã có người ra mặt giúp hắn, tại cửa vào sân bóng có một thanh âm quen thuộc vang lên, điếu miệng, thằng nào trong này đang ăn hiếp sư đệ, sư muội của tao. Trần Húc mừng rỡ quay đầu nhìn, người tới là Vương Đống. Mà đám lưu quảng thấy Vương Đống thì sắc mặt đều biến đổi đờ mờ thằng nào gây sự đâu. Vương đống mặc áo thun ba lỗ, mặc cái quần cộc, trên chân sỏ một đôi dép lào, dép lê, nhìn thế nào thì hắn cũng giống giang hồ hơn là sinh viên, nhìn thấy Lưu Quảng, lại thấy cao hiểu tiết mặt đỏ bừng. Vương đống biết rõ bản tính Lưu Quảng nên không chút khách khí nói với Lưu Quảng, Lưu Quảng, mày quậy thế nào ở khoa khác thì tao điếu thèm để ý, nhưng khoa công nghệ thông tin không phải là chỗ để mày quậy nhá, biến. Quá nghiêu đám gà nam nhất hết sức sùng bái vị sư huynh này như nước sông Hoàng Hà cuồn cuộn không ngừng. Chẳng những là do hắn nói chuyện không chút khách khí, bảo vệ bọn họ như gà mẹ che chở gà con, quan trọng hơn là vương đống nói khó nghe như vậy gần như mắng lưu quảng như mắng chó nhưng thằng mặt trắng này chỉ biết nghiến răng, dám cũng không dám thả. Lúc này Trần Húc kể sơ qua chuyện vừa rồi, chuyện này không những vương đống, mà mấy người bạn bên cạnh hắn cũng đều cười lạnh nói, ghê vậy à, đội bóng khoa hóa tụi mày dám lớn tiếng với đội khoa công nghệ thông tin khi nào vậy? Hay là tụi mày đã quên cái gì là sao trổi Holly? Nghe những lời này, mặt mày đám sinh viên khoa hóa càng khó nhìn hơn. Trần Húc ngạc nhiên hỏi một sư huynh bên cạnh, sao trổi Holly là sao? Không có gì, vị sư huynh kia thấy đám sư đệ và mỹ nữ kia đang vảnh tai nghe thì cố ý cười lạnh một tiếng, nói rất lớn, chỉ có thể trách khoa hóa quá kém mà thôi, liên tiếp 4 năm. Trường tổ chức cúp bóng đá đại học tổng hợp, Khoa hóa đều được phân cùng bảng với khoa công nghệ thông tin chúng ta, bọn hắn chưa hề thắng chúng ta trận nào, trước sau bị ghi 76 bàn thắng, chia đều mỗi năm là 19 quả. Vì chu kỳ vận chuyển của sao chổi Holly là 76 năm, cho nên kêu bọn họ là sao chổi Holly. Hắn nói rất lớn tiếng, mọi người đang vây quanh xem náo nhiệt đều nghe rất rõ ràng, nhất thời một trận cười vang. Trong khoa hóa học có vài người đã chịu không nổi, Lưu Quảng đứng ra nói ép. Ca, Vương Đống tao không phủ nhận đội bóng khóa trên của bọn tao không bằng tụi mày. Hắn nói còn chưa nói xong, bên cạnh lập tức đã ồn ào, muốn phủ nhận cũng không được, trừ phi khoa hóa học tụi mày học theo tụi cây gậy Hàn Quốc. Sắc mặt lưu quảng trắng bệch, cũng không để ý tới, nói tiếp, nhưng bắt đầu từ năm nay, khoa công nghệ thông tin của tụi mày sẽ mất hết ưu thế. Không tin thì cho hai đội năm nhất thi đấu, dựa vào thực lực nói chuyện. Vương Đống là đội trưởng đội bóng khoa công nghệ thông tin, tất nhiên là biết chuyện nhà mình. Năm nay nhân tài không có, thực lực kém mấy năm trước không ít. Vì thế Vương Đống hèn mọn nói có bản lĩnh thì đội tụi mày tự thi đấu với tụi tao, coi ai thua cho biết. Bọn Lưu Quảng ngậm miệng lại, ra vẻ không thèm nói chuyện với đám Vương Đống. Đấu thì đấu, lúc này, cao hiểu tiết tức đến nổ phổi, thật sự là thúc thúc có thể nhẫn thầm thầm không thể nhẫn. Cuối tuần ngày, 3 giờ chiều. Cứ như vậy đi. Nhìn vẻ mặt tươi cười Lưu Quảng lộ ra một tia âm mưu đã được thực hiện. Trần Húc ở bên cạnh nhịn không được, nhịn không được thì làm sao nói cái gì tốt được. Đờ mơ, lúc đó tụi mày thắng thì được cái gì? Những lời này làm cho đám Lưu Quảng đứng lại, hỏi mày có ý gì? Trần Húc thấy chính mình phải bày tỏ khí phách, nói, tao thật sự không rõ, cho dù năm nhất khoa tụi mày thắng thì nói lên được cái gì? Nói lên khoa hóa học tụi mưu hả? Tao khinh, làm ơn thông minh dùm chút đi, năm nhất mới vừa khai giảng, thực lực đội bóng được quyết định bởi với cái gì? quyết định bởi trình độ đá bóng trước khi bọn hắn lên đại học. Có quan hệ gì tới khoa hóa học tụi mày? Tụi nó có phải do khoa hóa học tụi mày đào tạo ra đâu? Nghe những lời này, một đám gia súc bên cạnh lập tức ồn ào, Cao Hiểu Tiết nhìn Trần Húc với ánh mắt tán thưởng, cảm thấy gia súc này thông minh lanh lợi, thoạt nhìn cũng rất thuận mắt. Trần Húc thấy lời của mình có hiệu quả, đắc ý đứng lên nói, hơn nữa, cho dù tụi mày đá thật tốt thì như thế nào, đám heo trong đội tuyển Trung Quốc không phải là đá tốt nhất sao? tụi mày đá tốt quá thì vào đội tuyển quốc gia đi nói xong trần húc cảm thấy rất đắc ý nhưng rất nhanh hắn phát hiện có chút không đúng không riêng sắc mặt bọn lưu quảng âm trầm giống như mình thiếu bọn họ mấy trăm vạn vậy mà ngay cả vương đống sắc mặt bọn tần tiểu ngạn cũng đều khó coi muốn chết cao hiểu tiết nghiến răng kèn kẹt có bộ dáng như hận không thể tiến tới cắn mình mấy cái trần húc gãi gãi đầu tôi nói sai cái gì sao đồ đầu heo đại đầu heo ngu ngốc Cao Hiểu Tiết đứng ngoài ban công phòng ngủ, buồn bực hét to vài tiếng a a a, sau đó chạy lại ôm chạm tinh kêu rên, tinh tinh, bạn nói thử xem sao tên đầu heo kia ngu như vậy. Vốn mình cảm thấy hắn thông minh lanh lợi, ai ngờ hắn ngu hơn cả heo. Chạm tinh đã nghe nàng kể lại chuyện xảy ra trên sân thể dục, cười nói, không chừng do tình thế cấp bách nên hắn buột miệng nói thế, vô ý dùng vũ khí có phạm vi sát thương lớn, đánh chúng bạn mà thôi. Dù sao người ta cũng hảo tâm ra mặt giúp bạn mà, bạn đừng để ý. Cao hiểu tiết buồn bực, nhân cái mũi nhỏ đáng yêu, chơi nổi hả. Người theo đuổi bổn cô nương nhiều như sao trên trời, thủ đoạn gì ta chưa thấy qua. Gia súc kia, phi phi phi, còn tự cho là mình là bét căm, nhìn hắn là muốn ói rồi, bổn cô nương sao mắc mưu hắn được. Dừng một chút, Cao hiểu tiết nói tiếp, nếu không phải Trần Húc vì giúp ta mà nói câu đó, bổn cô nương bóp cổ hắn chết tươi, sau đó chôn ngay tại chỗ, rồi trồng một cây hòe lên mộ hắn. Mấy cô gái bên cạnh, hỏi trồng cây hòe làm chi? Cao Hiểu Tiết nói, mấy người không coi phim, quỷ thổi đèn, hả? Phim nói về phong thủy, trộm mộ, trong đó nói cây hòe có một bộ, mộc, thêm một chữ, quỷ, cho nên là vật thuần âm, nếu trồng trên phần mộ người ta thì có thể làm cho người đang nằm trong mộ vĩnh viễn không được siêu sinh. Các cô gái đều toát mồ hôi, nói, bạn cũng thật tàn nhẫn. Sau đó, một cô gái còn nói Cao Hiểu Tiết biến thái, nghĩ sao mà đem chuyện quỷ xa xưa đi dọa người. Cao Hiểu Tiết cười hắc hắc ác y nói đúng là chuyện xưa, nhưng rất kích thích hay là tối nay mình kể cho các bạn nghe vài chuyện sắc mặt đám con gái lập tức thay đổi nói nếu bạn kể thì tất cả mọi người sẽ dồn lên giường của bạn ôm bạn ngủ vốn tưởng những lời này có thể dọa nàng nhưng cao hiểu tiết cười ha ha nói đám ái phi các ngươi đợi không nổi nữa sao tối hôm nay chấm sẽ sủng hạnh các ngươi thật tốt đám con gái hóa đá tại chỗ nói chạm tinh bạn tránh xa nha đầu kia một chút đừng để bị ô nhiễm không bao giờ tinh tinh nhà ta thích ta nhất, đúng không cao hiểu tiết quay đầu qua, đột nhiên vươn móng vuốt chụp vào bộ ngực chạm tinh, cười ha ha, ai ra, búp măng, búp măng nha. Cảm giác thật là tốt. Chạm tinh che nơi bị tập khích, cười mắng một câu đi chết đi, sau đó nói, nhà đầu ngươi sao lưu manh vậy. Tốt lắm, tốt lắm không náo loạn với bạn nữa, đội bóng của bạn định mua đồng phục gì. Bạn thích Beckham vậy định mua áo Real Madrid hay là áo đội tuyển Anh? Tuy uôn cấp năm 2006, tuyển anh đá không tốt, nhưng lối đá rất đẹp. Nhắc tới Real Madrid, Cao Hiểu Tiết nghĩ ngay đến tên gia súc lưu quảng kia, nghĩ như thế nào lại mặc cái áo số 23 Real Madrid. Thật ghê tởm, nàng quay đầu nhìn nhìn Trạm tinh trên mặt còn đang hồng hào vị vừa bị tập kích thấy quá xinh đẹp, đáng yêu, vì thế nàng nói, mình sẽ mua áo Fiorentina. Trạm tinh hơi kinh ngạc một chút, cười nói cũng đúng, đồng phục đội này trước giờ đều đẹp. Cao Hiểu Tiết kêu một tiếng ai ra, nói, tinh tinh, cưng ơi bạn không hiểu được ý của mình sao bạn không thấy chỉ có một mình mình quản lý đội bóng là rất cô đơn sao nể mặt mũi đội fiorentina bạn giúp mình một tay nha vốn chạm tinh muốn từ chối vì nàng không thích nơi náo nhiệt như vậy hơn nữa nếu nhận làm quản lý thì mình phải nhận trách nhiệm tương đương nhưng lời từ chối vừa đến cửa miệng nàng thấy đôi mắt trong suốt của cao hiểu tiết đang nhìn mình làm nàng nói không nên lời đành phải thở dài nói quên đi mình đồng ý bọn Trần Húc đang ngồi trong phòng của Vương Đống. Bọn sinh viên khoa công nghệ thông tin năm ba như Vương Đống cũng ở khu 14, nhưng ở lầu 4. Lúc vừa bước vào, Trần Húc còn tưởng mình vào nhầm phòng. Các loại dây như như dây điện, dây cáp mạng, nằm lung tung như mạng nhện. Bốn cái giường ngủ đều trở thành nơi đặt máy tính, cho bụi trên mấy cái màn hình dày cả tấc. Trên sàn xi măng thì có tàn thuốc, dây, chậu rửa mặt, vân vân. Vương Đống kêu bọn họ tùy ý ngồi, nói, phòng ngủ đại học đều như thế, mấy chú mới tới nên còn đỡ, tới tuổi như tụi anh thì cũng vứt đồ lung tung cả thôi. Đám trần hút toát mồ hôi, cũng không khách khí, tùy tiện ngồi xuống một cái giường ngủ, sau đó vương đống mời thuốc là, có điều, đám này chỉ là năm nhất là thôi chưa xa đọa lắm nên chỉ có trần hút đón lấy. Ngày thường trần Húc cũng hút một hai điếu, không thể nói là nghiện thuốc lá nhưng cũng không phải là mới biết hút. Muốn biết nguyên nhân tại sao thời trung học hắn biết hút thuốc lá. Nguyên nhân rất đơn giản, Hoàn toàn là do tò mò và cảm thấy cầm điếu thuốc có chút phong cách, xịt vài hơi, vương đống mắng tiện nhân Lưu Quảng thật sự rất đáng chết, dám vươn móng vuốt đến khoa công nghệ thông tin chúng ta. Đờ em yên, chẳng lẽ nó không biết khoa chúng ta, sói nhiều thịt ít sao? Mấy tên năm ba bên cạnh cũng mắng vài câu, nói Lưu Quảng này cũng không phải là thứ tốt lành gì, mấy cô em hơi xinh xinh bên khoa hóa đều đã qua tay hắn. Nghe nói trước đây hắn còn làm cho bụng con người ta lớn lên, phải đi bệnh viện giải quyết sau khi mắng vài câu vương đống mới nói đến chính sự mấy đứa phải chú ý vào trận đấu chủ nhật tuần sau một chút lưu quảng tự tin như vậy không phải là không có lý do nghe nói năm nay khoa hóa học có mấy người đặc biệt được tuyển thẳng điểm thể dục rất cao nói không chừng còn có mấy nhân tài khác nữa mấy đứa theo tụi anh tập luyện vài ngày đi xác định đội hình rồi tập luyện phối hợp sau đó định ra chiến thuật tương ứng đến lúc thi đấu đừng để thua quá thảm là được ngụ ý là không xem trọng kết quả trận đấu này Vương Đống rút điếu thuốc, thấy sắc mặt đám Tần Tiểu Ngạn có chút khó coi, sang sảng cười to hai tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, có gì mà nản lòng. Không phải Trần Húc đã nói rồi sao? Thực lực năm nhất được quyết định bởi trình độ trung học, chuyện này không có cách nào giải quyết. Giống như chú em mày, Tần Tiểu Ngạn, hiện giờ chú mày là đội trưởng, không phải là vì trước kia chú mày chơi bóng nhiều sao? Tần Tiểu Ngạn gãi đầu nở nụ cười, Vương Đống chỉ vào một tên gia súc đang chơi game bên cạnh, nói đây là Tiểu Trúc, mấy người làm quen một chút đi. Lúc mới vào học, hắn chưa từng xem trận bóng đá trận nào cả, hoàn toàn bắt đầu từ số 0, bây giờ hắn là hậu vệ chủ lực trong đội. Còn nữa nha, năm đó nhập học cùng lúc với bọn anh, bên khoa tiếng Anh có một thằng môi sao bóng đá, có kỹ thuật rất tốt. Nhưng bây giờ thì sao? Mỗi đêm đều thức khuya hút hít, giờ đã là một thằng bỏ đi. Cho nên, đừng có gấp, thắng thua một trận trả là cái gì hết. Hiện giờ khoa chúng ta có vài sư huynh tốt nghiệp, và vài sư huynh năm tư đã đi tìm việc làm nên ít khi có thời gian tập luyện. vì vậy mấy chú năm nhất phải cố gắng đuổi theo để lấp các chỗ trống nha. không thể đánh mất vị trí dẫn đầu của khoa công nghệ thông tin chúng ta được. vương đống nói mấy câu đó làm tần tiểu ngạn là người trong cuộc hăng máu lên như gà trọi, kêu gào ỏm tỏi. vương đống và mấy bạn học của hắn nhìn nhau, cười mắng, tuổi trẻ thật là tốt. hiện giờ bọn mình xa suốt rồi. fk thấy các ngươi sức sống bắn ra bốn phía, anh cảm thấy mũi trong phòng biến đâu hết rồi. Vừa mới dứt lời, Trần Húc đang uống nước liền phốc một tiếng, phun hết nước trong miệng lên cái máy tính bên cạnh. Xin lỗi, xin lỗi. Trần Húc vội vàng đứng lên, sư huynh ngồi bên cạnh khoát tay kêu hắn ngồi xuống, tiện tay lấy một cái. Không biết là quần, áo hay là khăn lau gì đó lau lau lên cái máy tính, cười nói chú mày bị sao vậy. Mũi chích hả, chắc là một con mũi miệng túi chích chúng nên mới phản ứng lớn như vậy. Trần Húc vội vàng nói mình không sao, nhưng nguyên nhân thật sự là do câu nói vừa rồi vương đống. Bây giờ là đầu tháng 9, là thời điểm muỗi rất nhiều, rất kiêu ngạo. Mỗi buổi tối, trước khi ngủ, mọi người phải vật lộn cả nửa giờ với đám muỗi trong mùng mới dám ngủ, nếu không hơn nửa đêm bị muỗi cắn mấy nhát cũng không sao, chỉ sợ lúc này trời nóng nực, ngủ không được sâu mà chúng nó cứ vo ve bên tai, cơ bản là không thể ngủ được. Hiện giờ, mặc kệ là gặp vấn đề trong phương diện nào, Trần Húc cũng hỏi Tiểu Mẫn ngay. Vì thế Tiểu Mẫn đề cử phần mềm khắc tinh của mũi cho hắn. Nguyên lý của phần mềm này là sử dụng sóng siêu âm có tần số nhất định để đuổi mũi đi, mà loại sóng siêu âm này con người không nghe được, hơn nữa, không gây tác hại gì, nhưng có thể cưỡng chế đuổi tất cả mũi ở xung quanh. Thấy mũi trong đại học tổng hợp cực kỳ kiêu ngạo, với lại không chỗ nào không chui vào được, nên Trần Húc mở phần mềm này mọi lúc mọi nơi, dù sao sóng siêu âm cũng không tạo thành ảnh hưởng gì đến các sinh vật khác như chó, Mèo. Đương nhiên, ngoại trừ các sinh vật có năng lực đặc thù như Ancha Man hay siêu nhân gì đó. Vương Đống hỏi Trần Húc biết đá bóng hay không. Trần Húc thành thật lắc đầu, nói mình chỉ biết đá bóng trên PS PlayStation, máy chơi game của Sony và máy tính mà thôi. Vương Đống thất vọng ọc một tiếng, Trần Húc nghiêm mặt, nói em sẽ học, em đây thông minh lanh lợi nhất định sẽ học được. Cả đám đều cười mắng mày nghĩ bóng đá là cái gì. Vương Đống vỗ tay kêu ngày mai huấn luyện. Mày tới thử xem." Trần Húc vui tươi hớn hở, đúng lúc này, đồng hồ trên cổ tay rung lên liên tục, Trần Húc nói mấy sư huynh, em có chuyện đi trước nha. Ra khỏi cửa, hắn chạy như điên vào rừng cây nhỏ bên cạnh ký túc xá, nhập mật mã vào để mở đồng hồ ra. "Tiểu Mẫn, sao vậy? Trước giờ đều do Trần Húc liên lạc với Tiểu Mẫn, ngược lại Tiểu Mẫn rất ít khi chủ động liên lạc với hắn." "Chào ngài, tôi muốn báo với ngài, có một khu vực tế bảo lưu trữ đã được khôi phục và sẵn sàng để sử dụng." Dữ liệu trong đó là cái gì vậy? Một trong những phát minh vĩ đại nhất 21 thế kỷ. Chủ thể của hệ thống thực tế ảo. A, à, thực tế ảo. Đối với từ này, một người thích xem tiểu thuyết internet như Trần Húc cũng không xa lạ gì, bởi vì ngay chương đầu tiên của tiểu thuyết, đại đa số nhân vật sẽ đi mua mũ thực tế ảo, sau đó đi vào trò chơi. Không biết thực tế ảo trong lời tiểu mẫn có phải là thực tế ảo trong ấn tượng của hắn không. Vì thế Trần Húc lại hỏi, người nói hệ thống thực tế ảo có phải là cái loại hệ thống có thể làm người ta tiến vào một thế giới ảo chơi? Đúng vậy. Vậy sau khi tiến vào cái kia thế giới ảo đó, người ta có cảm giác như thế giới thật. Hoàn toàn lấy góc nhìn thứ nhất để trải nghiệm thế giới ảo. Đúng vậy, Tiểu Mẫn nói, có điều tôi phải đính chính một chút, hệ thống thực tế ảo bị điều kiện phần cứng hạn chế. Với kỹ thuật hiện tại, tuy có thể làm cho người sử dụng lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cảm nhận được tính chân thật của hệ thống thực tế ảo, nhưng loại chân thật này cũng có tranh lệch với thế giới thật tỉ như những ngọn cỏ rất nhỏ, biểu tình trên mặt nhân vật. Đều cần phải có sự kết hợp của phần cứng cực mạnh với phần mềm mới có thể thực hiện được. Nhưng thực tế ảo được sinh ra là một trong những sự kiện quan trọng trong quá trình phát triển khoa học kỹ thuật, văn minh nhân loại. Trần Húc hung hăng hít mấy hơi, nói, bây giờ ta có thể trải nghiệm thực tế ảo không? Không được tiểu mẫn trực tiếp dội một chậu nước lạnh, bởi vì hiện giờ chỉ mới khôi phục chủ thể của hệ thống thực tế ảo, còn thiếu phần mềm nên không thể sử dụng có ý gì? Hệ thống thực tế ảo có tên là Brian Computer, gọi tắt BC, chính là hệ thống máy tính đại não. Nếu so sánh với PC truyền thống thì chủ thể hệ thống BC tương đương với hệ điều hành của PC. Vì chúng tôi ý nói các máy tính giống tiểu mẫn là thế hệ máy tính có phần cứng kết hợp của PC với BC. Theo lý thuyết thì phần cứng đủ để sử dụng BC. Hiện giờ chỉ mới khôi phục hệ điều hành của BC, không có phần mềm gì để sử dụng cả. Vừa nghe giải thích như thế Trần Húc đã hiểu, nói cách khác, hiện tại hệ thống PC của cái máy tính tương lai này giống như một cái PC cài đặt Windows, nhưng cái PC này ngoài hệ điều hành ra thì không có cái gì khác. Không có trình duyệt, không có phần mềm chat, thậm chí mấy cái game nhỏ như quét mìn, game My Sweeper trên máy tính cài Windows cũng không có. Cái PC này có thể làm gì? Một cái xác không hồn, chả làm được cái quái gì hết. Trần Húc vui, vì hệ thống thực tế ảo BC có sức hấp dẫn và tiềm lực rất lớn, hơn nữa tiểu mẫn nói, bên trong ổ cứng có gần một phần ba dữ liệu thuộc về hệ thống BC. Trần Húc buồn, vì hiện giờ, hệ thống BC này giống mỹ nữ trong TV, xem được sờ không được, đừng nói đến chuyện mình đè nàng xuống. Đang buồn bực, Trần Húc đành phải hỏi tiểu mẫn vài chuyện có liên quan hệ thống ảo, xem như cho mình một hy vọng. Hệ thống này ra đời năm 2064, do các chuyên gia Trung Mỹ nghiên cứu ra, có ý nghĩa vượt thời đại. Ý nghĩa chân chính của hệ thống này là, thực hiện kết nối giữa đại não với máy móc, không có phản ứng phụ, được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực. Nhất là hai lĩnh vực lớn là game và điện ảnh, nó gần như đã diệt chủng PC. Hệ thống này được sinh ra có ý nghĩa vô cùng trọng đại, đối với rất nhiều người tàn tật thì hệ thống này giúp họ có thể nghe được, thấy được thế giới này, giúp họ có thể hưởng thụ thế giới này giống người bình thường. Tới năm 2086, trải qua mười mấy năm phát triển, hệ thống thực tế ảo đã gần như hoàn thiện. Hàng năm có hàng trăm game cực nóng được sản xuất riêng cho hệ thống BC này. Hơn nữa, ngoài việc dùng BC để chơi game và xem phim, ý nghĩa tối trọng yếu là giúp đỡ mọi người trong học tập. Nghe miêu tả tiểu mẫn xong, Trần Húc thật sự thực hâm mộ bọn nhỏ 80 năm sau. Dưới sự trợ giúp của BC, học sinh thời đại đó có thể vừa học vừa chơi. Muốn nhìn khủng long, không thành vấn đề, dùng BC đưa bạn vào thế giới ảo để bạn thật sự cảm thụ được cái gì là công viên kỷ Jura muốn học về máy bay, không thành vấn đề, có thấy đống linh kiện phi cơ có độ mô phỏng 99% trước mặt không? Lại đó lắp ráp đi, sau đó lái thử coi phi cơ có bay được hay không. Phi cơ có bị rơi cũng không sao, dù sao cũng không chết được, muốn ráp thế nào thì cứ ráp thế đó đi. Thậm chí quân đội các quốc gia cũng tạo phần mềm chuyên huấn luyện quân sự trên BC, một binh sĩ dưới tình huống không cần lo lắng tử vong, có thể tự mình thể nghiệm sự tàn khốc của chiến trường, học cách sử dụng nhiều loại vũ khí quen thuộc nhiều phương thức tác chiến, thậm chí có thể đạt tới trình độ tinh anh của bộ đội đặc trùng, hải lục không tam quân nhất thể lính có thể tác chiến trên biển, trên đất liền và cả trên không. Hơn nữa, có thể nói rằng chi phí huấn luyện bằng BC chỉ bằng với cho phí cho một game chiến tranh, ngoài chi phí nghiên cứu và bảo trì game thì gần như là không tốn một đồng nào nữa. Cho nên, quân đội tương lai rất thích tiến hành diễn tập thực chiến, gần như mỗi một lần diễn tập đều là đạn đạo bay đầy trời, phi cơ, xe tăng trong hiện thực có giá trị 10 triệu, trăm triệu muốn nổ là nổ, không cần phải lo nghĩ. Nói không chừng còn có thể ném ra vài cái đầu đạn hạt nhân nữa, bọn lính ở trung tâm vụ nổ chỉ cần có năng lực tự bảo vệ chính mình là hoàn thành nhiệm vụ. Trần Húc hiện giờ chỉ mơ được chơi game của BC dù cho là game tệ nhất cũng được. Cảm giác của hắn bây giờ giống hệt năm đó khi lão cha mua cho hắn cái máy chơi game vừa xuất hiện trên thị trường, tới lúc vô cùng hưng phấn gắn vào tivi chuẩn bị chơi thì hắn mới phát hiện lão cha gà chưa có mua hộp game hắn cẩn thận dặn dò tiểu mẫn nếu có game bc nào có thể chơi thì nhất định phải báo cho hắn trước tiên hắn phải nhanh chóng đi vào cẩn thận thể nghiệm một chút trở lại phòng ngủ thấy cửa đã khóa trong phòng ngủ không có một bóng người lúc này trần húc mới nhớ tới trong phòng ngủ trừ hắn và tần tiểu ngạn còn chút bình thường thì hai vị khác đều giống như quỷ cứ đến tối là chạy đi mất ngô nguyên thì còn đỡ dù sao cũng biết hắn đi nơi nào Thằng nhãi này thuộc loại trạch nam chỉ du rú trong nhà nhưng buổi tối mấy ngày gần đây cũng hơi khác thường mỗi lần cơm nước xong thì về phòng lấy cái laptop rồi biến mất nghe tiểu ngạn tin tức linh thông nhất trong phòng nói trước khi nhập học ngô nguyên vào xem bbs của trường sau đó biểu hiện ra năng lực công phòng internet xuất sắc lúc đó hắn chưa tham gia câu lạc bộ nào nên đã bị một đám sư huynh lôi kéo hiện giờ đã gia nhập câu lạc bộ sinh viên yêu máy tính không biết là đang làm dự án gì phải biết rằng các câu lạc bộ của sinh viên trong trường đại học tổng hợp rất nhiều B, nhìn quanh, không có câu lạc bộ của trường nào có năng lực hơn các câu lạc bộ của đại học tổng hợp. Hơn nữa, trong trường có rất nhiều câu lạc bộ thành công. Các câu lạc bộ của đại học tổng hợp sẽ là tấm gương và mục tiêu của sinh viên các trường xung quanh. Sau khi tốt nghiệp, khi tìm việc mà trên lý lịch có ghi mình tham gia câu lạc bộ chuyên ngành nào đó khi còn học đại học thì sẽ được thêm điểm. Mà câu lạc bộ sinh viên yêu máy tính là một trong những câu lạc bộ nóng nhất trường. Các câu lạc bộ khác đều là đi mời gọi các sinh viên mới rồi sàng lọc lại mới cho làm thành viên, nhưng câu lạc bộ sinh viên yêu máy tính lại dùng cách khác, đặt một cái mật mã vào BBS của trường, người nào có thể vượt qua mật mã này mới có tư cách báo danh. Câu lạc bộ sinh viên yêu máy tính còn như bê ở chỗ, bọn hắn có thể nhận các dự án của trường hoặc của các công ty, sau khi hoàn thành dự án thì được thù lao rất dày. Hơn nữa câu lạc bộ sinh viên yêu máy tính có rất nhiều đề tài nghiên cứu và sản phẩm được trong nước khen ngợi, Tuy Ngô Nguyên hiện giờ vội vội vàng vàng, nhưng với thành tích là năm nhất duy nhất có thể tiến vào câu lạc bộ ngon lành như vậy thì hắn cũng được coi là người có chút danh tiếng trong trường rồi. Về phần đồng thanh khiết, hắn là người thần bí nhất trong phòng. Mỗi lần vừa tan học là không thấy hắn đâu nữa, khi hắn trở về, hỏi thì hắn nói đi làm việc ngoài giờ, nhưng không nói làm ở đâu. Nghĩ lại biểu hiện thích động của lão đồng ngày đó khi mất đồ mọi người đoán ra cảnh lão đồng rất khó khăn, nghe nói ngay cả học phí cũng là nhờ quỹ khuyến học cho vay nên ngày đó, tuy hắn mất không nhiều tiền, nhưng đối với hoàn cảnh hắn thì rất khó thừa nhận. Huống chi, cuối cùng mọi người đều lấy lại được đồ của mình, chỉ có tiền của hắn là không lấy lại được. Tuy mọi người không nhắc lại chuyện này, nhưng đều nhớ trong lòng, khi đi ăn cơm, thấy lão Đồng lấy rất ít đồ ăn, cả đám đều lấy cớ chia đồ ăn của mình cho hắn. Sinh hoạt phí mỗi tháng của Tần Tiểu Ngạn chỉ hơn 400 đồng, Ngô Nguyên và Trần Húc thì ngày thường coi như khá đầy đủ, nên hai người rất ăn ý mỗi bữa cơm đều lấy thêm một ít đồ ăn, sau đó tìm nhiều lý do để chia cho mọi người cùng ăn. Giờ này chắc Tần Tiểu Ngạn đang thảo luận chuyện bóng đá trong phòng vương đống, không biết khi nào thì trở lại, nên Trần Húc không dám lấy siêu cấp máy tính ra, hắn lấy cái laptop cùi của mình ra, dạo vài vòng trên mạng, sau đó chuẩn bị đi ngủ. Ngay sau đó, Trần Húc phát hiện quyết định của mình thật là anh minh thần võ, bởi vì chưa được vài phút, đã nghe có tiếng đập cửa, vừa mở cửa thì thấy không phải Tần Tiểu Ngạn, mà là một thằng ở cách phách, tên Lưu Thủy. Khai giảng cũng đã vài ngày, cả tầng lầu coi như là quen biết nhau, Trần Húc cũng rất khách khí hỏi hắn có chuyện gì. Lưu Thụy hỏi cho tao mượn máy tính dùng một chút nha, tao lên mạng tra tư liệu. Đây không phải là vấn đề gì lớn, dù sao hiện giờ Trần Húc cũng không dùng laptop, nên đưa cho hắn mượn. Sau đó ngạc nhiên hỏi hắn tra tư liệu gì. Thơ ca, Lưu Thụy ngạc nhiên nhìn qua, mày không biết hay là đã quên. Hôm nay, lúc tan học, chủ nhiệm Trần đã nói còn có một tháng nữa là tới Trung Thu, kêu chúng ta chuẩn bị thiệp chúc mừng, rồi nộp lại, sau đó, đến đêm Trung Thu, trường sẽ phát thiệp ngẫu nhiên cho các bạn khác. Trần Húc nói tao biết, nhưng thiệp mừng liên quan cái rắm gì đến thơ ca. Lưu Thụy nói mày không hiểu rồi, hôm nay tao nghe Trần Lão Đại nói, mặc dù thiệp mừng là ngẫu nhiên phát đến tay người khác. Nhưng nguyên tắc cơ bản là đem thiệp của nam sinh phát cho nữ sinh, thiệp của nữ sinh phát cho nam sinh khoa chúng ta, sói nhiều thịt ít, các cô nương trong khoa chắc chắn sẽ nhận thiệp của chúng ta. Tao muốn làm một bài thơ cực kỳ cảm động, biết đâu may mắn nó rơi vào tay cô em xinh đẹp nào đó. May mắn hơn nữa thì biết đâu sẽ vào tay một trong, tam đại mỹ nữ, quản dịch, trạm tinh, cao hiểu tiết. Nói không chừng nàng ngưỡng mộ tài hoa của tao, sau đó, hắc hắc hắc. Trần Húc bị tiếng cười như cú đêm kêu của hắn làm cả người nổi da gà, sau đó nói ép. Ca, Biết đâu bài thơ của mày rơi vào tay, khủng gì, thì sao? Cùng lắm thì bỏ của chạy lấy người thôi. Lưu Thụy Hèn mọn nước mắt nhìn Trần Húc một cái, nói, tao muốn làm, tốt xấu gì cũng có cơ hội thành công, còn nếu không làm thì một chút hy vọng cũng không có, Trần Húc thật sự cảm thấy người này là một chiếc học gia. Bất quá nghĩ lại thằng nhãi này nói cũng có đạo lý, nhìn thằng này tập trung tinh thần tìm thơ ca trên mạng, Trần Húc khinh thường cười, thơ ca. Thứ đồ chơi này mà phải tìm sao? Dù sao... Hiện giờ không có việc gì làm, laptop lại bị người ta mượn, vì thế Trần Húc đi xuống lầu mua thiệp chúc mừng, cầm lấy bút trực tiếp viết. Mấy năm trung học, Trần Húc cũng trải qua chuyện dùng văn chương tỏ tình. Sau này hắn cảm thấy làm chuyện này thật sự vô vụ nên mới buông tha cho, hiện giờ nhớ lại cảm thấy như giấc mộng nam kha. Bất quá hắn tin rằng những gì mình viết trước kia cũng không mấy thứ trên mạng. Trong sân trường trung học của Trần Húc có một cây bạch quả ngàn năm được xưng là chấn giáo chi bảo, bảo vật chấn phái của trường trung học bọn hắn, nghe nói là năm đó, Chu Du thời Tam Quốc từng cất nhà dưới gốc dây này, nhưng Trần Húc không tin tưởng lắm, Chu Du không có việc gì làm sao. Không đi đánh giặc chạy tới gốc cây này làm cái gì. Tất nhiên, có không ít nhà văn, nhà thơ viết về cây bạch quả, nhưng cơ bản đều là loại gà mờ, không có tiếng tam gì giống Trần Húc. Năm đó, Trần Húc có một cô bạn tốt chuyển trường đi Thượng Hải, Trần Húc liền viết về cây bạch quả tặng nàng, để nguyên đọc chơi, mình không biết dịch ai dịch thơ được thì dịch hộ mình nha thanh sẽ nghĩ muốn tích khi ấu bình thực đồng chí diệp lạc di khô chi trọng thủ trước đây triều xuân diệp không nhạn xa ký truyền tương tư hiện giờ trần húc viết thiệp chúc mừng cũng viết thơ về cây bạch quả sau khi viết ra trong lòng hắn có ba phần khoe khoang bốn phần tự đắc nhưng còn có ba phần phiền muộn vì hồi ức ngày xưa cùng ngươi gặp lại duyến tự kia tiêu sắt gió thu Cố cây bạch quả hạ ngưng ta lúc ban đầu cảm động ngươi nắng tươi cười thâm khắc ở ta trong óc bên trong cây bạch quả hạ ngươi giống cái thiên sứ làm cho ta tim đập thình thịch có lẽ ngươi chưa từng phát hiện bên người nam hài nhất liêm u mộng có lẽ ta thôi lâm vào kia tương tư không đáy thâm động lấy lên một mảnh cây bạch quả muốn mượn một trận gió mát đưa vào trong tay của ngươi đổi ngươi ảm đạm cười đủ để đem trên đời hàn băng toàn bộ tuyết tan. Nhưng người chung không nhìn tiêu sái quá. Đem kia tấm cây bạch quả lưu ở trong gió. Chỉ vì ta lưu lại một tấm. Chống chân mưa bụi minh mông. Sau khi viết xong, Trần Húc tiện tay bỏ thiệp mừng vào trong bao thư rồi dán kín lại. Trong lúc dán bao thư, Trần Húc cảm thấy giống như mình đang phong tỏa một đoạn hồi ức. Nhất thời, tâm tư khoe khoang bay đi hết, Trần Húc có chút đần độn ném bao thư vào trong ngăn kéo. Ai, muốn phát cho ai thì phát đi, Trần Húc chơi game Winning Eleven là game bóng đá rất xuất sắc của Konami, Nhật Bản cũng khoảng 10 năm rồi. Lẽ ra, một thằng chơi game bóng đá thời gian lâu như vậy thì hứng thú đối bóng đá nhất định là không nhỏ, nhưng kỳ quái là Trần Húc hiểu rất rõ ràng các quy tắc, biết rõ đội hình của những đội bóng nổi tiếng thế giới, nhưng cho đến bây giờ hắn chưa từng học bóng. Thật ra, không phải Trần Húc không đá bóng, là một thanh niên nhiệt lực bắn ra bốn phía, tràn ngập khát khao với cuộc sống sao không tham dự thể loại vận động này được. Lần đầu tiên Trần Húc đá bóng là năm 1999, lúc ấy tuyển nữ Trung Quốc như hoa hồng nở rộ. Nhưng trời không chiều lòng người, hoặc là nói lão thiên gia không muốn nhìn thấy một thiếu niên tốt rơi vào vòng xoáy của bóng đá, lúc đó hắn rất thích đá bóng, mỗi ngày đều trốn học đá bóng với đám bạn, khiến thành tích học tập vô cùng thê thảm cho nên, trong một buổi đá bóng, Trần Húc ra sân chưa đầy 5 phút, hắn dùng mũi chân, là mũi chân, đám gà không trải qua huấn luyện chính thức khi đá bóng sẽ dùng mũi chứ không phải lưng bàn chân hung hăng sút bóng bất hạnh là trên cái sân bóng rách nát đó thỏ ra một tảng đá nhọn. Tiếp đó, Trần Húc ôm chân, lệ rơi đầy mặt, bị đưa vào bệnh viện, sau đó, bàn chân phải của hắn thiếu mất nửa ngón. Trần Húc cảm thấy mình thật sự đã trải qua một hồi thảm kịch nhân gian, còn bi thảm này gấp mấy lần so với diễn viên đóng vai Âu Dương Phong sử dụng ngũ hành độn thổ thuật, đầu bị đập vào đá hoa cương. Cho nên, giấc mộng bóng đá một thiếu niên nhiệt lực bắn ra bốn phía, cứ như vậy thất bại. Còn Trần Húc thì do bị thương nên tránh được bị đòn tét mông nhưng không thể tránh được màn song ca làm mệt lỗ tai của cha mẹ mỗi ngày. Qua 10 năm, một lần nữa Trần Húc đứng trên sân bóng, vì để lấy phong cách, hắn còn đặc biệt đi mua một đôi giày chơi bóng hiệu song tinh, 18 đồng một đôi. Trần Húc trên sân bóng đang kêu oa oa, đã đến bây giờ, hắn phát hiện ngay cả bóng mà mình còn chưa chạm vào được trong game thì mấy cầu thủ bèo nhất cũng có thể sút cầu môn, Ai ngờ mình thì cả bóng còn chưa chạm được nói gì đến sút bóng trình độ mình bây giờ còn thua xa đám đầu heo trong tuyển quốc gia. Chạy vòng vòng mệt mỏi, mồ hôi tuôn như tắm, nhưng không sờ được quả bóng, Trần Húc ảo não tiêu sái ra khỏi sân, vương đống vỗ vai của hắn, an ủi, quên đi, lần đầu đá bóng đều là như vậy, năm tao học tiểu học cũng vậy thôi. Nói vậy là trình độ hiện giờ của mình chỉ bằng lúc hắn học tiểu học. Nghe vương đống an ủi, Trần Húc càng muốn khóc hiện giờ bạn biết bóng đá khó chơi thế nào chưa? Không biết Cao Hiểu Tiết đến bên cạnh lúc nào, đang chế diễu. Cao Hiểu Tiết hôm nay mặc đồ thật khỏe khoắn, phía trên là một cái áo thun ngắn, không có tay, phía dưới là một cái quần sót cực ngắn. Cặp đùi trắng như tuyết lộ hết ra ngoài, hấp dẫn vô số trong mắt của đám gia súc trên sân thể dục. Trần Húc toát mồ hôi, nói là do tôi không cẩn thận nên nói nhầm thôi, có cần phải đả kích tôi như vậy không? Hắn còn muốn trách móc vài câu, đột nhiên thấy sau lưng Cao Hiểu Tiết có một cô gái đang im lặng nhìn sân huấn luyện. Chạm tinh, sao nàng tới đây? Chạm tinh hôm nay mặc một cái áo sơ mi màu trắng và quần jean màu xanh lam, nàng tùy ý đứng ở nơi đó, mái tóc nhẹ nhàng lay động theo gió đêm, thật xinh đẹp giống như một bức họa. Oa, wow, sao bạn đỏ mặt, đột nhiên Cao Hiểu Tiết bên cạnh kêu một tiếng giống như phát hiện đại lục mới, sau đó ôm chạm tinh cười ha ha nói, ai ra, nhìn tinh tinh nhà tôi hả? Sao đỏ mặt, ai, tinh tinh à, bạn có mị lực thật lớn đó." Trần Húc bị nàng trêu ghẹo, cảm thấy mặt thật sự có chút đỏ, nhưng hắn thấy nếu mình giải thích thì nhất định sẽ bị Cao Hiểu Tiết chụp lấy làm đề tài trêu chọc đến chết mất, vì thế cố ý nói, "Đúng vậy, đúng vậy. Tôi có thói quen vừa thấy mỹ nữ là đỏ mặt, có sao không? Dù sao lúc tôi nhìn thấy bạn thì mặt tôi không có đỏ. Người này dám nói bổn cô nương không phải mỹ nữ." Cao Hiểu Tiết trừng mắt với hắn, bất quá nàng nhanh chóng hiểu được ý tứ của Trần Húc sau đó nàng ra vẻ đáng thương ôm chạm tinh nói, mình đâu phải là mỹ nữ, tất nhiên bạn sẽ không đỏ mặt. Sao có thể so sánh tinh tinh của chúng ta được? Tinh tinh chúng ta là đại mỹ nữ nha, nếu bạn mời tôi bữa cơm thì tôi có thể tiết lộ cho bạn những tin tức độc nhất vô nhị. Chạm tinh nói đi chết đi, mấy người cãi nhau đừng có lôi tui vào sau đó, cao hiểu tiết cố ý lên mặt nàng một cái, còn nói thơm quá, trước khi chạm tinh kịp phản ứng thì nàng đã cười hì hì rồi chạy mất. Hiện giờ còn lại ba người vương đống, Trạm Tinh và Trần Húc. Vương Đống đang nhìn biểu hiện của các cầu thủ, Trạm Tinh cũng vậy, Trần Húc cảm thấy mình ở chỗ này thật không có ý tứ, vì thế liền nói với Vương Đống sư huynh, em đi trước nha. Vương Đống ngạc nhiên nói, sao lại đi? Xem một chút đi, đám năm nhất mấy chú đa số đều chưa từng tiếp xúc bóng đá. Nên anh định huấn luyện chung cho mấy chú một ít kiến thức cơ bản, chú mày không ở lại huấn luyện sao? Trần Húc lén liếc nhìn Trạm Tinh một cái đột nhiên hắn cảm thấy cái đám trong sân không phải là đang đá bóng mà gào thét giống như một bầy khỉ đang đùa giỡn với nhau. Trong lòng hắn có vài phần hào cảm đối với cô bé trước mắt này, giống như năm đó mình học trung học đã thầm mến một cô bé. Lúc đó mình rất ngu, vì hấp dẫn sự chú ý con gái người ta nên luôn cố ý gây sự với nàng, hiện giờ nghĩ lại thấy mình quá ngây thơ, không biết hành động gây chú ý đó trong mắt người ta thì mình ngày càng mất điểm. Trần Húc bây giờ đã hiểu được đạo lý gọi là bêu xấu không bằng dấu rốt, cho nên hắn không muốn tham dự. Trần Húc nói, em cảm thấy mình không có năng khiếu chơi bóng, để em ngoan ngoãn ngồi ngoài sân cổ vũ là được rồi. Vương đống nghĩ một chút rồi hỏi, chú mày chạy 100 mét mất bao nhiêu giây? Trần Húc gãi gãi đầu rồi nói, đừng cười nha, khoảng 14 giây gì đó. Vậy 1.500 mét. Ách, cái này thì không nhớ rõ Trần Húc vô xỉ nói, dù sao thời trung học, mỗi lần chạy cự ly dài thì em đều nằm trong nhóm những người về cuối, sau đó nằm thở như chó vậy. Ách, ý của hắn chính là, muốn tốc độ hả? Không có tốc độ, muốn thể lực hả? Nếu có thể lực, ngoài ra, vừa mới học chơi bóng thì nhất định là kỹ thuật cũng không có nốt. Vương Đống rất muốn nói vậy mày về nhà ngủ đi, siêng năng đọc sách một chút, đừng lãng phí thời gian ở sân vận động nữa. Nhưng hắn cảm thấy những lời này có sức sát thương rất lớn tới lòng tự trọng của một thiếu niên nên hắn không nói, đang nghĩ coi nói sao cho huyền chuyển một chút, đột nhiên chạm tinh đang đứng bên cạnh nói, vừa rồi mình thấy bạn xử lý bóng, tuy động tác rất bình thường, nhưng phản ứng và sức bật của bạn khá tốt, hay là bạn thử tập luyện làm thủ môn xem sao. Thủ môn, không biết cao hiểu tiết lén trở lại từ lúc nào, kêu lên, tinh tinh, không phải chứ. Bạn nghĩ hắn, cao, thế này có thể giữ khung thành được sao? Uy, vị bạn học này, bạn cao bao nhiêu? Trần hút trợn trắng mắt, di di ngón chân trên thảm cỏ, 1,72 mét, Trần Húc thật sự không tính là cao, đối với nam sinh bình thường thì 1,72m chẳng thể nào gọi là lùn, nhưng để làm thủ môn thì quả thật còn hơi thiếu một chút. Trạm Tinh kéo cao hiểu tiết lại nói thủ môn cũng không cần cao lắm, 1,72m cũng đủ rồi. Chủ yếu là mình thấy phản ứng và sức bật của hắn khá tốt. Lực bật chân của Trần Húc khá tốt, nhưng hắn thấy kỳ quái là làm sao mà Trạm Tinh thấy được. Trạm Tinh nhìn hắn, nói, vừa rồi mình thấy bạn nhảy lên đoạt bóng. Trần Húc nhớ vừa rồi mình thật sự có nhảy lên, lúc đó bị nàng thấy được. Lúc này Cao Hiểu Tiết ồn ào nói vậy qua thử một chút đi. Nói xong Cao Hiểu Tiết đi lấy một quả bóng lại, nói bạn học này nhảy lên một cái để mình xem bạn có thể bật cao bao nhiêu. Trần Húc có cảm giác giống như nàng đang nói giỡn, vì thế ngoác ngoác ngón tay nói come on. Cao Hiểu Tiết liếc hắn một cái rồi ném quả bóng tới. Cao Hiểu Tiết thật đê tiện, ặc là thật thông minh. Trước khi ném, nàng làm một cái động tác giả. Nàng nhắm phía bên trái nhưng lại ném sang bên phải. Rõ ràng Trần Húc bị động tác giả lung lay một chút, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng, nhảy đúng hướng rồi cản quả bóng lại. "Không phải chứ, pha chặn bóng này làm Vương Đống giật nảy mình, kéo Trần Húc lại, đấm vào ngực hắn một đấm nói, tốt lắm. Chú mày có tập luyện hả?" Trần Húc cười ha ha nói chưa ăn thịt heo nhưng cũng không đến nỗi chưa từng thấy qua heo chạy. "Em mỗi ngày đều chơi game bóng đá mà, không ngờ cảm giác nằm trên cỏ này thật thoải mái." Ai, kiêu ngạo thế. Cao Hiểu Tiết thấy Trần Húc có bộ dáng đắc ý nên rất là khó chịu. Nói, bạn học này, vừa rồi là do bạn gặp may đấy, không tin thì thử lại lần nữa nha. Đừng, đừng, Trần Húc cười ha ha, lần này nhất định bạn sẽ ném rất xa, mình không mắc mưu đâu. Hơn nữa, vừa rồi bạn nói là kiểm tra phản ứng mà, không phải bạn đã thấy rồi sao? Cao Hiểu Tiết bị hắn làm tức giận, ngũ tạng muốn bóc khói, lúc này chạm tinh kéo nàng lại nói, tốt lắm, không cần náo loạn nữa không phải hôm nay bạn tới để phát hiện nhân tài sao? Mình thấy hắn có thể làm thủ môn, nếu không thì để hắn tập luyện thêm rồi xem xét lại. Vương Đống cũng đi tới nói anh thấy vừa rồi tiểu tử này chặn quả bóng đó rất tốt. Hơn nữa, chủ lực khoa chúng ta hiện giờ đều là năm tư, sẽ không tham thi đấu được, nếu Trần Húc thật sự có thiên phú, hơi lùn một chút cũng không sao. Nếu biểu hiện tốt không chừng có thể được mời vào đội tuyển của khoa. Nghe xong, Trần Húc rất đắc ý, cố ý liếc mắt thị uy cao hiểu tiết một cái, nói thế nào thấy thiên phú của tôi rất cao phải không tôi chính là hạt giống thiên tài nha oa ca. thấy dáng vẻ đắc ý của người này trong lòng cao hiểu tiết rất khó chịu thật ra không phải cao hiểu tiết cố ý nhắm vào trần húc chẳng qua nàng là điển hình của những người có tính tình ương bướng như con lừa không thích người khác chống đối mình vừa định phản bác vài câu đột nhiên nhãn châu chuyển động nghĩ ra một biện pháp rất tốt vì thế lập tức thay đổi biểu tình nũng nịu nói được rồi Vị bạn học này quả nhiên là một cầu thủ rất có tiềm lực. Vì để nhanh chóng khai thác hết tiềm năng, từ giờ trở đi mình sẽ đảm nhận chức trách huấn luyện thủ môn riêng của bạn nha." Á, à, nụ cười của Trần Húc Đông cứng trên mặt. Lúc Trần Húc trở lại phòng ngủ thì toàn thân không có chỗ nào không đau. "Ba Trần, xem như ngươi lợi hại, đừng để rơi vào trong tay ta, nếu không thì." Hừ, hừ, Trần Húc nằm rên rỉ trên giường, tức giận trong lòng, bây giờ là mùa hè tại sao trong phòng ngủ không có máy điều hòa? lại thêm trên giường chỉ có chiếc chiếu, lúc bình thường thì nằm ngủ rất thoải mái, nhưng đối với người toàn thân giao đớn như hắn hiện giờ thì đúng là cực hình, hắn đang cần nằm nghỉ ngơi trên một cái giường có nệm mềm, có thể trải chăn dày phía dưới nhưng sẽ bị nóng chết mất. Tần Tiểu Ngạn rất đồng tình liếc mắt nhìn Trần Húc một cái nói, huynh đệ, sao mày chọc giận nữ ma đầu này làm chi? Bộ dáng Trần Húc huấn luyện hôm nay đều lọt vào mắt hắn, thật sự là bi thảm kinh thiên động địa, nếu nếu đổi lại là mình, Tần Tiểu Ngạn tự thấy không thể kiên trì nổi. Thủ môn là một tồn tại đặc biệt trong sân bóng, là người duy nhất có thể quang minh chính đại lấy tay chạm bóng, phương pháp huấn luyện cũng khác xa những cầu thủ khác. Huấn luyện trụ cột của thủ môn là cố gắng ôm quả bóng vào trong lòng, trong ngực, phương pháp huấn luyện cơ bản cũng rất đơn giản, hai thủ môn huấn luyện cho nhau, ném bóng để đối phương chụp lấy. Không chừng Trần Húc thật sự có thiên phú làm thủ môn, hắn có thể thoải mái cản được hầu hết bóng do cao hiểu tiết ném tới vì thế trần húc đắc ý vênh váo bắt đầu cười ha ha nói mình là thủ môn kỳ tài hiếm có sau này trọng trách giữ gìn hòa bình thế giới sẽ nằm trên vai mình sau đó hắn kiêu ngạo ngoắc ngoắc ngón tay với cao hiểu tiết nói cô bé đổi tư thế mới cho khó một chút đi đúng là tự mình muốn chết nếu không phải bộ dáng hiện tại của trần húc thật sự rất thê thảm thì ngay cả tần tiểu ngạn cũng thấy thật sự không đáng để thông cảm thằng nhãi này hoàn toàn là tự làm tự chịu nhưng thấy trần húc nằm kêu rên trên giường hắn cũng không đành lòng nói thêm gì nữa chẳng trách trần húc bị chỉnh thảm như vậy thật ra cao hiểu tiết cũng không phải là người bốc đồng sau khi thấy trần húc có tiềm chất của một thủ môn nàng thật sự muốn huấn luyện nghiêm chỉnh cho gia súc này nhưng nghe những lời nói trần húc nàng cảm thấy mình giống như người chuyên bán tiếng rẻ cười gà móng đỏ mà gia súc này lại giống như là khách làng chơi ngoắc ngoắc ngón tay với mình cô bé cười với đại gia một cái coi vì thế cao hiểu tiết phẫn nộ Cao Hiểu Tiết phẫn nộ đáng sợ ra sao. Hiện giờ trong đại học tổng hợp chưa có ai biết, nhưng bạn bè trước kia của nàng lại tận mắt chứng Cao Hiểu Tiết trong cơn phẫn nộ đã ăn một hơi hết 14 túi lớn khoai tây chiên. Hiện giờ, Cao Hiểu Tiết lấy phẫn nộ như khi ăn 14 túi khoai tây chiên phát tiết toàn bộ lên người Trần Húc, kết quả có thể tưởng tượng được. Huấn luyện nâng cao của thủ môn là nằm trên mặt đất, sau đó, trợ lý đứng trước mặt hắn, ném bóng trong phạm vi hắn có thể bắt được để hắn chụp bóng hiện giờ trần húc đang tập luyện bài này vừa mới bắt đầu thì cảm giác còn tốt nhưng được một lúc thì hết chịu nổi bởi vì hắn phải ngồi dưới đất cao hiểu tiết lại cố ý ném bóng sang hai bên hơn nữa cô bé này rất độc ác nàng không ném quá xa làm trần húc không thể với tới nhưng mỗi lần ném nàng đều nhắm vào vị trí trần húc phải kiệt lực xoay người ngã xuống đất mới với tới được vì thế mỗi lần ném nàng đều làm trần húc phải dốc hết sức lực ngã xuống đất hơn nữa huấn luyện này cũng không phải là trợ lý ném bóng thủ môn chụp lấy là được, sau khi bắt được bóng, thủ môn phải nhanh chóng ném bóng lại cho trợ lý, sau đó trợ lý lại ném tiếp, mà lần ném sau sẽ ném hướng ngược lại, còn thủ môn thì té trên mặt đất, chưa kịp ngồi dậy. Đây là một loại huấn luyện nhắm vào tốc độ phản ứng của thủ môn, người mới bắt đầu huấn luyện thì mệt mất cái mạng già chứ chẳng chơi. Nhìn Trần Húc hiện tại sẽ biết, lần này hắn phải chụp ít nhất là 500 quả, thắt lưng đau như muốn đứt lìa rồi. Trần Húc từng có vài lần rất muốn đầu hàng, nhưng vấn đề là, một người đàn ông làm sao có thể đầu hàng trước mặt cô em Giang Nam kiêu ngạo này được. Cao Hiểu Tiết cũng là một người có tính tình quật cường, thấy Trần Húc mệt thở như chó, nàng cũng mềm lòng. Nhưng thằng này luôn ngoan cường chống đỡ, nàng cũng phải kiên cường chống lại hắn. Hai người cứng đầu gộp chung lại, kết quả là bây giờ Trần Húc nằm rên như sắp chết. Cuối cùng, Trạm Tinh nhịn không được, nói mình đói bụng phải đi ăn cơm, lúc này Cao Hiểu Tiết mới có cớ xuống thang, nói hôm nay huấn luyện đủ rồi, sau đó đi theo Trạm Tinh nhưng trước khi đi, nàng không quên quăng một trái lựu đạn, ngày mai tiếp tục. Không đùa chết ta chắc nàng không cam lòng đâu, ái ra, nhìn Trần Húc nghiến răng nghiến lợi, tần tiểu ngạn bất đắc dĩ lắc đầu, mặc cái quần lót tiêu sái đi vào trong phòng tắm. Thấy trong phòng không có ai, Trần Húc lén lút gọi tiểu mẫn, hắn phát hiện có thể liên hệ với tiểu mẫn thông qua tai nghe earphone, loại nhét trong lỗ tai, headphone, loại đeo trên đầu như vậy, người khác không biết còn tưởng là hắn đang gọi điện thoại. Tiểu mẫn, siêu cấp máy tính có cái gì? À không, có phương pháp mát xa không? Toàn thân ta đau muốn chết. Theo kết quả của phần mềm, kiểm tra sức khỏe, thân thể ngài đang mệt mỏi quá sức, trong cơ thể có quá nhiều axit lactic mà làm cho các cơ bị đau, đề nghị sau này ngài ít vận động quá độ như thế này, không có lợi cho thân thể ngài. Vấn đề là ta đã quá mệt mỏi, Trần Húc có vẻ mặt cầu xin, có thể biến thành máy mát xa không? Mệt chết ta, thực xin lỗi, tôi không thể hoàn thành yêu cầu của ngài, nhưng tôi sẽ ghi lại ý kiến của ngài, để cải tiến cho thế hệ thứ hai tiểu mẫn là thế hệ thứ nhất trong tương lai. F, thế hệ thứ hai có liên quan cái điếu gì với mình? Chẳng lẽ còn kêu thằng cháu nội gửi một cái nữa? Có hai nguyên nhân chủ yếu tạo thành cơn đau của ngài, là do vận động quá độ hoặc là do sau khi ngài vận động mạnh đã không làm tốt công tác điều chỉnh các cơ bắp. Ngài làm như vậy là không có khoa học, sau khi vận động mạnh thì cơ bắp trên cơ thể đều căng lên, lúc này nghỉ ngơi đột ngột sẽ làm ảnh hưởng quá trình khôi phục của cơ bắp. Cho nên, sau mỗi lần vận động kịch liệt, đề nghị ngài, mặc kệ mệt mỏi thế nào cũng phải bỏ ra khoảng 5 phút làm vài động tác đơn giản như cua tay, duỗi chân. Để điều chỉnh cơ bắp, rất có ích đối với quá trình khôi phục thân thể ngài. Đạo lý này Trần Húc cũng biết, nhưng vấn đề là, lúc ấy mệt sắp chết, cho dù biết cũng không còn sức để làm. Trần Húc nằm trên giường rên rỉ nửa ngày, rốt cuộc cũng có cảm giác khôi phục được một chút, lúc này tần tiểu ngạn tắm xong đi ra, hắn cũng cởi trụi lũi, bay vào phòng tắm. Sau khi vào phòng tắm còn nghe tần tiểu ngạn ở bên ngoài kêu, ép, ca, lão tam, cái đồng hồ của mày quý lắm sao? Tắm rửa cũng mang theo, mày không sợ nó rơi xuống cầu tiêu hả? Tao có té vào cầu thì cũng không để nó rơi vào. Trần Húc đắc ý kêu một tiếng, sau đó trong phòng tắm truyền ra tiếng ai ra. Tần tiểu ngạn lập tức khẩn trương hỏi, lão tam, mày té vào cầu tiêu thật hả? té cái đầu mày, sao mày vứt cục xà bông ngay giữa đường vậy? Trần Húc xoa mông đứng lên, buồn bực nói đệch miệng, hôm nay quá xui xẻo, chắc là ngày không tốt, chút nữa xem lại lịch vạn sự mới được. Tuy siêu máy tính không thấm nước, không cháy, chống sốc rất mạnh, nhưng lúc tắm rửa Trần Húc đều tháo ra, đặt ở bên cạnh. Nước lạnh từ trên đầu tưới xuống, lập tức khiến cho cơn mệt mỏi của Trần Húc giảm bớt không ít. Trần Húc cảm thấy tiếc là không có cái bồn tắm lớn, bằng không nhất định sẽ nhảy vào trong đó nằm, cảm giác thật là chật chật, chắc sẽ ngủ luôn trong bồn. Đáng tiếc, đại học tổng hợp không có điều kiện tốt như vậy. Muốn ngâm mình trong nước hả? Được thôi, nếu không sợ chết dối thì trong sân trường có một cái. Hồ Sen, Trần Húc cứ ngồi như vậy trên cái ghế, vừa tắm rửa vừa suy nghĩ nguyên man, mới vừa đổ xà bông lên chuẩn bị gội đầu thì đột nhiên nghe bên cạnh có tiếng ong ong. Trần Húc lập tức nhảy dựng lên, vì hắn không có mang di động vào, có thể phát ra loại thanh âm này thì chỉ có thể là siêu cấp máy tính biến thành cái đồng hồ kia thôi. Lại có phát hiện gì mới? Trên đầu còn đầy xà bông chưa kịp gội, Trần Húc vội vàng nhập mật mã điểm này rất đáng ghét, nhưng vấn đề là không thể đổi mật mã. Vất vả nhập cái mật mã 16 ký tự, triệu hồi tiểu mẫn ra, Trần Húc liền vội vàng hỏi, thế nào, lại có tiến triển mới hả? Đúng vậy âm thanh tiểu mẫn giống như nhạc trời, theo sự phân phó của ngài, khi có phần mềm hoàn chỉnh nào của BC được khôi phục thì báo cáo với ngài trước tiên. Vừa rồi, đã khôi phục thành công một số dữ liệu. Trong đó có hai game nóng nhất năm 2086. Game, game gì? Là game FIFA 2086 của công ty EA và phần mềm còn lại là phần mềm mô phỏng chiến đấu của quân đội. FIFA, tất nhiên là Trần Húc biết game này là game duy nhất trên thế giới được xưng là game mô phỏng bóng đá chân thật nhất, là sản phẩm của công ty EA, hàng năm đều phát hành phiên bản mới. Không ngờ nó được kéo dài đến tận năm 2086. Chật chật, không dễ dàng gì nha. Tiểu Mẫn tiếp tục giới thiệu, FIFA 2086 nhắm đến đối tượng có kỹ thuật đá bóng ngoài đời thật, ở chế độ chơi, thảm cỏ xanh truyền kỳ, trong game, ngài có thể tự mình tham gia thi đấu với các cầu thủ nổi tiếng thế giới, cho nên, sau khi game này được phát hành, nó được người chơi thậm chí là các câu lạc bộ bóng đá lớn cực kỳ hoan nghênh. Nó cũng trực tiếp đề cao trình độ bóng đá thập niên 80 thế kỷ 21 trên toàn thế giới. Có thể nâng cao trình độ bóng đá. Đúng vậy, trong game có hai cách chơi, một là nâng cao thể chất trong game của ngài, làm cho ngài tự mình cảm nhận được kỹ thuật và sức mạnh của các siêu sao thế giới, hai là giữ nguyên dữ liệu về thể chất hiện có của ngài, sau đó tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp của các câu lạc bộ lớn trong lúc huấn luyện ngài có thể tự mình tiếp xúc và thi đấu với các siêu sao nhờ đó tăng cường trình độ bóng đá của ngài tuy không thể nâng cao thể chất hiện thực của ngài nhưng có thể bồi dưỡng trình độ ý thức và kinh nghiệm cho ngài đây gọi là gì buồn ngủ mà gặp chiếu manh không chỉ chiếu manh mà còn có giường tốt trên giường lại có thêm mỹ nữ thơm ngào ngạt còn cái thứ hai mô phỏng chiến đấu gì gì đó dùng để làm chi game này có tính nguy hiểm nhất định sau khi phát hành mới phát hiện nó có thể gây hậu quả nghiêm trọng nên được ghi nhận là cơ mật của quân đội, dân chúng bình thường không thể sử dụng. Game này là chương trình huấn luyện của quân đội, trong đó, quan trọng nhất là giáo trình dạy chiến đấu bằng tay. Kho dữ liệu của nó chứa các kỹ xảo chiến đấu của những cao thủ đánh nhau ngoài đời thật. Trong game này, ngài có thể tiếp thụ huấn luyện những kỹ xảo cao nhất về đánh nhau, ngoài việc không thể tăng cường thể chất hiện thực của ngài thì nó sẽ giúp ngài có được rất nhiều kinh nghiệm đánh nhau. Khi Ngô Nguyên và Đồng Thanh Khiết trở về thì rất ngạc nhiên khi thấy Trần Húc đã ngủ. Hiện giờ chỉ mới 9 giờ tối thôi mà, ngày thường không tới 12 giờ là Trần Húc không ngủ được. Người tích cực tham gia kể chuyện đêm khuya nhất chính là hắn mà, sao nay ngủ sớm thế? Tần Tiểu Ngạn làm một cái dấu hiệu bị ổi, nói, lão Tam hôm nay quá mệt mỏi rồi, bị một cô em ấy, cho thê thảm luôn. Những lời này rất ám muội dâm đáng, Ngô Nguyên và Đồng Thanh Khiết vội vàng hỏi tới, không chú ý tới cái tai nghe trên đầu Trần Húc. Cho dù có chú ý cũng không sao cả, loại tai nghe này là trường học phát cho mỗi sinh viên để học Anh ngữ. Tất nhiên, lúc bình thường không có việc gì thì có thể dùng để nghe radio, nghe nhạc vân vân. Như tần tiểu ngạn mỗi đêm đều bật đài FM 91,6MHz để nghe chuyện quỷ. Nhưng cái tai nghe của Trần Húc là do siêu cấp máy tính biến thành, chức năng này có thể so sánh với mấy cái mũ thực tế ảo trong tiểu thuyết. Thông qua sóng điện kích thích đại não, đạt được hiệu quả kết nối giữa đại não với máy tính. Lần đầu tiên Trần Húc tiến vào BC đã bị rung động một hồi. Quả nhiên là lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Tất nhiên, cái loại cảm giác lạc vào cảnh giới kỳ lạ này chỉ là thị giác và thính giác, bởi vì BC chưa có khả năng mở ra khứu giác và xúc giác. Điều này làm cho Trần Húc cảm giác có chút là lạ, vì hắn thử nhéo mình vài cái, nhưng không có một chút cảm giác giống như thân thể này không phải là của mình. Hoàn nghênh ngài tiến vào hệ thống BC thân thể ảo tiểu mẫn nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn, làm cho Trần Húc lại tặc lưỡi tán thưởng. Bởi vì dù sao thì desktop của PC chỉ là mặt phẳng, tuy có thể điều chỉnh góc nhìn 3D, nhưng nhân vật trên đó không thể nào làm cho người ta rung động giống như giáp mặt với người thật được. Nhưng ở trong BC, tiểu mẫn xuất hiện trong bộ dáng của người thật, ngoài sự xinh đẹp kinh tâm động phách đến mức khoa trương thì thật sự rất khó nhận ra sự khác biệt giữa nàng và người thật không biết có thể sờ một chút hay không trần húc có chút đáng khinh nghĩ thầm trần húc không dám thật sự đưa tay sờ lên ngực người ta vì thế ai ra một tiếng cố ý lảo đảo ngã nhào về phía tiểu mẫn nhưng lúc tay trần húc chạm tới thân thể nàng thì hắn phát hiện tay mình xuyên qua thân thể tiểu mẫn thì ra nàng chỉ vẻn vẹn là một hình ảnh mình phải biết chứ sau khi trần húc thầm mắng mình đáng khinh rất đáng khinh mới thì thào lầm bầm đây là hệ thống do trung quốc sản xuất làm gì có chức năng này nếu là của nhật bản sản xuất thì chắc có vừa nghĩ tới có thể ở trong thế giới ảo có thể xxx với vài mỹ nữ, Trần húc lại mắng mình đáng khinh, đáng khinh. Có điều, sau khi mắng xong, hắn lại đỏ mặt hỏi tiểu mẫn vấn đề này. Loại game ngài nói cũng có, nhưng không được thông qua khi kiểm duyệt ở Trung Quốc, nên tôi không được cài đặt game này tiểu mẫn dù sao cũng là người máy, sẽ không đỏ mặt, tiếp tục giới thiệu, công ty Illusion của Nhật Bản là một trong những công ty chuyên phát triển SGAME thể loại game XXX cho BC, rất được hoan nghênh. Nhưng hậu quả là, trên 90% các cặp vợ chồng ở Nhật Bản, bởi vì thể loại game này mà không muốn, sinh hoạt, với nhau, thậm chí có rất nhiều người không muốn kết hôn. Do đó, game này bị cấm phát hành ở nhiều nước trên thế giới. Trần Húc toát mồ hôi, có điều nói như thế cũng đúng. Nhìn tiểu mẫn xem, chật chật, khuôn mặt này, dáng người này. Hơn nữa, tính cách hoàn toàn có thể dựa theo nhu cầu của người dùng, thậm chí bộ dáng cũng có thể dựa theo nhu cầu của người dùng để đặt ra có một bạn gái gần như hoàn mỹ như vậy thì trong hiện thực ai mà thèm quan tâm tới một phụ nữ luống tuổi, đã có chồng. Khổ khổ, cũng không biết cảm giác khi XXX như thế nào. Ai ra, đỏ mặt rồi. Trần Húc vào game đầu tiên không phải là FIFA, mà vào game mô phỏng chiến đấu. Mọi thằng con trai đều có giấc mộng làm đại hiệp, không thấy vô ảnh cước làm điên đảo dạp chiếu phim sao. Có thiếu niên nào chưa từng cầm gậy gộc tưởng tượng mình là đại hiệp vì thế Trần Húc không tiến vào game bóng đá trước mà vào game tập luyện đánh nhau. Nhưng hắn vào đó chưa đầy 5 phút đã phải chui ra. 5 phút đồng hồ này được ghi nhận như sau, vừa tiến vào game, hắn mất 2 phút để ngắm nhìn và cảm khái cái võ đài rất rộng, rất to, rất đẹp trước mặt. Sau đó là 2 phút 30 giây dành cho Tiểu Mẫn giới thiệu quy tắc của game. Vì sao lại là Tiểu Mẫn hả? Nguyên nhân rất đơn giản, máy tính tương lai có ổ cứng quá khủng, trong đó chứa rất nhiều phần mềm và dữ liệu, Hầu như muốn cái gì cũng có. Vì vậy muốn tìm thứ gì trong đó thì thật là một chuyện khủng khiếp. Mà được Tiểu Mẫn giúp đỡ thì khác, chỉ cần liên hệ với nàng là biết ngay trong đó có cái gì. Thật ra, trong mỗi game đều có phần hướng dẫn, Tiểu Mẫn không cần phải giới thiệu gì, nàng chỉ cần chuyển tài liệu hướng dẫn cho hắn là được. Nghe Tiểu Mẫn giới thiệu quy tắc hết 2 phút 30 giây, vì Trần Húc sốt ruột muốn chơi game nên lười nghe. Hắn nhanh chóng chọn đối thủ là một gã cao thủ quyền thái, nuôi thai, về phần tên của vị cao này thì. Thật xin lỗi, Trần Húc không có chú ý. Đây quả thật là không tôn trọng một cao thủ. Vì thế Trần Húc nhanh chóng bị trừng phạt. Đọc thông tin thể chất của mình hết 12 giây, được điểm ép, trong bảng so sánh thể chất thì đạt hạng 2. Từ dưới lên hạng nhất là, người tàn tật. 10 giây cuối cùng, bước vào sân, tiến lên vài bước, song phương chào nhau mất hết 5 giây Trần Húc rất kích động, mọi chuyện đều sống động y như thật, thậm chí hắn còn thấy hung quang lóe lên trong mắt đối phương. Trần Húc bắt trước trên TV, cẩn thận đi vòng quanh đối thủ tìm thời cơ để hành động mất khoảng 3 giây. Đột nhiên, đối thủ phát hiện sơ hở, vọt lên như một con báo, một cú đấm thẳng cực kỳ xinh đẹp, tốc độ cực nhanh, Trần Húc vừa định phản ứng, thì... Bụp, một đấm này đã nằm ngay mũi hắn rồi, sau đó cả người Trần Húc văng ra khỏi võ đài KO, knock out. Trận đấu chấm dứt. Hoàn hảo, trước đó do sợ bị đánh nên Trần Húc đặt mức, đau đớn, là không, nếu dựa trên mức độ chân thật khi huấn luyện quân nhân đặt, đau đớn, và, bị thương, ở mức cao nhất thì Trần Húc sẽ không thể nào ngồi dậy nổi. Hắn không phải là người, Trần Húc nhớ lại một đấm vừa rồi mà thấy sợ, tiểu mẫn ở bên cạnh báo số liệu, lực lượng của một đấm này không lớn, chỉ có 120kg, trong thế giới thật thì không ai chết vì một đấm như thế, nhiều nhất chỉ là cái mũi sẽ Nằm trong gương mặt mà thôi, mà vì cao thủ tên cha sách này là cao thủ đai đỏ thập đẳng của quyền thái, là quyền vương hạng trung trên thế giới. Một con gà của gà, lần đầu tiên đánh nhau lại khiêu chiến quyền vương của thế giới. Lúc Trần Húc rời khỏi game còn thì thầm, mình còn sống. Mình còn sống. Rốt cuộc Trần Húc cũng hiểu được cái game này không phải là cái thể loại như tách cân mà hắn thường chơi trong siêu thị, bởi vì nó ngoài việc không có chiêu thức hoa lệ thì nó cũng không có tính cân bằng. Ý nghĩa của tính cân bằng là, Tùy mỗi nhân vật có chiêu thức khác nhau nhưng không có ai là mạnh nhất và cũng không có ai là yếu nhất. Nhưng hiện giờ Trần Húc cảm thấy mình chính là nhân vật yếu nhất. Tiểu Mẫn đưa ra lời bình, bởi vì thể chất của ngài quá kém, lại vượt cấp khiêu chiến với nhân vật có độ khó cao nhất, nên ngài thất bại là chuyện rất bình thường. Tôi đề nghị ngài nên khiêu chiến với đối thủ từ thấp đến cao, đồng thời phải tập luyện trong hiện thực để nâng cao thể chất. Vậy đối thủ cấp thấp thì ta có thể tùy ý ngược đãi hắn hả? Không được, bởi vì game này không phải là thể loại game để phát tiết, nên cấp thấp nhất cũng có thực lực của huấn luyện viên cấp D. Trần Húc nuốt nước miếng, hình dung đại khái một chút đi, thực lực của huấn luyện viên cấp D như thế nào. Thực lực của huấn luyện viên cấp D tương đương với cảnh sát ưu tú. À, quên đi Trần Húc tự hiểu lấy mình, với một con gà như mình thì không cần người có tập luyện, chỉ cần người hơi to một chút thì mình chắc chắn sẽ bầm dập. Nghĩ đến đây hắn lại không nhịn được lẩm bẩm, mình chán sống sao? Mình chán sống sao, đi khiêu chiến quyền vương. Ngài là người mới, tôi đề nghị ngài đừng vội thực chiến trước hết hãy để cho huấn luyện viên hướng dẫn ngài những bài tập cơ bản. Ngài muốn học tập một loại kỹ xảo đánh nhau, đề nghị ngài học tập kỹ xảo đánh nhau của bộ đội đặc trùng. Đây là kỹ xảo kết hợp của võ thuật cổ truyền Trung Quốc với các loại kỹ xảo chiến đấu nổi tiếng trên thế giới, dễ dàng mà hiệu quả, trong chiến đấu ngài sẽ có rất nhiều ưu thế. Xin hỏi ngài có muốn luyện tập hay không? Đợi lát nữa rồi tính Trần Húc khoát tay, một đấm khủng khiếp vừa rồi còn lởn vởn trong đầu hắn, tim còn đập loạn, Hắn cảm thấy tâm hồn nhỏ bé của mình cũng bị thương nặng, làm sao dám thử nữa. Bất quá, lúc này Trần Húc cũng hiểu được, vì sao game này chỉ dùng trong quân đội hoặc một tổ chức đặc thù. Bởi vì game này có sức sát thương quá lớn, nếu theo huấn luyện của nó thì ngoài đường đầy lý tiểu long. Nếu mỗi người đều giống như màn cuối trong phim đội bóng thiếu lâm, phim có châu tinh chỉ đóng thì thế giới này sẽ đáng sợ cỡ nào. Thôi, qua game bóng đá xem nó như thế nào cảm giác khi tiến vào game bóng đá tốt hơn nhiều so với khi vào game mô phỏng chiến đấu. Game đánh nhau, hơn nữa còn là game được quân đội sử dụng, sau khi tiến vào game sẽ xuất hiện trên võ đài, chỉ thấy một màu xám của kim loại, nhìn một chút đã thấy nặng nề, có cả sát khí và cảm giác máu tanh được ẩn giấu sâu trong khung cảnh chung quanh. Mà game bóng đá thì khác, vừa tiến vào trò chơi sẽ thấy mình đang đứng ở giữa một cái sân bóng đá thật lớn, khán giả ngồi dậy đặc trên những hàng ghế xung quanh sân bóng, nếu bật âm thanh thì có thể nghe được khán giả đang ra sức la hét kêu gào cổ vũ cái cảm giác này trong nháy mắt đã làm bầu nhiệt huyết của trần húc sôi lên sùng sục nhiệt huyết sôi trào vì đây là môn thể thao được gọi là môn thể thao vô duy nhất trên thế giới cũng giống như game bóng đá trên pc nếu lúc mới vào trò chơi mà người chơi không tiến hành thao tác gì thì trò chơi sẽ tự động trình chiếu những pha cắt cảnh trần húc ngây ngốc đứng luôn tại giữa sân bóng nhưng hắn nhanh chóng phát hiện mình mặc một bộ đồ đen trang phục của trọng tài đang ôm bóng đi trước, phía sau hắn là cầu thủ của hai đội bóng. Trên màn hình lớn hiện lên tên của hai đội bóng, đội hình mạnh nhất thế kỷ 20 VS đội hình mạnh nhất thế kỷ 21. Trần Húc nhìn lướt qua đội hình mạnh nhất thế kỷ 21 liền nhận ra Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha. Trong đội hình mạnh nhất thế kỷ 20 cũng có rất nhiều gương mặt quen thuộc. Một người đen đen là vua bóng đá Pele Brazil. Một người dáng tròn tròn là Ronaldo Brazil cả đám người đều là nhân vật oai phong một cõi nha. Hơn nữa, trong thế giới ảo này, hình ảnh siêu chân thật, làm cho những người này gần như không có gì khác biệt với người thật, có thể nói hiện giờ trên sân bóng này, bất kể là thị giác hay thính giác, đều tiếp cận vô hạn với ngoài đời thật, thậm chí đứng ở giữa sân bóng cũng có thấy rõ ràng bộ dáng của một khán giả đang ngồi ở khán đài xa nhất. Với phần cứng hiện tại thì không thể nào tạo ra được hiệu quả thế này. Khó trách PC sẽ bị BCF đến không thở được. Các game hiện giờ, nhất là các game lớn, rất chú trọng chất lượng hình ảnh. Như game WoW World of Warcraft của công ty Blizzard, hiện đang thống lĩnh thị trường game, ngoài việc nó có nhiều tính năng và cách chơi rất hay, có độ cân bằng cao, thì chất lượng hình ảnh của nó cũng chiếm được nhiều điểm. Nhưng nếu so sánh WoW với game BC thì thật sự là con nít so với người trưởng thành. Có thể khẳng định, dù là game có hình ảnh đẹp nhất hiện nay cũng không có cửa so sánh với game BC. Vì, kém quá xa. Nếu không là vì tính đặc thù của BC muốn tiến hành kết nối giữa đại não và BC thì phải tiến vào trạng thái thôi miên thì PC đã sớm bị đào thải rồi. Hiện giờ Trần Húc đang lâm vào cảnh không thể tự kiềm chế trong game siêu chân thật này, có thể đá bóng cùng các siêu sao thế giới là một việc rất đã ghiền. À, bị ngược đãi thật đã ghiền. Tưởng tượng một chút nha, đầu tiên, bị ông chú Pele sút cho mấy cú, lại bị Ronaldo dẫn bóng vờn qua vờn lại trước mặt, nhất định là miệng ngậm đầy cỏ, còn quả bóng bên cạnh thì đừng hòng đụng tới được, mỗi lần như thế thì chỉ đành trơ mắt nhìn quả bóng chỉ cách ngón tay mình vài mm, từ từ lăn vào cầu môn. Sau đó là viên nguyệt loan đao cú sút bóng bay hình vòng cung của Beckham, bóng bay hình chữ S của Roberto Carlos có một lần, Trần Húc thấy Carlos sút bóng vào nơi phạt góc, nhưng hai giây sau bóng đã nằm trong lưới. Quá bi phẫn, Trần Húc ác ý đoán, thật ra phương pháp sút bóng của Carlos không khác gì các cầu thủ bóng đá Nam Trung Quốc, nhưng người ta tự hiểu lấy mình, mỗi lần muốn sút bóng vào gôn thì đều nhắm vào điểm phạt góc, sau đó bóng bay vào khung thành. Mà đám heo trong tuyển quốc gia không hề tự hiểu lấy mình, mỗi lần sút đều nhắm vào khung thành, sau đó bóng bay thẳng về điểm phạt góc. Rốt cuộc Trần Húc phát hiện, siêu sao chính là siêu sao. Cùng đá bóng với những vị vua bóng đá này, lại đóng vai đáng thương nhất, thủ môn. Ngay cả lòng muốn chết hắn cũng có. Game FIFA trên BC, ngoài cách chơi rất hay ra còn có nhiều chế độ chơi. Có chế độ chuyên môn nhắm vào những người mới tập, có chỉ huy đội bóng thi đấu, cũng có thể chơi chế độ thảm cỏ xanh truyền kỳ, từ một cầu thủ mới vào nghề, từ từ lên cao cấp, thậm chí là vào câu lạc bộ lớn, đạt được các giải thưởng. Game này có giá trị chơi lại cao, có cách chơi thú vị, hơn xa các game hiện tại, huống chi nó còn có hệ thống thực tế ảo vượt thời đại giúp người chơi thể nghiệm một cách chân thật nhất. Đối với một tín đồ của game bóng đá, còn gì có ý nghĩa hơn là chơi game này? Trần Húc nhanh chóng lựa chọn một trận đấu hữu nghị, phát hiện các đội bóng để lựa chọn phong phú hơn nhiều so với các game hiện tại, ngoại trừ các câu lạc bộ lớn và các đội tuyển quốc gia quốc còn có rất nhiều đội bóng kinh điển, tỷ như Hà Lan tam kiếm khách tạo thành đội tuyển quốc gia Hà Lan năm 88, 3R của Brazil năm 2002, vân vân. Mặt khác, còn phân ra những đội bóng danh tiếng tốt nhất và những đội bóng danh tiếng kém cỏi nhất. Trần Húc phát hiện có tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2008 trong danh sách những đội bóng danh tiếng kém cỏi nhất. Tốt, rất là tốt. Đám heo này tới năm 2008 vẫn không chút tiến bộ. Hơn nữa, còn có vẻ cứ thế mà làm. Trần Húc vô sỉ muốn sử dụng đội hình mạnh nhất thế kỷ 20, chọn đối thủ là tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2008, hơn nữa, hắn còn chọn mức độ chân thật là khoa trương. Theo tiểu mẫn giải thích, Độ chân thật đạt ở mức khoa trương thì giữa trận đấu sẽ xuất hiện một vài tình huống kỳ quái, loại tình huống này cơ bản là khoa trương hóa những chuyện có thể xảy ra trong trận đấu ngoài đời thật, do đó đạt hiệu quả thú vị, bởi vì có không ít người chơi đặc biệt thích loại thú vị này. Nhưng vấn đề là, sau khi vào trận đấu, Trần Húc rất buồn bực phát hiện mình lại nằm bên đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Đầu tiên, phải nói rõ một chút, Trần Húc tuyệt đối không phải loại người xính ngoại, hắn từng đặt ra một trong các tiêu chuẩn tìm bạn gái trong tương lai, anh có thể dẫn em suốt ngoại du lịch, nhìn xem phong cảnh các quốc gia, nhưng em phải nhận thức rằng, quốc gia của mình mới là tốt nhất, không phải chỉ có ánh trăng ở Mỹ mới tròn. Nhưng bóng đá Trung Quốc thì, thật sự là một chuyện khác. Trần Húc trở thành thủ môn của tuyển Trung Quốc, lúc này hắn chỉ mong nhanh chóng kết thúc trận đấu. Trời ạ, à, tuyển Trung Quốc bèo nhất trên đời, đối mặt đội hình mạnh nhất thế kỷ 20. Cái cảm giác này thật giống một em bé 3 tuổi đối mặt với một người trưởng thành vạm vỡ. Hơn nữa, trong tay vị đại ca này có một thanh thanh long yển nguyệt đao thanh đao của quan vân trường quan nhị ca. Không phải là tự mình muốn chết sao? Trần Húc nhanh chóng được nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, vì vẹn vẹn chỉ 5 phút đồng hồ, đội Trung Quốc bên hắn đã bị ghi ba bàn, trong đó có một bàn đốt lưới nhà. Tất nhiên, trong đó không thể thiếu trách nhiệm của thủ môn Trần Húc, thậm chí có thể nói trách nhiệm của hắn lớn nhất. Nhưng Trần Húc lại cho rằng, đây đúng là đội bóng quá bèo, bèo nhất trên đời. Trần Húc cảm thấy mình không thể cứ để thế này, chỉ sợ sau trận đấu thì trong lòng hắn sẽ sinh ra bóng ma đối với bóng đá. Nhưng đám fan đang ngồi trên khán đài bắt đầu phát huy, bọn họ hô khẩu hiệu tập thể, phát ra âm thanh phô thiên cái địa, nhưng nghe xong khẩu hiệu này, Trần Húc thiếu chút nữa đập đầu vào cột khung thành tự sát. Bởi vì đám fan dùng trung văn hô lớn, tạ Á Long về vườn đi. Tạ Á Long là cựu chủ tịch liên đoàn bóng đá Trung Quốc CFA, bị khởi tố vì tội tham nhũng năm 2012 khi lần đầu đám fan la lên tạ Á Long, Trần Húc nhịn không được cả người run lên, đúng lúc này ông chú Pele nhẹ nhàng suốt một cú, ai, tỷ số là 0, 4. Trần Húc cảm thấy nếu đây là một trận đấu thật sự thì ông chú Pele sẽ phát biểu thế này sau trận đấu. Fan Trung Quốc rất nhiệt tình, tôi tin rằng niềm yêu thích bóng đá của họ đã vượt biên giới. À, tôi cũng vừa học xong một câu trung văn kêu Pele Lê cố lên. Tất nhiên phóng viên sẽ yêu cầu ông ấy nói, chú Pele sẽ mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, nói một câu, xia long xia ke. Phiên âm tiếng Trung Quốc, có ý là tạ Á Long về vườn đi. Trần Húc biết tạ Á Long là chủ tịch CFA. Nhưng không ngờ thanh danh hắn kém như vậy, lại bị đưa vào game FIFA của năm 2086. Nhưng Trần Húc có chút hiểu lầm về việc này. Dù sao, một công ty lớn như EA, cho dù muốn làm tình tiết trong trò chơi nhưng không dám trêu đùa chủ tịch CFA. Tác giả của những câu nói này chính là những người chơi mạnh mẽ, chính bọn họ tạo ra rất nhiều bản vá, bản mod modification, sửa chữa dữ liệu trong game để có những trải nghiệm mới, rồi cháu nội Trần hút tiện tay cập nhật những bản mod này vào game nên mới tạo ra một màn thế. 80 năm sau mà còn có fan bóng đá căm hận Tạ Á Long như thế thì vị trưởng môn của môn phái chống lạnh này trong tương lai cũng không được lòng fan hâm mộ. Trận đấu lại trôi qua 10 phút, tỷ số đã biến thành 0-9, còn thiếu một bàn nữa thì tỷ số sẽ biến thành hai con số có tỷ số khủng như vậy tất nhiên là nhờ thủ môn Trần Húc đứng như trời trồng không khác gì cái cột khung thành thứ ba, chỉ cần đối phương sút vào khung thành là có thể ghi bàn. À, ngoài ra, còn nhờ công lao của tuyển Trung Quốc nữa chứ, đối mặt với đối thủ vượt xa mình, bọn họ ngay cả bóng cũng truyền không xong, mỗi lần truyền thì bóng sẽ nằm ngay dưới chân. Đối phương, mà bên ngoài sân, fan hâm mộ mắng đã mỏi miệng rồi, bọn họ không thèm mắng nữa mà phẫn nộ đem cà chua, trứng thối, và nhiều thứ linh tinh khác ném đầy cả sân bóng rốt cuộc Trần Húc cũng hiểu được cái gì gọi là hiệu ứng khoa trương. Mấy thứ này bay đầy trời, đập lên người cũng khá đau, vì thế Trần Húc gào khóc, trốn trong khung thành nhưng cũng không thể tránh được cà chua, trứng thối. Lúc này hắn hy vọng mình có một cây dù. Lúc Trần Húc đang né tránh cà chua, trứng thối trong game thì ở thế giới thật, biểu hiện của hắn giống như gặp ác mộng, cả người co giật như lên cơn động kinh. Lão Tam, mày có sao không, Lão Tam? Biểu hiện của Trần Húc làm ba thằng cùng phòng sợ hãi, Dường của Ngô Nguyên gần nhất nên hắn đã chạy tới, tưởng Trần Húc đang gặp ác mộng, nên vỗ bốp bốp vào mặt Trần Húc để gọi hắn tỉnh dậy. Vấn đề là hiện giờ Trần Húc đang giấy dụa chạy trốn trong thế giới ảo, cái loại thôi miên này giống giống hệt như đang gặp ác mộng, mà bị vỗ vài cái trên mặt thì đại não sinh ra sóng thần kinh phản xạ, làm cho Trần Húc trong thế giới ảo thấy mặt của mình bị vài cái chứng thối đập trúng. Vì thế Trần Húc hoang mang giơ tay lên chặn lại, cái cô tay này cũng không riêng gì trong thế giới ảo mà ngoài thật hắn cũng muốn may móng vuốt lên, đúng lúc này, Ngô Nguyên lại đưa cái mặt tới, muốn nhìn xem Trần Húc có sao không, vì thế. Bốp bốp, Ngô Nguyên bất hạnh bị Trần Húc đục hai cái, choáng váng té xuống đất, mắt kính cũng rơi ra. F, K, Ngô Nguyên nhặt lên kính mắt, hét lớn. Lão đồng, tiểu ngạn, lại tiếp một tay, lão tam phát điên rồi. Trần Húc bị tiểu mẫn theo giả thuyết ảo cảnh trong tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình nằm ở trắng noãn trên giường bệnh, Ngô Nguyên tần tiểu ngạn cùng đồng thanh khiết. Mặt khác còn có một ăn mặc áo khoác trắng, nhưng xem so với chính mình cũng không lớn hơn mấy tuổi ra xúc chính ngồi ở bên cạnh trên mặt bàn không có tim không có phổi đánh bài xì phé. Trần Húc ấn xuống một cái tai nghe bên trên giải khóa khóa, đem tai nghe hái xuống, xoa xoa có chút ngất đi đầu nói, ta chóng mặt, đây là nơi nào à? Như vậy cùng nhà tang lễ tựa như, xem xét Trần Húc tỉnh lại, ngô nguyên bọn người tựu đem trong tay bài buông xuống, đi tới nói lão tam ngươi không có việc gì đi à nha. Có việc, ta có thể có chuyện gì? Trần Húc rất ngạc nhiên, bà mẹ nó, Ngô Nguyên nghe xong tự phát hỏa, chỉ vào cái mũi của mình nói, lão tam, người choáng nha vừa rồi làm ác mộng hay vẫn là làm sao vậy? Trên giường cùng đầu cá chết tựa như loạn uốn éo, NND lão tử hảo tâm đi gọi ngươi, còn tưởng rằng ngươi nằm mơ bị phù dung tỉ cho kêu dây, cưỡng gian rồi, kết quả ngươi ngược lại tốt, ba cho ta mấy bàn tay, kính mắt đều cho ta làm mất rồi. Đổ mồ hôi, Trần hút ngồi, không thể nào, lão đại, ta không biết à, ách, ta mới vừa rồi là làm ác mộng kia mà, mộng thấy lấy người PK, sau đó cảm giác thật giống như có người đánh ta, sau đó ta tự phản kích rồi, không nghĩ tới là ngươi à. Nghe xong lời này mấy người đều nở nụ cười, nói, ngươi không phải là mộng thấy cùng cao hiểu tiết PK à. Ta xem không chỉ là PK à, hay vẫn là tiểu tử ngươi tại trong mộng đối với con gái người ta làm chuyện thương thiên hại lý gì rồi hả? Trần Húc không chút do so dự đối với bọn họ khoa tay múa chân căn ngón giữa, sau đó chứng kiến trên mặt bàn rơi là tả bài, phiền muộn mà nói, cái kia các ngươi như thế nào đem ta làm đến nơi đây rồi hả? Tại đây hình như là giáo y viện A, à, ta làm ác mộng các ngươi có tất yếu đem ta kéo vào giáo y viện sao? Còn có, đã ta đã vào được, ta đây tốt xấu là người bệnh A, à, ngươi xem xem các ngươi, đánh bài đánh chính là ngược lại là rất thoải mái, quá không có lương chi đi à nha? Ngô Nguyên một giọng nói bà mẹ nó, sau đó nói, ai biết tiểu tử ngươi là làm ác mộng à? Chúng ta vừa rồi đều nghĩ đến người bị kinh phong phát tác, cho nên mệt chết việc cực đem người kháng đến nơi đây. Kết quả người ta bác sĩ một kiểm tra, tiểu tử ngươi vậy mà đánh rắm không có, cũng chỉ là ngủ rồi. Bất quá lại nói trở lại, chúng ta dọc theo con đường này đem người kháng tới người đều bất tỉnh, ngủ giỏi ngủ đến người cái này cảnh giới cũng thật sự là điên cuồng, có thể nói vua ngủ rồi. Trần Húc nghĩ thầm ta không phải không tỉnh, mà là một mực tại trong trò chơi đây này lúc này thời điểm hắn tự nhìn về phía bên cạnh mặc áo khoác trắng chính là cái kia nhã nhận ra xúc nói ngài là bác sĩ à hạnh ngộ hạnh ngộ còn trẻ như vậy cáp kỳ thật trần hút lúc này thời điểm tại trong lòng oán thầm cái này trường học cũng quá không chịu trách nhiệm rồi giáo y dĩ nhiên cũng làm tìm cái xem xét cũng biết là vừa tốt nghiệp thái điều vạn nhất về sau học sinh đang học có cái gì không hay xảy ra dựa vào hắn có thể cứu tới không cái kia ra xúc đẩy kính mắt vội vàng khoát khoát tay nói ta không phải bác sĩ à ta muốn còn trẻ như vậy có thể một mình đảm đương một phía, cũng sẽ không biết bây giờ đang ở tại đây không lý tưởng à. Sau đó hắn giống như có chút khó chịu cao lại lông mi, dùng tay đè lên ngực trái phía dưới, đón lấy cười nói, nhận thức thoáng một phát, ngô chung. Ta cũng là hợp hiệp đại, viện y học, năm nay đại học năm bốn rồi, ở chỗ này thực tập đây này. Nguyên lai like là học trưởng à, Trần Húc vô ý thức tự muốn từ trong túi tiền mặt đào yên, nhưng là mới phát hiện mình hiện tại trơn bóng sẽ mặc một đầu đại quần cộc trên thân còn cởi bỏ đâu rồi vì vậy ngượng ngùng cười cười ngô trung cũng là cười cười theo trong áo khoác trắng lấy ra một gói thuốc lá ném cho hắn cầm lấy đi rút bất quá đừng ở chỗ này đi tới cửa đi trần húc cầm lấy hộp thuốc lá xem xét ngóa, nguyễn trung hoa ta nói học trưởng người bây giờ thời gian qua rất thoải mái đó a à. ngô trung cười cười nói ngóa, ta cái đó cam lòng cho mua cái này thuốc hút ta bình thường tự rút năm khối tiền hoàng sơn yên không có trước rồi một khối tiền một bao đại cửa trước cũng có thể được thông qua lấy giải quyết. Cái này yên là ta phòng ngủ huynh đệ cho ta mang tới, ngày khác tử thoải mái à, bây giờ đang ở tam giáp trong bệnh viện thực tập, cái kia trên bàn công tác ném, cái gì thuốc xịn không có à. Tùy tiện cầm, mấy người đều đổ mồ hôi một cái, nói đó là bệnh viện à hay vẫn là thuốc lá nhà máy à. Không phải là hùn vốn a à. cho nên, một xem các người tự là chưa đi đến qua bệnh viện đấy, ngô trung điểm bên trên một điếu thuốc cười nói, hiện tại người bệnh tìm thầy thuốc, cho dù không dám hiển nhiên tiến được tiền lì xì, có thể cũng nên ý tứ một chút đi. Có bệnh viện đối với tiền lì xì phương diện tạp so sánh nghiêm, không cho bác sĩ thu lễ các loại. Đương nhiên, lén thế nào cái này cũng không biết, bất quá kính yên tổng không phạm pháp A. À. Rất nhiều người bệnh đều là dẫn theo không ít thuốc xịt, không thành đầu tiến đưa cũng thành hộp kính. Mà trong bệnh viện lại không để cho hút thuốc, cho nên bác sĩ tiện tay ném trên mặt bàn rồi, sau đó ta cái kia bạn thân tại thực tập, tùy tiện có thể sở đến mấy bao. Mấy người lại đổ mồ hôi thoáng một phát, Trần Húc nhìn xem Ngô Trung nói dứt lời lại duỗi thân tay đi án lấy ngực trái, giống như ơ chút ít khó chịu bộ dạng tự nói học trưởng ngươi không sao chớ. Nhìn ngươi thế nào không phải rất thoải mái bộ dạng, Ngô Trung cười cười lời nói không có việc gì, vừa vội vã chạy tới trực ca đêm đã chạy tới thời điểm không cẩn thận bị xe đụng phải thoáng một phát, có đau một chút, đoán chừng là đụng xương lên, đợi tí nữa tìm một chút lưu thông máu hóa ứ thuốc rán chùi chùi là được rồi. Ngược lại là ngươi, tiểu tử ngươi thật đúng là nghiêu à, ngủ đều có thể ngủ chết như vậy, có phải hay không bởi vì hôm nay vận động quá độ, quá mệt mỏi. Lời này kỳ thật nghĩa khác rất nặng đấy, bất quá Trần Húc không thấy được ngô chung trên mặt cười hư hỏng như vậy, cho nên tự gật đầu nói, đúng vậy a à học trưởng, người không biết ta hôm nay bị nữ nhân kia cho giết chết. Eo của ta ai, đều nhanh đã đoạn, ngô chung trên mặt lập tức ánh nắng chiều một mảnh, sáng lạn vô cùng. Chứng kiến mặt khác ba người cũng chỉ là vẻ mặt đồng tình chi sắc, Ngô Trung liền không nhịn được lắc đầu thở dài, quả nhiên là đại nhất bọn nhỏ à, liền cái này chê cười đều nghe không hiểu. Bất quá cái lúc này hắn ngược trái lại có chút đau, chẳng lẽ mới vừa rồi bị đụng rất lợi hại. Ngô Trung ngẫm lại chính mình có lẽ không có như vậy suy, chứng kiến Trần Húc cầm trong tay lấy chính là cái kia tai to cơ, hắn tự cười nói, đúng rồi, người cái này tai nghe vừa rồi kẹt tại trên lỗ tai như thế nào bắt không được đến à. Trần Húc tâm chắc hẳn phải vậy bắt không được đến, bởi vì hắn sử dụng đặc thù tập trung hình thức rồi thật giống như đồng hồ đồng dạng sử dụng loại này hình thức về sau ngạnh bới ra đều bới ra không xuống cho nên không cần lo lắng rơi xuống bất quá hắn phiền muộn lại là mình làm như thế nào ác mộng hay sao chẳng lẽ là bởi vì giả thuyết ảo cảnh bên trong sự tình lại để cho ngoại giới người xem khởi đến chính mình cùng làm ác mộng đồng dạng dựa vào cái kia tiếp tục như vậy giả thuyết ảo cảnh còn thế nào dùng vừa rồi hắn chỉ là đá một cuộc tranh tài mà thôi nếu là thật đi luyện tập tán đả cái kia còn không bị chủy nện cả ngày trong đêm ngao ngao quỷ kêu à. Trần Húc cái này muốn lập tức hỏi thoáng một phát tiểu mẫn đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là lúc này hắn chứng kiến ngô trung che ngực đặt mông ngồi ở trên mặt ghế, nhịn không được đã kêu nói, học trường. Ngươi thật sự không có chuyện gì sao, ta xem ngươi bây giờ bộ dạng rất không đúng à, nếu không đưa ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Ngô Nguyên mấy người bọn hắn cũng nói như thế, nói tranh thủ thời gian xem một chút đi, đừng thực sự cái gì thật xấu, không có việc gì, không có việc gì, Ngô Trung khoát khoát tay, bị đụng phải thoáng một phát lại không trọng. Ta đến bôi điểm thuốc rán tốt rồi, xem hắn kiên trì như vậy, Ngô Nguyên bọn người cũng không nên nói cái gì rồi. Lúc này Trần Húc đột nhiên một giọng nói ta muốn đi nhà nhỏ WC, ở đâu có WC toilet à? Tại Ngô Trung cho hắn chỉ một lúc sau, hắn tự lập tức giống như con thỏ đồng dạng xông vào. Tiểu Mẫn, tiểu Mẫn, Trần Húc đem tai nghe biến thành đồng hồ thấp giọng đem tiểu mẫn kêu gọi đi ra về sau hỏi, chóng mặt chết rồi, chuyện gì xảy ra à? Như thế nào ta tại giả thuyết ảo cảnh chính giữa huấn luyện, sự thật người liền cho rằng ta là bị kinh phong à? Cùng làm ác mộng đồng dạng quất thẳng tới rút, còn thế nào cũng gọi bất tỉnh. Đây là bởi vì ngài cũng không có mở ra hoàn toàn thôi miên hình thức. Tiểu mẫn giải thích nói, giả thuyết ảo cảnh kỳ thật tự là lợi dụng sóng điện cùng người não tiến hành trao đổi. Dùng thôi miên đích thủ đoạn lại để cho người tiến vào giả thuyết ảo cảnh chương trình chính giữa, hình thức cùng loại với nhân loại nằm mơ. Mà ở dưới bình thường tình huống, BC bình đài cũng sẽ không mở ra hoàn toàn thôi miên hình thức, bởi vì đem làm người tiến vào loại này hình thức về sau, đem hoàn toàn cảm thụ không đến ngoại giới tin tức, mà lúc này mặc kệ tại ảo cảnh trong tiến hành bất luận cái gì quá trình, cũng cũng sẽ không thể hiện tại ngoại bộ thân thể biểu hiện bên trên. Cái kia vừa rồi bọn hắn như thế nào bảo ta cũng gọi bất tỉnh à. Bởi vì ngài tinh thần quá mỏi mệt rồi, ngài vừa trải qua một ngày mệt nhọc, lại không nghe khuyến cáo của ta, cưỡng ép tiến vào giả thuyết ảo cảnh hệ thống chính giữa thể nghiệp, cho nên tinh thần tiêu hao quá độ, làm cho ngủ say. Ta vốn muốn đợi ngài tinh thần lực hạ thấp điểm tới hạn đã ngoài lúc gửi đi thôi miên tín hiệu, đem ngài trực tiếp đưa vào ngủ say, nhưng không nghĩ tới hội tạo thành đằng sau hiệu quả. Ngủ say là căn cứ nhà khoa học nghiên cứu phân tích, nhân thể mỗi ngày chính thức giấc ngủ thời gian kỳ thật chỉ có hơn 2 giờ. Tại những lúc khác vợ não phần lớn là ở vào nằm mơ chờ công tác trạng thái nếu như sử dụng thôi miên thủ đoạn lại để cho người tiến vào tầng sâu lần đích hoàn toàn hôn mê, cái kia đủ để tại hai cái nửa giờ ở trong giải quyết buồn ngủ vấn đề. Trần Húc con mắt sáng ngời, đây chẳng phải là nói, về sau ta mỗi ngày tựu chỉ cần ngủ hai cái nửa giờ là đủ rồi. Sau đó có thể tiến vào giả thuyết ảo cảnh trong trò chơi, dạng này tính, mỗi lúc trời tối 11 giờ rưỡi phòng ngủ tắt đèn ngủ, vậy hắn chỉ cần ngủ đến dạng sáng 2 giờ có thể tinh lực sung túc, sau đó lại tiến vào giả thuyết ảo cảnh chính giữa đi chơi trò chơi hoặc là làm sự tình khác, một mực có thể tiếp tục đến buổi sáng 6 giờ đồng hồ. Nghe xong Trần Húc nghĩ cách về sau Tiểu Mẫn nói, đúng vậy. Nhưng là tại giả thuyết ảo cảnh trong tiến hành trò chơi cũng là cần tiêu hao tinh thần lực, cho nên căn cứ chúng ta tư liệu chính giữa ý kiến là, ngày tại 11 giờ rưỡi nghỉ ngơi về sau, ta sẽ tại dạng sáng 1 giờ rưỡi gọi ngài rời giường. Sau đó tiến hành trò chơi, trò chơi thời gian tiếp tục đến buổi sáng 5 giờ đồng hồ, lại tiếp tục tiến vào ngủ say nửa giờ, khôi phục tốt ngài tinh thần lực về sau. 5 giờ rưỡi rời giường tiến hành rèn luyện, giữa trưa 12 giờ rưỡi lại tiến hành ngủ say nửa giờ, như vậy là có thể cam đoan ngài một ngày tinh lực dồi dào. Tiến vào ngủ say về sau ta chơi trò chơi tựu cũng không loạn giật giật lấy. Đương nhiên sẽ không, ngài không cần lo lắng ảnh hưởng đến người khác. Vậy thì tốt quá, Trần Húc phung tay lên, nhịn không được thanh âm gọi khá lớn, bên ngoài tần tiểu ngạn lập tức hô, lão tam. Làm sao vậy, Mất trong bồn cầu đi, Trần Húc không để ý tới hắn, hắn hiện tại thậm chí suy nghĩ nếu như mình mỗi lúc trời tối 10 giờ đi nằm ngủ cảm giác, như vậy chờ 12 giờ rời giường lúc vừa vặn lão đại bọn họ ngủ, vậy hắn chơi trò chơi thời gian có thể lại gia tăng nửa giờ rồi. Buổi tối hôm nay đi trở về về sau Tiểu muốn hảo hảo thí nghiệm thoáng một phát, lúc này thời điểm Trần Húc lại nghĩ tới vừa rồi ngô chung một mực che ngực sự tình, vì vậy tiểu hỏi, đúng rồi tiểu mẫn, nếu như ta muốn giúp người khác xem bệnh, hơn nữa bệnh trạng tại ngực, ta thấy thế nào? audio điện tử võ tấn bền Trần Húc đi ra môn, chứng kiến Ngô Trung cởi bỏ cái cánh tay, Tần Tiểu Ngạn chính cầm thuốc mỡ hướng bộ ngực hắn bên trên bôi. Tránh ra tránh ra, ta nhìn xem, Trần Húc đi tới, giả bộ như không thèm để ý cúi đầu xuống chầm chằm vào ngô trung ngực phải, sau đó làm bộ vươn tay trái xoa bóp. N. Tại đây không đau, N. Tại đây đâu này, vậy trong này đâu này, Trần Húc đem đồng hồ tinh thể lỏng mặt kính chuyển hướng về phía phía dưới cho nên hắn bàn tay tại ngô trung ngực giả vờ giả việt nhất thời điểm, mặt kính mà bắt đầu siêu thanh quan sát chẩn đoán bệnh, hơn nữa rất nhanh đem kết quả dùng văn tự phương thức ghi tại trên đồng hồ. Bà mẹ nó lão tam ngươi tự đừng ở chỗ này đùa nghịch giả đem thức rồi. Đồng thanh khiết khinh bị nhìn Trần hút liếc, sau đó nói, học trường, phòng ngủ đều nhanh tắt đèn rồi, chúng ta tự đi trước rồi. Ngươi nếu cảm thấy không thoải mái, tự đi bệnh viện nhìn xem, ngàn vạn đừng cường trống. Ngô Trung cười phất phất tay, không có việc gì, không có việc gì, ta cảm giác lau thuốc mỡ về sau tốt hơn nhiều. Cái rắm không có việc gì à, Trần Húc ở bên cạnh thoáng cái nhảy, kéo lại ngô trung hô, lão đại lão nhị lão tứ, đồ chó hoang tranh thủ thời gian đánh 120. Quyền quyền xoa xoa, nhanh à, chứng kiến Trần Húc cùng hỏa thiêu bờ mông giống như, ngô trung cười nói ngươi làm sao vậy, ta thật không có sự tình. Không có việc gì, Trần Húc sắc mặt vô cùng nghiêm túc, mẹ lão đại đừng lo lắng mau đánh à học trưởng bây giờ là lá lách vỡ tan thêm suất huyết bên trong, không tranh thủ thời gian tiến đưa bệnh viện tựu xong đời. Thốt ra lời này, sắc mặt của mọi người lập tức biến thành trắng bệch, Ngô Nguyên nhìn Ngô Trung liếc, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra bấm 120, Ngô Trung mồm mép run rẩy, thật lâu chờ Ngô Nguyên đem điện thoại đều treo rồi về sau mới nói, "Không, không thể nào." Cùng Trần hút cái này mấy cái người thường người bất đồng, hắn bản thân tựu là học y, tuy nói thường xuyên trốn học đi học không để ý nghe giảng, cuộc thi thời điểm phần lớn là khảo thi trước đột kích thoáng một phát, đã thi xong sẽ đem toàn bộ hết gì đó cũng còn cho lão sư rồi. Nhưng là dù sao học y có học được phương diện này, vừa rồi không có hướng nghiêm trọng phương hướng suy nghĩ, nhưng bây giờ Trần Húc một đề, Ngô Trung lập tức liền nghĩ đến cái này một phương diện khả năng, sau đó phúc trí tâm linh nghĩ tới trên sách theo như lời một ít bệnh trạng. Cùng chính mình hoàn toàn ăn khớp, lá lách vỡ tan làm cho xuất huyết bên trong là một loại tương đối thông thường bởi vì ngoại lực làm cho nội thương, hơn nữa là trọng yếu hơn là nếu như người trong cuộc lúc ấy cũng không có quá lớn vấn đề, nếu như không để trong lòng mà không có kịp thời tiến về trước bệnh viện, rất có thể hội làm cho xuất huyết bên trong tăng nhiều, do đó nguy hiểm cho tánh mạng. Trong phòng hào khí thoáng cái tựu nặng nề rồi, cúp điện thoại về sau, Ngô Nguyên mới vụng trộm lôi kéo Trần Húc, nói lão tam loại này vui đùa đừng loạn mở. Trần Húc nói con mẹ nó chứ cũng muốn hay nói giỡn, nhưng có thể là thật sự. 5 phút đồng hồ, 120 xe cấp cứu tựu ô lạp ô lạp khai đã tới, mấy người ba chân bốn cẳng đem ngô trung đưa lên xe, sau đó lại ô lạp ô lạp chạy. Trần lúc bọn người không để cho lên xe, mẹ, đánh chính là đuổi đi qua. Ngô Nguyên nói, buổi tối hôm nay không ngủ rồi, như vậy thực lo lắng à. Lời này đã nhận được mọi người đồng ý, vì vậy mấy người chạy ra trường học hơn nửa ngày mới ngăn cản chiếc xe, chờ đuổi tới tỉnh lập bệnh viện thời điểm mới bị bác sĩ Cao Chi nói, ngô trung thật là lá lách vỡ tan, ổ bụng chảy máu đạt đến 1000ml, hôm nay đã khẩn cấp đưa vào phòng giải phẫu. Cái này ba người xem Trần Húc ánh mắt lập tức tụ không giống với lúc trước, nghe bọn hắn vừa nói phát hiện quá trình, thầy thuốc kia cũng tò mò hỏi, người học qua y. Phải biết rằng Lá Lách Vỡ Tan loại chuyện này là phiền toái nhất, bởi vì người bị thương lúc ấy không có cái gì quá lớn vấn đề, đợi đến lúc xuất huyết bên trong quá nhiều về sau mới có thể hội cảm giác được nghiêm trọng đau bụng thậm chí là cơn sốc. Trong khoảng thời gian này có dài có ngắn, nếu như Lá Lách Vỡ Tan lỗ hồng nhỏ bé, thậm chí có thể kéo một tháng trước mà không biết. Trần Húc đành phải gật gật đầu nói mẹ là y tá. Hắn lời này không có nói sai, bởi vì hắn mẹ thật sự chính là bọn hắn thành phố bệnh viện y tá trưởng. Vừa nói như vậy, dễ dàng sẽ đem vấn đề đã thông báo đi. Mấy người trên mặt đều xuất hiện khó trách bộ dạng, thầy thuốc kia nói, lần này cũng thật nhiều thua lỗ người rồi, nói không chừng mạng của hắn tự là bị ngươi cấp cứu xuống đấy. Ai, bởi vì lá lách vỡ tan mà không có thức thời chậm chế cứu chữa, cuối cùng cứu giúp không có hiệu quả không ít người, lần này hắn đến tương đối sớm cho nên giải phẫu có lẽ không có gì độ khó sau đó bác sĩ tự nói các ngươi là đồng học a loại chuyện này có lẽ tốt nhất thông chi người nhà của hắn các ngươi có nhà hắn người điện thoại chưa mấy người đều lắc đầu nói không có cuối cùng nghĩ nghĩ hay vẫn là gọi điện thoại cho bọn hắn trần phụ đạo viên tự nói là viện y học một cái sinh viên năm thứ tư gọi ngô trung lá lách vỡ tan bị mang đến bệnh viện hiện tại đang tại phòng giải phẫu cứu giúp xem hắn có thể hay không liên hệ với ngô trung học viện lão sư cùng phụ đạo viên, sau đó lại thông chi người nhà của hắn. Bất quá không nghĩ tới 20 phút sau, mấy chiếc xe con bá bá đứng ở cửa bệnh viện, sau đó một đám người tự hùng hổ giết tới đây. Đầu lĩnh nhất hùng hổ chính là bọn họ kính yêu Trần Phụ Đạo Viên, vừa thấy được Trần Húc bọn người cũng sắp bước chạy tới, hỏi, ngô trung đâu này? Tình huống thế nào? Rốt cuộc là như thế nào như vậy? Trần Húc bẹp nuốt nhổ nước miếng, kháo. Lão đại, ta chỉ là cho ngươi thông chi nhà hắn người, như thế nào liền trương hiệu trưởng đều đã đến. Trương hiệu trưởng là đã tới, đi theo còn có mấy cái phó hiệu trưởng cùng viện y học viện trưởng, lão sư chờ chờ. Đem làm hắn nghe nói một đệ tử lá lách vỡ tan bị đưa vào bệnh viện phòng giải phẫu về sau, thế nhưng mà đem trương hiệu trưởng làm cho sợ hãi. Phải biết rằng hiện tại đệ tử mệnh thế nhưng mà rất đáng tiến, đệ tử ở trường học quản hạt trong phạm vi gặp chuyện không may, cái này trường học là không có cách nào trốn tránh trách nhiệm đấy cái này rất giống bùn đất ba bôi đến trên đúng quần, không phải thì cũng là phân. Nếu như người học sinh này thật sự có cái gì không hay xảy ra, học sinh kia ra thuộc người nhà tới trường học đến nháo sự, sẽ rất ảnh hưởng trường học danh dự. Vừa rồi cái kia bác sĩ vừa nghe nói hợp hiệp đại học hiệu trưởng đều đã tới, không dám lãnh đạm, vội vàng đem sự tình đều khai báo một lần, vừa nghe nói là Trần Húc sớm cho kịp phát hiện, cho nên tiến đưa tới coi như sớm, đoán chừng không có cái gì vấn đề quá lớn, tất cả mọi người thở ra một hơi trần phụ đạo viên thọ trần húc tiểu tử ngươi được a à, cứu được người một cái mạng nhỏ trở về học bổng cho điểm coi trọng ta cho ngươi nhiều hơn vài phần là muốn bình luận là muốn bình luận tin tức học viện vương viện trưởng đã ở vỗ vỗ trần nhiên bả vai nói tiểu chân a à, cái này mấy một học sinh không tệ quay đầu lại cá nhân cho điểm bên trên đều muốn tăng thêm vài phần hiện tại chúng ta đệ tử nha muốn chú ý toàn diện tố chất mấy vị này đồng học phương diện này liền làm rất tốt sao Người ta viện y học đệ tử cũng không phát hiện chính mình có vấn đề, nhưng là bọn hắn phát hiện, điều này nói rõ chúng ta giáo dục thật là thành công mà. Những lời này đem viện y học viện trưởng cho tức giận cái bị dày vò, tốt nha, một cái đại học năm 4 y học hệ đệ tử bệnh không tiện nói ra là bị một cái đại nhất tin tức hệ đệ tử cho phát hiện hay sao. Mất mặt à, thật sự mất mặt à, nếu như không phải Ngô Trung bây giờ còn đang trong phòng giải phẫu, viện y học viện trưởng hận không thể xông đi lên quất hắn mấy bàn tay rồi. Bất quá lúc này thời điểm hắn đành phải chứa không nghe thấy, quay đầu đối với trương hiệu trưởng nói, hiệu trưởng, cái kia bác sĩ nói đệ tử có lẽ không có cái đại sự gì rồi, giải phẫu còn muốn một hồi, không bằng ngày trước đi về nghỉ ngơi đi, hiện tại cũng không muộn rồi. Trương hiệu trưởng lắc đầu nói không được, nhất định phải chờ đệ tử đi ra, dù sao cũng không kém mấy phút đồng hồ này rồi. Trần húc mấy cái nghe trong nội tâm cảm động à, đây là thật tốt hiệu trưởng à. Nhưng là không biết trương hiệu trưởng trong nội tâm đã ở may mắn đâu rồi, khá tốt người không có việc gì, trường học lần này chẳng những sẽ không trên lưng tội gì qua, ngược lại có thể làm cho đệ tử ra trưởng mang ơn, đến lúc đó lại làm cho cái phỏng vấn các loại, biểu hiện ra trường học đối với đệ tử quan tâm cùng bảo vệ, tên kia âm thanh cũng có thể đánh ra. Nghĩ như vậy, trường hiệu trưởng nhìn xem cái này bốn cái sinh viên năm nhất tựu càng xem càng cảm thấy đáng yêu, thậm chí nơi tay thuật chấm dứt trước trong khoảng thời gian này, còn rất thân thiết theo chân bọn họ bắt chuyện. Bất quá Trần Húc bọn người cảm giác sẽ không như vậy từ tại rồi cái này dù sao cũng là hiệu trưởng à, ngày bình thường thần long thấy đầu không thấy đuôi cái chủng loại kia, sợ không nghĩ qua là nói sai lời nói rồi. Hơn nữa hiệu trưởng đại nhân vấn đề cũng rất không có kỹ thuật hàm lược, tự hỏi bọn hắn, hiện tại chương trình học nghe hiểu không? Buổi tối ngủ thơm không? Ăn cơm ăn ngon sao? Bên cạnh còn có mấy cái viện trưởng hung dư ánh mắt, Trần Húc dám nói không tốt sao? Hắn dám nói buổi trưa hôm nay tin lúc ăn cơm, mễ trong cơm có hạt cát, trong thức ăn có con ruồi sao, cái này rõ ràng cho thấy không dám, vì vậy Trần hút bọn người cùng kẻ phụ họa tựa như đành phải một cái kính gật đầu nói hảo hảo hảo, rất tốt. Khá tốt hiệu trưởng tựu theo chân bọn họ Hàn Huyên vài câu, Trần phụ đạo viên thì đem bọn hắn cho mang qua một bên đi, mấy cái viện trưởng lập tức sẽ đem hiệu trưởng cho vây quanh, nịnh nọt tựa như không biết nói chút gì đó này nọ. Đi đến bệnh viện đợi khám bệnh cửa đại sảnh, Trần phụ đạo viên từ trong lòng ngực lấy ra yên, cho mình điểm bên trên một căn về sau hỏi, ai hút thuốc hay sao? bốn người cùng một chỗ lắc đầu bởi vì đại học khai học ngày đầu tiên viện trưởng ngay tại lớn tuổi hội đã nói qua sinh viên năm thứ nhất không được hút thuốc nếu như bị ta bắt lấy hừ hừ chứng kiến bốn cái ra hỏa dùng sức lắc đầu trần phụ đạo viên cười cười nói đừng răng giả rồi hút thuốc sẽ cầm a người xem cái nào trong đại học là thực cấm đệ tử hút thuốc hay sao cũng chỉ là nói nói mà thôi mấy người đều đổ mồ hôi thoáng một phát trần hút lá gan lớn nhất hơn nữa thật sự là hắn có chút nhớ nhung hút thuốc rồi bởi vì Ngô Trung một phút đồng hồ không có đi ra, lòng hắn bên trên áp lực không thể giảm bớt. Vì vậy Trần Húc tiếp nhận một căn về sau, Trần Phụ Đạo Viên tự dùng Zippo cho hắn điểm lên, sau đó nói, các ngươi ba cũng đừng lo lắng rồi, hắn đều rút rồi. Trần Húc vừa định nói ba người bọn hắn không hút thuốc lá, thật không nghĩ đến cái này ba cái ra hỏa lướt nhau về sau, đều thò tay cầm một căn điểm bên trên. Bà mẹ nó, Trần Húc bị yên sặc liên tục ho khan vài cái, mấy người các ngươi không phải không hút thuốc sao? là không rút à, nhưng muốn xem tình huống như thế nào." Lão đại rất hèn mọn bị ổi nói, "Hiện tại Trương hiệu trưởng còn có tất cả đại viện trưởng ngay tại ta sau lưng, chúng ta cơ hồ tựu là đem làm của bọn hắn mà tại rút, cái này nói ra nhiều có mặt mũi à?" Mặt khác hai tên gia hỏa cũng điên cuồng gật đầu. Dựa vào chi, chân húc ngoại trừ khoa tay múa chân ra một căn ngón giữa, lại cũng không có cái gì những lời khác dễ nói rồi. Có thể lúc này thời điểm Vương viện trưởng thanh âm đột nhiên ở phía sau vang lên. Tiểu chân à, người trước mang theo cái này mấy một học sinh trở về đi, thời điểm cũng không còn sớm. Cuối cùng một cái rồi chữ không có nói ra, vương viện trưởng con mắt trợn lão đại, bởi vì hắn chứng kiến, trần phụ đạo viên chính mình ngậm trong mồm điếu thuốc không tính, bên cạnh cái kia bốn cái vốn xem rất đáng yêu đệ tử, cũng là nhân thủ một căn, trước mặt một mảnh xương mù lượn lờ. Ngô Trung giải phẫu cuối cùng kết thúc, bác sĩ nói bởi vì đưa tới sớm, cho nên giải phẫu rất thuận lợi, nhưng còn muốn nằm viện quan sát một thời gian ngắn thốt ra lời này, mấy trong lòng người thạch đầu rốt cục để xuống, trương hiệu trưởng lại để cho viện y học lưu lại một cái lão sư phụ trách chăm sóc, mau chóng liên hệ đệ tử ra thuộc người nhà, sau đó vung tay lên, đi. Trần Húc lần này có thể thật là có tiếng rồi, nổi danh nguyên nhân có hai cái, thứ nhất, hắn đêm qua làm ác mộng bị đưa đến bệnh viện thời điểm, động tĩnh náo rất lớn đấy. Bởi vì lúc ấy ngô nguyên bọn người rất là khẩn trương, thế nào gào to hô, bên cạnh mấy cái phòng ngủ cũng nghe được rồi, sau đó trở lại phòng ngủ về sau tần tiểu ngạn dâm đáng ra hỏa cũng đem ngô chung lúc ấy nói câu nói kia cho suy nghĩ ra ý tứ, nói đúng là Trần Húc quá vất vả, kết quả Trần Húc nói là cao hiểu tiết đem eo của hắn đều nhanh mệt mỏi đã đoạn câu nói kia. Sau đó dùng một loại rất dâm đã ngữ khí cho tản mở, làm cho ngày hôm sau lũ ra súc nhìn thấy hắn lúc, đều dùng một loại rất hâm mộ hơn nữa rất mập mờ khẩu khí nói, Trần Húc à, phải bảo trọng thân thể à, về sau không muốn như vậy mệt nhọc á. Mà thứ hai, này thiên ngô bên trong đích cha mẹ đã đến, vốn là đi bệnh viện xem qua ngô chung về sau, đã được biết đến sự tình toàn bộ trải qua. Buổi chiều lúc đi thẳng tới Trần Húc bọn hắn đi học phòng học, đối với Trần Húc một hồi thiên ân vạn tạ. Cái này Trần Húc thế nhưng mà thực ra đại danh, có chút hy học thưởng thức người cũng biết lá lách vỡ tan rất khó bị phát hiện, cho dù có kinh nghiệm bác sĩ, không chú ý cũng không nên tiến hành xác định đấy. Vì vậy trong lớp hơi chút cùng Trần Húc có chút quen mặt mọi người đã chạy tới lại để cho Trần Húc nhìn xem hắn có cái gì không bệnh à các loại, bất quá Trần Húc rất vô sỉ nói hắn chỉ cấp nữ nhân xem bệnh, ngày hôm qua hoàn toàn là vì cứu người. Vừa mới dứt lời, trong lớp rất dễ làm người khác chú ý chính là cái kia thể trọng ít nhất 180, thân cao 155 tiểu béo muội đi tới, nũng nịu nói Trần Húc đồng học, vậy ngươi cho ta xem thoáng một phát được không nào. Ta gần đây dạ dày có chút không thoải mái, Trần Húc chạy trôi chết, bất quá nói tới nói lui, Trần Húc dù sao không lay chuyển được những người này, hơn nữa người trẻ tuổi nha, có chút bổn sự muốn khoe khoang thoáng một phát cũng là bình thường, bất qua chính hắn cho rằng là đồng học thân thể khỏe mạnh rất trọng yếu, chính mình là đang tiến hành hạng nhất thật vĩ đại sự nghiệp. Vì vậy Trần Húc tự từng cái cho bọn hắn sờ một lần. Bất quá cái này thật đúng là có hiệu quả, toàn lớp hơn 200 đầu tráng niên gia súc, lại vẫn thực bị hắn tra ra 10 nhiều cái trong đó tạc bẩn có chút vấn đề, nhiều nhất là viêm dạ dày, ví dụ như ngô nguyên, cũng là bởi vì thức đêm luộc chịu đựng đấy. Còn có mấy cái là túi mật hoặc lá gan có chút vấn đề, bất quá trên cơ bản cũng không phải cái gì hàng ra bệnh, nói rõ hiện tại đệ tử tố chất còn là phi thường phi thường bổng đấy. Có thể chỉ có một, tự là ở tại Trần Húc bọn hắn bên cạnh phòng ngủ Chu Kiệt, một cái tiểu mập mạp, bị Trần Húc cha ra hoạn có sỏi mật. Vốn cái này ra súc còn không tin, kết quả nghe thế tin tức Trần Phụ Đạo Viên lập tức tự chạy tới, khuyên can mãi đem hắn kéo đi bệnh viện làm siêu vi bê, quả nhiên nói đúng. Lần này, Trần Húc thanh danh lan truyền lớn bởi vì Trần Húc phương pháp trị liệu gần kề chỉ là dùng bàn tay tại trên thân thể sờ soạn một vòng tự có thể biết kết quả. Đương nhiên, Trần Húc Phi để tránh cho bị hoài nghi, cho nên mỗi lần đều là làm bộ tìm kiện áo khoác trắng mặc vào, kỳ thật chính thức mục đích chỉ dùng để ống tay áo từ bắt tay bề ngoài che đậy kín, cho nên không có bị người phát giác. Nhưng là loại thủ đoạn này thật sự là quá không có bất kỳ khoa học tính cùng căn cứ tính rồi, vì vậy mọi người cảm thấy xưng hô Trần Húc Phi Trần Thần Y bề ngoài giống như có chút thực xin lỗi thần y cái này danh xưng vì vậy tập thể xưng hô hắn là Trần Bán Tiên rồi. Trần Huân biết rõ chính mình sự tình náo có chút đại, nghe nói mà ngay cả viện y học viện trưởng đều đi tìm bọn họ tin tức học viện viện trưởng rồi, nói như vậy một cái y học kỳ tài không thể lãng phí ở tin tức học viện, muốn giao cho bọn họ y học hệ đến bồi dưỡng, nghe nói còn khai ra học phí toàn diện chờ chờ ưu việt điều kiện. Cụ thể có phải là thật hay không, cái này cũng không biết. Vì để tránh cho chính mình trở thành nơi đầu sóng ngọn gió bên trên đích nhân vật, trần húc liền cố ý tại phòng ngủ mấy cái ra xúc hỏi hắn vấn đề này lúc dặn đi dặn lại nói lại để cho bọn hắn không muốn đem chân tướng nói cho người khác biết kỳ thật hắn phát hiện chu kiện là sỏi mật hoàn toàn là cái ngoài ý muốn bởi vì hắn khi còn bé ngay tại bệnh viện lớn lên cái này người bệnh bái kiến không ít sỏi mật rất trọng yếu một cái đặc thù tự là tròng trắng mắt tóc vàng cho nên hắn xem chu kiện phù hợp cái này bệnh trạng sẽ tin khẩu hôn mê rồi một bả không nghĩ tới thật đúng là mông đúng trần húc biết rõ dùng hắn hiện tại thanh danh nếu như trước mặt mọi người nói lời này người ta chỉ sợ hội cho là hắn là khiêm tốn nhưng như vậy tại lén vụng trộm nói tựu không có vấn đề rồi hơn nữa càng là dặn dò cái này mấy cái gia súc không muốn loạn chuyện bọn hắn lại càng là nhịn không được đương nhiên hắn lời này cũng không thế nào chống lại cân nhắc bởi vì trong trắng mắt tóc vàng nguyên nhân có rất nhiều có thể là gan cũng có thể là lá gan ước hoặc là bởi vì mắt bị hạt cát mê hoặc bất quá loại này lén lén nút nút cách làm hay vẫn là làm ra hiệu quả không có hai ngày nữa thần y phong ba tụ phai nhạt xuống dưới. Bất quá bởi vì hắn loại này đặc thù biểu hiện, ngược lại hay vẫn là có không ít người trong tiềm thức cho rằng Trần Húc nói không chừng thật là cái cao thủ, cho nên về sau tin tức hệ người cảm giác mình thân thể có chút không thoải mái về sau đều đi tìm Trần Húc nhìn xem, thậm chí học viện khác đều có người noi theo, như vậy Trần Húc thậm chí nghĩ bảng tên từ thu phí đấy. Cao Hiểu Tiết bây giờ đang ở trong phòng ngủ phiền muộn ăn lấy khoai tây chiên, không đến chỉ trong chốc lát đã tam đại bao chuyện vui thấy đấy rồi trạm tinh ở bên cạnh lắc đầu thở dài ngươi sẽ không sợ béo vì sao a a a ta buồn bực chết á, cao hiểu tiết trên giường à à dương nanh múa vuốt cái kia đại đầu heo tên hỗn đản kia ngươi có thể ngàn vạn không muốn rơi vào bổn cô nương trong tay bằng không thì ta nhất định tại ngươi mộ phần bên trên loại bên trên một khỏa lão cây hòe à tốt rồi tốt rồi lời này cũng không phải hắn nói ngươi tìm hắn cũng vô dụng à trạm tinh lắc đầu nhà đầu kia tự cùng chưa trưởng thành đồng dạng bất quá lại nói trở lại, đám nam sinh kia vui đùa cũng đích thật là có chút đã qua. Cao hiểu tiết thanh bạch một cái tiểu sử nữ, dùng nàng chính mình mà nói theo năm tuổi về sau tựu cả tay đều không cùng người ta tiểu nam sinh kéo qua cái chủng loại kia, lại bị một đám lũ ra xúc lấy ra hay nói giỡn, nói nàng cùng Trần Húc như thế nào thế nào, sau đó đem Trần Húc mệt mỏi eo đều nhanh đã đoạt, sau đó lúc ngủ vẫn còn làm ác mộng cùng bị kinh phong giống như, hơn nữa mệt mỏi gọi cũng gọi bất tình. Trạm tinh tuy nhiên lạnh nhạt, nhưng không có nghĩa là nàng không biết những này mịt mờ chê cười ý tứ. Hơn nữa Cao Hiểu Tiết mỗi lúc trời tối nằm đàm hội thời điểm cũng không biết từ nơi này đã tìm được một đống hát chê cười mà nói, nhưng vấn đề là chê cười ở bên trong đích nhân vật đến phiên nàng trên người mình lúc loại cảm giác này cũng rất không xong rồi. Chạm tinh cảm thấy loại này chê cười nếu rơi tại trên người mình nàng cũng chịu không được, bất quá lại sẽ không như cao hiểu tiết như vậy một túi một túi mãnh liệt ăn khoai tây chiên. Tinh tinh, người nói, người kia có phải hay không rất quá phận. Vâng, Trạm Tinh nhìn màn ảnh, có chút qua loa đáp, bởi vì nàng biết rõ Cao Hiểu Tiết tựu là một đầu thuận con lừa, rất nhiều chuyện nàng không phải không hiểu cũng không phải nghĩ mãi mà không rõ, mà là đang nổi nóng, nói như thế nào đều không được. Hiện tại nàng có thể làm đúng là ngoan ngoãn làm cái êm tai chúng, sau đó làm cho nàng đem nước đắng toàn bộ ngược lại làm, ngủ lấy một giấc thì tốt rồi. Trạm Tinh đối với Cao Hiểu Tiết tính cách nắm chắc không sai chút nào, quả nhiên nàng lại nói tiếp, nghe nói tên kia hiện tại lại bắt đầu đem làm bán tiên rồi dựa vào hắn như thế nào không hợp cái bồn đến cầu vượt phía dưới bảy quầy bán hàng hà tinh tinh à nghe nói hắn cha bệnh đều là dùng dấu tay đấy nếu là hắn làm thầy thuốc nhất định là tục tiểu tiểu lô ly quái thúc thúc a à, trạm tinh trả lời hữu khí vô lực nàng chưa nói đến bây giờ mới thôi còn không có nghe nói trần húc cho cái nào em em dùng loại phương pháp này xem qua bệnh còn có còn có cái kia ra súc lớn lên hoãng đầu chuột mục đích xem xét tựu không giống như là cái gì tốt điều a à, Hắn ngày hôm qua ngủ làm ác mộng, nhất định là bị nữ quỷ quỷ áp dương. Hơn nữa hay vẫn là phù dung tỷ như vậy nữ quỷ. A, à, bằng không thì như thế nào cùng chết như heo. Người ta một đường đem hắn theo phòng ngủ dơ lên tới phòng cứu thương thời điểm đều ngủ bất tỉnh. Nhất định là bị phù dung tỷ cho đã triển trụ. A, à, còn có còn có, nói không chừng hắn nằm mơ thời điểm đã bị phù dung tỷ áp lá lách vỡ tan. Bằng không thì như thế nào sẽ phát hiện y học hệ cái kia ra xúc nội thương hay sao? cho dù lão y sư không chú ý cũng không được à. Hắn cho là hắn thật là bán tiên à. a à, tinh tinh, cao hiểu tiết tức giận, người không muốn luôn à à à, có hay không đang nghe ta nói chuyện sao? Có có có, chạm tinh vội vàng dụ dỗ nàng nói, bất quá cao hiểu tiết khởi sướng hờn dỗi đến bộ dạng thật sự là đáng yêu cực kỳ, nhất là nàng hiện tại mặc một bộ màu vàng nhạt váy liền áo thiêm thiếp y, hai cái trắng như tuyết bắp chân trên giường đá à đá, cái miệng nhỏ nhắn vảnh lên có thể treo mà vượt dế cơm, thật sự là đáng yêu như một búp bê đồng dạng. Tốt rồi tốt rồi, chạm tinh bất đắc dĩ lắc đầu nói, đích thật là tên kia không tốt, có thể đi à nha. Ai, tốt rồi tốt rồi, đừng có lại ăn khoai tây chiên rồi. Không có dinh dưỡng đấy, nghe được chạm tinh đồng ý chính mình, cao hiểu tiết lại có chút bay lên, từ trên giường nhảy xuống dưới nói tinh tinh à, nhìn ngươi thế nào cả ngày đối với người máy tính, đang làm gì đấy. Không có gì, chạm tinh thấy nàng tới, rất lờ ngấn ấn xuống một cái trên bàn phím an táp hoán đổi khóa, sau đó nói, đang nhìn tin tức đâu rồi, quan tâm thoáng một phát quốc gia đại sự. Ai nha nha, tin tức có cái gì đẹp mắt đúng á, Cao Hiểu Tiết nói, không bằng chúng ta đi ra ngoài đi một chút ha. À. Hiện ở bên ngoài như vậy mát mẻ, tổng trong phòng, nhiệt cũng muốn nóng đến chết rồi. Chạm tình cười ha hả vừa định đã nói, nhưng vào lúc này, nàng màn hình phải góc dưới máy truyền tin một hồi mãnh liệt nhảy, chạm tình khẽ nhíu mày, nhưng hay vẫn là đem hắn mở ra Cao hiểu tiết chứng kiến giao diện tựu nói, ô, tinh tinh, người đây là ứng dụng kêu kêu cái đó một bản, thấy thế nào cùng của ta không giống với. Chạm Tinh cười nói ta thay đổi cái ứng dụng kêu kêu làn da, nhưng là phần mềm chat bên trên lại làm cho nàng xinh đẹp lông nghi không tự giác nhăn đi lên. Nguyễn Kiện bên trên viết như vậy một đoạn lời nói, nước ngoài hacker tổ chức hướng hồng khách liên minh chỉnh chiến tiếp, hy vọng liên minh có thể tìm được SMMS hơn nữa cùng bọn họ tiến hành một hồi mặt đối mặt công thủ chiến. Chiến trường tựu là cái này www smms.com trang web, cái này trang web là sử dụng hỗn độn phép tính mã hóa trang web, đến giờ Bắc Kinh tháng 9 ngày 10 dạng sáng không điểm mới thôi, ai có thể đủ chiếm cứ cái này trang web cũng lấy được cuối cùng nhân viên quản lý quyền hạn, ai tựu chiến thắng. Gửi đi người vi, bubabi, lam sắc bảo bối. Lúc này hồng khách liên minh bên trong nói chuyện phiếm thất chính giữa đã tạc mở nồi. Khởi xướng lần này hacker khiêu chiến chính là quốc tế hacker tổ chức xếp hàng thứ nhất vị sờ nếch, thì ra là xã ý tứ. Đây là một cái gần như tại trong truyền thuyết tổ chức, bởi vì tại nước Mỹ FBI trên danh sách, chỉ có cái này cái tổ chức danh hiệu cùng bọn họ làm dễ dàng qua sự kiện trọng đại, nhưng không có bất cứ người nào danh tự. Bọn hắn làm những chuyện như vậy kiện có, một đầu năm xâm lấn u tinh TSUAYA, vệ tinh điện thoại công ty, thông qua xuyên tạc người sử dụng tin tức cùng tài khoản, liễm lấy gần 2.000 vạn đô la tài chính. 2001 năm tháng 7, tại trong vòng một tháng công hãm 237 cái tận sức tại chủng tộc ngang hàng, giữ gìn người ra đen quyền lợi trang web, hơn nữa tại trang web trang đầu bên trên viết xuống ác độc, nguyền rủa người ra màu nhắn lại. 2002 năm tháng 3 ngày 18 2 giờ chiều, thông qua xâm lấn đích thủ đoạn khống chế Washington nội thành đèn xanh đèn đỏ, tạo thành giao thông bế tắc. Thành công hấp dẫn nước Mỹ chính thức chú ý lực về sau, xâm lấn FBI bên trong tư liệu, tuy nhiên cuối cùng bị phát hiện hơn nữa lui lại, nhưng lại cũng mang đi một bộ phận cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức nằm vùng tư liệu. Ba ngày sau, những ngày nằm vùng toàn bộ đã mất đi liên hệ. 2003 năm tháng 5, xâm lấn ba âm công ty hệ thống tư liệu xuyên tạc phi hành đường biển, đối với ba âm công ty tiến hành vơ vét tài sản. 2004 năm lễ tình nhân, tuyên bố cùng tên virus, lây trong phạm vi toàn thế giới máy tính đại khái hơn 800 vạn đài. Chấm Chấm, có thể nói đây là một cái tiếng xấu rõ ràng hacker tập đoàn, thậm chí nói bọn hắn đã là từ bỏ hacker tinh thần, lợi dụng hắn máy tính kỹ thuật đi vì chính mình kiếm chắc tư lợi. Hơn nữa nên tổ chức còn nhiều lần công khai phát biểu ngôn luật, miệt thị người da màu, cho rằng người da trắng trí thượng. Ngẫm lại lúc này đây bọn hắn sở dĩ khơi màu lần này phân tranh, hắn nguyên nhân còn là vì cảm thấy ném đi mặt mũi, thậm chí khả năng cái kia khoản phong hỏa virus chính là bọn họ khai phát đấy dùng sơn ếch bản tính cùng bọn họ trước sau như một phong bình luận cùng với kỹ thuật năng lực, thật là bọn hắn cũng không kỳ quái. Càng làm cho hồng khách liên minh các thành viên căm tức chính là, cái này phong chiến thư, được rồi, tự nói là chiến thư A, ghi là phi thường không khách khí. Trong thư câu nói đầu tiên phiên dịch tới tự là, hèn mọn người ít hầu tử, các người tại quan sát phong thư này thời điểm có lẽ cảm thấy rất vinh hạnh, bởi vì cùng các người đối thoại chính là Sở Nếch, trong truyền thuyết Sở Nếch. Người nói cái này não không phiền lòng. Hơn nữa cái này phong chiến thư hay vẫn là bị động ở hồng khách liên minh trang chủ lên, nói cách khác đối thủ là thông qua xâm lấn đích thủ đoạn xuyên tạc hồng khách liên minh trang chủ. Cái này đối với một cái hacker tổ chức mà nói là sỉ nhục lớn nhất. Cho dù ngươi là thế giới xếp hàng thứ nhất hacker tổ chức, nhưng là không thể sử dụng loại thủ đoạn này a à. Sonic tại chiến thư chính giữa nói, bọn hắn tuyên bố chính là cái kia www.smms.com địa chỉ internet, tự là chiến trường chỗ, từ giờ trở đi, Sonic hướng toàn bộ thế giới đám hacker khiêu chiến, từ hôm nay giờ Bắc Kinh tháng 9 năm số mãi cho đến tháng 9 10 số trong năm ngày này, các quốc gia hacker đều có thể đến phân cao thấp. Đương nhiên bọn hắn nhất hy vọng chính là trong truyền thuyết SMMS, dùng bọn hắn chiến thư mà nói, cái kia chính là song phương đến phân cao thấp A. Quá khi dễ người rồi. Tráng niên sớm mập đang nói chuyện thiên trong phòng một hồi điên cuồng kêu to, SMMS lão đại ở nơi nào à? Nhanh lên đi ra à? Bang giúp ngẫu nhóm, Đám bọn họ tập thể đã diệt bọn này chết tiệt hỗn đản. Tráng niên sớm mập sở dĩ như vậy gọi, là vì hắn đã đăng nhập qua cái kia địa chỉ internet rồi. Cái này địa chỉ internet ấn mở về sau giống như là một cái rất bình thường anh văn giao diện, cái gì đó đều không có, nhưng là chân chính đám hacker là biết rõ, cái này gần kề chỉ là đệ nhất cửa khảo nghiệm mà thôi. Đầu tiên muốn phá giải trên website mã hóa phép tính, sau đó mới có thể thấy được trang web toàn cảnh. Mà cái này mã hóa phép tính nhưng bây giờ là khó tới cực điểm gần kề chỉ là cái này đệ nhất trọng khảo nghiệm, tụi mấy có lẽ đã đào thải toàn bộ thế giới 99% đã ngoài, hy vọng có thể tham dự chiến đấu người. Hơn nữa loại này mã hóa phép tính nhất biến thái ở tại căn cứ chỗ xâm lấn IP, tự động tiến hành tương ứng biến hóa. Nói cách khác đó cũng không phải một cao thủ xông đi vào về sau, đem mật mã phá giải ném ra, mọi người tự đều có thể tiến đấy. Hơn nữa coi như là cùng là một người, sử dụng bất đồng thịt gà tiến vào website, đó cũng là nếu lần tính toán công kích đấy mỗi người muốn vào đến đều phải muốn thông qua thực lực của mình đơn thương độc mã giết đi vào tại hồng khách liên minh chính giữa có được thực lực này cũng cũng chỉ có lam sắc bảo bối quản bình triều chờ giải rác mấy người những thứ khác như tráng niên sớm mập chi lưu cũng chỉ có thể ở bên ngoài xem cuộc vui rồi mà lúc này đây quản bình triều bọn người đã ở thừa nhận lấy đối phương mãnh liệt công kích quản bình triều tiến vào cái này địa chỉ internet chân thật trang web về sau tự lập tức bắt đầu chính thức xâm lấn cái này địa chỉ internet server thường dùng nhất, tự là sử dụng thịt gà phát động DDoS hồng thủy công kích, dùng vô số rác rưởi số liệu lưu ủng đi lên, làm cho đối phương không thể nào ứng biến, do đó nắm lấy cơ hội tìm được lỗ thủng, sau đó một lần hành động đánh vào. Quản bình chiều loại phương pháp này cũng gần kề chỉ là thăm dò, bởi vì hắn biết rõ Sonic bài danh thế giới thứ nhất, tự nhiên không thể nào là hư danh nói chơi đấy. DDoS công kích tuy nhiên là được xưng thường dùng nhất, nhất bình dân hóa hơn nữa là hữu hiệu nhất công kích kỹ xảo, nhưng đối với phương cũng có thể có xử lý đích phương pháp xử lý. Quả nhiên, đối phương bức tường lửa rất nhẹ nhàng tự sàng chọn khổng lồ tin tức lưu chính giữa hữu hiệu số liệu, đem rác rưởi không có hiệu quả số liệu toàn bộ loại bỏ, trong nháy mắt đã tìm được quản bình chiều chân thật chỗ. Nhanh, làm sao có thể nhanh như vậy hay sao? Quản bình chiều trong nội tâm kinh dị, nghĩ thầm cái này quả nhiên không hỗ là bài danh thế giới đệ nhất hacker tổ chức, nhưng hắn cũng không có bất kỳ nhụt chí bởi vì DDoS công kích thất bại đã tại dữ liệu của hắn chính giữa rồi nhận định đối phương so thực lực của mình cao cường, cho nên Quản Bình Triều không dám khinh thường, một mặt tại quan sát đối phương lỗ thủng, một mặt áp dụng quang qua vòng vèo đấu pháp, tránh cho cùng đối phương tiến hành mặt đối mặt trực tiếp va chạm. Khách cơ công thủ vốn là tựu không công bình, ngoại trừ song phương kỹ thuật chênh lệch bên ngoài, phần cứng phối trí, thịt gà số lượng đều chiếm được rất lớn tỷ lệ. Quản Bình Triều bây giờ đang ở tiến hành đột phá, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được công kích của đối phương phi thường cường đại. Tại vô số số liệu lưu chính giữa, hắn cơ hồ đều là không uổng phí khí lực gì tự tìm tới chính mình, sau đó giống như kẹo da trâu đồng dạng kéo đi lên, lại để cho Quản Bình Triều không cách nào toàn tâm đi ứng đối. Không thể nào đâu, Quản Bình Triều trong nội tâm nghĩ như vậy, bởi vì Sonic với tư cách toàn bộ thế giới xếp hàng thứ nhất hacker tổ chức, bọn hắn có được như vậy kỹ thuật thực lực cũng không kỳ quái, nhưng vấn đề là đối phương làm sao có thể gặp đối với loại công kích này lúc đều nhất nhất ứng đối đâu này. Quản Bình Triều tuy nhiên tự ngạo nhanh, có thể cũng biết thực lực của hắn còn không tính là thế giới tuyệt đối đỉnh cấp. Sơn Ca -e chiến thư hôm nay thông qua đủ loại con đường tại trong hội truyền gia, theo trận được số liệu lưu nhìn lại, hôm nay ít nhất có 30 tên hacker hoặc là thêm nữa. Đang cùng với lúc đối với cái này đài server tiến hành công kích. Mà theo tin tức càng chuyện càng khai, chỉ sợ cái số này còn có thể gia tăng. Nếu như đối với bất kỳ một cái nào xâm lấn server mọi người cạn tào giáo máng, như vậy Sơn làm sao có thể có nhiều người như vậy tay nhưng lại có 5 ngày thời điểm bọn hắn không cần để đi ngủ sao nghĩ tới đây quản bình chiều lại đột nhiên cảm thấy hai mắt tỏa sáng mà lúc này máy truyền tin bên trên lam sắc bảo bối cũng phát tới tin tức ta đã tiến vào đối phương server ở bên trong ngàn vạn không nên bị ngoại giới công kích chỗ quấy nhiễu đây chẳng qua là đối phương nghiên cứu phát minh bức tường lửa có chứa trí tuệ nhân tạo phản kích hệ thống quả là thế khó tự trách mình vẫn cảm thấy đối phương tuy nhiên thế công hung mãnh hơn nữa cắn vô cùng nhanh nhưng thủ pháp quá mức chỉ một có thể tự động tiến hành phản kích bức tường lửa, hơn nữa vẫn có thể đủ trí tuệ nhân tạo sàng chọn rác rưởi tin tức, do đó đoán được chủ công số liệu lưu bức tường lửa. Điều thứ nhất ngược lại không có gì, bởi vì hiện tại rất nhiều hacker sử dụng chính mình biên dịch bức tường lửa đều là có chứa nhất định phản kích công năng, thì ra là tại gặp được công kích sau hội phóng xuất ra có chứa virus ngựa gỗ tin tức, bất quá nói như vậy tác dụng không là rất lớn. Cái này bức tường lửa thế công tự nhiên là so bình thường hacker muốn mạnh hơn rất nhiều nhưng là kỹ thuật thủ đoạn lại là có thể thực hiện đấy. Nhưng là trí tuệ nhân tạo sàng chọn rác rưởi tin tức hơn nữa phán đoán như thế chuẩn xác, cái này là rất khó khăn rồi. Bởi vì quản bình chiều không ngừng tiến hành ngụy trang cùng biến hóa, có thể đều có thể bị đối phương phát hiện, nếu như là chân nhân còn chưa tính, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác chỉ là một cái nguyễn kiện, một cái máy móc. Cái này rất lại để cho người khó có thể lý giải rồi. Đối phương nhất định là dùng cái gì ta không biết đích thủ đoạn, Quản Bình Triều trong nội tâm nghĩ như vậy, tiếp tục đã bắt đầu ngụy trang. Bởi vì chỉ cần là chương trình, tự nhất định có được tương ứng quy luật, có lẽ là ghi chép có chút cá nhân thói quen, có lẽ là ghi chép tin tức một ít đặc biệt tin tức, nhưng luôn có quy luật đấy. Quản Bình Triều cảm giác mình nếu như ngay cả như vậy một cái chương trình đều làm bất quá, cái kia thật sự tự quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Bất quá với tư cách 360 security gắt khai phát người một trong, hắn cũng đúng loại này bức tường lửa tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Quản Bình Triều bắt đầu cải biến chiến thuật, bởi vì khi biết đối thủ bất quá là một đài máy móc về sau, vậy thì đơn giản nhiều hơn, chủ yếu là tìm ra đối phương quy luật chỗ. Loại này tìm pháp tự cùng phân tích căn cứ nhất định phép tính chế định động thái mật mã nhuyễn kiện đồng dạng, cần tinh vi phân tích. Thông qua số liệu lưu phong trong bọc tin tức phân tích, loại phương pháp này đối mặt DDoS hồng thủy công kích chính là một cái chữ chết. Bởi vì cường đại tin tức xử lý sẽ để cho server vận chuyển tốc độ qua chậm, như vậy đối thủ thì có cơ có thể thừa lúc vậy hẳn là là thông qua tin tức chính giữa mấu chốt đoạn ngắn tiến hành phân tích. Bởi vì rác rời tin tức tuy nhiên không tự, nhưng lại có chứa rõ ràng lừa gạt thủ đoạn, chỉ cần tìm ra quy luật, không khó phòng hộ đi ra. Nghĩ tới đây Quản Bình Triều đã cảm thấy rất nhẹ nhàng rồi, cảm giác mình giống như phá giải một cái không có ý nghĩa ma thuật đồng dạng. Vì vậy hắn đem chính mình xâm lấn tin tức cũng tiến hành ngụy trang, ngụy trang thành cùng rác rưởi tin tức đồng dạng, thỉnh cầu cùng server nắm tay. Quả nhiên, hắn sử dụng loại phương pháp này về sau, một mực chết cắn chính mình cái kia cổ kẹo ra châu tin tức lưu lập tức sẽ không có, hẳn là đem chính mình cho coi như rác rưởi tin tức buông tha cho. Rất tốt, quản bình chiều một chiêu đắc thủ, rất nhanh ngụy trang số liệu chảy tới hấp dẫn đối phương bức tường lửa công kích, mà hắn rất nhanh đã tìm được một cái lỗ thủng quấn đi vào. Thành công, đột phá bức tường lửa, bước tiếp theo tựu là tranh thủ đạt được cái này server hệ thống cao cấp nhân viên quản lý quyền hạn. Nhưng đột nhiên đúng lúc này, vô số tin tức giống như đồng thời theo bốn phương tám hướng chen chúc tới, Quản Bình Triều phát hiện mình thao tác xuất hiện một tia chậm chạp, một giây sau chung về sau, hắn phát hiện mình đã bị đá ra server chính giữa. Không thể nào, Quản Bình Triều một thân là đổ mồ hôi, một lần cuối cùng đối phương khởi sướng tiến công thức sự quá hung hãn, lại để cho hắn cơ hồ không có sức hoàn thủ. Cái này là sờ nét thực lực sao? Cái lúc này Quản Bình Triều mới phát hiện máy truyền tin lên, làm sắc bảo bố nhắn lại, đây là một cái đa trọng bẫy dập bức tường lửa, ta tại đột phá tầng thứ hai về sau đã thất bại, tầng thứ hai là một cái ngụy trang bẫy dập, lại để cho người cho rằng chỗ đó tự là server hệ thống. Một khi tiến hành công kích, chẳng khác nào tiến nhập đối phương bẫy dập chính giữa. Tầng thứ hai đột phá về sau còn có tầng thứ ba, tại đây mới thật sự là chiến trường, đáng tiếc, đối phương dù sao cũng là thế giới đệ nhất cơ tổ chức, ta đã thất bại. Quản bình chiều tay run lên, không cẩn thận đem bên cạnh trên mặt bàn chăn châu sữa ly quật ngã rồi. Liên lam sắc bảo bối đại tỷ đều không được, chẳng lẽ thật phải mời smms đại thần xuất mã nhưng vấn đề là smms đại thần đến cùng tại cái gì ở đâu hắn biết rõ chuyện này sao trần húc làm sao có thể biết rõ chuyện này senek công khai cao điệu khiêu chiến toàn bộ thế giới hacker cao thủ hơn nữa chủ yếu đem mục tiêu nhắm ngay smms tin tức này tuy nhiên tại trong vòng luẩn quẩn truyền bá phạm vi phi thường đại có thể không có bất kỳ một cái chủ lưu truyền thông đối với hắn tiến hành đưa tin đương nhiên senek cùng hồng khách liên minh thậm chí là toàn bộ giới hacker đều rất xác định cho rằng SMMS đại thần tuyệt đối tại mỗ trong khắp ngõ ngách, lặng lặng nhìn tin tức cho nên căn bản không có người cho là hắn không biết chuyện lớn như vậy. Cho dù có tiểu bạch đến hỏi, SMMS đại thần vạn nhất không có nhận được tin tức đâu này. Sau đó nhất định sẽ bị một đám cường đại tồn tại đuổi giết đến cặn bá, cao cao huyền treo cây roi thi nói, ngươi cho rằng người ta SMMS đại thần với ngươi đồng dạng tiểu bạch à. Không quan tâm nghiệp nội hướng đi, nhưng là thật tình không biết, Đại thần tiểu bạch thường thường chỉ có cách nhau một đường. N, Trần Húc cũng đã tới nhất định được cảnh giới. N, mỗi đại thần hoặc là mỗi tiểu bạch hướng đi tạm không nói đến. Chủ yếu vấn đề là cũng không có chuyện gì để nói đấy. Trần Húc hiện tại đơn giản tựu là lên mạng chơi đùa trò chơi, nghiên cứu thoáng một phát đến từ tương lai máy tính, bình thản giống như một ly nước sôi đồng dạng. Hơn nữa hiện tại lão đại Ngô Nguyên cùng quỷ đồng dạng chạy trốn đi ra ngoài rồi tiếp tục làm bọn hắn cái kia không biết là làm gì vậy máy vi tính hứng thú tiểu tổ nhiệm vụ. Cho nên một người duy nhất có khả năng cáo tri Trần hút người cũng mất, cho nên để hắn làm chi? Snake công khai cao điều hiện thân cùng khiêu chiến, rất nhanh tự truyền khắp toàn bộ mạng lưới giới. Hơn nữa chú ý cái này hướng đi không chỉ là mạng lưới giới đám hacker, thậm chí còn có nước Mỹ FBI, Anh quốc quân tình năm chỗ cùng Russia mới KGB, tổ chức gián điệp Liên Xô chờ chờ thế giới nổi tiếng tổ chức tình báo. Bởi vì vì bọn họ có đầu đủ lý do còn có trên tay một ít chứng cứ cũng có thể cho thấy, chế tạo hơn nữa tản phong hỏa virus tổ chức rất có thể tựu là tên xấu rõ ràng Sonic, hơn nữa căn cứ bọn hắn mạng lưới đặc công thăm dò tính công kích, phát hiện do Sonic khai phát cái này bức tường lửa có phi thường đại tiềm lực cùng giá trị. Trừ bọn họ ra hạch tâm kỹ thuật bên ngoài, còn có trong tay bọn họ nhất định nắm giữ rất nhiều có ý nghĩa số liệu tư liệu. Tuy nhiên những tin tình, tình báo này nhân viên chưa hẳn xem qua thiên hạ không tặc, nhưng là bọn hắn cũng nên biết 21 thế kỷ cái gì đắt tiền nhất. Sonic chính giữa thành viên trên cơ bản đều là giới hacker, đại sư cấp nhân vật, nếu như có thể thu phục chiếm được bọn hắn vì chính mình hiệu lực, hắn giá trị đem không thể đo lường. Đương nhiên, tổ chức tình báo nhóm, đám bọn họ cũng muốn mượn cơ hội này nhìn xem một cái khác giá trị không thể đo lường đích nhân vật, trong truyền thuyết độc lập giải quyết phong hỏa virus SMMS, nhìn xem cái này vũng hố có thể hay không hãm ở hắn. Còn đối với mặt khác một ít hacker, nhất là Á Châu cùng màu đen nhân chủng đám hacker mà nói, Sonic kỳ thị chủng tộc thái độ thật sự là lại để cho bọn hắn vô cùng căm tức. Hơn nữa đám hacker đều là tự ngạo, mà Sonic quốc tế bài danh tuy nhiên là do thế giới chuyên nghiệp hacker diễn đàn www. Cracker, com đánh giá, nhưng là rất nhiều không có cùng bọn họ đã giao thủ hacker cũng không phục. Vì vậy nguyên một đám ôm bất đồng mục đích là đám hacker tề tụ www. SMMS, com cái này trên website. Có thể suốt thời gian một ngày đi qua về sau, còn không ai có thể cầm xuống cái này trang web nhân viên quản lý người sử dụng, chớ nói chi là đem Snick người đá ra đi. Thế giới đệ nhất hacker tổ chức, quả nhiên danh bất hư truyền. Hơn nữa Snick người cũng phi thường không có phúc hậu tại nơi này trang web hỗn độn mã hóa trang chủ bên trên dán ra một phần danh sách, phần này danh sách mở ra nên trang web có thể chứng kiến mà cũng không cần lại đi công kích. Danh sách chính giữa liệt kê cái này 24 tiếng đồng hồ trong vòng công kích thất bại người ghi chép. Đương nhiên phần này ghi chép chính giữa là không có nổi danh cùng ID, xuất phát từ phòng ngựa Sonic cũng không có khả năng từng cái truy tung đến tìm hiểu hacker cụ thể địa chỉ, cho nên ghi chép bên trên chỉ liệt thời gian cùng thành tích, sau đó làm đánh giá. Phần này ghi chép bên trên căn bản không có ghi những cái kia liền tít mãi bên ngoài hỗn độn phép tính đều đột phá không được người, nhưng theo phần này ghi chép, toàn bộ thế giới hacker trong nội tâm đều thật lạnh thật lạnh đấy. Có thể nói, cái này khiêu chiến phân làm bốn quan. Cửa thứ nhất tựu là phá giải website bên trên hỗn độn phép tính, cửa ải này chặn 90% đã ngoài người khiêu chiến, nếu như ngay cả cái này một quan đô gây khó dễ, như vậy không có ý tứ, trình độ của người của ngươi thật sự cũng chỉ có một chút như vậy rồi. Cửa thứ hai, bức tường lửa tầng thứ nhất, có thể phát hiện bức tường lửa trí tuệ nhân tạo phản kích quy luật hơn nữa thành công đánh vào tầng thứ nhất bức tường lửa người, như quản bình chiều như vậy, như vậy chúc mừng ngươi, ngài trình độ đã đủ để cho ngài tại một ít cỡ chung hoặc là cỡ chung đã ngoài Security Company nội làm một cái cao quản, lĩnh bên trên một phần lương cao rồi. Cửa thứ ba, đột phá bức tường lửa tầng thứ hai. Có thể hoàn thành điểm này, ngài đã đủ để lên làm cùng loại với Casper Sky MC Coffee loại này thế giới nhất đỉnh tiêm Security Company kỹ thuật tổng thanh tra rồi. Thứ tư quan, đột phá bức tường lửa tầng thứ tư, tiến vào chính thức chiến trường. Cái này nhất định phải là như lam sắc bảo bối cấp bậc, đã tiến vào đỉnh cấp hacker hàng ngũ rồi, cho dù so về Sonic, cũng có tư cách phân cao thấp rồi. Nhưng là thật xin lỗi, coi như là lam sắc bảo bối, thực lực của nàng so về Sonic chính giữa tinh anh thành viên cũng phải kém hơn một chút. Huống chi là tại liền qua ba cửa ải về sau thứ tư quan. Nhưng lại muốn tao ngộ đối thủ quần ẩu, song quyền nan địch tứ thủ, chỉ dựa vào lam sắc bảo bối một người, hoặc là vài tên đỉnh cấp hacker cũng là không được bất quá như vậy đã có người kêu nói ngươi như vậy làm công bình sao hay vẫn là thế giới đệ nhất hacker tổ chức đâu rồi đã biết rõ trốn ở ô trong mai rùa cái kia các ngươi cũng đừng gọi xa rồi gọi con rùa đen a à. nhưng là hacker đấu tranh vốn tựu không có gì tính công bình dễ nói hơn nữa đối phương hay vẫn là dùng sức một mình sâu lâu toàn bộ thế giới cao thủ cái này còn có gì để nói hay sao thật muốn tính toán tại bốn đóng lại mặt còn có đệ ngũ quan cùng thứ sáu quan Đệ ngũ quan tựu là đem server cầm xuống, hơn nữa đem sở thành viên toàn bộ đá ra đi, thứ sáu quan chính là muốn phòng ngừa bọn hắn tùy thời hội tiến đến phản công. Bởi vì bức tường lửa là bọn hắn khai phát, hơn nữa khiêu chiến toàn bộ thế giới cao thủ, tự nhiên là đã làm xong chính mình bị đá đi ra ngoài chuẩn bị. Mà bức tường lửa bên trên khẳng định có bọn hắn lưu lại cửa sau, đến lúc đó bọn hắn phản công trở lại chỉ cần thông qua cửa sau tiến đến là được rồi. Cái này rất giống đánh một thành trì, một bên là mệt chết việc cực tổn binh hao tướng, thật vất vả mới đánh cho đi vào đem địch nhân đuổi đi. Có thể không lâu lắm địch nhân tựu theo đào tốt địa đạo, mà nói lại chui vào rồi. Cái này muốn như thế nào đánh, cho dù rất nhanh chiếm cứ server, sau đó đem bức tường lửa tháo dỡ mất. Có thể cái này đối với đối thủ mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, bọn hắn đánh sau khi trở về dễ dàng lại lần nữa lắp đặt lên, phí không được công phu gì thế. Hiện tại biện pháp duy nhất tựu là tại trong mấy ngày này hết sức thu hoạch đối phương bức tường lửa số liệu tư liệu, sau đó tiến hành phân tích, tìm ra đối phương lỗ thủng. Đợi đến lúc 9 tháng 10 ngày rạng sáng trước khi cuối cùng mấy tiếng đồng hồ phát động tấn công mạnh, toàn lực phá tan đối phương phòng tuyến, một lần hành động đem sờ nét đuổi đi ra. Trận này đọ sức tuy nhiên thắng bại bên trên không có gì thực tế ý nghĩa, nhưng lại là quan hệ đến danh dự. Hơn nữa với tư cách Trung Quốc lớn nhất hơn nữa có đủ nhất tiêu chí tính hồng khách liên minh, càng là gánh chịu lấy toàn bộ Trung Quốc, giới hacker, vinh dự. Hồng khách liên minh bên trên đã tại trang đầu phát ra hô hào SMMS đại thần mau chóng hiện thân hơn nữa cùng hồng khách liên minh cao cấp thành viên tiến hành liên hệ thông cáo, nhưng vấn đề là 4 ngày nhiều thời giờ đã qua, hiện tại đã đến 9 tháng 9 ngày 5 giờ chiều, có thể SMMS lại vẫn không có xuất hiện. Hồng khách liên minh các thành viên đã bắt đầu tuyệt vọng. Bởi vì vì bọn họ tuy nhiên mấy ngày nay mỗi người bình quân chỉ ngủ bên trên 4 năm cái giờ đồng hồ, thời gian khác đều tại liều mạng thu thập, phá giải số liệu, nhưng là vì trên tay tư liệu quá ít, tối đa chỉ là nghiên cứu phát minh phá giải nên website bên trên hỗn độn phép tính công cụ, nhưng là đối với bức tường lửa còn không có bất luận cái gì đích phương pháp xử lý. Chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào mấy cái cao thủ đứng đầu một đường giết đi vào từng người tự chiến. Sau đó làm cho đối phương dĩ dật đãi lao, dùng khỏe ứng mệt. Mấy ngày nay, www.smms, Com trên website, cái kia xuyến công kích danh sách một mực đang không ngừng đổi mới, đã liệt thật dài một đại trang. Có thể chỉ có hai lần tiến công lấy được server nhân viên quản lý mật mã, hơn nữa đem Sonic thành viên thành công đuổi ra server. Nhưng là không có qua 5 phút đồng hồ, người ta tự lại giết trở lại. Ngoại trừ danh sách bên ngoài, trên website lại thêm một câu hung hăng càn quấy, lại để cho SMMS đến, hoặc là nói hắn đã vụng trộm đã tới rồi, nhưng thì không được. Phá giải phong hỏa virus, dựa vào là chỉ là vận khí. Những lời này cái kia làm giận à, không khách trong liên minh tạc mở nồi, bất quá khoảng cách cuối cùng thời gian gần kề chỉ còn lại có 7 giờ rồi, SMMS như thế nào còn không có có xuất hiện. Chẳng lẽ nói hắn thật sự không được, hay hoặc là nói hắn là đang âm thầm ẩn núp lấy. Tính toán số liệu đợi đến cuối cùng thời khắc lại ra tay. Hoặc là nói, hắn thật không phải là người châu Á, cho nên cũng không có ý định ra tay không có người sẽ đi muốn smms lại không biết tin tức này nhưng là tất cả mọi người lòng nóng như lửa đốt trần húc hiện tại đến ngọn nguồn đang làm gì thế đâu này vì cái gì liền hồng khách liên minh thành viên ngô nguyên đều không có thông chi hắn đâu này nguyên nhân rất đơn giản bởi vì ngô nguyên sinh bệnh rồi ngô nguyên thân thể vốn tựu không thế nào tốt trong khoảng thời gian này mỗi ngày lại tại cái đó máy vi tính hứng thú tiểu tổ không biết đang làm mấy thứ gì đó máy bay mỗi ngày đều mệt mỏi cùng chó chết tựa như Kết quả vừa vặn hai ngày trước vừa rơi xuống một trận mưa, sau đó Ngô Nguyên rất tiêu sái ở trong mưa đã tiến hành một hồi bước chậm, kế tiếp sẽ đưa bệnh viện. Sốt cao 39 độ 8, liền treo rồi 4 ngày sâu nước, hôm nay thân thể tình huống ngược lại là khá hơn một chút. Có thể là do ở gần đây không có lên mạng, mỗi ngày chỉ có thể đáng thương ngồi ở trên giường bệnh ôm laptop chơi quét mìn, cũng không có biện pháp bên trên hồng khách liên minh diễn đàn biết rõ những này đã đem, giới hacker, quấy đến long trời lỡ đất tin tức. Nếu để cho hồng khách người trong liên minh biết là vì vậy nguyên nhân, Trần Húc mới không có biện pháp theo ngô nguyên trong miệng biết được trận này hacker đại chiến sự tình, đoán chừng một đám người sẽ khí rào rạt giết qua đến trực tiếp đem hắn chuyển rời đến trọng chứng phòng bệnh rồi. Còn có 7 giờ, tới kịp sao? Trần Húc bọn người hiện tại an vị tại ngô nguyên trong phòng bệnh, rất khoái nhạc ăn lấy hoa quả. Biết được ngô nguyên nhập viện rồi về sau, bên cạnh phòng ngủ một ít lũ gia súc đều rất tự phát đến bệnh viện xem hắn, hơn nữa dù sao hiện tại tất cả mọi người là đại nhất, lẫn nhau chính giữa vẫn tồn tại vài phần khách khí, cho nên đại đa số người đến thời điểm đều mang đi một tí hoa quả à các loại thứ đồ vật đến thăm. Vì vậy những vật này tự thỏa mãn Trần Húc bọn hắn. Lần sau có thể hay không không muốn lão tiến đưa quả táo à? Trần Húc một mặt gặm một cái hồng đồng đồng quả táo một bên phàn nàn, NND đều nhanh chán ăn lệch ra, đến điểm cây vải à chuối tiêu à, thật sự không được đến điểm quả cam cũng được à. Nằm ở trên giường bệnh ngô nguyên một giọng nói bà mẹ nó, không thích ăn ngươi còn ăn hết nhiều như vậy. Cái này một thùng rác quả táo hạch đều là ngươi ăn. Trần Húc hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, không có một điểm không có ý tứ, nhanh chóng đem trong tay còn lại quả táo gặm xong, ném vào thùng rác. Ngô Nguyên đối với hắn rỗi cả ngón tay, ngón giữa, tiếp tục chơi trò chơi đi. Kỳ thật Ngô Nguyên cái thằng này cũng rất dâm đáng, vừa mới bắt đầu hắn phát sốt lúc mấy người cùng một chỗ đem hắn mang tới bệnh viện, sâu nước phủ lên về sau còn muốn uống thuốc. Kết quả cái thằng này nói như thế nào cũng không chịu uống thuốc, mấy người uy bức lợi dụ hận không thể bắt hắn cho bên trên đại hình hắn cũng không chịu, bướng bỉnh cùng tiểu hài tử đồng dạng. Lần này tiến đưa ngô nguyên đến bệnh viện, ngoại trừ phòng ngủ ba người bên ngoài còn có trong lớp đại lớp trưởng hơn nữa hay vẫn là đội bóng rổ đội trưởng, thân cao 1m93 vương tiểu hổ. Cuối cùng không có biện pháp tiểu hổ chỉ phải gọi điện thoại cho ngô nguyên mụ mụ, nói ngô nguyên sinh bệnh không chịu uống thuốc sự tình. Sau đó ngô nguyên mẹ tựu nóng này, một cái kính ở trong điện thoại lại để cho Ngô Nguyên uống thuốc, kết quả cái thằng này tựu là không chịu, cuối cùng hắn mẹ đành phải thỏa hiệp, người đến cùng thế nào mới bằng lòng đem dược ăn hết. Đón lấy Ngô Nguyên tựu nhanh chóng nói, người một lần nữa cho ta mua một đài mới laptop ta tự uống thuốc. Nghe xong lời này bên cạnh mấy người đều thiếu chút nữa một đầu đâm chết, cảm tình cái thằng này nhăn nhăn nhó nhó cả buổi làm như vậy là để cái này à. Cùng tồn tại một cái phòng ngủ, hơn nữa Ngô Nguyên còn là một miệng rộng, mấy người đương nhiên biết rõ hắn đối với hắn cái kia đài laptop đã sớm bất mãn rồi. Nghe nói là không ba năm chủ lưu phối trí, hiện tại tuy nhiên không tính là hoàn toàn quá hạn, nhưng thằng này cũng không hài lòng rồi. Dù sao nhà hắn có tiền, cuối cùng rốt cục mài hắn mẹ đồng ý, vì vậy ngô nguyên ngao, âu 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 một tiếng mà bắt đầu uống thuốc, cùng ăn kẹo đậu tựa như. Vì vậy ở đây mọi người tính cả bác sĩ đều tại trong bụng mắng một câu, tiện nhân. Trần Húc nhìn nhìn bề ngoài, N, 6 giờ rồi, vì vậy hắn thành thơi thành thơi chuyển tới bên cạnh phòng bệnh, hiện tại ngô trung chính ở bên trong nằm đây này. Thuận tiện từ nơi này cầm mấy quả táo mượn hoa hiến Phật. Hắn ngược lại là tuyệt không sốt ruột, nhưng thật tình không biết trên Internet đã tạc mở nổi rồi. Các quốc gia đám hacker tập thể liên thủ đã bắt đầu cuối cùng công kích. Từng đợt từng đợt người sóng sông tới, một lần mấy lần đem sờ đuổi đến đi ra ngoài, nhưng là không bao lâu đã bị đối phương lại đánh cho trở lại. Quá con mẹ nó không công bình rồi. Quản Bình chiều khí một vỗ bàn mắng, Sonic phải dựa vào cái này bức tường lửa, vật này quả thực chắc chắn giống như Robotech phi thuyền mẹ đồng dạng, mỗi lần đều tại bức tường lửa bên trên lãng phí chưa nhiều thời giờ, bức tường lửa tầng thứ nhất còn dễ nói, nhưng nhất là hai tầng 3, mỗi lần đều muốn phế bên trên giả đại tinh lực mới có thể công đi vào, nhưng công tiến vào đem Sonic người đuổi đi về sau, bọn hắn trực tiếp từ cửa sau tự trượt trở lại rồi. Như vậy chiến đấu quả thực không có chút ý nghĩa nào. Bất quá tại phát tiết tức giận mắng đồng thời, cái này không biết tên bức tường lửa cũng thắng được thế giới đám hacker tôn kính. Tuy nhiên không biết vì cái gì, Sonic hội đem cái này đủ để xưng là đòn sát thủ đồ vật bộc lộ ra đến, nhưng là rất rõ ràng, đã có như vậy một tầng bức tường lửa bảo hộ, trong thời gian ngắn Sonic cũng đã chiếm được tuyệt đối ưu thế. Hacker ở giữa tranh đấu vốn tựu không có gì công bình không công bình, kỹ thuật bên trên tranh lệch nguyên vốn cũng không phải là có tính công bình đáng nói đấy. Hơn nữa hiện tại Sonic cơ hồ là dùng sức một mình lực kháng thế giới sở hữu tất cả hacker, cái này bản thân đối với bọn họ mà nói cũng là một loại không công bình. Đồng thời sứt đầu mẻ chán còn có thế giới mấy đại tổ chức tình báo, những tổ chức này cơ hồ đồng thời công khai một cái bắt xả kế hoạch, bởi vì có thể để xác định chính là, buổi tối hôm nay sở các thành viên phải tại trên mạng nghênh chiến, cho nên cái lúc này là bắt được bọn hắn thời cơ tốt nhất. Ở tránh diện giao phong hạ muốn tất cả biện pháp bắt được bọn hắn địa chỉ IP, như vậy là có thể tại sự thật chính giữa bắt được những người này, do đó lại để cho bọn hắn vì chính mình hiệu lực. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được mọi người đã bắt đầu từng đợt rồi lại từng đợt tiến công, nhưng là Sonic sinh mệnh lực kiên quyết giống như nếm qua xuân dược tiểu cường, ngật đứng không ngã. Ngay tại tất cả mọi người làm cho đầu chết tiệt xà mà nhức đầu thời điểm, Trần Húc cũng đang tại nuốt lấy nước bọt, nhìn xem trên bàn cơm cái kia đầu xà, n, canh rắn, sau đó bên cạnh ngô trung phụ thân còn rất nhiệt tình nói, ai nha nha, không nên khách khí á, nhanh lên một chút ăn á. Canh rắn vị rất ngon đúng á, khó được tìm được nhà này điếm, có bán rắn canh đúng á. Kỳ thật nguyên nhân là như vậy, Trần Húc đi ngô chung phòng bệnh xem hắn, phát hiện tiểu tử này cùng một cái y tá em em đang tại trêu chọc, tiến vào vừa hỏi mới biết được cái này ra xúc nhân họa đắc phúc, vậy mà cua được một cái y tá em em. Hai người cười cợt vài câu về sau, ngô chung cha mẹ vừa vặn vào được, vừa nhìn thấy Trần Húc lập tức lại là một hồi thiên ân vạn tạ, lôi kéo Trần Húc tự không thả, không nên thỉnh hắn ăn cơm. Trần Húc là không thế nào không biết xấu hổ, nhưng đối với phương thịnh tình không thể chối từ chỉ cần bị nửa nửa chảnh chứ đi ra ngoài rồi vốn trần húc cho rằng tùy tiện ở bên cạnh tìm ra tiệm cơm ăn ăn là được rồi thế nhưng mà không nghĩ tới xe taxi một khai tựu là nửa giờ đi vào một nhà xem so sánh cao đẳng lần đích điếm sau đó ngô trung phụ thân việc đáng làm thì phải làm bá 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 chọn cả bàn đồ ăn trong đó lại vẫn có canh rắn nghe giọng nói sẽ biết ngô trung toàn ra là quảng đông người bên kia đặc biệt chú ý ăn hơn nữa cái gì cũng dám ăn Nhà này điếm là bọn hắn trước kia tới nơi này tiến đưa ngô chung tới trường học lúc đã tới, rất ngạc nhiên phát hiện nhà này thậm chí có canh rắn, hơn nữa mùi vị không tệ, vì vậy liền mang theo Trần Húc đã tới. Đối với xà loại vật này, lời nói rất không có ý tứ, Trần Húc kỳ thật vẫn tương đối sợ hãi đấy. Cái này cùng đảm lượng không quan hệ, tự là có chút người trời sinh tựu không thích loại này bề ngoài xem trượt nhơ nhấp động vật máu lạnh. Trần Húc liền cá chạy cũng không dám ăn, khi còn bé xem mới bạch nương tử truyền kỳ thời điểm, Trần Húc tự rất bội phục cái kia hứa tiên, tuy nói bạch nương tử báo ân đích thật là nhân gian diễm phúc, nhưng nghĩ đến bên người ngủ đầu xà hắn đã cảm thấy chuyện này rất khó tiếp nhận. Bữa cơm này ăn Trần Húc là trong lòng run sợ, kỳ thật canh rắn vốn chính là cực phẩm mỹ vị, hơn nữa đặc biệt bổ dưỡng, vấn đề là Trần Húc có tâm lý oán hận, nhưng là hết lần này tới lần khác ngô trung phụ thân còn nhiệt tình như vậy, cái này thật sự đó là sống chịu tội rồi. Ăn cơm xong, ngồi nửa xe trở lại bệnh viện, đồng hồ kim đồng hồ đã chỉ hướng 10 giờ rưỡi. Rốt cuộc cáo biệt nhiệt tình quá phận ngô ba ba, Trần Húc trở lại ngô nguyên phòng bệnh, vậy mà phát hiện trong phòng bệnh lách vào không ít người. Nghe được tiếng mở cửa, tất cả mọi người xoay đầu lại, ngoan ngoãn. Bảy tám người tính cả ngô nguyên ở bên trong toàn bộ đều là đeo mắt kiếng đấy. Ngô Nguyên vội vàng giới thiệu nói những điều này đều là máy vi tính hứng thú tiểu tổ học trường. Trần Húc nghe xong, như nhân à, muốn thả tại trước kia chỉ sợ hắn tựu sông đi lên muốn ký tên muốn chụp ảnh chung rồi, nhưng vấn đề là đường đường SMMS đại thần còn cần tại máy vi tính lĩnh vực bên trên muốn người khác ký tên sao. Nhưng lại gần kề chỉ là một đám đệ tử, vì vậy Trần Húc gần kề chỉ là rất lễ phép nhẹ gật đầu, ngồi xuống. Bất quá đám người kia giống như cũng không sao cả đem hắn đem làm chuyện quan trọng, chào hỏi về sau lại bắt đầu tiếp tục vừa rồi thảo luận. Trần Húc dựng thẳng lấy bên tai nghe ngáp, bởi vì hắn chỉ nghe nói gì đó xử nại khắc, cái gì bức tường lửa, còn có hồng khách liên minh các loại cùng hacker các loại, trong đó lại vẫn xem cái vài câu SMMS không biết đám người kia lại đang nói khoác cái gì đó. Đây cũng không phải nói trần húc độ mẫn cảm thấp, mà vấn đề là một đám máy vi tính mê nhóm, đám bọn họ tụ cùng một chỗ có thể thảo luận cái gì nội dung. Nói trắng ra là không đều là một ít hacker đại sự à các loại. Cái này rất giống một đám fan hâm mộ bóng đá tụ tập thảo luận cũng khẳng định chỉ là những cái kia thế giới đỉnh cấp siêu sao, đỉnh cấp đội bóng hào phú à các loại. Người nói Beckham đi ngang qua một nhà quán bar, nghe được trong quán rượu fan hâm mộ bóng đá đều tại đối với TV đàm luận hắn, hắn sẽ có cái gì biểu hiện. Chỉ có điều lúc này thời điểm có một gia súc cảm thán một câu, không biết buổi tối hôm nay SMMS Đại Thần Hội sẽ không xuất hiện à. Nếu là hắn không hiện ra, chỉ sợ cuộc chiến này thật sự sẽ không pháp đánh cho. Nghe nói như thế thời điểm Trần Húc lỗ tai dựng lên, liền vội hỏi làm sao vậy, làm sao vậy, SMMS Đại Thần thì thế nào? Ngô Nguyên vội vàng ở bên cạnh giải thích nói đó là một gà mờ máy tính, đoán chừng còn không biết sờ nết việc này, tại là một đám người lại bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đem sự tình kỹ càng nói một lần. Các ngươi là nói, buổi tối hôm nay 12 điểm trước khi SMMS đại thần còn không hiện ra công chiếm cái kia trang web server, chúng ta tự thua về đến nhà rồi hả? Đúng vậy a, à, một đám lũ ra xúc lắc đầu thở dài, mụ mụ sờ nết cũng quá kiêu ngạo rồi, các ngươi nói SMMS đại thần hội sẽ không xuất hiện à? Mấy người đều nói nói nhảm ta nào biết được, cái này không còn có hơn một giờ đã biết rõ kết quả sao. Ngươi là không biết à, hiện tại chúng ta ngồi tại máy vi tính mặt xem tình hình chiến đấu đều cảm thấy áp lực 10 phần, cho nên tập thể đi ra thấu khẩu khí đấy. Lập tức trả lại, ít nhất muốn trước tiên biết rõ kết quả cuối cùng. Nghe xong lời này, Trần Húc lập tức quay đầu chạy ra ngoài cửa, Ngô Nguyên ở phía sau kêu to, lão tam ngươi chạy cái gì? Trời đất cho chết, lão tử đi cứu vớt thế giới. Trần Húc để lại những lời này sau chạy vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có một đám kính mắt nam trong phòng hai mặt nhìn nhau, người cái này bạn cùng phòng muốn hay không đi lầu hai thần kinh khoa kiểm tra thoáng một phát. Trần Húc xiết ra bệnh viện về sau vốn là muốn trước tiên đuổi trở về phòng ngủ, nhưng là đột nhiên nhớ tới phòng ngủ hiện tại nhiều người nhiều miệng, hơn nữa càng vấn đề trọng yếu là 11 giờ rưỡi thời điểm phòng ngủ sẽ ngắt mạng cắt điện, cái lúc này trở về là khẳng định không được đấy. Ngẫng đầu chứng kiến bên cạnh khách sạn bên trên viết 24 tiếng đồng hồ mạng lưới, Trần Húc tự một đầu đâm đi vào, mở cái gian phòng sau phân phó phục vụ viên mặc kệ chuyện gì phát sinh, ngàn vạn không muốn quấy rầy. Chờ phục vụ viên đi ra ngoài về sau, Trần Húc mới đem môn chăm chú khóa lại, thậm chí còn kéo một cái ngăn tủ ngăn tại cửa ra vào, sau đó đem đồng hồ biến thành lắp vấp bộ dạng. Cái này khách sạn coi như so sánh cao đẳng lần, tuy nhiên không biết là mấy sao, nhưng cả đêm hơn 300 khối tiền qua đêm phí không phải cho không đấy. Ngoại trừ trang trí so sánh xa hoa ngoài ý muốn, toàn bộ khách sạn chính giữa đều bao trùm mạng wireless. Hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Trần Húc đầu tiên tựu đăng nhập lên Hồng Khách Liên Minh trang web, mới vừa lên trang đầu, tự chứng kiến trang đầu bên trên dùng màu đỏ ghi rõ cái kia phong, tìm SMMS Đại Thần Thông Cáo, lại để cho Trần Húc cảm giác mình vô cùng có mặt mũi. Chứng kiến cái kia gọi sơn hếch danh tự Trần Húc liền nghĩ đến bữa tối lúc cái kia bồn canh rắn, mắng một câu, đồ chó hoang con rắn nhỏ, các người đang tìm lão tử. Cái kia tốt, lão tử cái này đã tới rồi. Xem nhìn thời gian, vừa qua khỏi 11 điểm còn có cuối cùng một giờ. Nhìn xem diễn đàn bên trên trực tiếp tình hình chiến đấu, Trần Húc trong nội tâm một hồi nhiệt huyết sôi trào, sau đó hắn tự ấn mở www SMMS, com cái này địa chỉ, đón lấy tự chứng kiến trang đầu bên trên một loạt thật dài danh sách. Anh Văn, xem không hiểu, ách, tiểu mẫn, phiên dịch thoáng một phát. Phần này danh sách đối với Trần Húc như vậy tiểu bạch mà nói tạo không thành được cái gì rung động, nhưng là đối với toàn bộ thế giới đám hacker mà nói, cái này chính là một cái hoàn toàn khoe khoang rán. Thật giống như một cái liên hoàn án giết người ở trốn hung thủ, vậy mà mỗi ngày tại chính mình block bên trên viết, khi nào vài phần, giết ai đồng dạng. Đây là quả hồng quả khoe khoang à, bất quá Trần Húc đối với phần này danh sách không có gì hứng thú, hắn trái xem phải xem bên trên xem đã xem, cũng không biết mình hiện tại ứng nên làm chuyện gì. À à à, Trần Húc cầm lấy tóc, hắn phát hiện mình thật sự quá tiểu bạch. Vì vậy hắn đành phải mệnh lệnh tiểu mẫn, đem cái này trang web server cho ta đánh hạ đến. Trần Húc Kỳ thật cảm giác mình cũng rất suy, không có cái này đại cường đại máy tính, nhưng bản thân mình nhưng lại cái siêu cấp thái điểu. Cái này cùng một cái tiểu thí hài trong tay kháng đem thần khí không sai biệt lắm, nhưng vấn đề là cái này thần khí quá nghịch thiên, nghịch thiên đến không có người có thể ngăn cản ở, về phần hắn năng lực của mình ngược lại dâu ria rồi. Vốn là Trần Húc cho là mình nói xong câu đó về sau có thể điểm điếu thuốc nhìn xem tiểu mẫn như thế nào phát huy, sau đó như thế nào thế như trẻ che giết đi vào có thể tiểu mẫn trả lời một câu lại đem trần húc cho nói choáng váng nàng nói thực xin lỗi bởi vì cao nhất quyền hạn bản trợ thủ không thể đối với hắn người máy tính cùng mạng lưới tiến hành ác ý công kích lúc này thời điểm trần húc vừa điểm bên trên một điếu thuốc hút một hơi nghe được câu này sau lập tức kịch liệt ho khan không thể nào dĩ nhiên là loại kết quả này cao nhất quyền hạn là cái gì trần húc cơ hồ là đối với tiểu mẫn quát ta dùng cái này máy tính Ta còn không phải cao nhất quyền hạn sao? Thực xin lỗi, không phải, cao nhất quyền hạn là bản cơ vừa xuất hiện lúc thiết hạ, đương nhiên nếu như ngài có cao nhất quyền hạn mật mã như vậy cũng có thể tiến hành sửa đổi. Xin hỏi ngài là hay không đưa vào mật mã? Đưa vào cái giám à? Trần Húc ảo não cầm lấy tóc, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Hắn cảm giác mình thật sự là kinh sợ rồi, thật sự là thực xin lỗi đảng, thực xin lỗi nhân dân, thực xin lỗi toàn bộ Trung Quốc hách cơ hồng khách đám bọn chúng nóng bỏng mong ngóng. Càng thực xin lỗi chính mình cái kia 349 nguyên qua đêm phí sớm biết như vậy chính mình gấp cái gì đều không thể giúp còn làm gì vậy hoa cái này tiền tiêu uổng phí Trần húc hận không thể một đầu tiến vào trong máy vi tính hắn cầm lấy tóc vì cái gì không thể công kích đâu này bởi vì công kích người khác máy tính cùng mạng lưới là trái pháp luật căn cứ máy vi tính sử dụng điều lệ điều thứ ba nghiêm cấm trí tuệ nhân tạo hệ thống công kích người khác máy vi tính hơn nữa tiểu mẫn đột nhiên nói một câu rất kỳ quái bản máy vi tính tại xuất xưởng trước là làm đặc thù yêu cầu, nhưng là cũng không có cởi mở công kích người khác máy vi tính quyền hạn. Bởi vì căn cứ tư liệu, Trần Húc Ngài là thế kỷ này vĩ đại nhất lập trình viên cùng hacker, tại đồng nhất thời đại lập trình viên cùng hacker chính giữa, Ngài địa vị là trí cao vô thường, thậm chí liền bản ma hộp máy vi tính cực kỳ tương ứng thao tác hệ thống khai phát chế tạo, Ngài đều làm ra vô cùng kiệt xuất công hiến. Cho nên bản máy vi tính hoàn toàn không cần phải cởi mở công kích hệ thống. Ta, Trần Húc, là thế kỷ này vĩ đại nhất lập trình viên cùng hacker. Trần Húc chỉ vào cái mũi của mình, ta nghe lầm hay vẫn là người nói sai rồi. Hoặc là nói là trùng tên, không phải trùng tên, căn cứ kho số liệu tư liệu, ngài đích thật là chúng ta hiện giữ tổng giám đốc Trần phi Tổ Phụ. T, Trần Húc ngược lại hít một hơi, hắn cái này gà mờ máy tính, làm sao có thể sẽ có như vậy năng lượng cường đại hay sao? Chẳng lẽ là một cái không cách nào ước chế ý niệm trong đầu phù đi lên, Trần Húc tự nhiên là biết rõ bản lãnh của mình muốn nói hắn dựa vào chính mình có thể trở thành thế giới đỉnh cấp hacker cái này so Trung Quốc đội đoạt được World Cup còn khó hơn, duy nhất phương pháp tự là lợi dụng cái này đài đến từ tương lai máy tính. Ách, nhưng vấn đề là chính mình dựa vào máy tính trở thành thế giới đỉnh cấp lập trình viên. Sau đó lại để cho cháu trai đem máy tính gửi trở lại tiếp tục dùng. Cái này so gà có trước hay vẫn là chứng có trước vấn đề còn muốn phiền toái à? Cái kia trong máy vi tính còn có ta tư liệu khác sao? Thực xin lỗi không cách nào đọc đến là kho số liệu tư liệu hư hao sao? Không, là vì cao nhất quyền hạn hạn chế, nếu như ngài muốn biết quyền hạn sau đích nội dung, thỉnh đưa vào mật mã. Ta có một cái giám mật mã à?" Trần húc mắng một câu, quyết định trước không truy cứu cái này so triết học còn phức tạp vấn đề, dù sao mặc kệ tiểu mẫn nói như thế nào, mình bây giờ là cái thái điều là tuyệt đối không có sai đấy. Mà bây tại chính mình cái này thái điều trước mặt thì là một cái trọng yếu phi thường mà gian khổ nhiệm vụ tự là smms đại thần như thế nào cứu vớt thế giới vì vậy trần húc vẻ mặt đau khổ hỏi người thật không có biện pháp công phá cái này trang web sao không phải là không có biện pháp mà thì không được ta hạ mệnh lệnh đều không được không được đây là trái với cao nhất quyền hạn mệnh lệnh ta có quyền cự tuyệt chấp hành người có tin ta hay không đem ngươi cho đập phá thực xin lỗi xin ngài không muốn làm ra tổn thương bản cơ cử động tuy nhiên bản cơ kháng chấn chống chấn động năng lực nhất lưu nhưng là khó bảo toàn sẽ không xuất hiện cái gì hư hao. Nếu như máy tính xuất hiện trục trặc, ngài có thể đến phía dưới địa điểm bảo hành sửa chữa. Đại tỷ, ta phan cầu ngươi, toàn bộ thế giới lũ gia súc đều tại chờ mong lấy ta như một bà đây này. Thực xin lỗi, yêu cầu của ngài trái với cao nhất quyền hạn. Tự phá một lần lệ được không? Ngươi xem các độc giả đều đang đợi lắm, ngươi không giúp đỡ ta sẽ không pháp phát huy, ta không phát huy các độc giả tự muốn nổi đoá, bọn hắn vừa nổi đóa sẽ loại bỏ, sau đó tiểu băng sẽ cái chết rất thảm đấy. Thực xin lỗi, Trần Húc tuyệt vọng, Trần Húc buông tha cho, Trần Húc cảm thấy cái thế giới này một mảnh u ám rồi. Hắn đành phải đối với website bên trên hồng khách liên minh diễn đàn trang đầu tìm kiếm SMS thông cáo nói một câu thật có lỗi, huynh đệ ta kinh sợ rồi. Hiện tại thời gian đã là 11 điểm 17 phân, còn có cuối cùng 43 phút đồng hồ. Trần Húc vốn muốn đem máy tính quan sau đó ngủ, sau đó ngẫm lại chính mình dạng vừa đi chi thật sự quá không trưởng nghĩa rồi, dù là không có thể ăn cái rau cải xôi biến thân đại lực thủy thủ qua bay hoạt hình, đến một hồi bộc phát, vừa vặn rất tốt ác quỷ cũng muốn đi theo diễn đàn bên trên các huynh đệ cùng một chỗ thủ qua cuối cùng này hai hơn 10, sau. Vì vậy Trần Húc tự ấn mở diễn đàn, nhìn xem thượng diện tình hình chiến đấu trực tiếp, làm sắc bảo bối đánh vào thành công, lấy được nhân viên quản lý quyền hạn, quản bình chiều đang tại cùng đối phương tiến hành giao phong. Tráng niên sớm mập đang tại cùng đối phương tiến hành giao phong, phong truy ánh trăng lấy được nhân viên quản lý quyền hạn, hải vận cùng đối phương tiến hành giao phong. Quản bình chiều thất bại, tráng niên sớm mập thất bại, hải vận thất bại, phong truy ánh trăng thất bại, lam sắc bảo bối thất bại. Diễn đàn bên trên đã ban bố cuối cùng triệu tập gián, hôm nay chỉ còn lại có cuối cùng 28 phút đồng hồ, làm sắc bảo bối đại tỷ định ra cuối cùng kế hoạch. Đem cùng Argentina virus nữ vương Sigma xuất lĩnh tiểu tổ, còn có mặt khác một ít hacker tiểu tổ nhóm, đám bọn họ tiến hành một hồi cuối cùng công kích, tại lấy được giai đoạn tính thắng lợi về sau tháo rỡ mất đối phương bức tường lửa, đón lấy lại để cho rất nhiều người toàn bộ dũng mãnh vào. Cái lúc này đối phương cho dù phản công tới, đem làm sắc bảo bối bọn hắn bọn này cao thủ đuổi ra chiến trường, thời gian còn lại cũng tuyệt đối sẽ không nhiều hơn. Cái lúc này dùng người vô sỉ biển chiến thuật, cho dù đối phương nguyên một đám đuổi, sợ rằng cũng phải qua 12 giờ. Triệu tập thiếp phát ra về sau, tình cảm quần chúng xúc động, nhưng vấn đề là hỗn hồng khách liên minh chưa hẳn đều là cao thủ, có chút thậm chí liền bình thường công thủ cũng sẽ không. Cho nên hồng khách liên minh diễn đàn bên trên lập tức lại xuất hiện một cái đưa đỉnh thiếp mời, bài viết bên trong là một cái xâm lấn công cụ. Chỉ cần sử dụng cái này công cụ, đem làm lam sắc bảo bối bọn người đánh vào đối phương server hơn nữa đem bức tường lửa tháo dỡ về sau. Như vậy cái này server tự tương đương với một cái lột sạch quần áo mỹ nữ như vậy, chỉ cần dùng cái này tiểu công cụ tự có thể đi vào. Kế tiếp làm sắc bảo bối bọn hắn mới có thể đủ ngăn trở đối phương thế công ít nhất 5 phút đồng hồ, cái này 5 phút đồng hồ ở trong, diễn đàn bên trên hết thảy mọi người toàn bộ sát nhập, dùng chiến thuật biển người tranh thủ đến thời gian là được. Đây đã là không có cách nào đích phương pháp xử lý rồi, mà gần kề 3 phút, đưa đỉnh thiếp mời, bài viết chính giữa cái kia khoản nguyễn kiện download số lượng đã đột phá 1.000. Trần hút hai mắt tỏa sáng, liền vội hỏi tiểu mẫn, nếu như ta tiến nhập đối phương chính là cái kia trang web, sau đó người khác liều mạng công kích ta muốn đem ta đuổi đi ra, người có thể hay không giúp ta. Nói thật lúc này thời điểm Trần Húc trong lòng bàn tay đều ngắt một bả đổ mồ hôi, bởi vì cái này rất giống một cái rơi xuống nước người thấy được bên cạnh một cái bóng đen, vô ý thức tựa như thò tay đi bắt đồng dạng, nhưng vấn đề là bắt được về sau phát hiện đó là tấm ván gỗ hay vẫn là rơm dạ, hoặc là dứt khoát là mình hoa mắt. Cái này muốn xem tiểu mẫn trả lời, tiểu mẫn thanh âm giống như âm thanh thiên nhiên, đương nhiên, nếu như ngài là nên trang web nhân viên quản lý người sử dụng, như vậy đối phương công kích người thời điểm tựu như là tại công kích bản cơ, tự nhiên là muốn mở ra bức tường lửa tiến hành toàn diện phòng ngự. Trần Húc đè nén xuống nội tâm kích động, như vậy người có thể hay không bảo đảm, mình ở đã bị công kích về sau sẽ không bị đuổi đi ra. Đối phương thế nhưng mà thế giới đỉnh cấp hacker, 99% đã ngoài tỷ lệ là sẽ không đâu. Bởi vì ma hộp một đời máy vi tính phối trí bức tường lửa là đồng loại sản phẩm trung tính có thể tốt nhất, cũng là lỗ thủng nhỏ nhất đấy. Nhất là đối mặt truyền thống công kích phương thức, cơ hồ có thể miễn dịch. Yes, Trần Húc dùng sức huy vũ thoáng một phát nắm đấm. Hắn cảm giác mình vừa rồi câu nói kia hỏi thật là khờ bức à, 80 năm sau máy tính. Đã có được vượt lên đầu 80 năm kho số liệu cùng virus kho, che đậy máy vi tính sinh ra đời mãi cho đến 80 năm sau sở hữu tất cả lỗ thủng, là trọng yếu hơn là nó thao tác hệ thống hình thức cùng hiện tại thông dụng đồ hình thao tác hệ thống hoàn toàn bất đồng. Trần Húc nhào lên trên giường, đem đầu buồn bực tiến gối đầu ở bên trong một hồi la to, MLGBD, không sẽ công kích lại thế nào dạng, mặc dù không có mâu, nhưng là ta có trên thế giới cường đại nhất thuẫn. Hô lớn vài tiếng về sau, Trần Húc nhanh chóng bỏ download này cái nguyễn kiện, phát hiện nguyễn kiện bên trên ngoại trừ một cái tiến công cái nút bên ngoài, còn có tự là nói chuyện phiếm thất công năng, hiển nhiên là làm vô cùng thô giáp, vội vội vàng vàng đuổi ra đến đấy nói chuyện phiếm thất công năng tựu là có thể làm cho mọi người trước tiên sung phong liều chết đi vào mà ở nói chuyện phiếm thất chính giữa trên cơ bản đều là không có id đều là người sử dụng sss một người duy nhất có id tên gọi là tráng niên sớm mập do hắn làm lần này tổng tiến công toàn quyền chỉ huy tráng niên sớm mập lúc này thời điểm vẫn còn nói chuyện phiếm trong phòng làm lấy trực tiếp công tiến vào bảo bối đại tỷ đánh vào tầng thứ nhất tiến nhập tầng thứ hai Sigma cũng giết tiến vào tầng thứ ba đột phá tốt đối phương hai người bị bảo bối cùng Sigma đại tỷ đuổi đi ra rồi các huynh đệ thao ra hỏa chuẩn bị giết sau khi đi vào không nói hai lời trước đoạt một cái nhân viên quản lý số tài khoản mật mã dài bao nhiêu thiết dài hơn bức tường lửa thành công tháo rỡ giết đi vào trần hút tay run lên giờ đến rồi tiến công cái nút lên nguyễn kiện lập tức tự mở rộng thành màn hình thượng diện tự là server quản lý tài khoản trang web Nói cách khác cái này nguyễn kiện vốn chính là chỉ hướng đối phương server quản lý tài khoản, như vậy có thể tiết kiệm hạ rất nhiều thời gian. Trần Húc vội vàng xây xong một cái nhân viên quản lý số tài khoản, còn chưa kịp đặt tên chữ cùng thiết mật mã, tự chứng kiến nói chuyện phiếm trong phòng tráng niên sớm mập tại kêu to, các huynh đệ nhanh lên. Lão tử bị đá ra rồi, đồ chó hoang bọn hắn có hậu môn, bằng không thì sao có thể nhanh như vậy hay sao, bảo bối đại tỷ bọn hắn cũng đi ra, còn lại huynh đệ chịu đựng à. Trần Húc nhanh chóng đã thành lập nên một cái nhân viên quản lý tài khoản, xem nhìn thời gian, cuối cùng một phút đồng hồ. Mà trên tấm hình vốn đầy bình tài khoản cơ hồ lập tức sẽ không có, lúc này thời điểm tiểu mẫn báo cáo, đã bị số liệu lưu công kích, bức tường lửa mở ra, mã hóa phép tính mở ra, thỉnh đưa vào trang web nhân viên quản lý đích danh xưng cùng mật mã, sử dụng hoàn toàn mới phép tính mã hóa mật mã có thể lớn nhất hạn độ bảo hộ ngài tin tức an toàn. Trần Húc cũng lười nhiều lắm muốn, nhanh chóng ở mật mã lan đưa vào hai lần 1.234 tỷ 567 triệu 890 123, nghĩ nghĩ về sau, tại nhân viên quản lý tài khoản phía trên một chút kích phải khóa, lựa chọn sửa lại tài khoản tên. Sonic tuyệt đối là tại server bên trên sắp đặt cửa sau, bằng không thì bọn hắn phản kích hiệu suất không có khả năng cao như thế, mà đang ở bọn hắn đối với server bên trên sở hữu tất cả nhân viên quản lý tài khoản điểm kích thống nhất tẩy trừ về sau, lại phát hiện vậy mà còn có một tài khoản không có bị đuổi đi khi thấy cái này tài khoản danh tự thời điểm, sờ người choáng váng, sở hữu tất cả đang tại liều mạng công kích server đám hacker choáng váng, đang tại chú ý trận này có một không hai kịch chiến tình báo các nước nhân viên choáng váng, hồng khách người trong liên minh cũng choáng váng. Toàn bộ mạng lưới xuất hiện vài giây đồng hồ tuyệt đối yên tĩnh. Vì vậy tài khoản danh tự rất đơn giản, SMMS. Tất cả mọi người dừng ở cái tên này, là mạo danh thế thân hay sao? Hay là thật chính là vị kia trong truyền thuyết đích nhân vật? mạng lưới số liệu lưu đều xuất hiện ngắn ngủi dừng lại đối với những này trần húc nhìn không ra hắn đang tại hỏi tiểu mẫn có thể hay không đem mặt khác mấy cái nhân viên quản lý tài khoản cho đá rơi xuống hết thảy đá rơi xuống tiểu mẫn trả lời nói không được bởi vì đều là nhân viên quản lý tài khoản căn cứ nguyên tắc là không thể chủ động đối với bọn họ tiến công đấy trần húc lại gần một tiếng nói bọn hắn đánh trước của ta ai chẳng lẽ ta ngay ở chỗ này chỉ chịu đánh không hoàn thủ yên tâm Ma hộp một đời máy vi tính mới nhất bức tường lửa là không cần để ý tới loại này cấp bậc cùng kỹ thuật công kích đấy. Hô, trần húc có chút huệ hoài tựa ở trên mặt ghế, quang bị đánh không hoàn thủ, cái này hay vẫn là trong truyền thuyết SMMS đại thần sao? Thấy thế nào đều giống như một cái núp ở ô oh mai rùa người bên trong, không đủ phong cách, không đủ phong cách hả? Ngắn ngủ yên lặng về sau, Sonic người một bên nhanh chóng một lần nữa lắp đặt bức tường lửa, một bên bắt đầu nghĩ đến cái này SMMS nhân viên quản lý phát khởi công kích. Có phải thật vậy hay không SMMS, thử một chút sẽ biết. Sonic các thành viên dốc sức liều mạng bắt đầu công kích SMMS, đầu tiên sử dụng cửa sau chương trình, nhưng phát hiện cửa sau đã bị đối phương cho che. Được rồi, tuy nhiên có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm được hệ thống cửa sau hơn nữa đem hắn phong bên trên đây đã là thần cấp trình độ rồi, bởi vì lúc trước vài ngày, toàn bộ thế giới đỉnh cấp hacker đều không có có thể làm được điểm này, nhưng là Sonic các thành viên nhận định cái này SMMS cũng không phải vừa mới đến, hắn nhất định là đã quan sát vài ngày, tại thời khắc cuối cùng mới làm khó dễ đấy. Cho nên hắn khẳng định trước thời gian chuẩn bị kỹ càng, bởi vì giải quyết phong hỏa virus mà mang đến to như vậy danh khí, cái này lại để cho sờ nết các thành viên không tự giác tự đã đồng ý hắn thực lực siêu cường, cho nên trong thời gian ngắn phong bế hệ thống cửa sau, ngược lại cũng không có cho bọn hắn mang đến quá lớn rung động. Thật tình không biết đây hết thảy cùng Trần Húc không quan hệ, giờ phút này hắn đang tại cùng ngốc đầu ngỗng đồng dạng chằm chằm vào máy tính màn hình, phát hiện mình như thế nào đều nhìn không ra cái như thế về sau. Mà cho hệ thống đánh lên miếng vá, cái này hoàn toàn là tiểu mẫn tiếp nhận trang web nhân viên quản lý về sau, ở vào phòng ngự phương diện cân nhắc, nhìn thấy lỗ thủng tự cho đánh lên rồi. Trong đó còn có rất nhiều, là Sonic cũng không biết lỗ thủng. Dùng 80 năm sau ánh mắt đến xem, hiện tại trên máy tính khắp nơi đều là lỗ thủng. Nguyễn Kiện, phần cứng, loạn thất bát tao một đống lớn, thật giống như chúng ta bây giờ 80 năm trước máy vi tính đồng dạng. N, 80 năm trước, trên thế giới còn không có có máy vi tính. Kỳ thật hacker thứ này nói xong rất thần kỳ, nhưng thật sự nói trắng ra là tự là tìm kiếm trên máy vi tính lỗ thủng tiến hành công kích. Nếu quả thật có một đài không có bất kỳ lỗ thủng máy vi tính, vậy cho dù là thần cũng công không đi vào. Nhưng là loại này máy vi tính cùng thao tác hệ thống đều là không tồn tại, theo máy vi tính kết cấu càng ngày càng phức tạp, nguyễn kiện nhu cầu càng ngày càng nhiều, lỗ thủng là tuyệt đối có. Thế nhưng mà nếu như đem chỗ sơ hở này giấu ở người khác nhìn không thấy địa phương, cái kia nếu không có lỗ thủng rồi. Hiện tại tiểu mẫn làm tựu là làm việc như vậy, tại nàng xem ra cái này đài server theo phần cứng đến nguyễn kiện bên trên đều có vô số lỗ thủng, mà nàng muốn làm chỉ là dùng miếng vá đem lỗ thủng bổ sung, đồng thời cũng chẳng khác nào bổ sung đối phương cố ý lưu lại cửa sau. Như vậy, tại ngang nhau dưới điều kiện, tất cả mọi người là siêu cấp nhân viên quản lý người sử dụng, ai cũng đá không được ai. Nét người càng là công kích càng là kinh hãi, bởi vì trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà đối phương đưa bọn chúng biết rõ sở hữu tất cả lỗ thủng đều bổ sung rồi. Lỗ thủng bổ sung ý vị như thế nào? Ý nghĩa bọn hắn hiện tại chỉ có thể dương mắt nhìn. Dốc sức liều mạng sử dụng nguyên kiện đến quan sát, nhìn xem còn có thể hay không tìm được mới đích sơ hở. Thời gian đã đến dạng sáng 0.5 phân, Nét người gấp đến độ đầu đầy đại hãn, mà mặt khác đang xem cuộc chiến người cũng gấp được đầu đầy đại hãn. Bọn hắn gấp là kỳ quái SMMS đại thần vì cái gì không đem SMMS đuổi đi ra, bởi vì người ở bên ngoài xem ra, cái kia server quản lý trên danh sách nhân viên đều không thay đổi. Vừa lúc đó, website bên trên đột nhiên xuất hiện một hàng chữ, tiếng chung, các ngươi là chính mình ly khai, hãy để cho ta đuổi các ngươi đi ra ngoài. Soạt, sở hữu tất cả chú ý trận này hacker đại chiến mọi người hưng phấn đi lên, cái này là lần đầu tiên tận mắt thấy trong truyền thuyết SMMS đại thần nói lời nói thật tình không biết Trần Húc sử dụng chỉ là không thành kế, bởi vì tiểu mẫn không chịu hỗ trợ, hắn cũng hết cách rồi, linh cơ khẽ động liền nghĩ đến chiêu này, lại để cho tiểu mẫn tại website bên trên cắm vào một cái cột công cáo, sau đó thử một chút chính mình cái chết chưa cát, có thể hay không dọa lùi đối phương một đám sống tư mã. Bên kia Sonic rất nhanh hồi phục, dùng chính là anh Văn, SMMS, thực lực của ngài lại để cho chúng ta sợ hãi thán phục, không hổ là có thể độc lập giải quyết phong hỏa virus cao thủ, cho nên chúng ta hy vọng cùng ngài tiến hành một hồi công bình chiến đấu. Thời gian ngay tại lúc này, dùng phương thức gì, ở đâu cái server lên, bởi ngài tới chọn chọn. Một mảnh xôn xao, đây là tất cả mọi người lần thứ nhất chứng kiến Sonic dùng loại này cung kính ngữ khi nói chuyện. Sonic thanh danh, trừ bọn họ ra cao siêu kỹ thuật, càng tên xấu lan xa thì còn lại là bọn hắn xử sự phong cách cùng nhân phẩm. Bọn hắn vô cùng hung hăng càn quấy, đã phát động ra một lần lại một lần ác ý tiến công, bọn hắn kỳ thị chủng tộc, xem thường bất luận cái gì có sắc nhân trùng. Bọn hắn có bọn hắn kiêu ngạo tiền vốn, nhưng là loại này kiêu ngạo đã trở thành một loại cuồng ngạo, một loại làm cho người ta chán ghét cuồng ngạo. Nhưng bây giờ nhìn ra, Snake hay vẫn là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh đấy. Đem làm gặp kỹ thuật so với bọn hắn càng cường đại hơn SMMS, đem làm bọn hắn phát hiện ưu thế của mình không còn sót lại chút gì về sau, bọn hắn sẽ trở nên vô cùng khiêm tốn. Cho dù ngươi một mực thờ phụng thực lực trí thượng, nhưng loại phương thức này cũng làm cho người khinh thường. Website bên trên rất nhanh xuất hiện một loạt tiếng chung chữ Hán, các ngươi xứng sao. Soạt, đang xem cuộc chiến mọi người tạc mở nồi, cả đám đều đang nói cái này SMMS cũng quá kiêu ngạo rồi. Liền thế giới xếp hàng thứ nhất hacker tổ chức cũng dám nói như vậy. Còn có một chút người cảm thấy những lời này đã kích mặt thật sự là quá quảng rồi, nếu như Sonic đều không xứng, cái kia nói thật, trên thế giới cũng thật không có mấy người dám nói mình xứng rồi. Snick người cũng bị khí nửa điên, thật lâu mới đánh ra, thực lực của ngươi cao cường chúng ta biết rõ, nhưng là cũng không muốn quá mức khoa trương. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy toàn bộ thế giới hacker đều không có khiêu chiến tư cách của ngươi sao? Ta chưa từng có nói như vậy, không muốn vặn vẹo ý của ta. Ách, ngay tại tất cả mọi người kỳ quái SMS phong vì cái gì đột nhiên vòng vo lớn như vậy mặt khom thời điểm, website bên trên lại xuất hiện một loạt văn tự, từ khi TCP IP hiệp nghị sinh ra đời đến nay, Mạng lưới tại đây hơn 20 năm đang phát triển tiến nhập trên thế giới từng cái nơi hẻo lánh. Mà hacker sinh ra đời tắc thì sớm hơn là ở máy vi tính xuất hiện về sau tựu sinh ra đời rồi. Lúc kia đám hacker chỉ là một đám hứng thú với khiêu chiến, tôn trọng tự do cũng chủ trương tin tức cộng hưởng chuyên gia. Bọn hắn mới thật sự là hacker. Hacker phát triển cùng máy vi tính phát triển là mật không thể phân, mà đồng dạng, máy vi tính phát triển cũng cùng hacker mật không thể phân. Lúc đầu hacker tồn tại mục đích chỉ là vì tìm máy vi tính cùng mạng lưới chính giữa lỗ thủng hơn nữa báo cáo cho nhân viên quản lý tiến hành chữa trị, do đó lại để cho máy vi tính cùng mạng lưới biến thành càng thêm hoàn mỹ, càng thêm tiến bộ. Hacker, dùng chúng ta Trung Quốc cổ đại một cái danh từ định nghĩa, có thể tôn xưng vi hiệp. Bọn hắn tự do vãng lai tại trên Internet, tại phía sau màn thôi động máy vi tính cùng mạng lưới phát triển cùng hoàn thiện, bọn hắn muốn làm không phải ác y phá hư, mà là truy cầu cộng hưởng, miễn phí, để sướng tự do hòa bình chờ. Bởi vì này đoạn lời nói cũng không phải trực tiếp phục chế dán đi ra, mà là từng chữ từng chữ đánh đi ra, từng cái chữ, đều giống như đại trùy đồng dạng đập vào mọi người trong lòng. Đây thật ra là Trần Húc lại để cho tiểu mẫn tại trong máy vi tính tìm một ít có quan hệ hacker giới thiệu lúc, đã tìm được một quyển tiểu thuyết. Luận hacker tinh thần, 2037 năm xuất bản. Sau đó cảm thấy chính giữa đoạn văn này không tệ, vì vậy Trần Húc tự phóng ra. Hắn hiện tại muốn cố gắng đem mình miêu tả thành một cái ẩn sĩ. Một cái không muốn tham dự hacker tranh đấu ẩn sĩ N, cái này nói khó nghe điểm, tự là trong truyền thuyết trang B Á Bất quá trang B nếu là trang không giống, rất dễ dàng biến thành ngu thật Nhưng lời này là từ SMS trong miệng nói ra, hiệu quả kia cũng đủ để đạt đến Website bên trên tiếp tục đập vào, hacker, cái gì mới được là hacker Dẫn dắt máy vi tính thủy chiều, không ngừng phát hiện hơn nữa giải quyết lỗ thủng, Lại để cho mạng lưới cùng máy vi tính càng thêm hoàn mỹ, đây mới là hacker Hacker là máy vi tính giới người lãnh đạo, là máy vi tính văn hóa cùng tri thức truyền bá người. Khi bọn hắn chỉ dẫn xuống, máy vi tính văn minh phát triển sẽ càng ngày càng phồn vinh, người sử dụng quần thể sẽ càng lúc càng lớn, thế giới sẽ càng ngày càng thuận tiện, đây mới là hacker. Hacker lực lượng, đánh vỡ trong hiện thực gông xiềng, lại để cho toàn bộ thế giới dân mạng đều có thể tự do tự tại ngao du tại mạng lưới chính giữa, lại để cho bọn hắn có thể thêm nữa. Càng hệ thống thu hoạch tương ứng tri thức, cùng người tiến hành trao đổi cái này mới được là hacker. Như vậy Snake, ta hỏi các ngươi, các ngươi sở tác sở vi hay vẫn là hacker sao? Mồ hôi lạnh theo Snake từng cái thành viên trên ót rơi xuống, còn có rất nhiều chú ý cái này website người. Chẳng bao lâu sau, dùng kiến thiết mạng lưới vì nhiệm vụ của mình hacker tự luân lạc tới vì các loại mục đích đi phá hư mạng lưới hacker. Hacker, hacker, một chữ chi chênh lệch, ý tứ ngày đêm khác biệt. Từng cái máy tính kẻ yêu thích tại tiếp xúc đến mạng lưới trở thành một gã chính thức hacker lúc đều được cho biết hacker tinh thần, hacker quy tắc. Nhưng là Sonic không có thực lực cường đại như vậy, nhưng đi lên phá hư máy vi tính cùng mạng lưới, do đó vì chính mình thu hoạch lợi ích con đường. Nhưng là ý nghĩ này thì ra là chợt lóe lên, tại nơi này người không vì mình, trời chu đất diệt đích nhiên đại, còn có ai đi ngốc núc ních tuân thủ cái kia cái gọi là hacker chuẩn tắc. Website bên trên mới đích văn tự lại xuất hiện, ta biết rõ, ta lời nói này đối với các người tới nói là không có bất kỳ ý nghĩa, nếu không là xem tại các người khai phát cái này bức tường lửa rất có ý tứ, ta cũng sẽ không biết mà nói những lời này rồi. Có ý tứ, cái này đem toàn bộ thế giới đám hacker tra tấn dục tiên dục tử bức tường lửa, gần kề chỉ là có ý tứ. Cái lúc này Trần Húc cũng theo tiểu mẫn chỗ đó, đã nhận được cái này bức tường lửa tư liệu. Đây là năm 2010 từ một cái không biết tên công ty tuyên bố, tại lúc ấy được vinh dự là thế giới cường đại nhất bức tường lửa, nói cách khác, cái này cái tổ chức khai phát cái này bức tường lửa kỹ thuật vượt lên đầu thế giới ít nhất hơn 4 năm. Vừa nhìn thấy kỹ thuật này vượt lên đầu Trần Húc cũng có chút phạm sợ hãi, nghĩ thầm cái này sẽ không lại là một cái xuyên Việt A. Nhưng Tiểu Mẫn lại nói cho hắn biết, kỳ thật hiện tại rất nhiều quân đội tại máy vi tính phương diện nghiên cứu đều rất hướng phía trước, so về dân dụng kỹ thuật cao hơn ra 10 năm không ngớt, bởi vì xã hội bây giờ lưu hành, đều là tốt kỹ thuật ưu tiên do quân đội sử dụng, dân dụng trên cơ bản đều là quân đội đào thải xuống kỹ thuật. Đương nhiên, đám hacker chỗ nắm giữ kỹ thuật, cũng xa xa so dân dụng thiết bị muốn tiên tiến nhiều lắm. Đại khái Snake sở dĩ có lớn như vậy tin tưởng, cũng là bởi vì bọn hắn đối với cái này bức tường lửa tràn ngập tin tưởng A. Lúc này thời điểm website bên trên xuất hiện Snake, chúng ta rất kính nể ngài tại hiện ở thời đại này vẫn còn kiên trì ngây thơ hacker tinh thần, nhưng là chúng ta càng tin tưởng dùng năng lực của chúng ta có thể sáng tạo ra, tạo ra càng lớn tài phú. SMMS, chúng ta cũng thừa nhận ngài kỹ thuật tại chúng ta phía trên, theo ngài phòng hộ Nguyễn kiện bên trên có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là kiệt tác. Nhưng là chúng ta cố ý muốn cùng ngài tiến hành một hồi giao phong, xin hỏi ngài là người châu Á sao? Là, ta là người châu Á. Thốt ra lời này, hồng khách liên minh các thành viên lập tức một hồi hoan hô, SMMS đại thần quả nhiên là người châu Á. Hơn nữa là hắn chính miệng thừa nhận đấy, mà lại để cho thế giới tổ chức tình báo nhóm, đám bọn họ phiền muộn chính là, bọn hắn tại Trung Quốc lực lượng là yếu nhất, như vậy tồn tại, muốn tại Trung Quốc cảnh nội đem hắn tìm ra hơn nữa không chế được, đây quả thực là chuyện không thể nào. Cái kia rất tốt, nếu như ngài không đáp ứng cùng chúng ta tiến hành một hồi mặt đối mặt giao phong, như vậy kế tiếp chúng ta đem điên cuồng công kích Trung Quốc tất cả đại web portal, về phần hội tạo thành bao nhiêu tổn thất, cái kia tựu không là chúng ta có thể biết đến rồi. Quá vô sỉ rồi, Trung Quốc đám hacker toàn bộ cũng gọi mắng, mẹ bái kiến vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ như vậy đấy. Trần Húc tại máy vi tính cũng khí tay phát run, một cái kính mắng cái này thật sự quá không biết xấu hổ, quá vô sỉ rồi. Nếu như có thể, hắn thật sự muốn tìm đến bọn này vô sỉ ra hỏa chân nhân, sau đó hung hăng đem bọn họ dẫm lên mấy cước, sau đó nghiền xương thành cho, không chừng vẫn còn một phần loại bên trên một gốc cây lão cây hòe. Chẳng qua nếu như thật làm cho đám người kia đi điên cuồng công kích Trung Quốc trang web, cái kia thật đúng là không chừng có thể náo xảy ra chuyện gì đến. Toàn bộ thế giới cùng một chỗ trầm mặc trên Internet lâm vào một mảnh đáng sợ tĩnh mịch, tất cả mọi người tại chờ mong lấy, SMMS đại thần hội làm cái gì dạng trả lời. Thật lâu, website bên trên vậy được chờ mong tiếng chung rốt cuộc xuất hiện, 20 phút sau, ta đem tại hồng khách liên minh diễn đàn bên trên nghênh đón các vị đại giá. Nhưng hay vẫn là câu nói kia, làm làm một cái truyền thống hacker, ta cũng không muốn cùng người tranh đấu. Cho các người 8 tiếng đồng hồ thời gian, nếu như 8 tiếng đồng hồ ở trong các người có thể công phá diễn đàn bức tường lửa, như vậy cho dù ta thua, mà ở các ngươi công kích thời điểm, ta chỉ dùng chính mình biên soạn bức tường lửa với tư cách phòng hộ, nếu như ta có bất kỳ thao tác, cái kia coi như là ta thua. Nếu như các ngươi tại 8 tiếng đồng hồ ở trong liền bức tường lửa đều công không tiến đến, như vậy coi như là các ngươi thua. Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao, bởi vì đối với máy tính có chút hiểu rõ người cũng biết, cái thế giới này tuyệt đối không có khả năng tồn tại một cái không hề lỗ thủng bức tường lửa thật giống như một vị đỉnh cấp hacker đã từng nói qua, chương trình cường đại trở lại cũng là do người biên soạn ra đến, máy móc vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng trí tuệ của nhân loại. Bức tường lửa cường đại trở lại cũng sẽ là có lỗ thủng, hơn nữa tại trước mắt thao tác hệ thống phía dưới, rất nhiều chính thức trên ý nghĩa cũng không thể xem như lỗ thủng thiết trí cũng có thể bị hacker dùng để lợi dụng. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, DDoS, phân bố thức cử tuyệt server công kích tự là hacker thường dùng đích thủ đoạn. Loại thủ đoạn này cũng rất đơn giản, là thông qua gửi đi đại lượng rác rưởi tin tức đến đối phương trên máy vi tính, ví dụ như là si thủ dâm N công kích tựu là lợi dụng TCP hiệp nghị một cái chỗ thiếu hụt. Gần kề chỉ là chỗ thiếu hụt, mà cũng không thể nói là lỗ thủng. Lợi dụng cái này chỗ thiếu hụt có thể đại lượng gửi đi rác rưởi số liệu, tiêu hao server CPU cùng bộ nhớ tài nguyên. Đương nhiên, đây chỉ là cử động một ví dụ, đối với cao thủ mà nói, DDoS tuy nhiên là thường dùng phương pháp, nhưng cũng là không có nhất kỹ thuật hàm lượng phương pháp. Cho nên thật giống như Thâm Lam siêu cấp máy tính đều hạ bất quá thế giới cờ vây danh thủ quốc gia Đồng dạng hacker cũng là một cái phi thường chú ý kỹ xảo, không thể cứng nhắc chức nghiệp. Này đây Sonic bức tường lửa tuy nhiên đầy đủ cường đại, nhưng là bọn hắn còn nhất định phải phân ra nhân thủ đến đánh lén, súng ngắm có thể sát nhập bức tường lửa hacker. Có thể nói như vậy, trên cái thế giới này tuyệt đối không có một cái bức tường lửa có thể tại không có người khống chế dưới tình huống ngăn trở đỉnh cấp hacker. Tuyệt đối không có cho nên khi smms đại thần lời nói này vừa nói tất cả mọi người cho là hắn điên rồi một cái bức tường lửa mà thôi cũng dám dùng hắn khiêu chiến sở nick vốn là mọi người còn tưởng rằng smms đại thần hội gậy ông đập lưng ông tại hồng khách liên minh bên trên bố trí xuống bức tường lửa về sau tỏa trấn chính giữa đảm nhiệm đối phương đi lên công kích chắc hẳn tất cả mọi người chơi đùa một cái gọi là đánh chuột đồng trò chơi tự là chung quanh có rất nhiều vũng hố một người đứng tại chính giữa cầm đem cái búa, chứng kiến cái nào trong hầm chuột đồng thỏ đầu ra tựu đi lên cho nó một búa. Mọi người cho rằng SMMS đại thần muốn chính là loại thủ đoạn này, cho nên trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút thất vọng. Bởi vì theo SMMS đại thần biểu hiện đến xem, hắn tại nguyễn kiện bên trên lý giải tuyệt đối là vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, tuy nhiên không biết hắn rốt cuộc là cá nhân, còn là một tổ chức nhưng là tôn xương vi thần cấp là tuyệt đối đã đủ rồi. Chắc hẳn hắn biên soạn bức tường lửa, so về sờ cái kia cái đổ biến thái bức tường lửa còn phải mạnh hơn vài phần, hơn nữa bản thân của hắn chắc tuyệt thực lực cùng với hồng khách trong liên minh cao thủ trợ trận, đừng nói là 8 tiếng đồng hồ, coi như là 80 cái giờ đồng hồ sờ cũng không có khả năng thắng đấy. Bất quá cho dù SMMS dùng loại này vô sỉ phương pháp, mọi người cũng sẽ không biết nói cái gì, cái này là trong truyền thuyết dùng kia chi đạo còn thi kia thân à. Ai bảo ngươi sờ trước hèn mọn bị ổi, ngươi hèn mọn bị ổi tự không cho phép người ta hèn mọn bị ổi à nhưng khi hắn đưa ra cái này tỉ thí phương pháp lúc, trước máy vi tính mặt không biết rơi xuống bao nhiêu kính mắt phiến, chẳng lẽ hắn cứ như vậy tín nhiệm chính mình biên soạn bức tường lửa tính an toàn có thể. Ngay tại tất cả mọi người tại ngờ vực vô căn cứ chính giữa, Hồng Khách Liên Minh diễn đàn bên trên xuất hiện một cái thiệp, ta là SMMS, thỉnh cởi mở server, cũng đem bản thân thiết trí là siêu cấp nhân viên quản lý số tài khoản, cảm ơn. Nếu có cái gì cho Hồng Khách Liên Minh mang đến không tiện địa phương, xin hãy tha lỗi cái gì mới gọi tố chất, cái gì mới được là đại thần, cái gì mới được là bình dị gần gũi. Dùng SMMS thực lực, hoàn toàn có thể đủ nhẹ nhóm tiến vào hồng khách liên minh diễn đàn server hơn nữa lấy được siêu cấp quản lý số tài khoản, điểm ấy không có người hội hoài nghi. Nhưng nhìn xem người ta, rất khiêm tốn phát ra thỉnh cầu, tố chất hà, phải chú ý tố chất hà. Lam sắc bảo bối chờ mấy cái cao tầng nhân sĩ rất nhanh làm thoáng một phát thương lược, lập tức cởi mở quyền hạn lại để cho hắn tiến vào, hơn nữa giao phó siêu cấp nhân viên quản lý quyền hạn. Bởi vì SMMS nói, hắn là người châu Á, hơn nữa người kính ta một thước, ta kính người một trượng đạo lý ai cũng hiểu đấy. Huống chi cuộc tỉ thí này cơ hồ là quan hệ đến Trung Quốc hacker tại trên thế giới địa vị ôn tồn nhìn qua, cho nên còn là trọng yếu phi thường đấy. Trần Húc vui sướng hài lòng lại để cho tiểu mẫn tiếp quản hồng khách liên minh server nhân viên quản lý, vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi bày làm ra một bộ làm ra vẻ tư thái dân dậy toàn bộ thế giới hacker nhóm. Đám bọn họ trần húc tự cảm giác mình trang bức thật sự là chứa vào nhất định được cực hạn rồi hơn nữa hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng vạn nhất hồng khách liên minh không để ý tới chính mình thế nào xử lý bất quá ngẫm lại khả năng này cũng là cực kỳ bé nhỏ tốt xấu chính mình là vì bọn họ suốt đầu a ngay tại tiểu mẫn vội vàng cho hệ thống đánh miếng vá thời điểm trần húc nhận được đến từ lam sắc bảo bối thông tin thỉnh cầu lam sắc bảo bối là ai trần húc hôm nay cũng biết tiêu lăng nhưng đại tỷ Trung Quốc cấp cao nhất hacker một trong, chức nghiệp súng bắn tỉa. Những điều này đều là theo ngô nguyên chỗ đó nghe tới đấy. Hướng tiểu mẫn xác nhận thoáng một phát thân phận của mình sẽ không bị bạo lộ, vì vậy Trần Húc chuyển được đối phương thông tin, tự chứng kiến lam sắc bảo bối tức thì phóng đến một hàng chữ, ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài là phá giải phong hỏa virus SMMS sao? Xem ra bọn hắn hay vẫn là hoài nghi mình là mạo danh thế thân đó a. À, bất quá cái này hoài nghi có lẽ cũng không nhiều rồi. Dù sao danh tự có thể giả mạo, kỹ thuật không có khả năng giả mạo, Sonic không có đem SMMS đá ra đi, ngược lại lại để cho hắn nói một đống, cái này cũng đủ để đã chứng minh. Không phải bọn hắn không muốn đá, mà là hữu tâm vô lực. Nhưng bất kể thế nào nói, có lẽ trên thế giới không ngớt một cao thủ đâu này. Làm sắc bảo bối hay là muốn tiến hành một lần cuối cùng nhất hoàn toàn chính xác nhận thức. Chứng kiến trên màn hình xuất hiện là ta hai chữ, làm sắc bảo bối cùng một đám hồng khách liên minh những cao thủ đều là trường thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên à, cái loại này biến thái thực lực, đại khái chỉ tồn tại một cái có thể so với tốt hơn. Lúc này đối thoại khung trong lại xuất hiện một câu, thực xin lỗi, thỉnh một lần nữa cho ta 5 phút đồng hồ thời gian, cái này server bên trên lỗ thủng thật sự là rất nhiều, ta chính đang tiến hành tu bổ, hồi trò chuyện. Những lời này lại để cho hồng khách liên minh những cao thủ trên mặt đều là đỏ lên, bất quá ngẫm lại cũng tự bình thường trở lại, dù sao hồng khách liên minh diễn đàn cũng không có gì siêu cao cấp bậc giữ bí mật biện pháp, sử dụng cũng gần kề chỉ là bình thường phòng máy server. Bởi vì mặt hướng quần thể bất đồng, hồng khách liên minh diễn đàn cũng không muốn một ít hacker tổ chức tư nhân diễn đàn như vậy, xuất phát từ tuyệt đối giữ bí mật nguyên tắc mà tàng vô cùng thần bí. Cái này diễn đàn là mặt hướng tất cả mọi người cởi mở, lỗ thủng điểm hơn cũng không kỳ quái. Kỳ thật Trần Húc nói lời này đều chỉ là vì cố làm ra vẻ, bởi vì đánh miếng vá sự tình tuy nhiên giao cho tiểu mẫn là được rồi, nhưng mình cũng nên trang giả vờ giả vịt a. 5 phút đồng hồ về sau Trần Húc đang nói chuyện thiên khung trong đánh ra, đã tốt rồi, N, N. N. chỉ qua 10 phút, hỏi một chút sờ nét người, lại để cho bọn hắn tiến công A. Lúc này thời điểm Quản Bình chiều nhịn không được tại đối thoại khung trong đánh cho một câu, ngài khỏe chứ, xin thứ cho ta nói thẳng. Ngài là hay không đối với ngài khai phát cái này bức tường lửa quá mức yên tâm. Đối thủ thế nhưng mà sờ nếch, nhưng chúng ta mới thật sự là rắn giết địa phương à, yên tâm đi. SMMS đánh ra những lời này lại để cho hồng khách người trong liên minh đều là cười cười, trong nội tâm càng là đã cho rằng cái này SMMS tuyệt đối là sinh trưởng ở địa phương người châu Á, bằng không thì đâu có thể nào quen như vậy luyện sử dụng loại này ngạn ngữ. Bất quá xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, hồng khách liên minh những cao thủ đã bắt đầu đối với server quan sát, nhưng là quan sát kết quả lại làm cho tất cả mọi người rất phá kính mắt. Nguyên gốc cái ngàn vết lở loét trăm lỗ, chỉ cần cấp bậc hacker là có thể tại không đề phòng dưới tình huống hoàn thành xâm lấn server, lại khắp nơi 5 phút đồng hồ ở trong biến thành một cái Robotech phi thuyền mẹ, TCP IP hiệp nghị được chữa trị, chọn dùng phương pháp vậy mà bọn hắn không ai có thể xem hiểu, CMD cửa sau được chữa trị, khởi động máy cửa sau được chữa trị, SIT THC, EXE cửa sau được chữa trị, ngoại trừ những này thông thường cửa sau cùng lỗ thủng bên ngoài, càng làm cho người giật mình chính là những cái kia phi thường gặp, bị hiện tại cao cấp đám hacker lợi dụng cửa sau, vậy mà một cái hai cái cũng toàn bộ được chữa trị rồi hả? Ít nhất đem là một lần quan sát sau khi hoàn thành, hồng khách người trong liên minh đều có một loại chó cắn gai nhím không thể nào hạ khẩu cảm giác. Cái này là SMMS thực lực sao? Hắn chỉ dùng 5 phút đồng hồ à? không khách liên minh tất cả mọi người nhịn không được sinh ra một loại núi cao ngưỡng dừng lại cảm giác. Đương nhiên cũng không có ai hội hoài nghi SMMS tiến công thực lực như thế nào, bởi vì đối với hacker mà nói, phòng thủ so tiến công khó. Đám hacker thờ phụng chính là tiến công mới là tốt nhất phòng thủ, tuy nhiên phòng thủ nhìn như có lợi, bởi vì có bức tường lửa, có phần cứng làm bảo đảm, nhưng là vì không có một cái bức tường lửa là có thể che đậy sở hữu tất cả công kích, đám hacker đùa đều là phòng thủ phản kích, núp ở bức tường lửa đằng sau phóng súng đạn phi pháp. Nhưng nếu như một thương không phát, đối phương sẽ như máy ủi đất đồng dạng đem tường triệt để đẩy ngã. Chỉ dựa vào phòng thủ là có thể đạt tới loại này kim trung cháo thiết bố xăm hiệu quả, tưởng tượng một chút đi, người ta đối với cứng mềm rất hiểu rõ như thế cường đại, nếu là thật khởi sướng tiến công, biết được là cái dạng gì nữa trời chỉ sợ là dùng sóng to gió lớn cũng không cách nào hình dung a. À. Cái lúc này Snake người rốt cục bắt đầu phát động công kích rồi. Phẫn nộ Snake công kích được ngọn nguồn có nhiều mãnh liệt. Nhìn xem số liệu lưu máy kiểm tra sẽ biết, Snake đầu tiên dùng phương pháp hay vẫn là đám hacker thường dùng nhất cũng nhất lão thổ DDoS hồng thủy công kích, nhưng là cùng một loại công kích phương pháp, bất đồng người sử dụng, cảm giác kia lập tức lại bất đồng. Số liệu lưu máy kiểm tra bên trên chỉ số lập tức phá tan một vạn loại này máy kiểm tra cũng không phải cái gì chính thức xuất phẩm, mà là rất nhiều hacker chính mình chế tác, kiểm tra đo lường đối phương rác rưởi tin tức tool software. Trên cơ bản một đài người dân bình thường dùng máy tính công kích cho dù một ngón tay mấy, mà chỉ số lập tức hơn vạn, cũng tự đại biểu đối phương hoặc là có cường đại siêu cấp máy vi tính, hoặc là chính là bọn họ chỗ khống chế thịt gà đã đột phá một vạn đài. Hơn nữa số này lượng vẫn còn hướng bên trên gia tăng. Không thể không nói, DDoS tuy nhiên bị đám hacker tầm đó đùa giỡn xưng là không có, nhất kỹ thuật hàm lượng công kích phương thức, nhưng là loại phương thức này chỗ tốt lại là phi thường rõ ràng đấy. Cường đại số liệu lưu, làm cho server không thể không tiến hành xử lý, do đó tiêu hao lớn lượng bộ nhớ cùng CPU, lại để cho là người tiến công có cơ có thể thừa lúc. Nhưng vấn đề là, hồng khách liên minh cao cấp các thành viên ngây ngốc chằm chằm vào thiết bị quản lý khí, bên trong biểu hiện server vận chuyển hết thảy bình thường, CPU sử dụng suốt gần kề chỉ là so thường ngày đề cao 5%, bộ nhớ tiêu hao cũng gần kề chỉ là gia tăng lên một cái G mà thôi. Cái này tương đương với cái gì? Tương đương với cường đại như vậy hồng thủy công kích gần kề chỉ là tự cấp cái này bức tường lửa gãi ngứa ngứa. Tuy nhiên vẫn không rõ bức tường lửa chính thức nguyên lý, nhưng là chắc hẳn có đặc thù đích thủ đoạn có thể phân biệt rác rưởi tin tức hơn nữa không rãnh mà để ý hội. Nếu không, bất luận cái gì Nguyễn kiện cũng không có khả năng đem server tính năng lăng không đề cao mấy lần. Phải biết rằng, cường đại như vậy hồng thủy công kích nếu như là nhằm vào trước kia server, như vậy server sớm đã bị vỡ tung. Khó trách Sonic dám dõng dạc nói bọn hắn muốn đi công kích Trung Quốc tất cả đại web portal, cái kia khẩu khí phảng phất là không đem Trung Quốc lập trình viên để vào mắt, nguyên lai like là thật đúng có thực tài thực liệu đấy. Mà đối với SMMS, hồng khách người trong liên minh đã không có bất kỳ nói cho tốt rồi, kỹ thuật càng tốt, càng cảm thấy người này thần bí cùng cường đại, cái loại cảm giác này quả thực là đứng tại trong địa ngục nhìn lên thiên đường. Hiện tại tất cả mọi người không sai biệt lắm đã tin tưởng, SMMS dám nói chỉ dựa vào bức tường lửa đến ngăn trở công kích của đối phương, hẳn không phải là một câu nói ngoa rồi. Mà cái này bức tường lửa, cái này bức tường lửa tuyệt đối là thế giới ưu tú nhất, trong đó bao hàm giá trị không cần nhiều lời, thậm chí rất nhiều kỹ thuật đều vượt lên đầu thế giới rất nhiều năm đấy. Đương nhiên bọn hắn không biết, thật sự chính là vượt lên đầu thế giới 80 năm nếu như trung quốc quân đội sử dụng như vậy bức tường lửa hơn nữa đem bên trong kỹ thuật tiến hành phân tích hấp thu như vậy đối với trung quốc quân đội máy vi tính nguyễn kiện trình độ cùng với internet security tính mà nói chính là một cái bay vọt về chất lam sắc bảo bối tiêu lăng nhưng có chút im lặng rồi bởi vì nàng biết rõ hacker chuẩn tắc chính giữa có một đầu tựu là không thể phụ thuộc cùng bất luận cái gì thế lực tránh trị nhưng là nàng dù sao coi như là thuộc về trung quốc quân đội hacker tự nhiên biết rõ cái này bức tường lửa mang đến trọng đại ý nghĩa thật lâu, làm sắc bảo bối mới tại đối thoại khung trong đánh ra, SMMS, có lẽ của ta điều thỉnh cầu này có chút mạo muội nhưng là ta hay là muốn nói. Ngài cái này bức tường lửa kỹ thuật đã vượt lên đầu toàn bộ thế giới, không biết ngài có nguyện ý hay không bán ra cho ta quốc quân đội, tăng cường quân đội mạng lưới tính an toàn có thể đâu này. Cái tin tức này phát ra về sau, tất cả mọi người đã trầm mặc tính cả Trần Húc ở bên trong đều là như thế. Những người khác là cảm thấy, làm sắc bảo bối yêu cầu này tuy nhiên hợp lý, nhưng chưa hẳn hợp tình, mà Trần Húc Tắc thì là đang nghĩ, nếu như đem cái này kỹ thuật cho quân đội, như vậy có thể hay không bị người phát hiện bí mật của mình. Cái kia dù sao cũng là vượt lên đầu 80 năm kỹ thuật à. Kỳ thật Trần Húc bản thân là sẽ không có ý kiến gì, bởi vì này loại bức tường lửa cho hắn chỉ là lãng phí, có thể vì quốc gia làm điểm cống hiến hắn tự nhiên là rất nguyện ý đấy. Đương nhiên, loại này cống hiến điều kiện tiên quyết nhất định phải là bảo vệ dường như mình, bởi vì Trần Húc dù sao cũng là người là ích kỷ, nếu quốc gia muốn lục lọi, lột lấy hắn siêu cấp máy tính, chắc hẳn Trần Húc cũng sẽ không biết đồng ý. Loại chuyện này Trần Húc chính mình là không có biện pháp làm quyết đoán, vì vậy tự hỏi Tiểu Mẫn nói, Tiểu Mẫn à, nếu như ta đem cái này bức tường lửa tư liệu cho người khác, người khác có thể hay không nhìn ra đây là tới tự tương lai khoa học kỹ thuật. Sẽ không, bởi vì xuất phát từ giữ bí mật nguyên tắc, tại vừa rồi cùng hiện tại cái này hai cái trên website bố trí xuống bức tường lửa cùng đánh lên lỗ thủng miếng vá, toàn bộ cũng sẽ ở 12 tiếng đồng hồ về sau tự động tháo dỡ, dùng hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn là không thể nào phân tích phá giải mở đích. Ta không phải lúc cái này, ta bây giờ là muốn đem cái này bức tường lửa tiến đưa cho người khác, hơn nữa đem kỹ thuật phương diện tri thức mở ra cho bọn hắn xem. Như vậy có thể hay không bạo lộ thân phận của chúng ta? Bạo lộ những này kỹ thuật là đến từ tương lai hay sao? Hẳn là sẽ không, Tiểu Mẫn nói, bởi vì hôm nay ta chỉ là lợi dụng kho số liệu chính giữa tư liệu, cho hiện tại thường dùng hệ thống chính giữa đánh lên miếng vá, những này miếng vá đẩy ra thời gian chậm nhất không có vượt qua 2015 năm, hạch tâm chương trình cũng đều là tuân theo lập tức PC máy tính server bên trên chuẩn tắc, cho nên theo chính thức trên ý nghĩa mà nói, cũng không vượt ra ngoài thời đại này rất nhiều đồ vật, người khác nghiên cứu về sau tối đa sẽ phát hiện những này lỗ thủng là bọn hắn không có phát hiện. Hẳn là sẽ không hoài nghi đến máy tính là tới từ ở tương lai đấy. Mà lúc này đây làm sắc bảo bối bọn người cũng đang giàu gì khai giá bao nhiêu đâu này. Dùng một gã lập trình viên ánh mắt đến xem, cái này nguyễn kiện giá chỉ có thể nói là không thể đo lường. Nếu như SMMS nguyện ý đem cái này bức tường lửa công bố ra do toàn bộ thế giới security company cạnh nhãn hiệu, có trời mới biết có thể xào ra một cái bao nhiêu điên cuồng giá cả. 3.000 vạn, 5.000 vạn, hơn nữa đơn vị có lẽ hay vẫn là đô la. Trung Quốc quân đội tuy nhiên không thiếu chút tiền ấy, nhưng như thế nào thuyết phục hắn nhóm, đám bọn họ tiêu tốn cao như vậy giá tới mua cái này bức tường lửa dù sao, cái kia chỉ là một cái bức tường lửa mà thôi. Vượt qua một nghìn vạn nhân dân tệ, đây cũng không phải là lam sắc bảo bối có thể làm chủ được rồi. Nhưng cái giá tiền này nàng thật sự là không có ý tứ báo ra đi, cho nên cái lúc này, nàng chỉ có thể gọi điện thoại hướng thượng cấp xin chỉ thị. Thế nhưng mà điện thoại vừa thông qua một cái mã số, còn không có gầy xong, máy truyền tin bên trên tựu dần hiện ra, SMMS cho mình truyền thâu một cái file nén, một cái hơn 300 mẹ nó bước quá chứ áp xúc bao. Không. Không thể nào, làm sắc bảo bối nhanh chóng chọn tiếp thu, vật này, vật này chẳng lẽ là... Có thể nàng tại máy truyền tin bên trên hỏi thăm lại không có được đáp lại. Đây cũng không phải Trần Húc cố ý đùa nghịch đại bài, bởi vì hắn chứng kiến hơn 300 triệu chỉ sợ muốn truyền thâu bên trên một thời gian ngắn, cho nên đi khách sạn gian phòng trong phòng tắm tắm rửa đi. Dung Phung cùng nói, cái này thật sự quá không đến điều rồi. Nhưng vấn đề là không ai có thể nghĩ đến SMMS hội như vậy không đến điều tự cùng không ai có thể nghĩ vậy tư nhưng thật ra là còn là một thái điều đồng dạng. Lam sắc bảo bối gửi đi mấy câu không có gặp đáp lại, vì vậy không dám tỷ lệ phát sinh cao, bởi vì nàng biết rõ, có đen một chút khách, càng là kỹ thuật cao siêu càng là tính tình cổ quái. Thật giống như Kevin Mitnick, hắn từ nhỏ tự là cái quái gở, không người nào để ý tiểu hai tử. Sonic tiến công trì hoãn dưới đi, bởi vì tại phát hiện hồng thủy công kích không có hiệu quả về sau, bọn hắn bắt đầu lấy ra tin tức dấu hiệu, hy vọng có thể phân tích ra cái này bức tường lửa đến cùng sử dụng là dạng gì đích thủ đoạn, cho nên nhất thời nửa hỏa cũng sẽ không biết lại khởi sướng tiến công. Mà 10 phút sau, Nguyễn Kiện chuyện đã xong, Lam Sắc bảo bối ấn mở xem xét, lập tức giật mình mở to hai mắt, đây là bức tường lửa sở hữu tất cả chương trình cùng với nguyên dấu hiệu. Nguyên dấu hiệu chính là một cái chương trình hạch tâm, là một cái chương trình biên soạn chỉ lệnh. Chỉ cần có nguyên dấu hiệu, tự biểu thị ra cái này chương trình là hoàn toàn trần trụi cho hấp thụ ánh sáng ở trước mặt mình, vô luận là chính giữa kỹ thuật hay vẫn là biên soạn chỉ lệnh, SMMS vậy mà hào phóng như vậy, liên giá cả cũng không hỏi, suy bụng ta ra bụng người, làm sắc bảo bối cảm thấy đổi lại chính mình thật sự là rất khó làm đến hào phóng như vậy. Bởi vì đối với nhóm lập trình viên mà nói, khổ tâm nghiên cứu ra đến chương trình giống như là con của mình đồng dạng, nhất là rất nhiều thứ đều là người khác căn bản không có phát hiện thậm chí là đến rất nhiều năm về sau mới có thể hội bị phát hiện đấy. chẳng lẽ hắn thật là hiện tại cây còn lại quả to truyền thống hacker sao? đối phương không nói chuyện thù lao, làm sắc bảo bối cảm giác mình không thể như vậy không có phúc hậu, liền vội hỏi nói, cái kia báo thù lao vấn đề đâu này? chúng ta cũng không thể lấy không ngài tân tân khổ khổ nghiên cứu ra đến đồ vật, ngài khai cái giá tiền a? tân tân khổ khổ, chân hút cảm giác mình nếu như nói hai câu nói tiểu quá cực khổ rồi. Cái kia trên thế giới thật sự đều là một đám mệt mỏi người chết rồi Cái gọi là hoa không phải là của mình tiến không đau lòng Trần Húc hiện tại cũng tự thật là một chút cũng không đau lòng Vì vậy hắn đang nói chuyện thiên không bên trên rất chính khí nghiêm nghị viết Vì quốc gia làm cống hiến là nghĩa vụ của ta cùng vinh hạnh Báo thù lao sự tình cũng không cần nhắc lại rồi Chứng kiến những lời này, làm sắc bảo bối đánh bàn phím ngón tay dừng lại một chút Sau đó đem vừa rồi đánh ra một hàng chữ cười khổ xóa đi Ta sẽ cùng thượng cấp thảo luận tranh thủ vi ngài lấy được một hợp lý giá cả, dự tính sẽ không thấp hơn 2.000 vạn. Nếu như Trần Húc biết rõ 2.000 vạn thậm chí thêm nữa. Cũng bởi vì chính hắn một câu mà bay rồi, vậy hắn đoán chừng lúc này thời điểm tự phiền muộn dùng đầu đi gặp trở ngại rồi. Cái này là, trang bức, một cái giá lớn à. Bất quá may mắn, cái gì cũng không biết kỳ thật cũng là một loại hạnh phúc. Sơn X sốt cục lại bắt đầu tiến công, bọn hắn lần này áp dụng sử dụng bình thường thỉnh cầu server liên tiếp, kết nối phương pháp bình thường thỉnh cầu server liên tiếp, kết nối, đây là đám hacker ngụy trang một loại thủ đoạn, nói cách khác, sơn người tại trải qua một trận quan sát về sau, bọn hắn không có phát hiện server bên trên có bất kỳ một cái nào có thể có thể được bọn hắn lợi dụng lỗ thủng, không cách nào dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu, đành phải chọn dùng loại phương pháp này. Có chút gần như tại vô sỉ phương pháp, vì cái gì nói loại này thường dùng phương pháp vô sỉ. Bởi vì lúc trước nói, bức tường lửa chỉ là chương trình, là chương trình nhất định phải muốn tuân theo nhất định được truyền tắc. Loại này bình thường thỉnh cầu server liên tiếp, kết nối đích thủ đoạn đối với bình thường hacker công thủ mà nói có lẽ không tính là cái gì, bởi vì tại thực lực cao siêu nhân viên quản lý dưới sự giám thị, có thể thông qua số liệu lưu chuẩn xác phát hiện đối phương ý đồ hơn nữa tiến hành ngăn cản. Nhưng vấn đề là SMMS trước khi nói, hắn chỉ dùng bức tường lửa tiến hành phòng ngự, bản thân cùng với khác người tuyệt không ra tay. Cho nên loại phương pháp này có thể xưng bên trên là vô xỉ rồi, chỉ cần dùng hư giả số liệu bao đã lừa gạt server, như vậy bọn hắn là có thể thành công xâm lấn. Cái này là trước khi theo như lời, cùng loại với TCP IP chỗ thiếu hụt một loại, không phải lỗ thủng mà là chỗ thiếu hụt. Trang web server là nhất định phải cởi mở cùng người trao đổi, nếu không một đài ngăn ra dây mạng lưới server mặc hắn là thế giới cao thủ đứng đầu đều khó có khả năng thông qua mạng lưới đến xâm lấn, đây là cơ bản thưởng thức. Mà cởi mở trao đổi, bởi vì số liệu trao đổi, tắc thì tất nhiên hội sinh ra loại này chỗ thiếu hụt. Mà trước khi Sonic làm chính là cái kia trang web, trang đầu bên trên tự sử dụng hỗn độn mã hóa phép tính, căn bản không có cho bất luận kẻ nào liên tiếp, kết nối trang web cơ hội, cho nên không có cách nào sử dụng loại phương thức này đến công kích. Này đây đem làm phát hiện Sonic người sử dụng loại phương pháp này lúc, cơ hồ tất cả mọi người mắng một câu, vô sỉ. Lam sắc bảo bối nhanh chóng ở đối thoại khung bên trên đánh ra, đối phương hôm nay chọn dùng bình thường thỉnh cầu hình thức muốn liên tuyến, ngài tự một chút cũng không lo lắng sao đối thoại khung bên trên rất nhanh xuất hiện, lo lắng cái gì. Những lời này thật sự rất lại để cho người thổ huyết hà. Lam sắc bảo bối cảm giác đối phương không phải đối với chính mình kỹ thuật tự tin đã đến nhất định được cực hạn tự tuyệt đối là một cái siêu siêu cấp điện bạch. Đương nhiên, nàng biết chắc không phải là thứ hai. Siêu siêu cấp điện bạch lúc này thời điểm cũng rất buồn bực, bởi vì hắn thật sự nhìn không hiểu ý tứ của những lời này. Sonex sử dụng đăng ký tài khoản phương thức gửi đi thỉnh cầu, loại này thỉnh cầu là server căn bản không cách nào cự tuyệt đấy. Nếu như một cái bức tường lửa lại để cho server đều không thể bình thường công tác, cái kia tính là cái đếch ấy cái rắm bức tường lửa à. Thông qua tiếp thu cùng phân tích server công tác tình huống, sờ người rất là thổ huyết. Bởi vì trên số liệu biểu hiện hôm nay đang tại có ít nhất hơn vạn cái IP đang tại liên tiếp, kết nối server, nói cách khác toàn bộ thế giới đám hacker đều tại chú ý diễn đàn bên trên hướng đi, không ít người còn có thể tự do đăng ký tài khoản hơn nữa phát bài viết hỏi thăm. Nhưng là mình vừa rồi đi DOS hồng thủy công kích, lại không có đối với server tạo thành chút nào dị thường. Vì vậy Sonic người rất nhanh nghĩ đến một cái phương pháp. Đã ta sử dụng đi DOS hồng thủy công kích tin tức đều bị người che đậy, như vậy ta liền khiến cho dùng bình thường liên tiếp, kết nối như thế nào. Lúc này thời điểm muốn hơi làm giới thiệu, đi DOS loại công kích này phương pháp, tự là lợi dụng rất nhiều thịt gà cùng nhau như server gửi đi thỉnh cầu, nhưng là loại này thỉnh cầu là hư giả, thật giống như một người cùng một người khác chào hỏi, vươn tay hy vọng cùng hắn nắm tay, mà server chứng kiến đối phương vươn tay về sau, sẽ lễ phép thò tay hoàn lễ, nhưng này lúc trước kia người kia càng làm tay thu đi trở về, quay đầu tự đi. Như vậy rũi ra tay nhiều hơn, server vận chuyển tự nhiên sẽ lâm vào chậm chạp, nhưng vấn đề là đối phương bức tường lửa lại có thể đơn giản nhìn ra, người thò tay mục đích chỉ là vì đùa dẫn ta, cho nên ta không tiếp hơn nữa hắn thậm chí có thể tại ngàn vạn chi tay chính giữa rất dễ dàng đoán được, cái đó chi tay thật sự muốn cùng chính mình nắm tay, thì ra là đăng ký diễn đàn số tài khoản, phát bài viết chờ cái đó chi tay là ác ý đùa giỡn. Nhưng hôm nay Sonic thay đổi loại phương thức, bọn hắn sử dụng phương pháp là ta một vạn chi vươn tay ra đến đều là với người nắm tay, hơn nữa mỗi người nắm tay thời điểm còn dùng sức ném lên hai cái, tranh thủ nắm tay sẽ đem ngươi cho nắm tàn rồi. Loại phương thức công kích này tựu là theo hư biến thành thực trừ phi ngươi server toàn bộ cự tuyệt nắm tay, nếu không nguyên một đám kế tiếp, mệt mỏi bất tử cũng phải đem ngươi cho mệt mỏi tàn rồi. Loại phương pháp này, quả thực quá mức vô sỉ rồi. Sonic người biên soạn một cái đăng ký cơ dốc sức liều mạng bắt đầu đăng ký tài khoản. Cho dù có nghiệm chứng mã cũng không có vấn đề gì, bởi vì cho dù nghiệm chứng mã xuất hiện sai lầm, server cũng muốn đáp lại, thực xin lỗi, ngài nghiệm chứng mã sai lầm, như vậy lập tức hơn một vạn cái số tài khoản cùng một chỗ đăng ký, một nồi công kích, như vậy server hiệu suất cũng tuyệt đối sẽ giảm xuống, bọn hắn thì có cơ có thể thừa lúc rồi. Chứng kiến đối phương dùng loại thủ đoạn này, sở hữu tất cả chú ý số liệu máy giám thị người cũng nhịn không được đem tâm nâng lên cổ học, loại phương pháp này hèn hạ là hèn hạ, nhưng hoàn toàn chính xác hữu hiệu. Hơn nữa, là dưới mắt sở hữu tất cả bức tường lửa đều căn bản không cách nào tránh khỏi vấn đề. Đánh cho cách khác A, server có thể thừa nhận được áp lực là có hạn, thật giống như độc giả các học sinh thường xuyên sẽ phát hiện khởi điểm động kinh, rất trọng yếu một phương diện nguyên nhân là bởi vì người nhiều lắm, làm cho server áp lực quá lớn mà không cách nào thừa nhận, cho nên mở ra chậm chạp thậm chí website dứt khoát mở không ra. Đây là trần trụi dương mưu, không phải âm mưu. Dương mưu người, cho dù minh bạch kế hoạch của đối phương cũng không cách nào ngăn cản, tự là ý tứ này. Cái này lúc sau đã có người nhịn không được nói, SMMS đại thần, tranh thủ thời gian ra tay đi, đối phương quá mức vô sỉ rồi còn có người lập tức ở nói chuyện phiếm trong phòng kêu to, mọi người hiện tại cũng không muốn tới diễn đàn bên trên phát bài viết rồi, muốn giảm bớt diễn đàn lưu lượng. Cũng có người mắng to thật sự quá không biết xấu hổ, bởi vì vì bọn họ cái kia trên website sử dụng server nhất định là tốt nhất cường đại nhất, có thể gánh chịu ở phi thường cường đại lưu lượng công kích, nhưng là SMMS đại thần gần kề chỉ là tùy tiện tìm hồng khách liên minh cái này server không tính là cường đại trang web, dùng loại thủ đoạn này thức sự quá vô sỉ. Có thể hay vẫn là câu nói kia, hacker chiến tranh không có công bình nhưng là thân là nhân viên quản lý làm sắc bảo bối bọn người rất nhanh tựu ở phía sau đài phát hiện đối phương tuy nhiên tại ngắn ngủn vài phút ở trong tựu đưa ra mấy vạn cái đăng ký tài khoản thỉnh cầu thế nhưng mà server trước mắt bộ nhớ tiêu hao cùng cpu tiêu hao chẳng những không có tăng trưởng phản mà hạ xuống một chút đây là có chuyện gì đối phương rõ ràng sử dụng chính là dương mưu hơn nữa cũng đã cùng server đã xảy ra đối thoại khả đồng lúc mấy vạn cái đối thoại phát đặt ở bình thường server sớm hỏng mất nhưng nhưng bây giờ hình như là một chút sự tình đều không có. Hắn cường mặc hắn cường, gió mát phật núi, hắn hoành mặc hắn hoành, trăng sáng chiếu đại giang. Ngay tại tất cả mọi người sợ hãi thán phục thời điểm, hồng khách liên minh trên website trang chủ nói, có thể nói, phi thường đạo. Tên, có thể tên, phi thường tên tuyên môn phía dưới, xuất hiện như vậy một hàng chữ. Đây là kim dung tiểu thuyết hỷ thiên đồ long ký chính giữa tuyệt thế võ công, cửu dương thần công chính giữa một đoạn lời nói, Ý tứ tự là mặc kệ ngươi mạnh mẽ cỡ nào, ta giống như là gió mát phật qua núi, trăng sáng chiếu giỏi lấy đại giang như vậy. Hắn tự hung ác đến hắn tự hoành, ta tự một ngụm chân khí đủ. Đoạn văn này là Trần Húc đánh đi ra, tuy nhiên là trang bước, nhưng kỳ thật cũng thật là loại này do người châu á độc lập nghiên phát ra tới số liệu trao đổi hình thức chân thật khắc họa. Hơn nữa cũng là lập trình người với tư cách giới thiệu lúc câu nói đầu tiên. Loại này số liệu trao đổi hình thức cũng không giống với hôm nay có chỗ thiếu hụt TCP/IP hiệp nghị rất nhiều số liệu xử lý đều là đặt ở server bên trên, rất dễ dàng làm cho server bởi vì áp lực quá lớn mà sụp đổ. Đánh cho cách khác, tại SWF, thì ra là FL tiệm uốn tóc as nội khảm video xuất hiện trước khi, trong nước rất nhiều video trang web đều bởi vì server đầu nhập quá lớn mà nhất ngẫu phá sản, cũng là bởi vì xem online video, đối với server sinh ra áp lực không phải nửa lần hay một lần, rất nhiều người đồng thời xem phim, cái kia server tự thật sự game over rồi. Hiện tại video trang web đều chọn dùng P2P hình thức, thì ra là người xem online xem phim, hơn nữa đem điện ảnh download bảo tồn nhập tạm thời văn bản tài liệu đồng thời, cũng đang tiến hành lấy thượng truyền, như vậy tự sâu sắc giảm bớt server áp lực hơn nữa phân tán đến người sử dụng máy tính cùng trên Internet. Mà loại này xử lý hình thức tự là như thế, cũng không phải đem sở hữu tất cả tính toán đều đặt ở server lên, mà là phân bố đến từng người sử dụng máy vi tính chính giữa. Sonic vận dụng mấy vạn đài thịt gà đến đăng ký tài khoản, Server cảm giác được áp lực quá lớn thời điểm sẽ đem số liệu phân tán đến mỗi một đài máy vi tính chính giữa độc lập vận hành, cho nên Sronet là không duyên cớ cho Hồng Khách liên minh diễn đàn gia tăng lên mấy vạn cái số tài khoản lại đơn giản chỉ cần không có đối với bọn họ sinh ra bất cứ hiệu quả nào. Chờ Sronet người phát hiện điểm này thời điểm kính nảy như cuồn cuộn nước sông đồng thời đã ở phát điên không thôi. Loại phương pháp này cũng không được sao, cái kia còn có thể như thế nào đây? Cũng không phải nói Sronet tụ điểm ấy kỹ thuật mà là vì hacker công thủ tựu không ai qua được đã ngoài vài loại, lừa gạt server, tìm kiếm lỗ thùng, hoặc là dứt khoát dùng thiết bị cùng lưu lượng đem đối phương triệt để vỡ tung. Nếu như đã ngoài phương pháp đều không được, cũng chỉ có thể sử dụng một chiêu cuối cùng. Virus, có thể nói thật, thật sự không có lòng tin, mà ngay cả phong hỏa virus đều bị vị gia này cho phá giải, bọn hắn trên tay những này đồ chơi, hữu dụng sao? Chỉ là thời gian đã qua một nửa, mặc kệ hữu dụng hay không, đều được thử xem. Sonic tại ngắn ngủi thảo luận về sau, rốt cuộc quyết định thả ra nghiên cứu đã lâu một cái virus. Danh tự vi Terminator sung kết giả, cái này virus ẩn nấp tính có lẽ xa xa so ra kém phong hỏa virus, nhưng là phá hư tính cùng truyền bá tính so với nó lớn rất nhiều. Đem làm máy tính server chúng con virus này về sau, bệnh độc tướng hội dốc sức liều mạng bắt đầu công kích liên tiếp, kết nối mạng lưới kẻ thứ ba hơn nữa tại trong máy vi tính chế tạo ra đại lượng rác rưởi tư liệu thậm chí là phá hư vốn có tư liệu. Có thể nói, còn virus này được sáng tạo đi ra chính là vì phá hư. Đây là một cái thuộc về hacker virus, hơn nữa là bị đám hacker phỉ nhổ virus. Snake đem cái này virus nhanh chóng tản đi ra, bọn hắn chọn dùng phương pháp cùng loại với thất thương quyền, trước thương mình sau đả thương người. Bọn hắn vậy mà đem virus trước cắm vào chính mình khống chế mấy vạn đài cương thi máy vi tính chính giữa hơn nữa kíp nổ. Trong lúc nhất thời, Terminator sum kết giả virus tại trên Internet điên cuồng bộc phát. Thao, Snake điên rồi. Lam sắc bảo bối đại tỷ cái thứ nhất phát hiện loại này điên cuồng công kích virus, khí tuôn ra nói tục. Sau đó phát tin tức cho SMMS, sơn người vậy mà sử dụng một loại phi thường có tính công kích virus đến công kích server. Cái này virus lây bệnh tính cùng tính công kích đều là rất mạnh. Dưới mắt đã có rất nhiều máy vi tính đều trúng độc. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà điên cuồng đến trình độ này. Mà lúc này đây trước máy vi tính Trần Húc cũng đã nhận được tiểu mẫn báo cáo, phát hiện tên là Terminator Sung kết giả virus này khoản virus có cường đại lây bệnh lực, hơn nữa hội xóa bỏ người sử dụng máy tính chính giữa tư liệu, là 21 đầu thế kỷ kỳ nhất ác y virus một trong, bị cuốn hút người sử dụng trong máy vi tính tư liệu đều bị tẩy trừ không còn. Mẹ nó bước qua chứ, Trần hút cái này cũng nổi giận, thật sự phát hỏa. Tuy nhiên là điện bạch, nhưng hắn nhìn giới thiệu về sau cũng biết cái này virus tính nguy hại, một khi bộc phát, như vậy bao nhiêu người hội đối với mình máy tính khóc. Những thứ không nói khác rồi, chính hắn trong máy vi tính còn có thật vất vả thu thập hơn mấy chục cái gờ phim heo đây này. Có chút thậm chí đều là không xuất bản nữa rồi, ném đi hắn tìm ai khóc đây. Rất nhanh nói chuyện phiếm trong phòng đã có người hô to chính mình trúng độc, số liệu toàn bộ bị mất, còn có người báo cáo nói rất nhiều đang tại xem hồng khách liên minh chủ trang, chú ý trận chiến đấu này hội viên đều trúng độc. Cái kia virus quả thực như chó điên đồng dạng, vào không được bức tường lửa vì vậy tự dốc sức liều mạng toàn chui vào, khe tản, truyền bá đã đến rất nhiều người máy tính chính giữa. Trần Húc cái này thật sự phát hỏa, vì một cái thanh danh, vậy mà sử dụng thủ đoạn như vậy, Sernet người chẳng lẽ không biết virus tản đi ra ngoài hậu quả sao? Không khách liên minh trang chủ bên trên đột nhiên xuất hiện như vậy một hàng chữ, Sernet, ta thật không ngờ các người vậy mà hội chọn dùng loại này cực đoan đích thủ đoạn, xem ra là ta sai rồi. Đối với các người loại này đã sa đọa đâu hacker, có được lấy hình dáng này cường đại kỹ thuật là một cái cự sai lầm lớn, cũng là máy vi tính giới bi ai? xem ra các ngươi còn không có có quý trọng ta vì các ngươi lưu lại cơ hội mắc thêm lỗi lầm nữa các ngươi trước kia sở tác sở vi còn có hôm nay tàn loại này ác ý virus đã lại để cho thế giới không cách nào nữa tha thứ các ngươi có lẽ ta bản thân cũng không có thẩm phán quyền lực của các ngươi nhưng là tư pháp cơ quan sẽ có các ngươi sở tác sở vi đủ để cho các ngươi tại trong lao ngục dùng toàn bộ nửa đời sau đến hối hận thứ tội đoạn văn này xuất hiện tương đương không hiểu thấu mà sơ nét người lại đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo sông lên đầu ngay tại một giây sau, website bên trên xuất hiện một phần danh sách, Sonic thành viên có, Microsoft cao cấp kỹ sư Camelo tiến sĩ, vì Sonic người sáng lập. Sonic danh sách như sau, Microsoft cao cấp kỹ sư Camelo tiến sĩ, vì Sonic người sáng lập. Năm 1999 bắt đầu tổ kiến Sonic. Hơn nữa lợi dụng chức vụ chi tiện trộm cướp công ty cơ mật văn bản tài liệu hơn nữa làm vì chính mình hacker thủ đoạn, cùng 2003 năm tháng 3 ngày 25 bày ra Seattle thành phố liên hoàn tai nạn xe cộ sự kiện, giết chết ba gã đang tại điều tra Sonic FBI thành viên. Microsoft cao cấp kỹ sư Danny Tiến sĩ, đồng dạng tham dự đối với ba gã liên bang cơ quan tình báo thành viên án mưu sát. Dell công ty cao cấp nhân viên quản lý Jarrett Tiến sĩ. Intel công ty cao cấp kỹ sư Mễ Đặc Nhĩ Tiến sĩ. Cisco System Company hệ thống công ty cao cấp kỹ sư thi đấu mẫu tiến sĩ lãng tin tức khoa học kỹ thuật công ty cao cấp kỹ sư Hamid Tiến sĩ. Chấm, chấm, tổng cộng dài đến 17 người danh sách xem sờ nét người kinh hồn táng đảm, đối với bọn hắn mà nói, cực kỳ cho rằng nhất vi ngạo chính là bọn họ thân phận chân thật liền FBI thành viên đều không thể biết được. Có thể vậy mà đối phương thần không biết quỷ không hay tựu đem thân phận của bọn hắn, còn có đã làm sự tình toàn bộ đều vạch trần đi ra. Đương nhiên, không có người hoài nghi đây là Trần Húc tại máy móc, theo kiểu mẫn trên tư liệu đọc lấy ra đấy. Tất cả mọi người tính cả Snick người đều cho rằng, tài liệu mình tiết lộ là vì đối phương thần không biết quỷ không hay đối với chính mình đã tiến hành phản xâm lấn, do đó đã lấy được chính mình máy tính chân thật IP về sau điều tra ra được đấy. Có người có thể đủ tại không kinh động tình huống của bọn hắn hạ xâm lấn Snick thành viên máy tính sao? Những lời này nếu như là đặt ở trước đây mấy giờ, Snick mọi người hội ha, ha ha cười cười nói lên một câu ngu ngốc, trên cái thế giới này làm sao có thể có loại này kỹ thuật. Nhưng là hiện tại bọn hắn không cho rằng như vậy rồi. Cái kia khoản bức tường lửa đã lại để cho Sonic người tín tâm hoàn toàn đánh mất, tuy nhiên gần kề chỉ là một cái công cụ, nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác mình hình như là tại cùng bạn chi kỷ chiến đồng dạng. Mà cử động của mình chọc giận cái này thần, cho nên hắn vì trừng phạt chính mình, rốt cục đưa bọn chúng thân phận chân thật vạch trần đi ra. Sonic người có trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn buông tha cho chống cự, có còn muốn tranh thủ thời gian chạy trốn, nhưng vấn đề là chú ý trận này hacker đại chiến có bao nhiêu người các quốc gia tình báo cơ quan đô tại chú ý đây này. Chỉ là 5 phút đồng hồ về sau, FBI dò xét viên nhóm, đám bọn họ tự xuất hiện ở bọn hắn cửa ra vào. Trần Húc nhìn xem tiểu mẫn cho ra trên danh sách, hắn còn có một chút tư liệu không có đánh đi ra, tự là đối với Sonex xử phạt. Sonex là năm 2009 xa lưới, bởi vì vi thành viên của cái tổ chức này liên quan đến đã đến Microsoft, Dell, Intel chờ chờ nhiều ra thế giới nổi tiếng cỡ lớn xí nghiệp, cho nên chuyện này tại lúc ấy tính toán bên trên là một cái cự đại tin tức, cho nên tiểu mẫn trong tư liệu cũng có tương ứng ghi chép, cầm đầu Camelo cùng Danny tiến sĩ bị phán án tổng cộng hơn 300 năm ở tù, những người khác ít nhất cũng ở vào 7 năm trở lên hình phạt. Hơn nữa là trọng yếu hơn là, bởi vì snack tên xấu rõ ràng cùng với bọn hắn phạm vào nhiều khởi án mạng, tại dư luận cường đại dưới áp lực, nước Mỹ chính phủ cũng không dám dùng đặc thù thủ đoạn đến giải quyết. Tự là nhằm vào một ít đặc thù loại hình phạm nhân, lại để cho bọn hắn vì quốc gia công tác do đó đổi lấy có hạn tự do nói cách khác những người này cuối cùng kết cục đã đã chú định muốn ăn cơm tù nhất là hai cái chủ mưu mấy trăm năm cơm tù từ từ ăn a à, hơn nữa nói không chừng sẽ thảm hại hơn bởi vì không lâu lắm thì có Microsoft chờ công ty lập trình viên tại Hồng Khách Liên Minh diễn đàn bên trên phát bài viết xác nhận kể trên danh sách chính giữa đích nhân vật bị nắm chộp tin tức hơn nữa hiện tại cơ hồ là toàn bộ thế giới cao cấp nhóm lập trình viên đều tại chú ý trận chiến đấu này, Sonic như thế hung hăng cản cuối cùng ác ý tản virus, càng là chọc giận vô số người. Những người này chính giữa chỉ sợ không thiếu có năng lượng tai to mặt lớn, thậm chí có tên tự xưng là bang California nghị viên cũng phát bài viết tỏ vẻ nhất định phải làm cho Sonic người lao ngọn nguồn ngồi mặc. Đương nhiên về phần là thật sự giả, cái kia cũng không rõ ràng rồi. Dù sao hiện tại nước Mỹ thời gian còn là tại hạ buổi trưa, có lẽ thực sự nghị viên dỗi rãnh được nhất cả chứng không có chuyện gì chú ý mạng lưới đâu này. Kế tiếp Trần Húc rất nhanh ở Hồng Khách Liên minh diễn đàn bên trên ban bố một cái nhằm vào Terminator sung kết giả virus chuyên giết, bổ sung số liệu tìm về công năng. Bởi vì máy tính ổ cứng HDD là phân phiến khu, nếu như là thông qua bình thường thủ đoạn đem văn bản tài liệu xóa bỏ, mà ở ổ cứng HDD trong không có tăng thêm mới văn bản tài liệu dưới tình huống, dùng bình thường phục hồi dữ liệu nhuyễn kiện là có thể chữa trị. Nhưng là Terminator Sum kết giả virus là một mặt xóa bỏ ổ cứng HDD ở bên trong văn bản tài liệu, một mặt dốc sức liều mạng chế tạo rác rưởi văn bản tài liệu. Như vậy, phiến khu chính giữa ghi chép văn bản tài liệu tin tức cũng sẽ bị mới đích rác rưởi văn bản tài liệu chỗ tràn ngập, đến lúc đó cho dù tìm về, tìm về cũng gần kề chỉ là rác rưởi văn bản tài liệu rồi, trước kia trọng yếu văn bản tài liệu cũng bị mất. Bất quá thông qua Trần Húc tuyên bố cái này số liệu tìm về Nguyễn kiện, có thể thành công đem ổ cứng HDD khôi phục đến chúng độc trước bộ dạng hơn nữa có thể hoàn toàn xóa bỏ ổ cứng HDD bên trong rác rưởi văn bản tài liệu, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Có thể trong thời gian ngắn giải mã virus hơn nữa tuyên bố như thế hoàn mỹ chuyên giết, theo lý thuyết trên Internet chú ý trận này đại chiến mọi người có lẽ hội hoan hô một mảnh mới đúng, nhưng cái lúc này nhưng không ai nói chuyện. 5 phút đồng hồ, hay vẫn là 10 phút, đối phương tự làm ra như vậy hoàn mỹ chuyên giết, tăng thêm cái kia thần cấp bức tường lửa, xuất quỷ nhập thần đích thủ đoạn, dễ dàng tự vạch trần thần bí nhất sở nét thành viên chân diện mục. SMMS, hắn rốt cuộc là người hay vẫn là thần. Sở hữu tất cả hacker đều sinh ra loại này núi cao ngưỡng dừng lại cảm giác, rất rõ ràng, đối phương còn không có lấy ra toàn bộ thực lực, cái kia thực lực chân chính của hắn đến cùng đáng sợ đã đến một loại gì dạng tình trạng. Rất nhiều hacker đều buông tha cho tìm kiếm SMMS nghĩ cách, bởi vì vì bọn họ sự thật chính giữa thân phận đều là phi thường giữ bí mật nếu như không muốn chết, tốt nhất hay vẫn là thiểu trêu chọc vị gia này cho thỏa đáng. Mà các quốc gia dò xét viên tắc thì đối với máy tính bóp cổ tay thở dài, có như vậy kỹ thuật cường đại tồn tại, tại sao phải tại Trung Quốc? Bất quá xem ra, người này là một cái phi thường kiên trì truyền thống lý niệm hacker, đen như vậy khách có lẽ không có phụ thuộc vào chính phủ Trung Quốc, hơn nữa cũng sẽ không biết phụ thuộc vào chính phủ Trung Quốc. Bởi vì hacker cái nghề nghiệp này là hoàn toàn không thể bắt buộc, thực lực càng cao mạnh càng là như thế. Tựa như Kevin Mitnick, hắn cự tuyệt vì nước Mỹ chính phủ công tác, nước Mỹ chính phủ cuối cùng chỉ có thể đưa hắn phóng thích, hạn định hắn sử dụng máy tính năng lực mà không dám bức bách cùng hắn. Vì vậy cấp bậc hacker nếu như không phải cam tâm vì chính phủ công tác, vậy hắn tại thời khắc mấu chốt bởi vì oán hận mà phản chọc một đao, loại này một cái giá lớn ai cũng chịu không được. Hy vọng hắn có thể một mực bảo trì ở như vậy siêu nhiên tính A, đương nhiên, những tổ chức này các thành viên cũng sẽ không buông tha cho đối với SMMS tìm kiếm là được. Mà kỳ thật như bọn hắn nghĩ như vậy, Trần Húc hiện tại cũng hoàn toàn chính xác không muốn cùng chính phủ nhắc lên quan hệ. Bởi vì hắn nhà mình biết nhà mình sự tình, SMMS tồn tại, hoàn toàn là vì đã có một đài 80 năm sau máy tính, tuy nói cái này máy tính giao cho quốc gia trong tay sẽ có càng lớn tác dụng, nhưng người dù sao đều là ích kỷ, Trần Húc cảm giác mình có thể tại đủ khả năng dưới tình huống băng giúp quốc gia làm chút chuyện là không có vấn đề, nhưng nếu như muốn hắn đem máy tính giao ra đây hắn khẳng định không tiếp thụ được ban bố truyền giết về sau, xem nhìn thời gian cũng không sớm, hơn nữa sở nét sự kiện trên cơ bản đã qua một đoạn thời gian, ngẫm lại ngày mai còn muốn lên khóa, Trần Húc ngay tại máy truyền tin bên trên viết ra, đã sự tình đã giải quyết không sai biệt lắm, ta tự đi ngủ. Đang nghiên cứu bức tường lửa nguyên dấu hiệu làm sắc bảo bối cả kinh, vội vàng trả lời, sự tình hôm nay thật là đa tạ ngài, đã ngài không muốn thủ lao, như vậy ta chỉ có thể nói hồng khách liên minh thiếu ngài một cái tình, về sau nếu như ngài có cái gì muốn giúp đỡ, Hình cứ mở miệng. Trần Húc vừa định khách sáo vài câu, nhưng đột nhiên chú ý tới một cái mấu chốt từ, Thù Lao, hắn rất ngạc nhiên gãi gãi đầu, lúc này mới nhớ tới lúc ấy làm Sắc bảo bối nguyên lời nói giống như đích thật là hỏi mình phải chăng bán ra, sau đó chính mình không có đảm giá tiền tựu cho đi ra ngoài rồi. Được rồi được rồi, Trần Húc còn chưa hiểu cái này bức tường lửa giá trị, tại trên bàn phím đánh chữ nói, dù sao tính toán không được cái gì, đàm Thù Lao liền khách khí rồi. Đúng rồi, ngoại trừ ta cho đồ đạc của ngươi bên ngoài, Bản đài server bên trên bức tường lửa sẽ tại mấy giờ về sau tự động tháo dỡ xóa bỏ, bọn hắn server bên trên cũng thế. Những lời này thật sự là bề ngoài hiện ra Trần Húc Điện Bạch trình độ, trong lòng hắn đại khái cho rằng cái này bức tường lửa cho dù bán cũng bán không xuất ra cái gì giá tiền, cho nên dứt khoát làm thuận nước song thuyền. Phải biết rằng Trần Húc trong nhà coi như là có tiền, phụ thân mở cái nhà xưởng, trên cơ bản lợi nhuận cũng không tệ lắm. Hơn nữa Trần Húc người này trước sau như một thấy đủ thường vui cười cảm thấy tiến mua hoa là được, muốn quá nhiều cũng vô dụng. Tại Trần Húc trong nội tâm, cái này bức tường lửa tuy nhiên đủ cường đại, nhưng một cái bức tường lửa có thể bán bao nhiêu. Bất quá cũng tự hơn 10-20 vạn bộ dạng, những số tiền này đối với một đệ tử mà nói tự nhiên là thiên văn sổ tự, nhưng là Trần Húc càng sâu tầng băn khoăn là vì lo lắng bởi vì những này món tiền nhỏ mà bại lộ thân phận như vậy ngược lại được không bù mất. Phản chính tự mình có như vậy một máy tính, tương lai cũng không lo lợi nhuận không đến tiễn đến. Mà hôm nay, chính mình còn là một đệ tử, hơn nữa bình thường không xài tiền bậy bạ, một tháng một ngàn tiền sinh hoạt đầy đủ chính mình qua vô cùng thoải mái rồi, tạm thời đối với tiến cũng không có bao nhiêu truy cầu. Có thể Trần Húc chính mình không biết, hắn hào phóng như vậy buông tha cho không phải hơn 10-20 vạn như vậy món tiền nhỏ, mà là hơn 10-20 vạn hơn một ngàn lần. Nếu quả thật cho hắn biết Lam Sắc Bảo Bối đã chuẩn bị ra giá 2.000 vạn, vậy hắn thật đúng là hội phiền muộn dùng đầu đập vào tường đây này. Muốn lại không thể muốn, khó xử à, cho nên nói, có đôi khi vô tri cũng là một loại hạnh phúc. Nhưng đối với Lam Sắc Bảo Bối mà nói, nàng tự nhiên cũng sẽ không cho là SMMS lại không biết cái này nguyễn kiện giá trị, cũng sẽ không cho là có người hội hào phóng đến tùy ý văng ra mấy ngàn vạn. Dù là người này là ghét, nàng muốn chính là SMMS nhất định là không muốn bởi vì tiến mà bại lộ thân phận của mình, theo điểm này đi lên nói hắn là một cái chính thức trên ý nghĩa hacker, không muốn mất đi chính mình tự do. Tuy nhiên tổn thất một cái giá lớn đại đi một tí, nhưng như vậy bán một cái tốt, cơ quan quốc gia cũng không nên vô cùng buộc hắn. Nhưng là nàng cảm giác mình hay là muốn làm chút gì đó, vì vậy ngay tại đối thoại khung bên trên đánh ra, đã ngài cố ý không muốn thủ lao, ta đây cũng không nhiều lời rồi. Phần nhân tình này chúng ta Hồng khách liên minh ghi xuống, quốc gia cũng sẽ biết nhớ kỹ. Ngài tại trên internet thực lực lại để cho chúng ta vô cùng bội phục, hy vọng về sau có thể có hướng ngài học tập cơ hội nhưng là coi như là đỉnh cấp hacker, cũng là nhất định phải sinh hoạt tại sự thật chính giữa đấy. Nếu ngài về sau tại trong hiện thực gặp cái gì không cách nào giải quyết phiền toái, tại cảnh nội ngài có thể tại nhiệm ý một bộ trên điện thoại gầy 9 cái 9, mà ở ngoại cảnh, ngài có thể cùng chúng ta đại sứ quán tiến hành liên hệ. Chỉ cần là chuyện của ngài tình, chúng ta nhất định sẽ hết sức. Chứng kiến lời này Trần Húc thật đúng là muốn tại trên điện thoại di động gọi 10 cái 9 thử xem, nhưng ngẫm lại hay vẫn là được rồi, đành phải hàm hồ tạ ơn. Trần Húc chính mình không biết là, 9 cái 9 điện thoại là trực tiếp bấm quốc gia an toàn cục đặc thù số điện thoại, thuộc về tuyệt đối đặc thù độc lập hành chính cơ cấu. Trên cơ bản chỉ cần ở trong nước chuyện đã xảy ra, không có quốc an cục người không thể dọn dẹp, bọn hắn biên chế tuy nhiên không cao, nhưng coi như là chính bộ cấp cán bộ cũng không muốn đắc tội bọn hắn, vì vậy ngành là trực tiếp hướng Trung Nam Hải phụ trách đấy. Trần Húc không biết mình trong lúc vô tình tự dính vào một cây đại thụ cũng không biết mình cái kia khoản bức tường lửa cho quân đội nghiên cứu về sau hội sinh ra bao nhiêu chấn động, do đó lập tức đem SMMS thiết lập vi cấp độ A trọng điểm bảo hộ danh sách, thậm chí liền quốc phòng tin tức bộ bộ trưởng đều tự mình hạ đạt mệnh lệnh, nếu có SMMS tin tức lập tức hướng hắn trực tiếp báo cáo, hơn nữa ngày bình thường tuyệt đối không thể đối với hắn tiến hành theo dõi giám thị, muốn cam đoan làm cho đối phương lý giải quân đội thái độ là thiện ý. Hơn nữa cũng không có muốn cưỡng ép lại để cho hắn vì chính mình công tác ý tứ. Phạm loại này loại, Trần Húc tự nhiên là không biết, hắn hiện tại đang có chút hít cười khổ nhìn xem máy truyền tin bên trên tin tức. Lão đại à, ta đối với người bội phục thật sự là như cuồn cuộn nước sông không ngớt không dứt à, lại giống như hoàng hà tràn lan một phát mà không thể vãn hồi à. Lão đại ta bội phục ngươi chết bầm, ngài tự lòng từ bi, thu ta làm đồ đệ a. À. Gửi đi người, tráng nhiên sớm mập. Audio điện tử võ tấn bền chứng kiến những lời này Trần Húc ha ha nở nụ cười bởi vì bị người gọi lão đại cảm giác rất thoải mái, thoải mái hơn là người này hay vẫn là rất nhiều tiểu bạch nhóm, đám bọn họ đuổi theo hô lão đại nhân vật. Vì vậy Trần Húc đánh cho, cái này thật sự không dám nhận. Dám đảm đương dám đảm đương đấy, tráng niên sớm mập vội vàng trả lời, hắn sợ nhất đúng là SMMS đại thần lý đều không để ý hắn. Kỳ thật hiện tại hồng khách trong liên minh bộ nói chuyện phiếm thất lập tức khóc hô hào muốn tìm SMMS bái sư nhiều người, nhưng cả đám đều không dám tới quấy rầy hắn, chỉ có hắn mặt ra dày nhất, ôm thử một lần thái độ đến hỏi, lại vẫn thật sự trả lời hắn rồi hả? Thương thiên à đại địa à, nhưng hắn là toàn bộ thế giới số rất ít có thể cùng vị này thần trực tiếp đối thoại người à. Năm 5555 tráng niên sớm mập khoa trương đánh ra một loạt 55, sau đó viết, lão đại à, ta thật sự quá bội phục ngươi rồi, bảo bối đại tỷ vừa rồi nói tất cả, về sau ngài tựu là chúng ta hồng khách liên minh thánh chỉ, huynh đệ ta về sau tiểu theo ngươi lăn lộn rồi, chỉ cần ngài mở miệng, lên núi đao xuống biển lửa chúng ta đều nghe lời ngươi. Ha ha, không muốn như vậy nghiêm trọng như vậy, lão đại ngươi quá khiêm tốn á, như vậy một cái bức tường lửa ngươi dĩ nhiên cũng làm đã đưa ra ngoài, ngài thật sự là đạo đức tốt, có thể nói là truyền thống hách cơ điển hình à. Tráng niên sớm mập tiếp tục nói, ngươi không biết bảo bối đại tỷ là như thế nào tại trước mặt chúng ta khen ngươi, ta nghe nói bảo bối đại tỷ có một xinh đẹp nữ đồ đệ, năm nay vừa mới lên đại học, nếu không ta cùng đại tỷ nói một chút, giới thiệu cho ngươi được không nào. Cái này đều cái gì cùng cái gì à? Trần Húc cười khổ nhìn xem đoạn văn này, ngẫm lại máy tính đối diện người kia có lẽ tuyệt đối là cái cùng chính mình đồng dạng không đến điều hài tử. Tráng Nhiên sớm mập, N, hơn nữa có lẽ hay vẫn là một tên mập, một cái so sánh tạ ác trạch nam mập mạp. Có quan hệ làm sắc bảo bối sự tình Trần Húc tự nhiên là có chỗ hiểu rõ, bởi vì nàng dù sao cũng là Trung Quốc đã cho hấp thụ ánh sáng đỉnh cấp quân đội hacker một trong, rất nhiều chuyện đều có thể tra đến. Trần Húc lúc ấy sở dĩ hội như vậy thống khoái đem bức tường lửa giao cho Lam Sắc Bảo Bối, để một mặt là đối với vị này đại tỷ tôn kính cực kỳ, một phương diện khác cũng là cảm thấy cái này bức tường lửa cũng không có gì quá cùng lắm thì đấy. Tuy nhiên vượt lên đầu thế giới dân dụng trình độ đã nhiều năm, nhưng là so về nhất công nghệ cao mà nói vẫn còn có chút tranh lệch, hơn nữa nhằm vào phạm vi nhỏ bé, đại biểu không được cái gì quá cao tầng thứ kỹ thuật. Dùng một cái không thế nào thỏa đáng ví von mà nói à, cái này rất giống là một cái có được lấy hàng tỷ tài sản phú hào tiện tay cho người khen thưởng ngàn đem khối tiền tiền baoer đồng dạng. Nói như vậy có lẽ đối với hiện tại máy vi tính sản nghiệp không phải rất tôn kính, có thể kỹ thuật hàm lượng mà nói, dùng máy vi tính phát triển tấn mãnh tốc độ mà nói, theo Trần Húc trong tay nắm giữ tư liệu mà nói, đại khái là là loại ý tứ này rồi. Bởi vì tại năm 2012 thời điểm, nước Mỹ chuyên gia công bố phần cứng hệ thống tam đại lỗ thủng, hắn một người trong lỗ thủng tựu là bị phong hỏa virus chỗ lợi dụng đấy mà đổi thành bên ngoài hai đại lỗ thủng, đối với năm đó máy vi tính server mà nói cũng hết thảy đều là chí mạng, mà cái này hai cái lỗ thủng cũng là cái này bức tường lửa trong trọng yếu nhất đấy. Dùng nước Mỹ quân đội trước sau như một thái độ, loại này lỗ thủng tại không có bị người khác phát hiện đều sẽ là bị bọn hắn chỗ lợi dụng, nói cách khác hắn tặng không cho quân đội cái kia khoản bức tường lửa, vượt lên đầu thế giới hạch tâm kỹ thuật trình độ không mấy năm. Máy vi tính phát triển ngày tân nguyệt dị, những này lỗ thủng tại sau này vài năm chính giữa đều bị một vừa phát hiện đưa cho quân đội, tối đa cũng tự thừa một cái đằng trước không lớn không nhỏ nhân tình rồi. Chứng kiến bên kia không nói chuyện, tráng niên sớm mập cảm giác mình khả năng nói chuyện nói quá mức phát hỏa điểm, vội vàng tiếp tục đánh chữ nói, lão đại, ta là người nói chuyện tự là có chút không đến bốn sáu, ngài đừng nên trách ha. Bất quá ngài thực lực như vậy, không đến vì quốc gia hiệu lực, đề cao chúng ta quốc gia máy vi tính trình độ thật sự là thật là đáng tiếc. Chúng ta rất nhiều kỹ thuật đều lạc hậu hơn người khác à. Những thứ không nói khác, ngài gia nhập là có thể sâu sắc tăng cường chúng ta quân đội máy vi tính phòng ngự năng lực trần húc cười cười chính mình tiến vào quân đội đây không phải khôi hài sao tự chính mình điện bạch trình độ tiến vào tài giỏi sao giúp nhân gia bưng trà dâng nước người ta đều ghét bỏ rồi đấy bất quá những lời này thực sự lại để cho trần húc trong lòng có một ít tiểu nhân cảm giác nguy cơ bởi vì hắn tuy nhiên rất vững tin tiểu mẫn phòng ngự năng lực sẽ không để cho bất luận kẻ nào theo trên internet tìm được chính mình nhưng là cơ quan quốc gia lực lượng dù sao không phải chuyện đùa, như vậy bị hơn chút lo lắng tổng không phải cái gì chuyện tốt. Vì vậy Trần Húc nghĩ nghĩ trở về nói, mặc dù là quốc gia làm cống hiến là nên phải đấy. Nhưng ta không phải là một cái ưa thích bị ước thúc người, yêu cầu này cũng đừng có nói ra. Cái kia khoản bức tường lửa là ta suốt đời kiệt tác, trừ lần đó ra ta cũng không giúp đỡ được cái gì. Cho nên hy vọng các ngươi không nếu tìm kiếm ta, kế tiếp một thời gian ngắn, ta sẽ đi thế giới các nơi đi một chút, tìm xem linh cảm, luôn buồn bực tại máy vi tính thời gian ta không thói quen. Những lời này lại để cho tráng niên sớm mập có chút thổ huyết, tuy nhiên sớm biết như vậy SMMS như vậy truyền thống hình hacker là khả năng không lớn phụ thuộc vào thế lực tránh trị, nhưng câu nói sau cùng tự lại để cho hắn xem không hiểu rồi. Hacker cũng không phải tác giả cũng không phải họa sĩ, hoàn du thế giới tìm cái dám linh cảm à. Đem làm tráng niên sớm mập đem những lời này phát ra ngoài về sau, chứng kiến SMMS trả lời một câu, Ai, các người cái này cấp độ hay vẫn là không hiểu đấy. Bảo thủ vĩnh viễn không có khả năng tiến bộ, nhiều đi đi một chút xem một chút đi, máy vi tính phương diện rất nhiều thứ, cũng không phải quang dựa vào ngồi ở chỗ kia muốn có thể suy nghĩ cẩn thận đấy. Ách, lời này nghe giống như rất có đạo lý đồng dạng. Nhất là hay vẫn là theo vị gia này trong miệng nói ra, lại để cho tráng niên sớm mập cũng có chút ý động rồi, nhưng thật tình không biết Trần Húc mục đích kỳ thật tựu là muốn dùng những lời này nói dối thoáng một phát hắn, thông qua miệng của hắn rơi vào tay quân đội lỗ tai chính giữa, do đó buông tha cho đối với chính mình tìm kiếm. Mặc dù có chút tận lực chưa hẳn có thể hữu dụng, nhưng chuyển di thoáng một phát ánh mắt cũng là tốt. Nói xong câu đó về sau Trần Húc cảm thấy chưa đủ nghiêm trọng, vì vậy lại viết, còn có tựu là, nghiên cứu của ta thành quả đưa cho quốc gia đây là ta tự nguyện, cũng là căn cứ truyền thống hách cơ nghĩ cách hy vọng có thể tại trình độ nhất định bên trên trợ giúp đến quốc gia. Nhưng là hy vọng các ngươi không muốn đem ta coi như là đẻ trứng gà mái, mà tại trước mắt kỹ thuật xuống, bất luận cái gì thông qua mạng lưới đối với ta truy tung có lẽ đều không thể giấu giếm qua ánh mắt của ta. Căn cứ hacker tinh thần, ta sẽ không đối với các ngươi tiến hành cái gì phá hư, nhưng lại khó bảo toàn ta sẽ không sinh khí. Nếu như ta sinh khí, ta cũng không biết mình sẽ làm ra cử động gì. Tại tráng niên sớm mập đánh ra không có trước khi, Trần Húc tự lo cao đây rồi, sau đó lại để cho tiểu mẫn đem sở hữu tất cả dấu vết đều thanh lý mất. Nằm ở trên giường, Trần Húc bắt đầu hồi tưởng đêm nay bên trên chuyện đã xảy ra. Bị người kính ngưỡng cảm giác tuy nhiên là vô cùng thoải mái, nhưng là chuyện như vậy làm lần một lần hai cũng là đủ rồi. Trần Húc chưa bao giờ cho là mình là bọc quần tam giác ở ngoài siêu nhân, cứu vớt thế giới nghiện qua đủ, chính mình còn là một bình thường sinh viên mà thôi. Quân đội hay vẫn là thiểu tiếp xúc tốt, nếu không bại lộ thân phận ai cũng cứu không được chính mình. Bất quá lại nói trở lại, sự kiện lần này Trần Húc cũng không phải một điểm chỗ tốt đều không có kiếm đến, ít nhất thông qua sự kiện lần này hắn nhận thức hồng khách liên minh chính giữa thành viên trung tâm hơn nữa thành lập nổi lên quan hệ tốt đẹp có người nói cái này tính toán chỗ tốt gì nhưng là đối với trần húc mà nói có một cái bầy ở trước mặt hắn nan đề chuyện lần này kiện cho trần húc gõ vang một cái cảnh báo cái kia chính là cho tới nay chính mình quá ỷ lại cái này máy tính rồi tại hắn xem ra không có tiểu mẫn không giải quyết được vấn đề ít nhất tại máy vi tính phương diện là như thế này đấy có thể sự kiện lần này lại nói cho hắn biết tiểu mẫn cũng không phải vạn năng, hơn nữa ngay tại mấu chốt nhất hacker công kích lên, bởi vì chết tiệt, nọ cao nhất quyền hạn, tiểu mẫn thậm chí không thể cho mình cung cấp trợ giúp. Hay vẫn là câu nói kia, dù cho chương trình cũng vĩnh viễn chỉ là chương trình, tiểu mẫn tuy nhiên vượt lên đầu hiện tại cầu khoa học kỹ thuật 80 năm, nhưng là chỉ là như thế mà thôi. Theo hắn bản chất đến đi lên nói, nàng hay vẫn là chương trình. Tại phòng thủ lên, tiểu mẫn là trên cái thế giới này cường đại nhất thuẫn, nhưng là tại tiến công lên, muốn hoàn toàn dựa vào Trần Húc chính mình rồi. Lúc này đây dựa vào lừa dối đem đối phương lừa dối rồi đi qua. Thế nhưng mà hồi muốn, nếu như lúc ấy không có làm sắc bảo bối bọn người liều chết tiến công băng, giúp Trần Húc tiến vào server, như vậy SMMS cũng chỉ có thể là một chuyện cười rồi. Nghĩ tới đây Trần Húc tự một thân mồ hôi lạnh, hắn cảm giác mình hiện tại ứng nên làm những thứ gì. Không có được một cái bảo sơn nhưng lại không biết lợi dụng, đây mới là lớn nhất bi ai. Nhưng là hắn hỏi qua Tiểu Mẫn tại hacker tiến công bên trên tiểu mẫn cũng không thể cho mình quá lớn trợ giúp, nhất là lúc hướng dẫn bên trên. Tiểu mẫn có thể làm, tự là lợi dụng chương trình mô phỏng xuất hiện tại lưu hành server cùng PC phòng ngự, sau đó cho mình cung cấp rất nhiều tư liệu lại để cho chính mình học tập hơn nữa luyện tập. Loại phương pháp này đối với một cái đã rất có thực lực, nói thí dụ như quản bình chiều người như vậy mà nói, tuyệt đối là bảo bối, nhưng vấn đề là đối với mình cái này sơ học giả, một cái liền cơ bản nhất lập trình cũng sẽ không, liền đơn giản nhất như thế nào công kích đối phương hệ thống đều không biết đích tuyệt đối thái điều mà nói, không thể nghi ngờ là thiên thư. Cái này rất giống một cái vừa mới tiến thiếu lâm tự xuất ra tiểu hòa thượng, là hán quyền đều không có luyện đây này tựu đi học bát nhã kim cương trưởng không luyện làm nhiều công ít mới là lạ chứ, gây chuyện không tốt còn có thể tẩu hỏa nhập ma. Cho nên hiện tại Trần Húc quyết định muốn cho mình tìm một cái nhập môn cấp sư phụ, cái này sư phụ trình độ không thể thấp, cũng không cần phải rất cao, có thể đem chính mình tới tận cửa là được rồi. 21 thế kỷ vĩ đại nhất lập trình viên, tiểu mẫn trong tư liệu là nói mình như vậy, nhưng Trần Húc rất rõ ràng mình bây giờ chỉ là một chỉ chính thức trên ý nghĩa, hoàn toàn thái điểu. Một cái thái điểu, như thế nào có thể trở thành một cái vĩ đại lập trình viên? Không có gì so tìm một cái tốt sư phó là trọng yếu hơn rồi. Đương nhiên nếu như Trần Húc dùng SMMS thân phận đi tìm người dạy mình, chỉ sợ không có người có lá gan này, có thể đổi lại áo lót, nói không chừng có thể từ nơi này bày hồng khách cao thủ chính giữa tìm được một cái hảo lão sư đâu này. Vuốt vuốt có chút ngất đi đầu, Trần Húc nằm ở khách sạn thoải mái trên mặt giường lớn ngủ, tuy nhiên hắn cũng không có thật sự đi truy cứu cái kia cái gì thế giới thứ nhất, nhưng là nếu như là thực, hắc hắc. Cho dù có người cho hắn 2.000 vạn hắn cũng không đổi à. Tại tiểu mẫn thôi miên hạ Trần Húc ngủ rất say sưa, gần kề dùng hơn 2 giờ tự tiêu trừ sở hữu tất cả mệt nhọc. Sau đó hắn tựu không vội không chậm soát đánh răng rửa mặt, Tắm rửa một cái về sau hồi tới trường học lúc, vừa hay nhìn thấy Ngô Nguyên Tần tiểu ngạn bọn người Thụy Nhãn mông lung vừa ăn sớm chút vừa đi tiến phòng học. "Ồ, Trần Húc rất ngạc nhiên mà nói, lão đại ngươi xuất viện." Nói nhảm, Ngô Nguyên phản mắng nói đêm qua như vậy kinh tâm động phách đại chiến ta làm sao có thể vẫn còn trong bệnh viện ở lại đó. Buổi tối bị sợ một thân đổ mồ hôi, bệnh cũng bị dọa tốt rồi. Trần Húc cũng nghĩ đến dùng lão đại tính cách nhất định sẽ đi chú ý đêm qua đại chiến. Nhưng hắn cố ý giả bộ như không biết nói cái gì đại chiến à. Người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu rồi hả? Người cái điện bạch, Ngô Nguyên đối với hắn làm cái khinh bị đích thủ thế, sau đó nói đêm qua SMMS đại thần tái hiện giang hồ Á. Thời khắc cuối cùng sát nhập đối phương server chính giữa thành lập nhân viên quản lý số tài khoản, sau đó mặc cho Surnet người của ngoanh loạn tạc tựu là không lay được. Ngô Nguyên một đường nước bọt bay tứ tung, nói đạo lý rõ ràng, một mực nói xong lời cuối cùng SMMS công bố Surnet nhân viên danh sách trần húc rất ngạc nhiên gãi gãi đầu nói không thể nào lão đại phòng ngủ buổi tối có điện có dây mạng lưới sao ngươi làm sao có thể xem muộn như vậy hay sao ngô nguyên đối với hắn khoa tay múa chân cùng ngón giữa nói ta cùng mấy cái học trưởng cùng một chỗ chạy đến bên cạnh lữ quán nhìn đấy đi ngủ mấy giờ khốn chết rồi lúc này thời điểm tần tiểu ngạn tới chen vào nói nói lão tam như thế nào ngươi đêm qua cũng không có trở lại ngủ à ngô nguyên sững sờ ngươi sẽ không cũng đi xem trận này đại chiến a Trần Húc nói ta muốn xem còn có thể làm cho ngươi tới nói với ta. Đêm qua một người bạn đã đến, ta đi chỗ của hắn đi ngủ. Ngô Nguyên à thoáng một phát không sao cả để ý, mà Tần Tiểu Ngạn tắc thì rất hèn mọn bị ổi chọc chọc Trần Húc, "Là nữ a. À. Các ngươi cùng một chỗ ngủ hay sao? Đúng rồi, ngày hôm qua ta 11 điểm xuống lầu mua bữa ăn khuya thời điểm, chứng kiến Trạm Tinh Lưng cóng nàng laptop bao bao cũng đi ra ngoài rồi, không phải là tới tìm ngươi đích a." À. "Nàng cũng đi ra ngoài rồi hả?" Trần Húc ánh mắt rơi vào phòng học hàng phía trước, cô bé kia thường xuyên chỗ ngồi, nhưng lại không có đã gặp nàng, trong lòng thầm nhũ nói, chẳng lẽ nàng cũng đi xem hacker đại chiến sao? Nàng cũng là hồng khách người trong liên minh, lúc này thời điểm ngô nguyên vẫn còn cằn nhằn xì xào nói đêm qua trận đại chiến kia, các ngươi là không biết à, ngày hôm qua SMMS đại thần là cỡ nào dũng mãnh, cỡ nào cường hãn, Hắn vậy mà thần không biết quỷ không hay đã tìm được sờ nét người chân thật địa chỉ hơn nữa xác nhận thân phận của bọn hắn, không biết hắn là đêm qua mới tra được hay vẫn là đã sớm tra được rồi. Trời ạ, à, lớn như vậy thần ta nếu là có thể bái ông ta làm thầy thật tốt à? Không không không, coi như là cho hắn bưng trà dâng nước ta cũng nguyện ý à? Lúc này thời điểm tần tiểu ngạn nói lão đại, nghe người nói giống như rất hiểu như châu bò đồng dạng. Đúng rồi người cũng không hội hacker cơ kỹ thuật ấy ư, trình độ như thế nào đây? Ngô Nguyên một giọng nói dựa vào, "Ta làm sao dám cùng người ta đại thần so sánh với, giống như ta vậy tuy nhiên trình độ so các ngươi cao một chút, nhưng so với người ta mà nói ta ngay cả cặn bã đều không tính là." Phòng ngủ mấy cái lần thứ nhất chứng kiến Ngô Nguyên khiêm nhường như vậy, bình thường thằng này nói chuyện đến máy vi tính tựu là một bộ rất hung hăng càn quấy bộ dáng, vì vậy mấy người cùng một chỗ cười hắn nói, "Lão đại ngươi hôm nay như thế nào khiêm nhường như vậy rồi hả?" "Đổi tính rồi hả?" Ngô Nguyên lắc đầu, "Không phải, ngày hôm qua một trận chiến kích thích quá lớn." xem xem người ta trình độ nhìn nhìn lại trình độ của chính mình, cái kia thật là trên trời dưới đất hả, à? ta kỹ thuật này, không biết xấu hổ cùng các người nói lên một câu, coi như là hợp hiệp đại học đều không có mấy cái so với ta mạnh hơn, nhưng so với người ta đến thật là không có so. Ai, hay vẫn là câu nói kia, nếu ta có thể đủ bài SMMS đại thần đem làm sư phụ thì tốt rồi. Không tới 3 năm, không dám nói thế giới đỉnh cấp, ta tuyệt đối có thể tấn thân làm nhất lưu hacker hàng ngũ. Mấy người nói tất cả câu dựa vào, Vừa khen ngươi một câu người cái đuôi tự lại vỉnh lên trời. Ngô Nguyên lắc đầu nói không phải, sau đó nói, hacker thứ này, kỹ thuật tư liệu là mấu chốt, có một như vậy kinh nghiệm phong phú, trình độ trình độ cao làm cho người chỉ đạo, vì người cung cấp tư liệu đến học tập, cái kia tiến bộ chính là bay vào tính đấy. Hơn nữa một khi có cái gì hỏi người ta, lập tức có thể đạt được giải đáp, cái này đối với thực lực tăng lên có rất nhiều chỗ tốt. Ai, ta hiện tại buồn bực nhất đúng là không có người mang à rất nhiều vấn đề không phải dựa vào Baidu đại thần tựu có thể giải quyết đâu. Trần Húc tâm niệm vừa động, tựu nói lão đại, ngươi không phải cùng hồng khách người trong liên minh rất thuộc ấy ư, tìm bọn hắn dạy ngươi là được. Còn ngươi nữa tại hồng khách liên minh chính giữa trình độ đến cùng như thế nào? Ngô Nguyên thuyết giáo cái giám à, thật muốn nói ta tại hồng khách liên minh chính giữa cũng tựu thuộc về trung đẳng trình độ, giống ta loại trình độ này căn bản không tính là cái gì. Có cái hảo lão sư, bản thân có chút thiên phú, một năm học tương đương ta tự học năm sáu năm đấy. Tần tiểu ngạn tự nói cái kia lão đại vậy ngươi cũng rất nghiêu bức được rồi, lúc nào chuyện hai tay cho huynh đệ à. Các ngươi muốn học, Trần Húc cùng tần tiểu ngạn gật đầu như con gà con ăn mễ đồng dạng, tần tiểu ngạn tự nói hacker à, danh tự nghe nhiều nghiêu bức à, đối với người ta nói nhất định phong cách vô cùng, về sau tán gái tìm việc làm toàn bộ trông cậy vào hắn rồi. Hóa, Trần Húc cùng ngô nguyên cùng một chỗ khinh bỉ hắn, thằng này căn bản không biết hacker định nghĩa. Vì vậy Trần Húc tự nói, lão đại, ngươi dạy ta một chút đi, ngươi xem ta như vậy khiêm tốn hiếu học, khẳng định một giáo tự chuẩn, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng đấy. Ngô Nguyên nghĩ nghĩ nói vậy được, buổi tối trở về phòng ngủ ta sẽ dạy ngươi một ít trụ cột đấy. Bất quá từ tục tiểu nói ở phía trước à, ta cái này sư phụ trình độ có hạn, đến lúc đó mang lầm đường tử cũng đừng trách ta. Trần Húc vội vàng nói không có, trong lòng nghĩ lấy làm sao có thể sai lộ đâu này cho dù người choáng nhà giáo sai rồi thứ đồ vật bên này tiểu mẫn cũng sẽ biết tiến hành chỉ chứng nhận đấy hơn nữa hắn cũng căn bản không có trông cậy vào theo ngô nguyên trên người học được quá nhiều đồ vật có thể nhập cái môn là được đợi chút nữa trần húc đột nhiên lại nhớ lại một cái ý nghĩ nếu như là lại để cho ngô nguyên đi theo hồng khách liên minh cao thủ học tập đâu này như vậy chẳng những có thể đủ trợ giúp huynh đệ trình độ tăng lên hơn nữa cũng có thể kéo chính mình tăng lên là trọng yếu hơn là như vậy học tập phương pháp tự tương đương với đem ngô nguyên coi là một chỉ thịt gà, càng có thể che giấu ở thân phận của mình. Trần Húc hiện tại tuy nhiên hay vẫn là tiểu bạch thêm thái điểu, nhưng là tốt xấu cũng minh bạch thịt gà ý tứ. Thịt gà chỉ đúng là cương thi máy vi tính, thì ra là bị đám hacker khống chế người khác máy vi tính. Nói thí dụ như đám hacker đang tiến hành xâm lấn thời điểm đều biết sử dụng thịt gà coi như ván cầu, bởi vì như vậy, có thể hữu hiệu giấu giếm chính mình địa chỉ IP, làm cho đối phương khó có thể truy tung. Cái này rất giống là đuổi bắt phạm nhân thời điểm gặp được một cái chỗ ngã ba, lại để cho người không biết hướng phương hướng nào đuổi theo đồng dạng. Sử dụng ngô nguyên cái này hình người thịt gà chỗ tốt tự là, tiến thêm một bước sẽ không để cho người liên tưởng đến trên người của mình. Trần Húc đã hơi sợ cùng chính thức hoặc là những cao thủ kia liên hệ rồi. Hơn nữa ngô nguyên người này, mọi người tuy nhiên ở chung thời gian cũng tự hơn 10 ngày, có thể Trần Húc lại có thể xác định phòng ngủ cái này mấy cái huynh đệ đều là rất không tồi, đủ nghĩa khí hơn nữa đủ nhiệt tâm tuy nhiên siêu cấp máy tính sự tình không thể nói cho bọn hắn biết nhưng là lui mà cầu tiếp theo thực sự vẫn là có thể đấy hơn nữa đối với hắn cái này thái điểu mà nói có nhân thủ bắt tay hợp lý mặt chỉ đạo tổng so thông qua những cái kia văn tự nói chuyện phiếm dạy bảo chính mình muốn dễ dàng tiếp nhận nhiều nghĩ tới đây trần húc tựu đối với ngô nguyên cười hắc hắc cười ngô nguyên toàn thân nổi da gà đều ra rồi có người tựu muốn hỏi vì cái gì để đó tiểu mẫn cái này đến từ tương lai trợ thủ không thể giáo kỳ thật đây cũng không phải có hạn chế, mà là tiểu mẫn tự ngươi nói rồi, nàng có thể cho Trần Húc cung cấp tư liệu, cung cấp bồi luyện, nhưng là không thể tay bắt tay giáo hắn. Bởi vì chương trình vĩnh viễn là chương trình, coi như là tiểu mẫn, cũng gần kề chỉ là từ một chồng chất chương trình tạo thành đấy. Với tư cách một gã hacker, nếu như tiến công thủ đoạn quá chỉ một hơn nữa chương trình hóa nghiêm trọng, vậy hắn vĩnh viễn không có khả năng tiến bộ. Nhân loại so về máy vi tính ưu thế lớn nhất tựu là ở chỗ nhân loại đại não linh hoạt, càng là đỉnh cấp hacker lại càng là không dựa theo lẽ thường ra bài. Hơn nữa, Trần Húc hiện tại tiểu là một tờ giấy trắng, tại sơ học thời điểm tiểu mẫn theo bên cạnh làm cho thẳng khá tốt, nhưng tuyệt đối không thể làm thành chủ đạo, nếu không có chút thói quen xấu một khi dưỡng thành tiểu sửa không được rồi, đối với tương lai là rất bất lợi đấy. Hiện tại Trần Húc liền suy nghĩ, như thế nào cho Ngô Nguyên An bài một cơ hội, lại để cho hắn vùi đầu vào cao thủ môn hạ đâu này. a à, cái này nhất định phải hảo hảo so đo thoáng một phát hơn nữa còn một điều muốn hảo hảo so đo chính là hắc hắc tuy nhiên cử động lần này có lợi dùng ngô nguyên đồng học hiềm nghi nhưng dù sao cũng làm cho hắn đã nhận được không ít chỗ tốt nếu như tự dễ dàng như vậy buông tha hắn đây chẳng phải là rất xin lỗi chính mình rồi huynh đệ chỉ dùng để đến làm gì vậy hay sao huynh đệ tự là dùng để làm thịt đấy không làm thịt thực xin lỗi chính mình à trần húc đang tại như vậy vui tươi hớn hở nghĩ đến lúc này thời điểm đại lớp trưởng vương tiểu hổ đi đến bục giảng cố ý ho khan một tiếng, sau đó cầm lấy quảng âm mạch nói ra, các học sinh đều yên lặng một chút, phía dưới tuyên bố một cái tin tức tốt. Bởi vì vì chúng ta tin tức học viện trước sau như một là nam sinh nhiều nữ sinh thiểu, cho nên dựa theo lệ cũ, chúng ta viện hội học sinh cùng viện y học hộ lý hệ hội học sinh hợp tác, vào khoảng trời tối ngày mai tại đệ tử hoạt động thất lầu một, xây dựng tình giao hảo vũ tiệc tối, tăng cường hai viện đệ tử ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Chuyện đó vừa nói, trong phòng học lập tức tạc mở nồi, một đám lũ gia súc hai mắt mạo hiểm tinh quang, hô lớn thiệt hay giả à. Mà nhóm đàn bà con gái tắc thì đều nguyên một đám rất không thoải mái nhìn xem bọn này hai mắt phản quang sói, nguyên một đám nghĩ thầm bổn cô nương xinh đẹp như hoa ở chỗ này đây, lại vẫn suy nghĩ học viện khác nữ sinh. Chứng kiến phía dưới tình cảm quần chúng xúc động, tiểu hổ ho khan một tiếng, nói, cần muốn ghi danh tan học về sau đến chỗ của ta báo danh, n, bổn viện nữ sinh cũng hoan nghênh báo danh. Các vị các huynh đệ có thể trước đó tại bổn viện tìm tốt bạn nhảy, đương nhiên cũng có thể đến lúc đó lại đi chọn lựa người bạn nhảy. Phụng trộm nói một câu, hộ lý hệ lệ cũng là, một cái niên cấp 200 đến 300 nữ sinh, trên cơ bản chỉ có một hai cái nam sinh. Ồ, Lũ Gia Súc con mắt sáng hơn rồi, Trần Húc cùng Ngô Nguyên cái này hai cái nhất không đứng đắn ra hỏa liếc nhau một cái, y tá MMI, chúng ta ưa thích. Viện y học hộ lý hệ là cả hợp hiệp đại lũ gia súc trong mộng hướng tới thiên đường. Đối với hộ lý hệ những này lũ gia súc vẫn luôn là ôm một loại hành hương tâm tình đi về phía hướng, bởi vì không riêng gì chỗ đó em em nhiều, là trọng yếu hơn. Y tá, y tá, đối với y tá cái này bạch y thiên sứ chức nghiệp, rất nhiều trong lòng nam nhân đều hoài có rất lớn hướng tới đấy. Hợp hiệp đại truyền miệng, y tá em em tốt, ôn nhu hiền lành dễ dàng đẩy ngã. N, câu nói sau cùng gần kề chỉ là vì áp vận mà thôi. Nhưng là trong truyền thuyết nếu như có thể tìm một cái y tá tiểu mỹ nữ đem làm bạn gái, cái kia cuộc sống sau này tựu không cần quan tâm rồi. Đảm bảo có thể đem ngươi hầu hạ hả hảo hảo, bởi vì y tá em em đặc biệt đều nghe theo chú ý người, hơn nữa nghe nói các nàng chương trình học chính giữa còn chuyên môn có một cái mát xa khóa, chật chật, ngẫm lại a, à, cái kia ôn hòa bàn tay nhỏ bé tại ngươi mỏi mệt thời điểm cho quanh thân mát xa thoáng một phát, cảm giác kia. Vì vậy chỉ là sau giờ học, lũ gia súc hết thảy chen chúc đến tiểu hổ chỗ đó báo danh đi, cuối cùng làm cho tiểu hổ không thể không hét lớn một tiếng, không báo tên lũ gia súc nhấc tay. Không có một cái nào nhấc tay đấy. Lũ gia súc ánh mắt nóng bỏng ngồi ở trên vị trí, nguyên một đám sắp xếp sắp xếp ngồi phân quả quả, trung thực hình như là nhà trẻ chủ tiểu bằng hữu, lại để cho tiểu hổ nguyên một đám đến trên vị trí lấy tiền. Phí báo danh, hoặc là nói là tán gái phí, mỗi người tám khối tiền. Vừa nghe nói muốn giao tiền lão đồng tựu không đi, Trần Húc từng thanh hắn đặt tại trên vị trí một giọng nói dựa vào, chẳng phải tám khối tiền nha, đồng ca ta giúp ngươi ra cái này có thể cơ hội ngàn năm một thủa à? muốn là vì cái này tám khối tiền làm trễ nãi cả đời hạnh phúc vậy cũng không tốt. đồng thanh khiết gái gái đầu nói không cần a à, kỳ thật ta cũng không có gì nghĩ cách chỉ là muốn đi nhiều biết một chút về. ta hiện tại lại không có cách nào tìm bạn gái. ngô nguyên cũng nói lão đồng à, lời nói không phải như vậy nói kỳ thật ngươi tiểu hỏa lớn lên cũng phong nhã phao ngâm cái y tá tiểu em em lại không có gì. ngồi xuống ngồi xuống, hãy nghe ta nói hết à ta nam nhân hiện tại không có tiến thế nào rồi, có thực lực về sau chậm rãi lợi nhuận là được. Ngày hôm qua chúng ta khoa máy tính đám học trưởng bọn họ còn nói sao, nói làm chúng ta cái này làm được thiệt nhiều đều là trạch nam, tìm bạn gái tìm đều muộn, có chút đều là công thành danh toại mới tìm lão bà đấy. Kết quả có chút học trưởng yêu đương cùng hôn sau đích sinh hoạt qua không phải rất như ý, nói cảm giác không biết người ta nữ hài đến cùng yêu chính là tiền của hắn còn là người của hắn. Ngô Nguyên vừa nói lời này mấy người đều đã trầm mặc thoáng một phát, bởi vì mới vừa lên đại nhất bọn hắn đối với trong truyền thuyết tình yêu đều hay vẫn là ở vào một cái phi thường phi thường ước mơ thời đại, bây giờ nghe đến loại này ngôn luận không khỏi có chút quá sớm. Vì vậy Ngô Nguyên kế tiếp đã nói, cho nên lão đồng, hiện tại nếu như ngươi tìm một cái người ưa thích hơn nữa ưa thích cô gái của ngươi tử, người ta không chê ngươi không có tiến, tương lai cùng một chỗ dốc sức làm đến trở nên nổi bật. Như vậy về sau sinh hoạt sẽ cùng chúng ta trường học danh tự đồng dạng, hài hòa mỹ mãn nói. Chứng kiến lão đồng có chút ý động, vì vậy Trần Húc hung hăng vỗ bờ vai của hắn, sau đó sông tiểu hổ kêu lên, hổ ca, tại đây, bốn cái. Ngày hôm sau buổi tối, bốn cái lũ gia súc đều đặc biệt cách ăn mặc thoáng một phát, Trần Húc đem lão nương cho mình mua một bộ tán gái chiến bào đều mặc vào. Đương nhiên không phải đeo cái lão hổ mũ, là một cái không biết cái gì nhãn hiệu hưu nhàn đồ vét. Tần tiểu ngạn càng là khách mời một bà thợ trang điểm, còn chuyên môn đi mua bình bánh flan nước, đem bốn cái da hỏa kiểu tóc đều cứ vậy mà làm một lần một soi gương n thật đúng xứng đôi là bốn chữ đánh giá dạng chó hình người đợi đến lúc bốn cái da xúc bị kích động thẳng hướng trường học hoạt động trung tâm lầu một về sau lại phát hiện toàn bộ hoạt động đại sảnh đều là cùng chính mình đồng dạng dạng chó hình người ra hỏa những này lũ da xúc nguyên một đám cách ăn mặc theo tới thân cận giống như tất thối cũng giặt sạch bao nhiêu ngày không có giặt rửa quần jean cũng giặt sạch nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn có một hai cái da xúc vậy mà trong tay còn ngắt đóa hoa hồng mà tin tức hệ các nữ sinh cũng tới không ít, nguyên một đám giống như cũng trang điểm cách ăn mặc qua, có mấy cái trên mặt trả hết đồ trang sức trang nhã. Chỉ có điều chạm tinh cao hiểu tiết cùng quản dịch cái này tam đại mỹ nữ lại không một cái tới, còn lại bọn này nhóm đàn bà con gái tố chất cũng tựu. Bất quá thiếu đi tam đại mỹ nữ tỏa chấn, không khỏi lại để cho có chút mang bất lương tâm tư lũ ra súc có chút buồn bực không vui. Cũng không lâu lắm, hộ lý hệ tiểu các em em tự vào được. Các nàng hình như là đã hẹn ở đồng dạng một, vốn rất chống trải hoạt động thất thoáng cái cũng có chút đầy. Một đám lũ gia súc lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, giống như đói bụng vài ngày chó hoang đồng dạng tìm lấy chính mình con mồi, thế nhưng mà. Không phải đâu, Trần Húc nhỏ giọng nói thầm, cái này là trong truyền thuyết viện y học hộ lý hệ à. MB, bị lừa rồi, Tần Tiểu Ngạn cũng nói, lão tử tám khối tiền à. Ngô Nguyên lau đổ mồ hôi, các huynh đệ, ta cảm thấy được hay vẫn là trước rút lui a. À. Lão đồng không nói chuyện, ở một bên gật đầu, vốn mọi người là muốn hảo hảo, sói nhiều thiệt ít tin tức hệ cùng cơ hồ là ni cô am hộ lý hệ cái kia quả thực tự là củi khô liệt hỏa, đám học trưởng bọn họ nói trước vài lần vũ hội lúc cũng không biết nhen nhóm bao nhiêu đúng rồi. Nghe nói còn có tốt nghiệp đã kết hôn học trưởng cùng học tỷ, tự là tại nơi này vũ hội bên trên nhận thức đấy. Kết hôn sự tình quá sớm, không thuộc về Trần Húc bọn người cân nhắc trong phạm vi. Nhưng là vừa nghe nói tại đây Mỹ nữ nhiều, vì vậy Trần Húc bọn người căn cứ xem mỹ nữ sau đó nhìn xem thuận tiện có thể hay không hưởng điểm tiện nghi tâm tư tụ tập thể giết đã tới. Nhưng là nào biết đâu rằng, đối diện cái kia cái đó là một đám tuổi trẻ Nico à, cái kia rõ ràng là công viên kỳ Jura. Trần Húc lôi kéo một m chín ba vương tiểu hổ, hai mắt vuông vuông một bả nước mắt, lão đại, người đây không phải tại vũng hố chúng ta sao? Cái kia, tiểu hổ đồng học gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói, ta cũng không nghĩ tới cái này giới hộ lý hệ chất lượng, n nghe học trưởng nói là so trước vài lần là thấp không ít bất quá cũng không hẳn vậy à vừa rồi học trưởng nói đại nhất nữ hài tử vừa mới tiến đến cũng còn không có học hội cách ăn mặc phải biết rằng cái thế giới này không có xấu nữ nhân chỉ có lười nữ nhân qua nửa năm nữa đợi các nàng chú ý rồi vậy thì không giống với lúc trước các ngươi hiện tại khuyết thiếu chính là một đôi giỏi về phát hiện con mắt thật sự của chúng ta khuyết thiếu phát hiện trần húc bọn người là vẻ mặt bi phẫn chúng ta thế nào cũng không phát hiện tiểu hổ ngươi xem rồi cùng cái người thành thật giống như, thế nào cũng như vậy cầm thú đâu này. Bất quá nghe xong lời này Trần Húc bọn người lại đang tìm kiếm, càng tìm kiếm càng cảm thấy ánh mắt của mình thật là rất khuyết thiếu cái này công năng đấy. Không thể không nói nam sinh so nữ sinh muốn trông mặt mà bắt hình rong nhiều, cái này lúc sau đã có chút thông minh cơ linh một chút ra súc đã trước chạy thoát, mà như Trần Húc như vậy không thế nào cơ linh, tại không có phát hiện về sau cũng muốn trốn, cái lúc này môn đã bị đóng lại, viện hội học sinh văn nghệ bộ bộ trưởng ngô chữ, một cái lớn lên rất tiểu soái ra xúc vỗ vỗ tay đứng ở trong tràng mọi người hiện tại an yên tĩnh một chút đều an yên tĩnh một chút chúng ta bây giờ bắt đầu đi học có thỉnh chúng ta cây coca lão sư cái này đi học một đám gia súc lướt nhau đều tại trao đổi một cái tin tức đã xong cái này chạy không thoát trong đám người rất mau rời khỏi một cái so sánh thành thục mỹ nữ phía dưới lũ gia súc lập tức một hồi trâu đầu ghé tai oa wow, là đài truyền hình cái kia cây coca ai dáng người thật tốt à Vừa rồi nàng đứng ở nơi đó lưng vác tới, ta còn tưởng rằng là hộ lý hệ lão sư. Mỹ nữ lão sư xuất hiện lại để cho lũ ra súc nhiệt tình tăng vào chút ít, một cái hai cái ngồi nghiêm chỉnh trên mặt biểu lộ so liễu hạ huệ còn muốn nghiêm túc, cơ hồ sẽ không tranh lệch tập thể dơ lên một cái hoành phi, trên đó viết, chúng ta là đến học tập đích. Không phải đến tán gái đích, hèn mọn bị ổi, Trần Húc nhìn bọn này ra súc biểu lộ, nói khẽ với Ngô Nguyên nói, nguyên một đám đến thời điểm đều dâm đáng cùng Liễu Hạ Huy giống như, trong nháy mắt tự biến Liễu Hạ Huệ rồi. Ngô Nguyên rất kỳ quái, Liễu Hạ Huy là ai à? Cây coca lão sư rất nhanh mà bắt đầu giảng bài, mỹ nữ hiệu ứng quả nhiên là không giống bình thường, thực tế cây coca hay vẫn là một cái so sánh nổi danh, tỉnh đài truyền hình một cái tiết mục đích người chủ trì. Bất quá lại để cho một đám lũ ra súc khó chịu chính là, tình giao hảo vũ đi học hình thức vốn sẽ không pháp chỉ dựa vào ngôn ngữ để hình dung, mà khiêu vũ tắc thì tự cần một người mẫu, vì vậy cây coca tự lôi kéo hội học sinh văn nghệ bộ bộ trưởng thì ra là trước khi nói chuyện chính là cái kia lớn lên tương đối nhỏ soái gia súc hai người cùng một chỗ bên cạnh nhảy bên cạnh làm mẫu như vậy chung quanh một đám gia súc trong mắt lòng đố kỵ đều nhanh bắt hắn cho trực tiếp giấy nướng thành nho khô rồi nhìn xem cây coca cùng ngô chữ tại sân nhảy chính giữa nhẹ nhàng nhảy múa bộ dạng một đám lũ gia súc ghen ghét đồng thời trong nội tâm lại phiền muộn vạn phần dùng lũ gia súc mà nói Tình giao hảo vũ vốn chính là một loại có thể quang minh chính đại cùng người ta mỹ nữ kéo kéo bàn tay nhỏ bé, ôm ôm eo nhỏ lau chấm mút nước vận động, nhưng vấn đề là cũng phải nhìn cùng lau ai giàu à. Cho dù hộ lý hệ đám này các em em không sánh bằng tam đại mỹ nữ cấp bậc, vừa vận rất tốt ác quỷ cấp bậc cũng không thể chênh lệch quá nhiều a. À. Kỳ thật thật muốn nói, hộ lý hệ tiểu các em em còn không đến mức kém như vậy, bình quân trình độ khách quan đánh giá, cùng xấu chữ là tuyệt đối không dính nổi một điểm bên cạnh đấy. Nhưng vấn đề thật đúng là như vừa rồi cái kia học trưởng theo như lời, bởi vì vừa mới tiến trường học còn sẽ không cách ăn mặc, mặc quần áo các loại cũng không thế nào hội phối hợp, cho nên xem khí chất không đủ, làm cho tướng mạo cũng không đủ. Mà là trọng yếu hơn một nguyên nhân là, tin tức hệ lũ gia súc trước khi đinh giá rất cao, cho rằng hộ lý hệ đều là có thể cùng cao hiểu tiết, chạm tinh, quản dịch có thể liều mạng mỹ nữ, có thể đã quên trước kia học trưởng nói là tối trọng yếu nhất một câu, hộ lý hệ gia mỹ nữ, nhưng chúng ta tin tức hệ ra yêu tinh. Hơn nữa cái này ba cái yêu tinh cũng đều hiểu được như thế nào cách ăn mặc. Cách ăn mặc không có nghĩa là trang điểm, mà là hiểu được quần áo phối hợp à các loại, rất chú ý dùng một ít mỹ phẩm dưỡng da à một loại. Cho nên khó trách lũ gia xúc hội thất vọng rồi. Vừa mới bắt đầu học tập nội dung rất đơn giản, tựu là ba bước bốn bước, đi theo cái vợt đi. Trần Húc cũng nhịn không được nữa theo ở phía sau uốn éo hai cái, cảm thấy học ngược lại là cũng rất đơn giản đấy. Tốt rồi, cây coca lão sư làm mẫu một lần hoàn tất, vỗ vỗ tay nói, ta muốn mọi người xem cũng không xê xích gì nhiều. Điệu văn cần chính là luyện tập, mà không phải quan sát, như vậy hiện tại, ở đây đẹp trai nhóm, đám bọn họ, hào phóng một điểm, đi mời ngài bạn nhảy cùng nhau tiến vào sân nhảy A. Một câu, như chuông tăng gõ vang, sở hữu tất cả lũ gia súc sắc mặt cuồng biến. Chứng kiến một đám lũ gia súc nhăn nhăn nhó nhó, cây coca vừa mới bắt đầu còn cho là bọn họ không có ý tứ, vì vậy vỗ vỗ tay cười nói, nam sinh có lẽ chủ động điểm à, cũng không thể lại để cho thục nữ nhóm, đám bọn họ đến mời thỉnh các ngươi a. À. Còn có, trước đứng ra nam đồng bào lựa chọn phạm vi lớn nhất a. À. Phía dưới còn không có động tính, kỳ thật trước khi tin tức hệ chính giữa cũng đã có mấy đúng là sớm đã nói, nhưng vấn đề là nhìn xem tất cả mọi người không có đứng ra, nguyên một đám cũng đều không có ý tứ trước đi ra. Súng bắn chim đầu đàn à, hơn nữa lúc này thời điểm đứng ra, ngược lại cảm giác cùng gian phu dâm phụ sớm thương lượng tốt đồng dạng. Hội học sinh cấp cao mấy cái học trưởng xem trong nội tâm thẳng lắc đầu, quả nhiên là mới từ trường cấp 3 thăng lên đến đó a, à, nghĩ thầm chính mình năm đó cũng như vậy, liền tiên hạ thủ vi cường đạo lý cũng không biết qua Cây Coca cười cười, trước đi xuống kéo một cái may mắn tới cực điểm ra xúc đứng ở giữa sân, lập tức dẫn tới một đám người hai mắt lóe ra điện hỏa hoa. Chứng kiến có chút tẻ ngắt, những ngày đám học trưởng bọn họ cả đám đều đi lên làm tư tưởng công tác, ví dụ như ngươi nhìn bên cạnh cái kia em em rất không tệ chú ý thoáng một phát nhất định là cái không lớn không nhỏ chung đẳng mỹ nữ. Hiện tại chủ yếu là mới vừa lên học khí chất còn chưa đủ, chờ thêm 2 năm, không, tiếp qua một năm ngươi lại truy thử xem. Xếp hàng đều sắp xếp không lên, thật không biết đây là tình giao hảo vũ lấp huấn luyện hay vẫn là gia súc nhanh chóng xứng doanh. Bất quá đám học trưởng bọn họ những lời này thật đúng là làm ra nhất định được tác dụng, một ít gia súc chứa nhăn nhăn nhó nhó, nhưng kỳ thật nội tâm rất không thể chờ đợi được. Trong miệng kêu, người đừng đẩy ta à, đừng đẩy ta à, nhưng trên thực tế là chính mình chạy tới, kéo đều kéo không quay về. Có người dẫn đầu rồi, chàng diện cũng tự náo nhiệt. Lũ ra xúc xô xô đẩy đẩy, nguyên một đám làm bộ ra vẻ thân sĩ thái độ hướng người ta nữ hải vươn tay, bên kia hộ lý hệ các em em cũng không nên cự tuyệt, trên căn bản là có mời đều gật đầu đồng ý, sau đó bàn tay nhỏ bé kéo bàn tay lớn, lại để cho lũ ra xúc vui cười nước miếng đều chảy ra rồi. Bà mẹ nó, cái kia em em ta nhìn chúng đấy, bà mẹ nó, lại bị đã đoạt, Tần tiểu ngạn trong đám người dạo qua một vòng phát hiện mình đều đã chậm một bước, khí thẳng dậm chân, đang định khi trở về, bị hội học sinh cán bộ đẩy đổ lên một cái độc thân em em bên cạnh, sau đó ha ha cười ngây ngô lấy gãi đầu, cuối cùng hay vẫn là vươn móng vuốt. Bất quá còn có một nắm ngoan cố phần tử, dùng chân hút cầm đầu còn lại ba cái ra súc, tự là đánh chết không đi lên, hơn nữa một mực đang ngắm lấy bên cạnh môn, tùy thời chuẩn bị tìm cơ hội chạy trốn. Nếu như Quản Bình chiều phát hiện một màn này, nhất định sẽ cảm thán, nguyên lai học sinh thời nay như vậy có đem làm hacker thiên phú à? Hắn lúc ấy tại quan sát đối phương lỗ thủng thời điểm cũng không có như vậy chăm chú à? Chỉ có điều cách mạng lâu như vậy, rốt cục khó tránh khỏi muốn rơi vào tay giặc, ngô nguyên cùng đồng thanh khiết cuối cùng cũng không có chạy trốn, bị cùng kéo con lừa đồng dạng kéo đi lên, hai người sáu con mắt nước mắt lưng chồng đó à? Bởi vì bên kia mấy có lẽ đã không có nữ sinh, còn lại đều là người ta chọn thừa đấy. Sớm biết như vậy cách mạng muốn rơi vào tay giặc, còn không bằng sớm chút bên trên đây này. Lúc này hội học sinh người phụ trách cũng nguyên một đám đứng lên trên. Chứng kiến người không sai biệt lắm đều đủ, cây coca vỗ vỗ tay, tìm khắp giường như mình bạn nhảy sao. Còn có hay không đẹp trai hoặc là mỹ nữ không có bạn nhảy hay sao. Trần Húc nhìn chung quanh, bề ngoài giống như tự chính mình một cái độc thân nam tử đứng ở chỗ này gặp N, bên cạnh còn có văn nghệ bộ bộ trưởng cái kia xoái xoái ra súc, xem hắn vẻ mặt phiền muộn, đoán chừng là bởi vì chính mình không có cùng cây coca lão sư tiếp tục khiêu vũ mà cảm nhận được tiếc nuối. Chứng kiến cây coca ánh mắt quét tới, Trần Húc lập tức nghiêm bất động trang pho tượng, kỳ thật ta là tới đi đánh xì dầu đấy. Một câu toàn trường cười chờ mình, cây coca lão sư cười nói vị bạn học này thực ẩn giấu, bất quá còn có ngô chữ thì ra là văn nghệ bộ bộ trưởng ngươi cũng không có bạn nhảy sao. Ngô chữ cố ý cười cười nói không có việc gì, ta đến chỉ đạo bọn hắn là được rồi. Trần Húc rất khinh bỉ nhìn xem hắn, cảm thấy tiểu tử này nói mạnh miệng tuyệt không sợ bị đau đầu lưỡi, bất qua xem hắn vừa rồi cùng cây coca phối hợp rất ăn ý, xem giống như là luyện qua, lời này thật đúng là không phải thổi đấy. Nhưng vào lúc này, một cái có chút ủy khuất giọng nữ tiếng nổ, lão sư, ta còn không có có bạn nhảy. Trần Húc cùng ngô chữ đồng thời hướng cái kia hẻo lánh nhìn lại, sau đó lại đồng thời nuốt nhổ nước miếng, nữ sinh này đúng là tin tức hệ, ngày đó còn tìm Trần Húc đến xem bệnh. Nói nàng dạ dày đau chính là cái kia thể trọng ít nhất 180 tiểu béo muội toàn bộ hoạt động trong phòng người cũng nhịn không được trên mặt hiện ra rất ác im mỉm cười, kể cả rất nhiều nữ sinh, mà ngay cả cây coca trên mặt cũng nhịn không được lộ ra loại nụ cười này. nàng này họ trương, tên tiểu hoa, dùng tin tức hệ lén đánh giá là nàng trường một trương bánh bao mặt cùng tiểu cường dáng người, bởi vì cái tên này dịch âm quan hệ, tin tức hệ lũ ra xúc đến bây giờ liền hoa hậu giảng đường hai chữ cũng không dám đề. người ngẫm lại vừa nói đến hoa hậu giảng đường, lập tức nghĩ đến tiểu hoa cái này không cái cùng bên này nói lên mỹ nữ bên kia đến phủ dung tỷ hiệu quả đồng dạng một đám người nhìn có chút hả hê xem kịch vui cây coca lão sư trên mặt cũng giống như cười mà không phải cười cảm thấy lạnh như vậy chẳng không tốt vì vậy tựu nói vậy được rồi hai người các ngươi vị nam sĩ cái nào chủ động một điểm đứng ra vừa mới dứt lời ngồi chữ tựu bất động thanh sắc ở trần húc đằng sau đẩy một bà trần húc không nghĩ tới hắn vậy mà vô sỉ như vậy vậy mà ra tay so với chính mình còn nhanh nhất thời chủ quan, một cái lảo đảo té ra ngoài. Toàn bộ hoạt động thất mọi người tại ác ý cười, tần tiểu ngạn cùng ngô nguyên dứt khoát hắc 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 cười ra tiếng. Không có đường lui rồi, Trần Húc cảm giác mình nửa đời sau hạnh phúc chỉ sợ ngay tại một ý niệm, mà lúc này đây thân thể đã xông tới trở về không được. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, nói như vậy người tại tuyệt cảnh chính giữa tốc độ phản ứng đều là rất nhanh, mỗi chuyên gia thậm chí tiếng người tại lâm vào tuyệt cảnh trong lúc trong thân thể hội bài tiết ra một loại cùng loại với adrenaline hormone kích thích, có thể làm cho người đột nhiên biến thành siêu nhân, thậm chí có thể một cước đá bay một chiếc xe buýt. Mà loại trạng thái này tự được gọi là trong truyền thuyết, mở ra giải mã gen ADN trạng thái. Bất quá loại này thuyết pháp cũng không phải không có có đạo lý, Trần Húc cảm giác mình phản phất thật sự tiến nhập trong truyền thuyết giải mã gen ADN trạng thái, sau đó kỳ tích cũng thật là tùy theo tia chấp rồi, sau đó sở hiên cũng tùy theo bám vào người. Trần hú cả một tiếng vô cùng khoa trương kêu thảm thiết, sau đó thân thể một nghiêng, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, còn ầm ầm đụng ngã lăn một loạt cái ghế. Ai nha nha, ta chân đau quá, Trần hút bụng lấy bị đụng cái chán kêu thảm thiết nói. Bất quá hắn lần này đụng thật sự có đủ rất, cây coca vốn đang lo lắng muốn nhìn lại xem, nghe xong lời này tựu đứng vững, Trần ngươi thương ngươi che đầu làm gì vậy. Trần Húc lúc này thời điểm mới phát hiện mình nói sai, nhưng vấn đề là đầu bị đụng còn thật sự có điểm đau. Loại cảm giác này tựa như đại thoại Tây Du bên trong nhị đương ra chịu nhục, đơn giản chỉ cần tại trên đùi đã trúng một đau cũng muốn giả bộ bất tỉnh đồng dạng. Đau thoáng một phát tính toán cái gì, muốn thực cùng vị này tiểu hoa cô nương khiêu vũ, cái kia cũng không phải là đau thoáng một phát vấn đề. Vì vậy Trần Húc đã kêu nói, đau đến chân nữa à. Cạch đem làm, hoạt động trong phòng gia súc nhóm đàn bà con gái ngược lại đầy đất, tính cả cây coca ở bên trong, tập thể tại trong bụng mắng, tiện nhân. Tuy nhiên biết rõ thằng này là Trang, nhưng vấn đề là hắn vừa rồi cái kia hạ đụng hoàn toàn chính xác không nhẹ, vì vậy cây coca đành phải đưa ánh mắt chuyển hướng mặt mũi tràn đầy xanh sau ngô chữ nói, được rồi, ngô chữ đồng học, người sẽ tới một chút đi. Ngô chữ nuốt nhổ nước miếng, nhưng bên cạnh tiểu hoa cô nương đã vui cười mặt mày hớn hở. N, là vui cười lông mày khai, nhưng là tìm không thấy mắt rồi. So sánh với bề ngoài Trần Húc, con gái người ta tự nhiên hay vẫn là càng ưa thích ngô chữ loại này lớn lên có chút tiểu soái tiểu bạch kiểm, hơn nữa người ta là văn nghệ bộ bộ trưởng à, nghe nói hay vẫn là không ít nữ sinh trong lòng bạch mã vương tử. Tiểu hoa cô nương tại trong bụng hừ một tiếng, bạch mã vương tử cũng không trở thành của ta bạn nhảy sao. Ngô chữ đành phải vẻ mặt đau khổ đi đến đi, lúc này thời điểm hắn có thể nói cái gì. Nhưng là trong nội tâm đã đem Trần Húc rất khinh bỉ một vạn lần à một vạn lần. Mà những thứ khác lũ gia súc tuy nhiên phiền muộn Trần Húc đã tránh được một kiếp này, nhưng nhìn lấy ngô chữ cơ hồ là ngạnh nặn đi ra dáng tươi cười, nguyên một đám trong nội tâm cảm thấy cũng rất thoải mái đấy. Chứng kiến một đám nhóm đàn bà con gái đều khí con mắt bốc hỏa, bọn này lũ gia súc đã cảm thấy Trần Húc kỳ thật cũng rất thông minh lanh lợi đấy. Trần Húc ôm đầu ngồi ở bên cạnh, nghĩ thầm cái này chính mình rốt cuộc tránh được một kiếp rồi, tuy nhiên trả giá cao rất thảm trọng, đầu bây giờ còn có điểm chóng mặt đây này. Cây coca lão sư cũng có chút nhìn không được rồi, nói vị bạn học này ngươi hay là đi phòng điều trị xem một chút đi, bôi điểm dược cái gì đấy. Nghe nói mấy ngày hôm trước các người học giáo y học hệ thì có một học sinh bị đụng phải, lúc ấy cho rằng không có việc gì, về sau tiến đưa đi bệnh viện một kiểm tra phát hiện là lá lách vỡ tan. Thốt ra lời này, sở hữu tất cả nam sinh đều cười phun ra, sau đó đã có người hô lớn nói cây coca lão sư ngài không biết ha. Lúc ấy phát hiện cái kia ra xúc lá lách vỡ tan đúng là vị này chúng ta trần bán tiên toàn lớp nữ sinh con mắt đều sáng cây coca nói câu thật sự à ôi chàng trai thật là có bản lĩnh mà không ít hộ lý hệ nữ sinh liền suy nghĩ nguyên lai like người kia chính là hắn à nghe nói chúng ta viện trưởng đều nói muốn đem hắn kéo tới y học kỳ tài à nhiều như vậy nóng bỏng ánh mắt xem trần húc đều có chút ngượng ngùng hắn nói như vậy ta hay là đi bệnh viện xem một chút đi sau đó tự chuẩn bị kéo môn đi ra ngoài thế nhưng mà tay của hắn còn không có đụng phải tay cầm cái cửa tay đâu rồi, đột nhiên đông 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 có tiếng đập cửa. Trần Húc rất ngạc nhiên thuận tay kéo cửa ra, lập tức ngây ngẩn cả người. Cửa ra vào đứng đấy một cái yêu tinh, cái kia yêu tinh mở miệng tựu là một câu, không có ý tứ, nơi này là tình giao hảo vũ lớp huấn luyện A, ta đến chậm. Cái này yêu tinh Trần Húc nhận thức, đúng là cùng chính mình một cái hệ, tướng mạo cùng chạm tinh cùng cao hiểu tiết sánh vai tam đại hoa khôi của hệ một trong, quản dịch. Chỉ là hôm nay trang phục của nàng lại để cho Trần Húc trợn mắt há hốc mồm, cảm giác đầu tiên tự yêu tinh kia mặc thật sự quá nóng nảy rồi. Một đầu màu đen đai đeo váy liền áo, mép váy vạt áo cũng không phải quy tắc thức copy bên cạnh, mà là phiến diệp hình dáng bất quy tắc dưới váy. Một đôi trắng như tuyết bắp chân cùng màu đen váy, trên chân là xà cạp tựa như dài nhỏ dày cao gót, hết sức gợi cảm. Mà tóc của nàng tựa hồ vừa quản lý qua, mềm mại giống như thác nước đồng dạng tóc đen tùy ý xóa xuống, tóc dài bồng bềnh không thể không nói, thời đại này sinh viên đối với tóc dài bồng bình nữ hài tử vẫn có loại đặc thù hảo cảm, huống chi cái này yêu tinh tóc rất dài, một mực đáp đã đến bên hông. Điểm chết người nhất đúng là áo đai đeo, một đôi tuyết trắng bả vai lộ ở bên ngoài, hơn nữa ngực mở đích cũng hơi thấp, tuy nhiên còn không đến mức phi thường khoa trương, nhưng loáng thoáng lại có thể chứng kiến trắng như tuyết bộ ngực, còn có cái kia một đạo thâm thúy đấy. Rãnh mương, thực có can đảm mặc à, học sinh thời nay nói như vậy, dựa theo tuổi tính toán, mới vừa gia nhập đại học lúc đều hẳn là 17-18 tuổi bộ dạng, cho nên cái tuổi này nữ hài tử thân thể phát dục vừa mới đến cái đuôi, thêm lên cấp 3 dốc sức liều mạng khổ học, dự thi giáo dục tàn phá, tri thức ngược lại là cùng nhồi cho vịt ăn tựa như nhét vào đi không ít, nhưng thân thể trên cơ bản không sao cả trường, rất nhiều đều là khô cằn cùng cái diêm cô nàng tựa như. Trần Húc dùng chính mình bao nhiêu năm nhìn lén lão ba trong máy vi tính phim heo kinh nghiệm nhìn ra thoáng một phát, tự nhận định trước mắt yêu tinh kia ít nhất là CCUP. Cái này lớn nhỏ tại hợp hiệp đại không dám nói khinh thường hoa thơm cỏ lạ, nhưng là tại đại nhất cấp bậc trong trên cơ bản tựu là thuộc về cấp quan trọng được rồi. Hơn nữa là trọng yếu hơn là, cái này yêu tinh thân cao cùng với dáng người tỷ lệ đều vậy rất tốt. Bởi vì nữ sinh nếu như béo, tự nhiên sẽ lộ ra ngực lớn hơn, ví dụ như vị kia tiểu hoa cô nương, người ta tựu là trong truyền thuyết e ngực ép bụng. Nhưng là cái này yêu tinh không chút nào không lộ ra béo, cho nên cái này phi thường đáng quý rồi. Trần Húc ngây người cũng không có tiếp tục thời gian bao nhiêu, hắn vội vàng đáp, là, nơi này chính là tình giao hảo vũ lớp huấn luyện, sau đó Trần Húc mở ra một cái thân vị, quản dịch hướng về phía hắn khẽ gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, đi đến. Bởi vì môn không lớn, cho nên bên nàng thân lúc tiến vào, là cơ hồ lau Trần Húc tiến đến, nàng cái kia vừa đã làm ly tử y ôm bị phỏng thẳng phát có mấy cây sắt qua Trần Húc mặt, lại để cho hắn cảm giác ngứa, đồng thời cũng nghe thấy được một cổ rất thơm hương vị không phải nước hoa, có chút nước gội đầu mùi thơm còn có một chút. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết mùi thơm của nữ nhân, quản dịch vào cửa về sau lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt, vốn là tựu cao hơn mọi người một bậc tư sắc tăng thêm hôm nay cố ý cách ăn mặc, làm cho nàng muốn không để người chú ý cũng khó khăn. Nàng nhanh chóng quét qua, phát hiện hoạt động trong phòng giống như đều là có đôi có cặp được rồi, vì vậy cười cười nói, giống như ta đến vô cùng không khéo, không có bạn nhảy rồi. Một đám lũ ra súc hối hận ruột đều thanh rồi nghĩ thầm chính mình làm gì vậy ra tới sớm như thế. Nếu như không phải sợ bị trôn sống chụp chết, đoán chừng thì có gia súc sẽ lập tức buông tha cho bên người bạn nhảy đến chạy về phía Mỹ nữ rồi. Mà nhóm đàn bà con gái trong nội tâm đều hơi có chút ê ẩm đố kỵ, đồng thời cũng có vài phần nhìn có chút hả hê bộ dạng. Cây coca chứng kiến xinh đẹp như vậy nữ hài cũng là sừng sờ, sau đó trong nội tâm đã ở hắc hắc cười xấu xa, cảm thấy bọn này lũ gia súc hiện tại trong lòng khẳng định đều là phi thường phiền muộn, nhất là ngô chữ, trong nội tâm đều hận không thể đem Trần Húc Tháo thành tám khối, nếu như không phải tiện nhân này, vậy bây giờ đem làm mỹ nữ bạn nhảy đúng là chính mình rồi, cái đó dùng được lấy như vậy tội nghiệp cùng vị này như hoa, à không, tiểu hoa cô nương. Cây coca dùng một loại có thâm ý khẩu khí kéo dài âm, bạn nhảy nha, đã ở đây không có có rảnh rỗi nam sĩ rồi, ta đây tựu, nàng vốn muốn nói vậy thì ta đây bạn nhảy tặng cho ngươi, ta đến chỉ đạo tốt rồi. Nhưng này lúc Trần Húc thanh âm tiếng nổ, ai nói không rảnh rỗi rãnh hay sao? ta không phải còn không có bạn nhảy sao? Cây coca rất kỳ quái nhìn xem thằng này, người không phải mới vừa đau đầu thêm chân đau không? Còn chưa có đi phòng điều trị, Trần Húc cũng rất không biết xấu hổ nói, không có việc gì, hiện tại lại không đau. Hóa, tất cả mọi người tính cả cây coca đều tại trong bụng lại mắng một câu tiện nhân, Trần Húc chính mình ngược lại hào không tự giác cười hắc hắc, cười răng đều lộ ra rồi, đem vươn tay ra đi nói, xin hỏi có thể chứ? Trên tay rất nhanh đụng chạm đến một cái ôn hòa trơn mềm đồ vật, Quản dịch rất hào phóng đem tay khoác lên Trần Húc trong lòng bàn tay chính giữa, cười nói: "Ta nhảy không tốt, thỉnh ngươi nhiều chỉ giáo." Nắm cái này chi bàn tay nhỏ bé Trần Húc trong nội tâm run lên, nhịn không được thoáng dùng thêm chút sức khí nhéo nhéo, không sợ mất mặt mà nói, đã lớn như vậy Trần Húc còn là lần đầu tiên cùng nữ hài tử như vậy bắt tay. Đương nhiên, nhà trẻ thời điểm không tính, quản dịch bàn tay nhỏ bé nhu nhược không có xương, mềm nhún kéo thật là thoải mái. Trần Húc trong nội tâm nhịn không được hèn mọn bị ổi à à, à hét to vài tiếng về sau, cái này mới có hơi xấu hổ nói, cái kia, ta cũng không thế nào hội, cùng nhau nghiên cứu một chút đi. Thực tiện à, người bên cạnh lại là ghen ghét lại là phiền muộn, cái gì gọi là thật trắng đồ ăn đều bị heo nhú rồi hả? Cái gì gọi là hoa tươi cắm ở này cái gì bên trên? Nếu như ánh mắt có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén, hiện tại Trần Húc trên người đã sớm biến thành than tổ ong rồi. Lúc này thời điểm cây coca liền phách vài cái bàn tay, nói mọi người không nếu nhìn tiếp tục a à. vì vậy nhịp lần nữa vang lên một đám củi khô liệt hỏa nhóm đám bọn họ lại bắt đầu dây dưa lại với nhau nguyên một đám nhảy chính là chết đi được nhưng này bên cạnh trần húc vẫn còn chỉ ngây ngốc đứng đấy lôi kéo người ta bàn tay nhỏ bé không biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ kỳ thật hắn là rất muốn thò tay đi ôm người ta eo xem yêu tinh kia trên thân không nhỏ nhưng vòng eo cùng rắn nước giống như không biết sờ lên là hiệu quả gì chứng kiến trần húc chỉ ngây ngốc bất động quản dịch chủ động tới gần một bước, đem tay khoác lên Trần Húc trên lưng, thấp giọng nói, bắt tay đặt ở ta trên lưng. Mỹ nữ như vậy yêu cầu Trần Húc tự nhiên là nghĩa bất dung từ, hơn nữa lại để cho chính hắn cảm thấy rất mất mặt chính là người ta Mỹ nữ bề ngoài giống như đều không thế nào để ý, chính mình còn chỉ ngây ngốc cùng ngây thơ tiểu sử nam giống như, ai nha nha, suy à suy à. Bất quá Trần Húc lá gan cũng không nhiều lắm, chỉ là tượng trưng đem tay khoác lên người ta trên lưng, ô ken két, rất nhuyễn rất nhuyễn, bề ngoài giống như rất có co giãn nói. Hiện tại bắt đầu đi, cây coca ở bên cạnh hô nổi lên khẩu hiệu, 123, 123, sân nhảy chính giữa người lập tức đi động. Khiêu vũ loại công việc này thật sự không phải kiện chuyện dễ dàng. Vừa mới bắt đầu xem ngô chữ cùng cây coca hai người nhảy ngược lại là rất thông thuật, nhưng vấn đề là chân nhất nhảy, trước ra chân trái hay vẫn là chân phải vấn đề thủy chung làm không rõ ràng, trong lúc nhất thời trong sàn nhảy người ngã ngựa đổ, bị dẫm lên chân vô số kể. Trần Húc cái chán chảy mồ hôi, cẩn thận từng ly từng tí đạp trên bước chân, hiện tại ngược lại thật sự một điểm chiếm tiện nghi tâm tư cũng bị mất. Bởi vì nhìn đối phương cặp kia linh xảo chân nhỏ còn có cái kia xà cặp mảnh căn giày cao gót, cho dù Trần Húc không có luyến đủ thích, nhưng hắn vẫn cảm thấy nếu như mình không cẩn thận ở phía trên dẫm lên một cước, cái kia thật sự là tội ác à. Bất quá xem quản dịch nhất định là học qua vũ đạo, động tác rất thành thạo. Không hỏi qua đề là có câu nói nói gọi không sợ như thần đối thủ, chỉ sợ như heo đồng đội, quản dịch phú bộ tuy nhiên nhẹ nhàng, nhưng đã có Trần Húc cái này liên lụy, ngược lại cũng không thế nào có thể phát huy đi ra. Bất quá khá tốt cũng không có dẫm lên Trần Húc chân bên trên. Lần này hai người khiêu vũ nhảy tựu so sánh khôi hài rồi. Không biết độc giả các bằng hữu khi còn bé có hay không chơi đùa một cái tên là dẫm chân trò chơi nhỏ, tự là hai người mặt đối mặt, đưa chân đi dẫm đối phương, sau đó đối với phương nghĩ biện pháp tránh né đồng thời lại phản kích. Hiện tại Trần Húc cùng quản dịch hai người bộ dạng cũng tựu không sai biệt lắm, hai người đều tại kiệt lực tránh cho đi dẫm đối phương chân, ngược lại như là tại chơi trò chơi đồng dạng. Cuối cùng quản dịch đều có chút bất đắc dĩ rồi, nói Trần Húc đồng học, người không muốn như vậy cẩn thận từng ly từng tí được không? Buông ra một điểm ok, có thể được mỹ nữ một ngụm kêu lên đến danh tự, Trần Húc cảm giác mình hay vẫn là rất vinh hạnh đấy. Dù sao hiện tại khai giảng cũng tự hơn 10 ngày, trong ban phần lớn người hắn cũng còn gần kề có một quen mặt mà không giống danh tự đây này vì vậy Trần Húc cũng có chút tiểu tự đắc nói làm sao ngươi biết tên của ta. Quản dịch cười cười, không phải không thừa nhận nữ nhân này cười rất yêu nhã hơn nữa rất câu người, bởi vì ánh mắt của nàng cười cười thật giống như Nguyệt Nha Nhi, nàng tiên ánh trăng đồng dạng ngoặt khom thật là đẹp mắt. Quản dịch cười nói Trần Bán Tiên ta làm sao có thể không biết. Các người phòng ngủ quảng cáo đều đánh tới chúng ta nữ sinh ký túc xá rồi, tự cùng dưới lầu cột điện bên trên dán đích miếng quảng cáo đồng dạng. Nghe xong lời này Trần Húc thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, cái kia miếng quảng cáo bên trên gián nick đều là chút gì đó này nọ à. Gia truyền bí phương, chuyên trách bệnh lia dương sớm tiết không chữa không dục, sau đó còn có cái gì lâm bệnh bệnh giang mai hoa liễu các loại. Nghe nói cấp cao lũ gia súc buổi tối đánh bài thời điểm chơi tiền đặt cược, thua một phương cũng không giống như bọn hắn như vậy tại trên mặt dán tờ giấy à các loại, mà là có đủ loại cả pháp. Trong đó một đầu tựu là ôm cột điện đối với thượng diện quảng cáo hô to ba tiếng, bệnh của ta có thể cứu chữa á? Vừa nghĩ tới danh dự của mình hủy hoại chỉ trong chốc lát, Trần Húc tự một bả nước mũi một bả nước mắt đấy. Lúc này thời điểm quản dịch cười nói cũng không có quan hệ gì, chúng ta phòng ngủ mấy cái bạn cùng phòng đối với người hứng thú đều rất lớn, đoán chừng buổi tối hôm nay trở về muốn thẩm vấn ta rồi. Nghe nói như thế Trần Húc đã cảm thấy rất thoải mái, sau đó đã cảm thấy nữ nhân này thật là rất rất biết nói chuyện, ít nhất cái này ngắn ngủn vài câu nói chuyện với nhau có thể làm cho người cảm thấy rất vui sướng hơn nữa không có bất kỳ áp lực, quan hệ vô hình đã đến gần thêm vài phần vì vậy trần húc tự hỏi các người phòng ngủ hay sao cái đó mấy cái à ừ quản dịch làm cái ánh mắt trần húc nghiêng đầu theo ánh mắt của nàng nhìn lại chứng kiến ba cái phụ nữ vẫn đang ngó chừng bên này hướng về phía quản dịch nháy mắt ra hiệu đang cười trần húc rất kỳ quái các nàng tại cười cái gì quản dịch nhìn xem nàng phòng ngủ ba cái phụ nữ cũng có chút kỳ quái nói đại khái là chúng ta nhảy không tốt sao lúc này thời điểm trần húc không cẩn thận cúi đầu nhìn một chút bởi vì vừa rồi vận động, tăng thêm quản dịch bộ này váy hình như là cái loại này nước nhiều tài liệu thoáng có chút trọng, cho nên ngực cổ áo lại đi hạ thấp đi một tí, vốn là cái kia như ẩn như hiện giữa hai khe núi lộ ra tương đối nhiều rồi, liền hai luồng bạch hoa hoa thịt đều lộ ra không ít, đã có thể thân thể to lớn vừa ý mặt một bộ phận ngực hình rồi. Kỳ thật thật muốn nói thật, loại này thấp ngực trình độ còn không tính là cái gì, nhưng trơ mắt, thật mặt đối mặt chứng kiến một mỹ nữ như vậy hào phóng, tụ lại để cho Trần Húc cái này ngây thơ tiểu sử nam tâm can phù 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 nhảy loạn rồi. Trần Húc nhịn không được nuốt nhổ nước miếng, cố gắng không để cho mình lên trên xem, nhưng cũng nhịn không được không nhìn, trong lòng của hắn hô to mấy lần hèn mọn bị ổi về sau, cảm giác mình nếu quả thật như vậy xem tiếp đi, nói không chừng sẽ cầm giữ không được thật xấu hổ chết người ta rồi, vì vậy hắn buông ra quản dịch tay, tại nơi này yêu tinh mở to dưới ánh mắt, vươn tay ra dẫn theo nàng hai vai đai đeo, sau đó giúp nàng đem quần áo hướng nâng lên đề, một khúc vô tất, trong sân củi khô liệt hỏa nhóm, đám bọn họ đều tạm thời tiêu ngừng một chút, tại hoạt động thất bên cạnh trên chỗ ngồi tỏa hạ, ngồi xuống nghỉ ngơi, uống nước, lại quan tâm thoáng một phát chính mình đáng thương chân. Nói thật, lần này thật đúng là khó mà nói rốt cuộc là ai so sánh đáng thương một điểm. Bởi vì ở đây nam tính đồng bào mặc phần lớn là dài da, nữ sinh mặc trên cơ bản đều là cao gót dài xăng đan, vì vậy cũng tạo thành các nữ sinh cũng nhịn không được đi cài ao nước chỗ đó vọt lên thoáng một phát trên chân bị dẫm bùn, mà các nam sinh đều tại bụng lấy chân thử lấy răng thảo luận lấy cái nào nữ sinh gót chân so sánh dài nhỏ. Cùng lúc trước nam nữ sinh phân biệt rõ ràng bộ dạng so sánh với, không khí bây giờ tự hòa hợp khá hơn rồi. Đám học trưởng bọn họ trước khi nói không sai à, tình giao hảo vũ thật sự là một cái rất năng điểm đốt củi khô liệt hỏa hạt giống, ngẫm lại cùng người ta em em vừa gặp mặt, lời nói đều không có nói hai câu bàn tay nhỏ bé tự kéo, sau đó eo nhỏ tự ôm lên, chật chật, có chút ra xúc dứt khoát tự không buông tay rồi. Trần Húc đi ra ngoài mua hai bình nước khoáng trở lại, cho quản dịch một lọ chính mình một lọ. Vốn đối với Mỹ nữ hắn còn rất do so dự đến cùng mua cái gì đồ uống, nhưng vấn đề là người ta nói nước khoáng là được, Trần Húc cũng tự thuận cuộc tiết kiệm tiền rồi. Trần Húc cùng cái Mỹ nữ ngồi cùng một chỗ hâm mộ chết chung quanh một đám lũ gia súc, cho nên thỉnh thoảng đã có người đi lên làm bộ hỏi Trần Húc ăn hết chưa, mấy giờ rồi. Kỳ thật mục đích đúng là vì muốn khoảng cách gần nhìn xem Mỹ nữ. Hơn nữa hay vẫn là rất nóng bỏng Mỹ nữ. Nhưng vấn đề là Trần Húc còn khó mà nói nói cái gì, bởi vì tại một đám gia súc trong mắt, hắn cùng mỹ nữ khiêu vũ đã là tội lớn rồi, bàn tay nhỏ bé cũng kéo eo nhỏ cũng kéo đi, nếu liền cơ hội này đều không để cho bọn hắn, cái kia sau này trở về nhất định sẽ bị khấu trừ một cái đằng trước nuốt riêng mỹ nữ tuân mệnh bị quần ẩu chí tử. Quản dịch ngược lại là một bộ rất không có cái gọi là bộ dáng, có người tới mượn cơ hội nói với nàng lời nói, nàng luôn mỉm cười ứng đối, trả lời rất là vừa vặn, lại để cho có rất có loại như tắm gió xuân cảm giác. Trần Húc trong nội tâm thầm kêu chịu không được chịu không được, cái này yêu tinh thật sự là quá muốn mạng người rồi. Bởi vì nhìn xem Trạm Tinh cùng Cao Hiểu Tiết, một cái yên tĩnh có chút không giống phàm nhân, cái khác thì là dương nanh múa vuốt giống như tiểu mèo hoang, hai nữ nhân này đều là lại để cho hệ ở bên trong lũ gia súc không tốt tiếp cận, nhất là Trạm Tinh, càng là bình thản có chút cự nhân xa ngàn dặm ở ngoài. Nhưng cái này yêu tinh lại bất đồng, nàng tự nhiên hào phóng không có chút nào cái loại này tiểu nữ nhân tư thái người khác nói với nàng lời nói nàng cũng không có cái loại này cao ngạo xa cách, ăn nói tuy nhiên không thể nói là diệu ngữ hàng loạt nhưng lại rất có thể làm cho người thoải mái, khiến cho nam nhân tại trước mặt nàng có thể cảm thấy phi thường nhẹ nhõm gây chuyện không tốt sẽ sinh ra một tia ý nghĩ háo huyền ý niệm trong đầu, cảm giác mình tại mỹ nữ trong mắt bị vài phần kính trọng rồi. Hơn nữa cái này yêu tinh lớn lên phi thường mị, ánh mắt của nàng hình dạng dùng một loại rất chú ý thuyết pháp gọi là mắt hạnh. Tại nghiêng sang đây xem người thời điểm, bị xem cái kia người tổng có thể cảm giác được nàng khóe mắt mang theo vui vẻ cùng mị hoặc, nhịn không được sẽ có chút hít tâm trí hướng về tự cho là đúng. Hơn nữa nàng cười thời điểm cũng phi thường lại để cho người chịu không được, con mắt cong cong giống như Nguyệt Nha Nhi, nàng tiên ánh trăng đồng dạng, lại để cho người nhịn không được tự nhìn ánh mắt của nàng, nếu như là cười to, cái kia càng khó lường rồi. Có một hình dung nữ hài tử cười từ gọi là cười run rẩy hết cả người, mà cái này yêu tinh cười cười, không riêng nàng có chút bộ vị loạn chiến, nhưng lại có thể làm cho nam nhân xem trong nội tâm một mực loạn chiến cùng nữ nhân này ở chung cũng có chút thời gian trần húc cảm thấy không có gì lời nói không thể tại nàng ở trước mặt nói thừa lúc mấy cái gia súc đi về sau trần húc tự thấp giọng nói tỉ tỉ à ngươi có thể hay không đừng lão phóng điện được không nào quản dịch cười loại chuyện này ta nhưng không làm vì cái gì nói như vậy ta trần húc lắc đầu thở dài tỉ tỉ chính ngươi cảm giác không thấy ấy ư vừa rồi mấy cái gia súc là đầy người vị chua tới lúc trở về cũng đã là đầy người sát khí rồi. Quản dịch có chút nghiêng đầu, cái này quản ta sự tình gì? Trần Húc buông buông tay, ta cảm thấy được như người mỹ nữ như vậy tốt nhất cao ngạo một ít, dùng ánh mắt đem những này động dục lũ ra súc đuổi đi. Nhưng ngài ánh mắt kia, rõ ràng cho thấy lại để cho bọn hắn cảm giác được mình còn có cơ hội, ngay sau đó tự một cái hố một cái hố mất đi vào. Cần gì chứ, tội gì khổ như thế chứ? Quản dịch nháy mắt mấy cái, nói, ta là người cũng không thích cho người ta làm dáng, nhưng ngươi cũng nói không sai, giống như bởi vì loại tính cách này làm cho hiểu lầm không ít, kỳ thật ta thật không có cái gì ý khác. Đừng, Trần Húc tranh thủ thời gian phất tay đánh gãy nàng, nói, ta nói tỉ tỉ, ngài phiền toái chính mình chú ý thoáng một phát là được rồi, chúng ta lúc này mới nhận thức không đến một giờ, không cần phải cùng ta thổ lộ hết đi à nha. Chẳng lẽ ta lớn lên cứ như vậy như người tốt sao? Quản dịch cười cười, ta cảm giác người người này hoàn toàn chính xác khá tốt. Đã gặp nàng như vậy cười cười, Trần Húc thiếu chút nữa khóc. Được, cảm tình lại bị phát người tốt tạp rồi. Nhắc tới cũng kỳ quái Trần Húc người này từ nhỏ đến lớn nữ nhân duyên kỳ thật cũng không tệ, tốt thanh danh thậm chí đều rơi vào tay một ít gia trưởng trong lỗ tai rồi. Trường cấp 3 thời điểm bọn hắn lớp học có một mỹ nữ nói yêu thương, mỹ nữ kia ra giáo rất nghiêm, có mấy lần bởi vì cùng bạn trai cuộc hẹn hồi đi trễ. Ba ba của nàng hỏi nàng lúc nàng tự nói cùng Trần Húc cùng một chỗ đọc sách đâu rồi, kết quả người ta phụ thân lập tức tự không hỏi rồi. Lúc ấy trong lớp không ít mỹ nữ cùng Trần Húc quan hệ cũng không tệ, thậm chí đem một vài tiểu bí mật đều có thể cho Trần Húc chia sẻ, như vậy chung quanh một đám lũ gia súc đều rất phiền muộn, tập thể mắng Trần Húc là cầm thú, một người chiếm đoạt nhiều như vậy mỹ nữ tài nguyên. Kết quả Trần Húc lúc ấy còn cảm thấy rất thoải mái đâu rồi, cái gọi là làm quan hưởng lộc vua ở chùa ăn lộc Phật nha, kết quả về sau hắn cùng cái quan hệ rất tốt, ngay cả mình lúc nào đến cái kia như thế nào phiền muộn sự tình đều nói với hắn nữ hài thổ lộ kết quả cô bé kia cũng rất ngạc nhiên nói ta một mực đem ngươi trở thành ca ca cùng bạn tốt, phút cuối cùng còn nói một câu ca ca kỳ thật ngươi là người tốt, nhất định có thể tìm được so với ta tốt nữ hài tử. Đã đến đại học về sau Trần Húc mới biết được cái này là trên mạng lưu hành bị phát người tốt tập, bởi vì xem xem người ta tình lữ liếc mắt đưa tình lúc, nữ nhân đều sẽ rất hờn dỗi nói lên một câu ngươi thật là xấu, mà lúc chia tay đều cùng chính mình đồng dạng, nói kỳ thật ngươi là người tốt. Tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm ta rồi, Trần Húc vẻ mặt uể oải hơn nữa chăm chú, kỳ thật ta là người xấu, rất xấu rất xấu đấy. Nghỉ ngơi một lúc sau, vũ hội tựu bắt đầu tiếp tục đã tiến hành. Trải qua trước khi một vòng rèn luyện, củi khô liệt hỏa nhóm, đám bọn họ không có trước khi câu nệ, hơn nữa đối với vũ bộ quen thuộc về sau, nhảy cũng rất nhanh hữu mô hữu dạng ra dáng. Trần Húc cùng quản dịch cũng không cần lo lắng dẫm lên đối phương chân rồi, mà Trần Húc chàng trai tiếp nhận năng lực không tệ, tăng thêm quản dịch rõ ràng luyện qua, cho nên tại nàng kéo hạ hai người nhảy càng phát ăn ý hơn nữa thành thạo rồi. Tình giao hảo vũ là một cái rất cần ăn ý vận động, vũ bộ thành thạo về sau song phương tự nhiên là không cần nhìn đối phương chân, mà là giúp nhau chằm chằm vào đối phương con mắt, nhìn về phía trên rất có một loại mặt mày đưa tình bộ dạng. Cái này lại để cho chung quanh một đám lũ ra súc khí ghen ghét dữ dội, hận không thể đem Trần Húc một cước đá văng ra, sau đó chính mình cùng mỹ nữ hảo hảo nhảy lên nhảy dựng. Trần Húc nhảy mở về sau, trong lòng cũng là cái gì thoải mái, dù sao cũng là cùng mỹ nữ tiếp xúc thân mật, cảm giác tự là không giống với. Tuy nói hắn kiệt lực tự nói với mình trước mắt nữ nhân này là cái yêu tinh chiêu chọc không được, nhưng lại nhịn không được lại cảm thấy kỳ thật nữ nhân này cũng rất tốt, lại xinh đẹp vừa lớn phương, thật muốn đem làm chính mình bạn gái đoán chừng hắn buổi tối nằm trên giường đều có thể vui cười tình. Nhưng vào lúc này, Trần Húc đột nhiên cảm giác được quản dịch động tác dừng lại, một trầu, sau đó hai người liền không nhịn được ngừng lại. Kế tiếp Trần Húc bả vai đã bị vỗ nhẹ nhẹ hai cái, hắn quay đầu lại, một cái lớn lên có chút tiểu khôi ngô ra xúc chính ôm một bó hoa đứng tại phía sau mình, sau đó dùng một loại rất lễ phép ngữ khí nói, thực xin lỗi, vị bạn học này, có thể hay không thỉnh ngươi nhường một chút, vị này quản dịch đồng học nhưng thật ra là của ta bạn nhảy. Lời nói tuy nhiên đủ lễ phép rồi, ngữ khí cũng cũng tạm được, nhưng là thằng này ánh mắt lại làm cho Trần Húc rất không thoải mái, cái kia ở đâu là thương lượng. Rõ ràng là Trần Trụi ở uy hiếp mà, vì vậy Trần Húc càng làm đầu quay tới, nhìn xem đang tại nhíu mày quản dịch cố ý hỏi, như thế nào? Đây là người trước khi ước hẹn bạn nhảy, thế nhưng mà hắn cũng không biết là cố ý hay vẫn là không có chú ý, nắm quản dịch bàn tay nhỏ bé nếu không có buông ra. Quản dịch vốn là đối với Trần Húc lộ ra cái thật có lỗi dáng tươi cười, sau đó đối với cái này ra xúc nói, lưu lăng thiên đồng học, ta không nhớ rõ ta lúc nào đã đáp ứng làm người bạn nhảy. Còn có tựu là, chúng ta bây giờ chính đang khiêu vũ, thỉnh đừng tới quấy rầy chúng ta được sao? Cái này gọi Lưu Lăng Thiên không có trực tiếp trả lời nàng, mà là nhìn về phía Trần Húc, vị bạn học này, người hãy để cho thoáng một phát tốt rồi, cái này là giữa chúng ta việc tư, những lời này nói ra lúc, ngữ khí cũng cũng đã dẫn theo uy hiếp trắng trợn rồi. Cảm giác quản dịch kéo thoáng một phát tay của mình, Trần Húc nhẹ nhàng cầm ngược thoáng một phát ý bảo tự mình biết rồi. Vốn là hắn đối với quản dịch thật sự không có gì nghĩ cách, nếu như cái này ra súc là hảo ngôn hảo ngữ thỉnh chính mình hỗ trợ, cái kia Trần Húc cũng hoàn toàn chính xác sẽ để cho khai, nhưng vấn đề là thằng này khẩu khí quá kiêu ngạo rồi, mà Trần Húc hết lần này tới lần khác lại là cái ăn mềm không ăn cứng người, người kính ta một thước ta kính người một trưởng, nhưng người muốn chính mình đem mặt đưa lên Trần Húc còn là biết một bàn tay hung hăng rút lên đi. Trần Húc nhìn xem cái này ôm một bó to hoa tươi ra súc, cười nói, người có việc tư, ta cũng có à, không thấy được chúng ta bây giờ chính đang khiêu vũ sao. Người xử tại đây giống như cái nở hoa cây xương rồng cảnh giống như, ngăn cản con đường của chúng ta, rốt cuộc là ai nên lại để cho thoáng một phát. Kỳ thật cái lúc này trong sàn nhảy mọi người tại chú ý bên này động tính, vì vậy Lưu Lăng Thiên tuy nhiên lớn lên không phải rất tiểu soái nhưng dáng người rất không tệ, 180 thân cao lại ôm một nhúm lớn như vậy hoa hồng, kẻ đần mới nhìn không thấy. Huống chi hắn vừa vào cửa tựu thẳng đến quản dịch đi, một đám rất bát quái lũ tiểu tử cũng không có so kích động muốn nhìn một chút có thể bộc phát hay không ra cái gì gian tình. Nghe tới Trần Húc những lời này về sau, một đám dựng thẳng lấy lỗ tai lũ ra xúc suốt cuộc cùng đánh cho máu gà đồng dạng bạo phát. Bởi vì lưu lăng thiên mặc trên người đúng lúc là kiện màu xanh lá tê sớt áo sơ mi, hơn nữa thằng này trên mặt cũng không có thiếu mụn, liếc nhìn về phía trên thật dài cùng cây xương rồng cảnh giống như, tại là một đám gia súc nhóm đàn bà con gái trong bụng đều đang mắng trần Húc cái thằng này miệng thật sự quá độc, mà ngay cả phòng ngủ mấy cái lũ gia súc cũng đều rất kỳ quái. Còn không có phát hiện trần Húc có như vậy lời nói ác độc tiềm chất đây này. Lưu lăng thiên bị một câu khí mặt nghẹn màu đỏ bừng, bất quá mất đi hắn hàm dưỡng cũng không tệ lắm Cố gắng hít sâu một hơi mới nhìn hướng quản dịch, thứ hai tự nhiên cười nói, cô ý đã đến gần Trần Húc một chút, thực xin lỗi, xin ngài nhường một chút. Cái này Lưu Lăng Thiên thật sự bị tức phổi đều muốn nổ tung, tại là một đám lũ gia súc rất chờ mong nhìn xem ở nhà hỏa, cho là hắn hội ném ra cái cái bao tay cho Trần Húc sau đó hai người hẹn rồi thời gian địa điểm, giống như động dục châu được đồng dạng quyết đấu, nhưng không nghĩ tới cái này gia súc trên mặt một hồi hồng một hồi lục, giống như luyện càn khôn đại na di tựa như liên tục biến ảo mấy lần về sau hắn rốt cục khẽ cắn môi giống như đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, đối với quản dịch nói. Ngươi thật sự tự một điểm cơ hội đều không để cho ta sao. Nghe thế sao hàm tình mạch mạch, Trần Húc thiếu chút nữa làm ra một cái huệ động tác, quản dịch dùng tay vịn đầu, cười khổ nói học trưởng ngươi thật là đã hiểu lầm, kỳ thật ta một mực đem ngươi là bằng hữu bình thường, cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Lưu lăng thiên bộ dạng có chút phát điên rồi, cơ hồ là kêu lên, không phải. Ta có thể cảm giác đến, người đối với ta cùng đối với những người khác không giống với. Nghe xong lời này Trần Húc Tổ nghĩ thầm hư mất, quả nhiên là nữ nhân này gây sự tình. Bởi vì này nữ nhân quá quyến rũ điểm, nàng cái kia một cái nhân mày một nụ cười tổng có thể tác động nam nhân khác tâm tư, do đó làm cho nhân gia sinh ra một ít hiểu lầm. Rất rõ ràng, cái này lưu lăng thiên chính là một cái đáng thương, có chút tự kỷ, rơi vào trong hầm hài tử. Nghĩ tới đây Trần Húc cảm thấy đứa nhỏ này cũng thật đáng thương, có đôi khi tự mình đa tình cũng không phải như vậy cái cách làm, không phải sở hữu tất cả nữ nhân cười cười tựu là đối với ngươi lưu tình, muốn thực như vậy giảng về sau mỹ nữ đi ra ngoài dứt khoát che mặt được rồi, ngàn vạn đừng cười, bằng không thì cười cười tựu gây chuyện. Trần Húc cảm giác mình tựu rất có khống chế năng lực, người ta quản dịch đều cười cười run rẩy hết cả người rồi, mình cũng không sao cả tự cho là đúng à. Bất quá nhìn xem Lưu Lăng Thiên bộ dạng, không riêng gì Trần Húc, tất cả mọi người cảm thấy có chút không đúng rồi, bởi vì hắn giống như rất thống khổ bụng lấy đầu có chút tiểu điên cuồng bộ dáng mấy cái nhận thức hắn học trường lập tức cứ tới đây nói lưu lăng thiên coi như hết người cũng trưởng thành được rồi loại chuyện này bắt buộc không đến hay vẫn là trở về đi người hôm nay có chút không đúng bộ dạng trần húc lúc này thời điểm cũng rất tốt tâm mà nói vị niên trưởng này người trở về rửa ngủ đi xem người thật giống như thật sự có chút không đúng muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem lưu lăng thiên huyết đỏ hồng mắt trừng trần húc liếc quát người im ngay, trong mắt hắn, ngược lại là đem Trần Húc coi như là tình địch giống nhau. Trần Húc cảm giác mình rất oan uổng, càng cảm giác mình kỳ thật không có lẽ trộn lẫn cái này tranh vào vũng nước đục, vì vậy hắn vừa định cùng quản dịch nói tiếng loại chuyện này ta thực tham gia, xâm, không hợp, người xem rồi xử lý A, à, nhưng vấn đề là lời nói còn chưa nói ra miệng, khóe mắt của hắn tự chứng kiến Lưu Lăng Thiên nắm đấm hướng chính mình nện đi qua. Lần này rất đột nhiên, mà ngay cả mấy cái khuyên can học trưởng đều không nghĩ tới hắn vậy mà hội nói động thủ tự động thủ, mọi người nghĩ thầm một quyền này đánh lên đi chuyện kia tựu thật sự khó có thể thu thập, nhóm đàn bà con gái cũng đều nguyên một đám đã làm xong thét lên chuẩn bị. Thế nhưng mà ngay tại một giây sau chung, mọi người giật mình phát hiện Lưu Lăng Thiên nắm đấm lại bị Trần Húc hai tay cho một mực kẹp lấy. Kỳ thật Trần Húc mình cũng rất giật mình, trong khoảng thời gian này đến nay, mỗi lúc trời tối Trần Húc đều tiến vào giả thuyết ảo cảnh chính giữa mô phỏng chiến đấu trong khi huấn luyện bị trà đạp mấy giờ, cũng không ngừng ở cùng cấp bậc thấp cao thủ tiến hành so chiêu, tuy nhiên tại sự thật chính giữa còn chưa có không có lấy người động đậy tay, nhưng đối với vừa mới quyền đánh ra về sau, Trần Húc dưới thân thể ý thức tự làm ra phản ứng. Một quyền không có đánh chúng, Lưu Lăng Thiên càng là luống cuống, lại là một quyền muốn đánh tới, nhưng là bị bên cạnh mấy cái học trưởng liều mạng cho kéo lại. Ngô chữ cơ hồ là ghé vào lỗ tai hắn bên cạnh kêu to nói Lưu Lăng Thiên người điên rồi sao? Nhiều người như vậy nhìn xem đâu rồi, người ném không mất mặt à? mà ngay cả cây coca cũng nhìn không được rồi đi tới nói vị bạn học này sao có thể cái dạng này ngươi như vậy chỉ biết làm cho người ta ra chán ghét xem ra ta rất có tất yếu cho ngươi bên trên một đường tâm lý cố vấn khóa sau đó cây coca tự lôi kéo quản dịch đi qua một bên thấp giọng nói loại chuyện này ta cũng gặp nhiều hơn rất lý giải đừng để trong lòng cái này ngược lại là đem trần hút cho gạt ở chỗ này rồi hắn rất phiền muộn nhìn quản dịch liếc đã gặp nàng đối với chính mình làm một cái thật có lỗi dáng tươi cười Trần Húc liền không nhịn được run lên, nói tỷ tỷ ngươi về sau tốt nhất hay vẫn là thiểu cười một điểm A, tốt nhất tự cùng cái kia bao tự đồng dạng, cần phải xuất động phong hỏa đùa giỡn chư hầu mới bằng lòng cười. Quản dịch kỳ thật rất muốn nói một câu nếu như phong hỏa đùa giỡn chư hầu tiểu tử kia leo ra đổi mới, của ta xác thực biết cười. Nhưng ngẫm lại tình hình bây giờ không thích hợp khai loại này vui đùa, vì vậy tự cái gì cũng không nói rồi. Mà bên kia ngô chữ bọn người cũng siêu cấp phiền muộn, Lưu Lăng Thiên là theo chân bọn họ đồng dạng, đại nhị đại học năm hai, tin tức hệ, chứng kiến tiểu tử này hôm nay khác thường cử động, mấy cái đại nhị đại học năm hai, lũ gia súc đều chịu xấu hổ. Bởi vì hiện tại sinh viên nói yêu thương nhưng thật ra là rất sự thật, có rất ít như trường cấp 3 thầm miến cái nào đó nữ sinh lúc như vậy quấn quyết chặt lấy sông đi lên truy, nguyên một đám cùng Titanic số vội vàng đụng băng sơn đồng dạng đụng đầu rơi máu chảy đấy. Tiến vào đại học trên cơ bản coi như là nửa cái người trưởng thành rồi, thế nào tiểu tử này tư tưởng làm sao lại như vậy không thành thục đâu này. Người ta cự tuyệt ngươi rồi coi như xong quá, làm gì vậy còn như vậy như vậy không thoải mái, nhất là tại làm sao nhiều niên đệ học muội trước mặt, ai, mất mặt à? Nhưng lại mất mặt ném đến hộ lý hệ đi rồi, vạn nhất đem những này hộ lý hệ tiểu em em sợ hãi thế nào xử lý. Đây không phải tuyệt ta tin tức hệ sở hữu tất cả nam nhân đường lui hở. Vì vậy cái này mấy cái cấp cao lũ gia súc cũng rất phiền muộn muốn đem Lưu Lăng Thiên lôi đi ra ngoài, nhưng thằng này dãy dụa khí lực thật lớn xem Trần Húc cùng xem bất cộng đái thiên cửu nhân giống như, giống như muốn nhào lên hung hăng cắn hắn một ngụm. Cái loại này ánh mắt đã nói nghe điểm gọi một đầu bị thương sói, nói khó nghe điểm đã kêu một chỉ nổi điên chó hoang, tóm lại là đem Trần Húc xem có chút hơi sợ đấy. Sợ bị cắn, Lưu Lăng Thiên bị mấy cái cường tráng ra xúc cho lôi kéo giấy kiếm được không thoát được, dưới tình thế cấp bách tự hướng về phía Trần Húc phi một ngụm, một miếng nước bọt tựu phun tới, khá tốt Trần Húc tốc độ phản ứng nhanh, vội vàng nâng lên tay trái vừa đỡ mới không có đính vào trên mặt. Bất quá lần này, Trần Húc thật sự tức giận rồi, còn bên cạnh cùng Trần Húc quan hệ tốt nhất, phòng ngủ ba cái ra hỏa cũng đều vọt ra, ngăn tại Trần Húc trước mặt một hồi tức giận mắng. Lúc này thời điểm ai cũng cảm thấy cái này Lưu Lăng Thiên làm thật sự là hơi quá đáng. Quản dịch mặt lạnh lấy đi tới, âm thanh lạnh lùng nói, Lưu Lăng Thiên, nói thật, ta thật sự xem thường ngươi, nói xong cũng quay đầu lại kéo qua Trần Húc tay nói, không có dính vào trên mặt a à, ta mang người đi rửa bị quản dịch như vậy kéo một phát nhìn xem lưu lăng thiên cùng dã thú bị thương đồng dạng trần húc nóng tính không tự giác sẽ không có chỉ cảm thấy người này thức sự quá đáng thương cúi đầu xem xét ngoại trừ tay áo dính điểm bên ngoài những thứ khác nước bọt đều phun đến trên đồng hồ rồi khá tốt không phải cục đàm hơn nữa siêu cấp máy tính còn có thể không thấm nước nếu không chính mình khẳng định bị buồn nôn chết trần húc rút về rảnh tay nói ta hay vẫn là một người đi rửa a à, người về trước đi. Quản dịch cười khổ một tiếng, đều như vậy ta còn thế nào trở về? Thực xin lỗi hôm nay bởi vì chuyện của ta ảnh hưởng đến tâm tình của ngươi rồi. Một hồi ta thỉnh ngươi ăn khuya, xem như chịu nhận lỗi a. À. Trần Húc lúc này thời điểm có thể nói cái gì, Huống Chi cùng nghĩ nữ ăn khuya lại không để cho mình bỏ tiền cái này thật sự chưa tính là cái khổ sai sự tình, vì vậy tự gật đầu đã đáp ứng. Đi vào bên cạnh toilet, Trần Húc vốn là cầm giấy ăn đem tay áo bên trên cùng trên đồng hồ nước bọt đều lau khô kế tiếp lại rút ra một chương mới đích khăn tay dính điểm nước, cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy đồng hồ mặt ngoài. Bởi vì tuy nhiên siêu cấp máy tính là được xưng không thấm nước, nhưng dù sao hay vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thế nhưng mà ngay tại lau đồng hồ mặt ngoài thời điểm, Trần Húc đột nhiên thấy được thượng diện một chuyến văn tự. 5 giây về sau, Trần Húc nhanh chóng chạy ra khỏi toilet, giết tiến vào đệ tử hoạt động thất, hướng về phía vẫn còn dãy ruộng, chính bị một đám lũ ra xúc túm ra đi lưu lăng thiên hét lớn, bà mẹ nó. Ngươi có bệnh chó dại à tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm cây coca trợn mắt há hốc mồm quản dịch trợn mắt há hốc mồm liền lưu lăng thiên cũng trợn mắt há hốc mồm thật lâu lưu lăng thiên mới điên cuồng hét lên nói người mới bệnh chó dại cả nhà ngươi đều bệnh chó dại trần húc cảm giác mình đại nhân có đại lược không cùng thằng này không chấp nhận tận tình khuyên bảo nói ta nói người người này thế nào như vậy đâu này ngươi thật sự có bệnh chó dại tranh thủ thời gian đi bệnh viện điều tra thêm a T, cái này tất cả mọi người cảm thấy Trần Húc làm có chút quá không hiền hậu Người nói nhân ra không phải là nhổ ra người một miếng nước bọt nha Đó cũng là người trước tổn hại người ta Có tất yếu đuổi tận giết tuyệt hở Bây giờ lại hay vẫn là dùng loại độc chất này lưới công kích Ai, làm người muốn phúc hậu à Ngô Nguyên mấy người tới đem Trần Húc kéo qua một bên Nhỏ giọng nói lão Tam được rồi Xem thằng này cũng thật đáng thương Người cũng cũng đừng đuổi tận giết Việt rồi Lão Đồng cũng nói là à đúng vậy à được làm cho người chỗ tạm tha người nha, dù sao ngươi cũng không có gì tổn thất, cùng lắm thì đợi tí nữa mấy người chúng ta đi hắn dưới lầu đem hắn chắn lấy đánh dừng lại, một trầu. Tần tiểu ngạn cũng nói lão tam, làm người không muốn nhỏ mọn như vậy, người xem hắn cô nàng đều bị ngươi rót, cho nên hay vẫn là được rồi được rồi. Trần Húc giờ khóc giờ cười, các ngươi đều đã cho ta là ở mắng hắn. Tất cả mọi người dùng một loại rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem hắn, ánh mắt chính giữa ý tứ tự là, chẳng lẽ ngươi không phải sao, ta là nói thật, Trần Húc sắp khóc rồi, cùng Lưu Lăng Thiên nói, bạn thân, vừa rồi chuyện này tuy nói là ngươi làm không có phúc hậu, nhưng ta cũng không so đo với ngươi rồi. Bất quá ngươi thật sự có bệnh chó dại, hay vẫn là tranh thủ thời gian đi bệnh viện xem một chút đi. Ngươi có hết hay không à? Lưu Lăng Thiên phát điên, ta nhìn ngươi là bệnh tâm thần. Mở ra, lão tử không với ngươi cái bệnh tâm thần không chấp nhận. Không phải, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi thật sự có bệnh chó dại. Ngươi có bệnh tâm thần, không phải người thật sự có bệnh chó dại bệnh tâm thần bệnh chó dại bệnh tâm thần bệnh chó dại chấm hai tên ra hỏa thực cùng bệnh tâm thần tựa như nhao nhao cả buổi cuối cùng nhất bị người cho kéo ra rồi thẳng đến lưu lăng thiên một bên kêu to bệnh tâm thần biến mất tại tầm mắt chính giữa về sau trần húc lúc này mới giờ khóc giờ cười phát hiện chính mình vừa rồi đều làm cái gì à hắn vậy mà cùng lưu lăng thiên khiêu chiến một versus một câu mắng chửi như vậy người ta có thể tiến mới là lạ ngẫm lại mình ở nhiều người như vậy trước mặt thật xấu hổ chết người ta rồi, Trần Húc Tụ có chút tức giận cùng phiền muộn, nhưng nghĩ nghĩ cảm thấy hắn vẫn không thể đem Lưu Lăng Thiên vứt bỏ bỏ qua. Cũng không phải cái gì thâm cừu đại hận, đồng học tầm đó lẫn nhau mắng vài câu còn không phải chuyện rất bình thường. Cho nên Trần Húc Tụ tranh thủ thời gian hỏi Ngô Chữ, có Lưu Lăng Thiên điện thoại chưa? Ngô Chữ khinh bỉ nhìn hắn một cái, nói ngươi còn muốn gọi điện thoại đi mắng à? Trần Húc vừa định nói ta không phải mắng hắn, vừa nhìn thấy bên cạnh tiểu hoa cô nương đi ra trực tiếp đi tới cùng ngô chữ nũng nịu nói học trưởng à lần sau vũ hội ngươi còn muốn làm ta bạn nhảy à trần húc đã biết rõ ngô chữ làm gì vậy như vậy khinh bỉ chính mình rồi tại tiểu hoa cô nương vừa ý chính mình trước khi quay đầu bỏ chạy đầu cũng không dám hồi điện thoại của hắn ta có nhưng là ngươi quản dịch lúc này thời điểm cầm điện thoại đi tới nói hay là thôi đi trần húc đều muốn khóc lên ngươi cũng đã cho ta là muốn đi mắng hắn đó à được rồi người trước tiên đem mã số của hắn cho ta đi. N, còn ngươi nữa, về sau không có việc gì buổi tối gửi nhắn tin quấy rối ngươi. Quản dịch cười cười, báo ra hai cái dãy số sau nói, như thế nào, người thực không phải đang mắng hắn. Ta mắng hắn làm gì vậy à? Trần Húc vẻ mặt đau khổ, không có chút ý tứ. Ha ha, hơn nữa ngươi xem ta chính là như vậy lòng giả dạ hẹp hòi người sao? Ta đã nói với ngươi à, thực sự để ý đến hắn xa một chút, hắn tuyệt đối là bệnh chó dại. Đại khái là nghĩ tới Trần Húc Trần bán tiên danh hào, quản dịch cao mày nói, người có thể xác định sao? Đương nhiên có thể, Trần Húc rất khẳng định mà nói. Bởi vì bệnh chó dại là thông qua nước bọt truyền bá, lúc ấy thằng này một miếng nước bọt vừa lúc bị Trần Húc dùng tay cho chặt, nước bọt dính không ít tại siêu cấp máy tính biến thành trên đồng hồ, vì vậy đã bị đồng hồ phân tích đi ra, nước bọt chính giữa đựng bệnh chó dại độc. Ta bây giờ là tại cứu hắn, còn có thể cứu chữa hắn phòng ngủ lũ ra súc ta cũng không muốn chứng kiến hợp hiệp đại bộc phát bệnh chó dại giống như sinh hóa nguy cơ. Quản dịch cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, vừa rồi Lưu Lăng Thiên biểu hiện hoàn toàn chính xác không thế nào bình thường, nói khó nghe điểm thật đúng là tự cùng chó điên đồng dạng. Bất quá điều này cũng không có thể nói hắn phải bệnh chó dại à. Hơn nữa thật là bệnh chó dại phát tác, vậy thì không chỉ như vậy điểm biểu hiện. Chứng kiến quản dịch còn đang hoài nghi, Trần Húc chảo đầu nói tỉ tỉ, người không biết bệnh chó dại có thời kỳ ủ bệnh à bình thường thời điểm sẽ không như thế nào phát tác, nhưng là cảm xúc vừa lên đến, nói không chừng thì có loại này dấu hiệu rồi, ta đề nghị ngươi hay vẫn là gọi điện thoại cho hắn, hỏi một chút hắn gần đây có hay không bị chó cắn qua, nếu là thật bị cắn qua vậy thì nhất định là vậy rồi, tranh thủ thời gian tiến đưa bệnh viện đi. Quản dịch do so dự một chút, bấm lưu lăng thiên điện thoại, điện thoại vừa tiếng nổ một tiếng, bên kia tự truyền đến lưu lăng thiên vô cùng hưng phấn thanh âm, dịch, ngươi gọi điện thoại cho ta rồi hả? Trần Húc ở bên cạnh nghe lại một hồi ác hàn, còn dịch. Như vậy như vậy phim hàn làm gì vậy à? Nhớ năm đó xem vô cực thời điểm cảm giác nhất lôi chính là bọn họ há miệng chính là một cái chữ vương, lôi chết rồi. Quản dịch biểu lộ cũng có chút xấu hổ, suy nghĩ một chút mới lên tiếng, học trường, cái kia, ta chỉ là muốn hỏi một chút, người gần đây hoặc là mấy tháng trong vòng, có hay không bị chó cắn qua. Sau đó không có đi đánh chó dại vaccine phòng bệnh, điện thoại bên kia một hồi trầm mặc về sau, lưu lăng thiên thanh âm giống như thiên lôi đồng dạng nổ vang bất quá lúc này thời điểm quản dịch đã rất thông minh đưa di động theo trên lỗ tai lấy ra khoảng cách nhất định người vậy mà cũng đã cho ta là bệnh chó dại sao người cũng đã cho ta bị chó cắn sao người chính là như vậy nghĩ tới ta sao người cảm thấy ta hình như là chó điên sao quản dịch không đợi hắn nói xong theo như mất điện thoại ta sớm phải biết lúc này thời điểm hỏi hắn sẽ là kết quả này vậy làm sao bây giờ chân Húc có chút huệ oải rồi nếu không mặc kệ hắn rồi yêu chết thì chết đi, nhìn xem quản dịch xem ánh mắt của mình, Trần Húc càng uể oải, cái kia tỉ tỉ hả, người nói làm sao bây giờ. Nếu không ta mang mấy người làm bộ đánh chó đội đem tên kia trùy dừng lại, một chầu tiến đưa trong bệnh viện đây. Lời này vốn là cái vui đùa, nhưng Trần Húc đột nhiên con mắt sáng ngời, ô, đây thật là cái biện pháp tốt hả. Quản dịch dùng tay vịn đầu, đoán chừng là nghĩ thầm thằng này như thế nào như vậy không đến điều, sau đó nói người đừng làm rộn, hay vẫn là suy nghĩ thật kỹ biện pháp a à, nếu thật là bệnh chó dại vậy làm phiền có thể to lắm. Trần Húc là càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này tốt, vì vậy nói yên tâm, ta đi tìm vương đống lão đại, hắn tại trong học viện danh vọng cao, lại để cho hắn đi khuyên nhủ, nếu như không nghe, chúng ta sẽ đem đánh hắn một trận tiễn đưa bệnh viện đi. Quản dịch rất trực tiếp liếc mắt, nàng phát hiện mình trước sau như một tự nhận thông minh, nhưng căn bản đem cầm không được trước mắt cái này ra xúc mạch suy nghĩ. Như vậy đi, dù sao không vội ở cái này nhất thời, muốn không đợi hắn cảm xúc ổn định về sau ta tìm hắn nói chuyện, bằng không thì lại để cho hắn theo giúp ta đi nằm bệnh viện. Quản dịch nghĩ nghĩ nói, ta lại để cho hắn theo giúp ta đi, hắn có lẽ sẽ đi đấy. Không nên không nên, Trần Húc đầu lắc cùng chống bỏi giống như, tỷ tỷ ai, người ta đối với người đã hãm vô cùng thâm, hơn nữa thằng này rất tự kỳ, siêu cấp tự kỳ, cho điểm ánh mặt trời tựu sáng lạn bộ dạng. Cho nên người hay vẫn là để ý đến hắn xa một chút so sánh tốt, hơn nữa, người thế nào lừa gạt hắn đi bệnh viện à? nói ngươi đã có chứng kiến quản dịch trừng mắt tựu muốn đánh nhau trần húc vội vàng đem đầu con lại trở lại hắc hắc khai cái tiểu vui đùa mà thôi ta nói tỷ tỷ ai ngươi lừa gạt hắn đi bệnh viện lừa gạt hắn đi kiểm tra đơn giản tựu là dựa vào sắc dụ một chiêu này chiêu này không thể lại dùng rồi bằng không thì tiểu tử kia tựu thực sợ không đi ra rồi ta cảm thấy được hay vẫn là ta chiêu này có tác dụng đơn giản hơn nữa thuận tiện quản dịch nghiêng đầu vẻ mặt không tín nhiệm người không phải là muốn mượn cơ hội này kỳ thật chính thức mục đích là vì đánh hắn một trận A. Chấm, vương đống lão đại quả nhiên là đạt đến một trình độ nào đó, nghe Trần Húc nói về sau lập tức dẫn theo một đám người giết tới đây, tại đầu hành lang chứng kiến Trần Húc nói, ta nói Trần Húc à, người xác định không? Đây cũng không phải là việc nhỏ, là chuyện nhỏ ta còn tìm ngươi, Trần Húc trợn trắng mắt, ta trần bán tiên ngoại hiệu các ngươi đại tam, đại học năm ba cũng nghe nói chứ. Nào có nhìn lầm hay sao? Một hồi đi hắn phòng ngủ, nếu là hắn hảo môn hảo ngữ, ta đem hắn cực kỳ sinh tiến đưa bệnh viện đi, nếu là hắn không nghe lời ngươi tự dẫn người đi lên đánh, đánh phục mới thôi. Chi, Su, Omega Ang, dù sao một hồi muốn đưa bệnh viện, điểm hơn thương cũng không sao cả. Bất quá cẩn thận rồi, đừng để bên ngoài hắn cho cắn. Vương đống liếc mắt, nói nếu đi đánh cá nhân không có vấn đề gì, bất quá đều là bổn viện, hạ như vậy độc thủ không tốt. Không phải ta không tin được ngươi, nếu không ngươi cho ta cái này huynh đệ kiểm tra một chút, người nếu có thể tra ra hắn là bệnh gì ta cái này đi theo ngươi. Trần Húc hơi nghiêng đầu, chứng kiến chính là thiên tại đồn công an cửa ra vào cùng vương đống cùng một chỗ chính là cái kia gia súc, chỉ là sắc mặt của hắn giống như không thế nào tốt bộ dạng. Vì vậy Trần Húc làm bộ ở bộ ngực hắn sờ soạn thoáng một phát, sau đó nắm bắt hắn mạch đập, giả vờ giả vịt nhìn đồng hồ tay một chút tính theo thời gian. Kỳ thật chính là vì xem trên đồng hồ chữ, phần diễn làm đủ rồi, Trần Húc nói không có gì, vị này ca ca ngày hôm qua uống nhiều rượu quá a à đi rửa ruột rồi bất quá còn có chút dạ dày chảy máu uống nhiều điểm sữa bò được a à, vương đống bọn người con mắt đều mở to nói trần bán tiên quả nhiên danh bất hư truyền à trần húc cười hắc hắc nói hiện tại có thể tin tưởng ta đi à nha vương đống trùng trùng điệp điệp chửi thề một tiếng nói các huynh đệ thao ra hỏa chú ý một chút đừng bị cắn trần húc mang theo vương đống bọn người hảo hảo đáng đáng thẳng hướng lưu lăng thiên phòng ngủ nhắc tới cũng xảo thằng này phòng ngủ ngay tại Trần Húc trên lầu, đúng lúc là 307. Vì vậy Trần Húc ngấm lại cũng có chút sợ hãi nói muốn là lúc sau cái thằng chó này nhớ mối thù của ta thế nào xử lý. Hắn đều không cần xuống lầu, chỉ cần mỗi ngày tại trong phòng ngủ làm một bộ thứ tám bộ đồ tập thể dục theo đài, cái kia chúng ta trên trần nhà cho sẽ bá lạp bá lạp xuống mất. Quản dịch tại hắn phía sau lưng bên trên vỗ một cái giận đạo làm sao có thể đâu rồi, người muốn nói thật là đối với, người ta cảm kích người còn không kịp, như thế nào biết làm loại sự tình này chứng kiến yêu tinh kia Trần Húc cũng rất phiền muộn liếc mắt nói, tỷ tỷ à, nơi này là nam sinh phòng ngủ, bảo ngươi chớ vào đến ngươi thiên tiến đến, hơn nữa đến thì tới đi, còn mặc như vậy rêu rao hơn nữa như vậy phong cách được không nào. Ít xuất hiện ngươi hiểu không, chẳng lẽ ngươi muốn bị cái nào động dục ra xúc trực tiếp kéo vào phòng ngủ à. Quản dịch cùng Trần Húc nhận thức cũng có một hồi rồi, biết rõ thằng này miệng đầy nã pháo đức hạnh phun hắn một ngụm nói, ta làm sao có thời giờ thay quần áo hơn nữa ngươi cho rằng ta muốn vào đến nam sinh phòng ngủ cả đám đều cùng ổ heo giống như lại thúi như vậy chỉ là sự tình này cùng ta có quan hệ ta không đến xem hắn ta lo lắng nghe nói như thế trần húc lỗ tai tựu cúi xuống dưới nói tỉ tỉ à ngài muốn tiếp tục lại như vậy cái khắp nơi lưu tình pháp đoán chừng về sau không yên lòng nhất tựu là bạn trai ngươi rồi quản dịch hỏi vì cái gì trần húc tựu nói ngươi nhìn xem ngươi à một bộ ai đến cũng không có cực tuyệt bộ dạng đương nhiên ta không có ý tứ gì khác, có thể cảm giác người người này thật sự là quá tốt ở chung được điểm A. Người như vậy rất biết nói chuyện, người ta với người không có trò chuyện bên trên hai câu tựu dẫn người biết được mình rồi, nhiều hơn nữa trò chuyện cái vài câu tự không sai biệt lắm muốn thể không phải người không cưới rồi. Hơn nữa tỷ tỷ người trời sinh lớn lên một bộ trêu hoa gẹo nguyệt bộ dáng, người đây không phải lừa người sao. Chứng kiến quản dịch nắm bắt lỗ tai cẩn thận suy nghĩ bộ dạng, Trần Húc trong nội tâm kêu to đã xong đã xong, nữ nhân này nghĩ như thế nào sự tình bộ dạng đều như vậy kiều mị. Đi ở phía trước vương đống cũng nói, hoàn toàn chính xác, quản dịch ngươi người này rất dễ dàng cùng người khác chỗ đến, đây là ưu điểm nhưng cũng là khuyết điểm. Phải biết rằng hợp hiệp đại nam nữ sinh tỷ lệ là 5, 1, mỹ nữ cùng khủng long tỷ lệ là 15, 1, mà một cái tốt nói chuyện mỹ nữ tỷ lệ càng là không đến 45, 1. Đại danh của ngươi ngay cả ta cái này đại tam, đại học năm ba, dân pro đều nghe nói qua rồi, không ít gia súc đều nói với ta đặc thích ngươi như vậy đấy loại này ưa thích đoán chừng không cần mấy lần tiếp xúc sẽ biến chất rồi nói thật ta trước sau như một chán ghét có chút nữ hài từ tự, tự cho là mình rất đẹp do đó làm dáng nhưng đối với ngươi mà nói có đôi khi thật đúng là phải đem cái giá đỡ đầu bằng không thì tương lai có làm phiền ngươi thời điểm quản dịch lắc đầu kỳ thật ngươi nói những này ta cũng biết nhưng là ta không phải rất ưa thích như vậy nghe nàng nói như vậy mấy người đều thở dài nghĩ thầm hợp hiệp đại lũ gia súc về sau có tội bị thụ, có thể ngàn vạn không muốn quá tự mình đa tình, nhất là tại nơi này yêu tinh trước mặt. Một đám người giết đã đến 307 cửa phòng ngủ, Vương đống lại để cho mọi người ở bên ngoài trước chờ một chút, chính hắn gõ mở cửa đi vào, lại phát hiện Lưu Lăng Thiên căn bản không tại phòng ngủ. Mà trong phòng ngủ hôm nay chỉ còn lại một cái gia súc, bởi vì hiện tại thiên so sánh nhiệt, chính chỉ mặc cái quần tam giác nhỏ nằm trên giường vọc máy vi tính đây này chứng kiến vương đống đằng sau lại vẫn theo một mỹ nữ bị hù ngao một tiếng sói chu chạy trốn trở về vội vội vàng vàng mặc lên một cái đại quần cộc cùng tê xuất áo sơ mi lưu lăng thiên hắn không có trở lại à vừa rồi hắn gọi điện thoại bảo ta đi trường học tây môn uống rượu ta không có đi đấy vương đống cùng trần lúc bọn người liếc nhau cũng biết thằng này mượn rượu tiêu sầu đi đang định ly khai đi bên ngoài tìm hắn đột nhiên quản dịch hỏi vị niên trưởng này vậy người có phát hiện hay không lưu lăng thiên gần đây có cái gì không đúng địa phương không đúng cái kia gia súc gãi gái đầu nói không có à không có gì không đúng à có một điểm có chút không đúng hắn mấy ngày nay luôn cằn nhằn xì xào nói coi trọng đại nhất một mỹ nữ trời vừa tối tựu cho nàng gửi nhắn tin trần lúc bọn người là giả vờ giả vịt ho khan vài cái cố ý không nhìn tới có chút xấu hổ quản dịch vương đống hỏi trừ lần đó ra đâu này hắn gần đây có hay không bị chó cắn qua cái kia ra xúc cười cười nói vương đống lão đại, người sẽ không hoài nghi hắn được bệnh chó dại a à. Chứng kiến vương đống bọn người thần sắc nghiêm túc, cái kia ra xúc nụ cười trên mặt rất xuống, nuốt nhổ nước miếng nói lão đại ngươi đừng dọa ta, hắn sẽ không thực sự rồi. Cái kia a à, vương đống xem cái kia kinh sợ dạng xem thường nói, người sợ cái giám à, bệnh chó dại cũng sẽ không thông qua tiếp xúc lây bệnh. Cái kia ra xúc sắc mặt hơi tinh, có thể kế tiếp lại nhảy mắng, ngoá, Vấn đề là ngay tại hai ngày trước mấy người chúng ta xuống lầu chơi bóng, khi trở về trên người không mang tiễn liền mua một lọ nước khoáng, hắn uống rồi về sau ta đón lấy uống. Hội không có việc gì à? Ách, Trần Húc rất là thương cảm nhìn xem cái này sắc mặt đều có chút phát xanh đâu ra súc, vỗ vỗ bả vai hắn nói, học trường, cùng chúng ta cùng đi tìm Lưu Lăng Thiên A, đợi tí nữa các người cùng đi trong bệnh viện kiểm tra thoáng một phát tốt rồi. Cái kia ra súc hít hầu có chút co rúm, thật lâu mới nói, không biết à, không có nghe Lưu Lăng Thiên nói bị chó cắn qua à. Muốn nói hắn bị cắn, đó cũng là con thỏ cắn đó à. Con thỏ, cái kia ra súc gật gật đầu, nói viện y học không phải thường xuyên làm thí nghiệm sao. Cho nên trong phòng thí nghiệm có chuột bạch à, con thỏ à các loại. Ngày đó mấy người chúng ta đi ngang qua đào tạo thất, chứng kiến bên trong không có người. Ngược lại là mấy cái đại trong lồng đều là con thỏ. Tại là chúng ta liền chuẩn bị thuận tay trộm một chỉ mang đi ra ngoài, lại để cho cửa trường học tiệm cơm sư phụ cho cắt làm cải thiện cải thiện thức ăn trần húc cùng quản dịch nghe xong lời này cũng có chút bạo đổ mồ hôi trần húc nói các ngươi thực có can đảm à nghe nói những cái kia con thỏ đều là dùng để làm thí nghiệm đều là đánh cho dược các ngươi cũng dám ăn vụng lúc này vương đống vỗ vỗ hắn nói không có việc gì loại chuyện này ta cũng đã từng làm đánh qua dược con thỏ đều là làm xong thí nghiệm về sau đấy vì đây đủ thể hiện dược tính trước khi con thỏ đều là rất khỏe mạnh đấy hơn nữa coi như là y học hệ làm thí nghiệm cũng không quá đáng tự là đem con thỏ buộc đang thí nghiệm trên đài đánh lên thuốc tê, đón lấy giải phẩu nhìn xem thần kinh một loại, cho nên cho dù làm xong thí nghiệm sau đích con thỏ cũng không có việc gì, chiếu ăn không lầm. Đúng rồi, phòng thí nghiệm canh cổng cái kia lý lão đầu, mỗi lần đều đem làm xong thí nghiệm con thỏ thu về chính mình đốt lấy ăn, cái kia con thỏ đầu hầm cách hủy xúc có thể nói là hợp hiệp đại học nhất tuyệt à. Nghe nói như thế Trần Húc thì càng đổ mồ hôi rồi, hắn gần đây cho là mình đã so sánh âm u tà ác rồi, không nghĩ tới so về những này lớn tuổi gia súc hay vẫn là cặn bã à. Bất quá Trần Húc cũng có chút động tâm, tự nói đánh qua thuốc tê con thỏ ăn lấy cũng không có việc gì. Vương đống cười nói cái này cũng không nhất định, có đệ tử lần thứ nhất làm thí nghiệm, đánh thuốc tê thời điểm ở dưới phân lượng có chút nhiều. Nghe nói lần trước kiến công hệ mấy cái gia hỏa không cẩn thận trong màu, ăn vào loại này thuốc tê hơn con thỏ, kết quả một đám người chạy đi trong bệnh viện ở hai ngày. Bình thường trên căn bản là không có việc gì đấy, nói đến đây vương đống tự hỏi có phải hay không lưu lăng thiên trộm con thỏ thời điểm bị cắn cái kia gia xúc nói đúng vậy a à, lúc ấy chúng ta vụng trộm mở ra một cái lồng sắt lưu lăng thiên lá gan lớn nhất tựu lại để cho hắn tự tay đi vào chảo nhắc tới cũng kỳ quái những cái kia con thỏ bình thường rất dịu dàng ngoan ngoãn đã có thể hết lần này tới lần khác cái kia một cái lớn thỏ trắng giống như có chút nổi giận đồng dạng một ngụm tựu cắn đi lên lúc ấy còn thấy máu tại là chúng ta cũng không dám bắt nữa tựu quay đầu chạy quả nhiên là con thỏ nóng này cũng cắn người à. Vương Đống rất khinh bỉ nói, Ngoá, cho nên nói cái này là đại nhị, đại học năm 2 cùng đại tam, đại học năm 3, tranh lệch, chúng ta năm đó đều là trực tiếp dẫn theo lồng sắt chạy đấy, vì vậy Trần Húc bọn người lại là đổ mồ hôi thoáng một phát. Bất quá, Vương Đống gãi gãi đầu, con thỏ cũng có bệnh chó dại sao? Có, quản dịch nghĩ nghĩ nói, bệnh chó dại chỉ là một loại khái sưng, cũng không phải chỉ có cầu tài hội được loại này bệnh. Mèo, thối trồn sóc, chuột túi, hoán gấu còn có con thỏ cũng là mẫn cảm thể, hơn nữa con thỏ trước sau như một so sánh dịu dàng ngoan ngoãn, nếu như là cái loại này đặc cuồng bạo, dễ dàng công kích người, nói không chừng thật là được bệnh chó dại đấy. Là thế này phải không? Trần Húc bọn người nói không biết, chỉ biết là cầu thường thấy nhất, mèo cũng có nghe nói, có thể con thỏ dẫn theo bệnh chó dại còn đem người cho cắn lây bệnh rồi, cái này thật sự chính là lần đầu tiên nghe nói, đổi mà nói chi lưu lăng thiên thật đúng là rất suy đấy. Sự tình đến nơi đây không sai biệt lắm sẽ hiểu, Lưu Lăng Thiên không chừng thật đúng là bởi vì chuyện này bị lây bệnh bệnh chó dại, Vương Đống vừa vung tay lên nói các huynh đệ đánh tới Tây môn, Lưu Lăng Thiên phòng ngủ cái kia ra xúc tựu nói các lão đại chờ ta một chút, ta cũng muốn đi kiểm tra thoáng một phát. Dọc theo đường thời điểm cái kia ra xúc nghe nói dĩ nhiên là Trần Húc phát hiện, lại vừa nghe nói cái này niên đệ dĩ nhiên cũng làm là trong học viện Phong Vân Trần Bán Tiên, tại là một phát bắt được Trần Húc nói, lão đại à, ngươi cũng cho ta kiểm tra một chút đi. Trần Húc choáng luôn thoáng một phát hắn cũng không muốn quá phận bộc lộ ra năng lực của mình, bệnh chó giải loại vật này cùng bệnh bao tử các loại không giống với, nhất là tại thời kỳ ủ bệnh trong vòng rất khó phát hiện, trước khi Lưu Lăng Thiên là vì bề ngoài hiện ra nhất định được bệnh trạng, mà Vương Đống Đồng học bệnh bao tử cũng có thể thông qua xem mạch để giải thích, cho nên những năng lực này lộ thoáng một phát không sao cả, cùng lắm là bị người cho là mình y thuật cao siêu. Mà như nếu như đối phương nhà nhổ nước miếng có thể phân tích ra có hay không được bệnh chó dại, cái kia Trần Húc không sai biệt lắm có thể khẳng định, ngày mai một sáng sớm tin tức truyền đi về sau, viện y học viện trưởng chỉ sợ hội dẫn theo hai thanh giao phai tìm tin tức học viện viện lãnh đạo đến yếu nhân. Muốn nói Trần Húc có tức hay không lưu lăng thiên người kia, tuyệt đối hay vẫn là khí đấy. Bởi vì này ra hỏa cố tình gây sự không nói, còn nhổ ra chính mình một miếng nước bọt. Nhưng là nếu như gần kề bởi vì này dạng một cái nho nhỏ nguyên nhân để lại lấy người ta không cứu, loại chuyện này Trần Húc cũng làm không được. Trần Húc tuy nhiên theo không cho là mình là thánh nhân thương cảm chúng sinh, nhưng hắn cùng Lưu Lăng Thiên ân oán gần kề cũng chỉ là một chút mâu thuẫn nhỏ mà thôi, nam nhân ở giữa một sự tình căn bản không cần phải tính toán chi ly, một bên là nho nhỏ, không tính là ân oán một điểm mâu thuẫn, bên kia là một cái mạng, cái gì nhẹ cái gì nặng, cái này tự nhiên là rất dễ dàng lựa chọn đấy. Với tư cách nam tử hắn, nếu như điểm ấy lồng ngực đều không có, cái kia thật là sống vô dụng rồi. Trần Húc không thấy được, quản dịch nhìn xem ánh mắt của mình, cũng nhiều vài phần tán thưởng cùng thân cận. N, hắn hiện tại trong lòng đang suy nghĩ lấy, lồng ngực quy lồng ngực, ân oán hay là muốn rõ ràng, cái kia nhổ nước miếng ta nhớ kỹ rồi, một hồi trụy nện ngươi dừng lại, một trầu, ta tựu thanh toán xong. Trần hút một đám người hạo hạo đáng đáng giết hướng trường học Tây Môn. Tây Môn cũng không phải trường học cửa chính, ngoài cửa là một đầu quà vặt phố, trên cơ bản tự là nhằm vào hợp hiệp đại đệ tử, bên ngoài quà vặt rực rỡ muôn màu, hơn nữa đều sẽ kéo dài đến 11 giờ rưỡi. Trường học tắt đèn về sau mới có thể thu quán chờ Trần Húc bọn người ra Tây Môn về sau, rất nhanh tìm đến tại ven đường quán bán hàng bên trên uống rượu lưu lăng thiên bọn người, rất xa nhìn lại, người kia giống như uống có chút thượng cấp bộ dáng, bên cạnh hắn đồng học đều chú ý tới bên này, hắn vẫn còn lôi kéo người bên cạnh thì thầm không biết nói cái gì đó. Cái kia, vương đống lão đại, vương đống đích nhân duyên tại toàn bộ viện đều là tương đương tốt, người ta xem xét hắn tới mà ngay cả bể bộn đứng chào hỏi. Lưu Lăng Thiên mắt say lờ đờ mông lung nhìn sang, chứng kiến vương đống sau say cười nói ơ vương đống lão đại đã đến 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 ta thỉnh lão đại uống rượu lời còn chưa nói hết hắn tự chứng kiến bên cạnh trần húc sắc mặt lập tức tự là biến đổi vương đống nhìn xem lưu lăng thiên xoay đầu lại thấp giọng hỏi trần húc như thế nào ta nhìn hắn không có gì bất lương biểu hiện à tự là uống rượu khá hơn rồi điểm mà thôi trần húc khinh bỉ nói thời kỳ ủ bệnh hiểu không lúc trước hắn là cảm xúc không khống chế được cho ta xem ra đi một tí không ổn bệnh chó dại thực muốn phát tác cái kia còn dùng được chứ ta nói. Không gặp hắn một lọ một lọ rót lấy bia à, bệnh chó dại người sợ nước, còn dám uống rượu. Quản dịch cũng nói hắn hẳn là không có phát tác, thực phát tác chúng ta ai cũng cứu không được hắn. Bởi vì bệnh chó dại phát tác tỷ lệ tử vong là 100%. Mấy người chính ở chỗ này nhỏ giọng nghị luật, bên kia lại đột nhiên truyền ra, dầm ào ào, một tiếng miểng thủy tinh liệt thanh âm, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Quay đầu nhìn lại, Lưu Lăng Thiên đưa tay đem một cái chai rượu cho ngã, một chi tay cầm lấy bình rượu khẩu, một đầu khác thủy tinh giữ tợn vỡ vụn. Đối với Trần Húc Hô, MB, lão tử đang muốn tìm ngươi đây này. Hỏng bét, thằng này uống nhiều quá. Vương đống quát to một tiếng, đứng dậy ngăn tại Trần Húc trước mặt quát, Lưu Lăng Thiên người cái kẻ bất lực, đem bình rượu buông. Lưu Lăng Thiên thật là uống nhiều quá, vốn hắn sẽ đem Trần Húc coi như là mình tình địch, lại bị Trần Húc mắng là bệnh chó dại hoạn thật vất vả chứng kiến quản dịch vậy mà cho mình gọi điện thoại, tiếp về sau không nghĩ tới nàng cũng hỏi mình có hay không được bệnh chó dại. Cái này lại để cho người như thế nào chịu được, kỳ thật tại đây muốn nói một chút, rất nhiều người đối với bệnh chó dại vật này nhận thức không đủ. Nghe bệnh chó dại cái tên này, đại đa số người phản ứng đầu tiên tự là bị chó cắn mới có thể lây bệnh, mà một nhóm người cũng biết mèo cũng có thể lây bệnh bệnh chó dại. Có thể không biết là chuột túi, hoán gấu, thối trồn sóc, con thỏ, thậm chí là con rơi, đều là bệnh chó dại mẫn cảm thể. Kỳ thật Lưu Lăng Thiên nghe Trần Húc cùng quản dịch đều hỏi hắn có hay không bị chó cắn qua về sau, vô ý thức cũng sẽ biết hướng phương diện kia đi suy nghĩ một chút. Có thể hắn dù sao không có bị chó cắn qua, đối với mình bị con thỏ cắn một ngụm, khả năng rất nhiều người cũng cũng sẽ không như thế nào để ý đấy. Hôm nay Lưu Lăng Thiên uống rượu hơi nhiều, tăng thêm trong nội tâm chính khí lắm, lúc này thời điểm nhìn thấy Trần Húc còn không phải cử nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Dưới tình thế cấp bách tăng thêm rượu cồn thượng cấp, cái gì cũng mặc kệ, vậy mà cầm mở chai rượu đập vỡ, muốn chọc tới. Mọi người đều biết, bình rượu loại vật này có thể nổi tiếng tại Lưu Manh bảy loại vũ khí chính giữa, cái kia tự nhiên là có nhất định tính nguy hiểm đấy. Nhất là ném vụn chai bia, cái kia đầy thủy tinh cặn bã không thua gì dao găm, thật sự thoáng một phát chọc tại trên thân người, sợ là có thể muốn mất đối phương nửa cái mạng nhỏ. Vương Đống xem xét đã biết rõ Lưu Lăng Thiên khẳng định uống nhiều quá bởi vì người bình thường cho dù động thủ cũng không thể dùng nguy hiểm như vậy đồ vật, dám dùng loại này nguy hiểm thứ đồ vật, khẳng định đều là đã không đi sau khi tự hỏi quả cái chủng loại kia trạng thái. Chứng kiến vương đống không chút do so giữ ngăn cản tại chính mình trước người, Trần Húc trong nội tâm một hồi cảm động, nghĩ thầm vương đống lão đại tại hệ bên trong hô phong hoán vũ, nhân duyên vô cùng tốt không phải là không có lý do. Hiện tại có bao nhiêu người còn có thể như hắn như vậy không chút do so dự vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Huống chi, Trần Húc cảm thấy trước đó hắn cùng vương đống quan hệ cũng gần kề chỉ là bình thường học trưởng niên đệ nhưng là đêm nay về sau cái kia chính là huynh đệ vương đống lão đại không có việc gì ngươi để cho ta tới trần húc đem quản dịch kéo đến phía sau mình đi tới nói lưu lăng thiên ta không phải đến với ngươi cãi nhau ngươi cũng đừng kích động như vậy vương đống từng thanh trần húc đổ lên đằng sau hướng về phía lưu lăng thiên hô ngươi cái đổ chó hoang vội vàng đem bình rượu buông nghe được chưa tiểu tử ngươi hôm nay uống nhiều quá không có yên lòng rồi. Ta khuyên ngươi tại không có tạo thành sai lầm trước khi vội vàng đem bình rượu buông. Mẹ nó bước qua chứ, ngươi liền lão tử cũng không nghe sao. Vương đống ngày bình thường hay vẫn là vô cùng có uy tín, lưu lăng thiên tay run lên, sau khi thấy mặt bởi vì khẩn trương mà lôi kéo trần húc tay quản dịch, lòng đố kỵ lần nữa nốt kêu lên, vương đống lão đại, hôm nay việc này với ngươi không có sao. Ngươi mở ra, hôm nay ta sẽ tới cùng hắn một lần, nếu đắc tội ngươi lão đại, ngày mai ta tự mình cho ngài bồi tử nhận lầm thực đã xảy ra chuyện còn nhận thức cái dám sai. Vương đống lại là tức giận lại là buồn cười, bất quá hắn kinh nghiệm loại chuyện này tương đối nhiều, hiện tại cũng suy nghĩ cẩn thận rồi. Lưu Lăng Thiên cũng chưa chắc tự là muốn dùng cái này phá bình rượu chọc trần hút thoáng một phát, nói không chừng tự là muốn dẫn theo bình rượu lộ ra có khí thế một ít. Nhưng vấn đề là vật kia quá mức nguy hiểm, trên cơ bản cùng kim cô bổng tựa như kể đến sẽ chết sát đến tự thương, hiện tại thằng này cảm xúc cực không ổn định, loại chuyện này không thể không khả năng phát sinh. Quản dịch hiện tại cũng ở phía sau gấp đến độ một đầu hỏa, nàng cảm giác mình ngày bình thường biểu hiện trước sau như một thông minh, nhưng gặp loại chuyện này vậy mà không thể tưởng được cái gì càng hữu hiệu phương pháp, nhất là hiện tại nàng cũng không thể đứng ra, nếu không nhất định sẽ càng kích thích đến đối phương. Bất quá nữ nhân này dù sao cũng là thuộc về yêu tinh cấp bậc, con người đảo một vòng tựu kéo qua Trần Húc, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng đích nói mấy câu. Động tác này người ở bên ngoài xem ra cũng rất mập mờ rồi, nhất là Lưu Lăng Thiên vẫn đang ngó chừng bọn hắn xem, chứng kiến hai người như thế thân mật, càng là khí ghen ghét dữ dội, có thể hắn vừa cử động mở chai rượu còn chưa kịp mở miệng, Trần Húc tự đoạt trước một bước đứng dậy, bệnh chó dại, nói thật, lão tử đều cảm thấy ngươi mất mặt. Thốt ra lời này, Vương Đống đều sửng sốt một chút, kéo Trần Húc một bả nói ngươi không sao chớ, hiện tại chớ chọc nộ hắn rồi. Trần Húc khoát khoát tay ý bảo Vương Đống không chỉ nói lời nói, lúc này thời điểm quản dịch cũng ở phía sau kéo hắn thoáng một phát, Vương Đống một bụng nghi vấn cũng không nên hỏi, chỉ phải tạm thời đứng ở một bên không nói. Trần Húc chém xéo mắt rất khinh bỉ nhìn xem Lưu Lăng Thiên, không trách lão tử nói ngươi là bệnh chó dại, con mẹ nó ngươi tự cùng chó điên đồng dạng. Ta nếu nữ nhân cũng sẽ không thích loại người như ngươi kẻ bất lực đấy. Lưu Lăng Thiên khí toàn thân phát run, ngươi nói ai là kẻ bất lực? Ngươi nói ai là chó điên? Ai con mẹ nó không có can đảm tử cầm cái bình rượu cho mình tăng thêm lòng dũng cảm người đó là kẻ bất lực, chó điên. Trần Húc rất khinh bỉ nhìn xem hắn, có bản lĩnh tới, cùng ta một versus một solo, ở chỗ này lại nhảy mượn rượu tiêu sầu, ngươi cho rằng ngươi là dương quá hay vẫn là lý tầm hoan à. Có bản lĩnh, tới, ta dùng nắm đấm nói chuyện, đừng nhìn ngươi là đại nhị đại học năm 2, đồng dạng đánh ngươi răng rơi đầy đất. Nói đến đây vương đống bọn người minh bạch trần húc ý tứ, trong nội tâm cũng gọi một câu cao à. Hiện tại Lưu Lăng Thiên cũng là bởi vì trong tay nói ra cái chai rượu lại để cho người sợ ném chuột vỡ bình, chỉ cần hắn đem hung khí buông xuống hắn tựu là một bàn đồ ăn à một đám người một người một miếng nước bọt cũng dìm nó chết rồi. Vương Đống quay đầu lại chứng kiến quản dịch trong ánh mắt mang theo dáng tươi cười, tự biết chắc là yêu tinh kia ra chủ ý, nhịn không được dùng mình một cái. Quả nhiên, Lưu Lăng Thiên bị Trần Húc liên tục mấy câu khí mặt đều có chút thanh rồi, nắm bắt bình rượu tay đã ở một cái kính run rẩy. Trần Húc rèn sắt khi còn nóng mắng, đến đến, là đàn ông hiện tại sẽ tới, người nếu không đến về sau đừng nói là chính mình là mang đem đấy. Đến sẽ tới, lưu lăng thiên rốt cục chịu không được loại này khích tướng rồi đem bình rượu hướng trên mặt đất một ném một tiếng ẩm vang nổ mạnh nhưng là người chung quanh đều xem trong nội tâm buông lỏng nghĩ thầm thằng này không có bình rượu tựu không cần phải sợ vương đống mấy người đều chuẩn bị sẵn sàng nhào tới rồi có thể lưu lăng thiên đi tới hai bước đi ngang qua quán bán hàng sạp hàng thời điểm liếc chứng kiến đồ ăn quán trên thất phóng giao phay vậy mà thò tay tựu để đi qua mắng được a à. may li à ngươi mang đem đấy vậy ngươi tự đứng chỗ đó đừng nhúc nhích, ta tới chém ngươi mấy đao thử xem. Ta hôm nay nếu không đem ngươi một chi móng vuốt thao xuống, ta là ngươi dưỡng đấy. Một đám người thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, vương đống gấp đến độ đã sông lên rồi, có thể lúc này thời điểm lưu lăng thiên đi đến trước một bước, lại không nghĩ rằng một cước dẫm lên một khối vỏ dưa hấu, thân thể đi phía trước một nghiêng, cứ như vậy vung vẩy lấy đao hướng phía trần hút bổ tới. Cái này có thể thật sự đem tất cả mọi người hù chết, quản dịch thậm chí tiêm kêu ra tiếng, nhưng vào lúc này, Trần Húc không chút hoang mang hướng bên cạnh lóe lên, khuỷu tay phải đuổi kịp một tiếng đưa, vừa vặn đón nhận Lưu Lăng Thiên Yết Hầu. Yết Hầu là nhân thể yếu ớt nhất địa phương, mà khuỷu tay thì là cứng nhất đích địa phương. Lần này va chạm, Lưu Lăng Thiên đau nhức trong tay đau cũng bắt không được rồi, keng một tiếng rơi trên mặt đất, mà thân thể cũng lập tức đã mất đi cân đối. Trần Húc lại đuổi kịp, tay trái đối với Lưu Lăng Thiên bụng hung hăng một quyền, cái này hai cái động tác nhanh như tia chớp, người bên ngoài đều cảm giác thấy hoa mắt về sau, liền phát hiện lưu lăng thiên đã ở nằm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm phun bia audio điện tử võ tấn bền trần húc bọn người ba chân bốn càng cả ngăn cản xe taxi đem lưu lăng thiên đưa đến bệnh viện xuống xe đến trong bệnh viện về sau bác sĩ chứng kiến lưu lăng thiên mùi rượu ngút trời hơn nữa một cái kính nhả à nhả lúc ấy còn tưởng rằng hắn rượu cồn trúng độc ý định bắt hắn cho ném vào đi rửa ruột đâu rồi có thể bị trần húc ngăn cản hiện tại đã là 9 giờ tối nhiều hơn, bệnh viện trên cơ bản cũng tan tầm rồi. Lưu lại cái này trách nhiệm bác sĩ đúng lúc là Trần Húc người quen. Cùng Trần Húc bái kiến hai lần, lần thứ nhất tiến đưa Ngô Trung đến, lần thứ hai tiến đưa Ngô Nguyên đến, đều có cái này người trẻ tuổi bác sĩ ở đây. Thầy thuốc kia họ Vương, vì vậy người ta đều xưng hô hắn là bên cạnh Tiểu Vương, Tiểu Vương đồng chí chứng kiến Trần Húc cũng vui vẻ rồi. Bất quá nghe xong Trần Húc giải thích sự tình về sau tự vui cười không đi lên, nói tranh thủ thời gian, lấy điểm nước bọt đi kiểm tra thoáng một phát. Kiểm tra trong khoảng thời gian này, Lưu Lăng Thiên cũng hồi phục xong, bị vương đống mấy người án lấy không thể động, cho nên hắn tự dùng một loại tràn ngập lửa giận ánh mắt chằm chằm vào Trần Húc, bất qua Trần Húc cũng không sao cả, đánh ngáp rũi rũi người, lại cùng bên cạnh quản dịch đàm tiếu vài câu, một bộ việc không liên quan đến mình thái độ, đây càng lại để cho Lưu Lăng Thiên hận không thể trực tiếp chém chết người này rồi. Hơn 10, sau về sau, tiểu vương bác sĩ đi ra, lưu lăng thiên lạnh lùng mà cười cười khiêu khích thức nhìn xem trần húc ý tứ tự là được a à, người không phải một mực nói ta bệnh chó dại sao cái kia nhìn xem kết quả tốt rồi nhưng là rất nhanh lưu lăng thiên nụ cười trên mặt thời gian dần trôi qua động lại bởi vì chung quanh tất cả mọi người trầm mặc lại tất cả mọi người thấy được tiểu vương bác sĩ thần sắc trên mặt ngưng trọng vương đống liền vội vàng hỏi bác sĩ hắn sẽ không thật sự có sự tình a à? tiểu vương bác sĩ sắc mặt trầm trọng đối với lưu lăng thiên nói vị bạn học này người tốt nhất đem người ra trưởng hô tới đây một chút. Những lời này thanh âm cũng không tính đại, nhưng là giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Lưu Lăng Thiên trên mặt biểu lộ lập tức động lại, cả người giống như bị sấm đánh trong đồng dạng, khuôn mặt lập tức biến thành trắng bệch vô cùng. Toàn thân giống như suốt đồng dạng, nếu như không phải vương đống tức thời diều hắn thoáng một phát, hắn chỉ sợ liền ghế đều ngồi không yên. Như thế nào hội, làm sao lại như vậy? Lưu Lăng Thiên cái này lúc sau đã bất chấp Trần Húc rồi giống như cái bất lực hài nhi đồng dạng thì thảo cường điệu phục mấy câu nói đó, vương đống liền vội vàng hỏi, bác sĩ, có lẽ không có chuyện gì a à? Đánh một châm chó dại vaccine phòng bệnh chẳng phải đi có thể giải quyết sao? Tiểu vương bác sĩ rất giống khinh bỉ cái này không có điểm thưởng thức ra hỏa, nhưng cân nhắc đến hào khí không đúng, vì vậy bình tĩnh giải thích nói, chó dại vaccine phòng bệnh tác dụng gần kề chỉ là đối với vừa bị động vật cắn thương, virus còn chưa tiến vào nhân thể lúc hữu hiệu. Có thể virus một khi tiến vào nhân thể về sau truyền bá lây.